ầm ầm trên bầu trời huyết sắc kiếp vân ngày càng nhiều tầng mây cũng càng ngày càng dày thực vốn chỉ là vài trăm mét độ dày nhưng là theo thời gian trôi qua đã đạt đến mấy vạn mét độ dày cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khổng lồ huyết sắc đám mây như là thủy ngân bình thường bắt đầu khởi động không ngừng lăn mình phản phất là cự long xoay người dùng hạ bình thân thể làm trung tâm trên bầu trời huyết sắc đám mây tạo thành cực lớn vòng xoáy không ngừng xoay tròn phản phất đem cái này phiến thiên không đều hóa thành hắc động không vệ hết thảy sở hữu tất cả thâm nguyên yêu ma đều có thể cảm giác đến cái kia vòng xoáy ở trong chỗ sâu đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào thiên kiếp chi lực khắp bầu trời giờ phút này đều đã nứt ra xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt những này vết nứt câu thông thứ nguyên ở trong chỗ sâu khổng lồ kiếp nạn chi lực theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu tuôn ra mỗi một đạo bầu trời vết nứt đều dài đến mấy ngàn km tự hồ đem bầu trời đều xé vỡ thành hai mảnh giống như vô cùng làm cho người ta sợ hãi thật sự là đáng sợ thiên kiếp tiên hồng chi lôi chỉ là tại quan sát đều là cảm thấy kinh hồn tán đảm. Có yêu ma cảm khái nói, nhìn xem trên không trung kiếp vân hội tụ. Cũng không biết kia nhân loại đến tột cùng là ta đã làm gì, rõ ràng dẫn phát thiên kiếp, đoán chừng coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu ma, đều dẫn phát không được khủng bố như vậy thiên kiếp. Ai biết kia nhân loại làm cái gì, tóm lại cái này nhân loại chết chắc rồi, căn bản không cần chúng ta động thủ, trực tiếp cũng sẽ bị tiên hồng chi lôi cho tư sống đánh chết, hóa thành tro bụi. Nói đúng, may mắn không phải tại nhầm vào chúng ta, nếu không chúng ta cũng nguy hiểm. Ha ha, lại để cho tiểu tử kia hung hăng càng quấy, vẫn còn chúng ta diễu võ dương oai, nói chúng ta là kém cỏi nhất một lần yêu ma, hiện tại hỏng bét đi à nha, cho nên người không thể tùy tiện nói lung tung, nếu không sẽ gặp đến thiên phạt đấy. Phần đông yêu ma nghị luận nhau nhau, đều là may mắn không thôi, may mắn cái kia tiên hồng chi lôi nhầm vào chính là cái kia đáng chết nhân loại, bằng không mà nói chúng cũng lành ít dữ nhiều. Đồng thời chúng cũng nhìn có chút hả hê, cam tâm tình nguyện nhìn xem cái này nhân loại không may đợi một chút có điểm gì là lạ kia nhân loại muốn làm gì hắn hướng phía chúng ta bên này bay tới rồi có yêu ma lập tức chú ý tới kia nhân loại hành động rất nhanh tự cảnh giác lên không biết tiểu tử kia muốn làm cái gì không ít yêu ma cũng là chú ý tới loại tình huống này thậm chí chúng đều phát hiện theo kia nhân loại di động tựa hồ khổng lồ huyết sắc kiếp vân đã ở chậm rãi di động như bóng với hình loại tình huống này lập tức dọa được chúng hồn phi phách tán trong lòng run sợ ẩn ẩn không ổn đứng lại nhân loại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nơi này là chúng ta yêu ma khu vực, là cấm khu, nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta lập tức đem ngươi đánh diệt. Có thâm nguyên yêu ma gầm lên một tiếng, lớn tiếng quát dừng lại hạ bình hành động. Yêu ma huynh đệ, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi, cái gọi là tứ hải ở trong đều huynh đệ, huynh đệ gặp nạn, bác phương viện trợ. Hạ bình kêu la nói, ta muốn mời chư vị giúp ta vượt qua lần này thiên kiếp, các loại sau khi chuyện thành công, ta tất có chỗ báo độ ngư tê liệt, lăng, ngựa không dừng vó cút cho ta. Đã sớm biết rõ cái này vô sĩ nhân loại bất an hảo tâm, còn muốn cho chúng ta giúp hắn vượt qua thiên kiếp, ngươi như thế nào không ăn xít. Chúng ta thế nhưng mà thâm viên yêu ma, cùng nhân loại là tử địch, làm sao có thể sẽ giúp ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Còn nói tứ hải ở trong đều huynh đệ, vừa rồi giết chúng ta thâm viên yêu ma thời điểm thế nào đừng nói là huynh đệ, hiện tại gặp, lọc vào thiên phạt rồi, tự muốn nhận thức chúng ta làm huynh đệ cảm tình cái này huynh đệ tự là ở sau lưng chọc đau hay sao đã biết rõ nhân loại mỗi người âm hiểm độc ác không nghĩ tới như vậy không có da không mặt mũi loại lời này đều nói được còn nói các loại sau khi chuyện thành công tất có chỗ báo báo đại gia mày thật sự giúp ngươi vượt qua thiên kiếp chúng ta sẽ chết được thất thất bát bát rồi ở đâu còn có cái gì yêu ma có thế yêu cầu hồi báo vô sĩ nhân loại lập tức cho chúng ta xéo đi không nên ở chỗ này gây sự nếu không thiên kiếp còn chưa tới chúng ta tự đầu tiên giết chết ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng tự lầm. Phần đông thâm nguyên yêu ma chửi ầm lên, nước bọt bay tứ tung. Chúng coi như là dùng đầu gối để suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ không đáp ứng cái này nhân loại vô sĩ yêu cầu. Nói như vậy mà nói, vậy không có nói chuyện. Làm gì tuyệt tình như vậy, cái gọi là nhiều bằng hữu là hơn đầu đường ra, có ta bằng hữu như vậy, ngày sau bảo vệ các ngươi thăng chức rất nhanh. Hạ Bình giang tay ra, còn muốn nói chuyện. Nhưng là đúng vào lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời màu đỏ kiếp vân đã kìm nén không được rồi, khổng lồ kiếp nạn chi lực, lôi đình chi lực đã đạt đến điểm tới hạn. Quanh. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời, cái kia chỗ màu đỏ vòng xoáy, ngàn vạn đạo màu đỏ tươi lôi đình từ trên cao rơi xuống dưới ra, bao trùm phương viên 3.000 km. Mỗi một đạo màu đỏ tươi lôi đình đều có một cây trăm năm đại thụ lớn nhỏ, như là dao long quấn quanh, gào thét rung động, tê liệt hư không, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Chỉ là như vậy một đạo màu đỏ lôi đình năng lượng, có thể dễ dàng xuyên thủng một khỏa tinh cầu. Thiên địa pháp tướng thao thiết. Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một thiên địa pháp tướng kiên quyết ngoi lên mà ra, hóa thành một thao thiết, mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem anh kích tại thân thể của hắn bốn phía màu đỏ lôi đình cho nuốt mất. Lập tức, mấy trăm đạo màu đỏ lôi đình tại thao thiết thứ nguyên nội bộ chính giữa không ngừng tàn sát bừa bãi, như là giao long khắp nơi đi loạn, sinh ra khủng bố chấn động tiếng vang, bộc phát ra cường hoành sông tới lực lượng nhưng là tại thao thiết lực lượng phía dưới, căn bản không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở về sau, những này màu đỏ lôi đình lập tức đã bị thao thiết cho thôn vệ hấp thu luyện hóa. Hô! Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể trào vào một cổ khổng lồ lôi đình tinh hoa, đều là tới từ ở tiên hồng chi lôi năng lượng, vô số thật nhỏ lôi đình trong người du đảng, đùng đùng không dứt trung động. Đồng thời cổ này lôi đình tinh hoa trào vào ý thức hải ở trong chỗ sâu một thiên địa pháp tướng quỳ ngưu chính giữa. Mà quỳ ngưu thân hình hấp thu những này lôi đình năng lượng về sau, tự hồ trở nên càng thêm ngưng thực rồi, bên ngoài cơ thể cũng hiện lên một ít màu đỏ phù văn, tự hồ có tiên hồng chi lôi tại quỳ ngưu trong cơ thể bốn phía du đảng. Nhưng là tại hạ bình phụ cận một đám thâm viên yêu ma vận khí tựu không có tốt như vậy, chúng không có hạ bình cường hoành như vậy thực lực, cũng không tin thông thao thiết thôn vệ thần thông, thậm chí tốc độ đều không khoái, căn bản không kịp né tránh. Kết quả chúng tự đứng tại nguyên chỗ, vào đầu tự bị từng đạo tiên hồng chi lôi oanh kích. A. À, một tôn thâm viên yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, chúng rốt cục có thể cảm nhận được tiên hồng chi lôi khủng bố chỗ rồi, cái này là chính thức thiên kiếp chi lôi. Đem làm tiên hồng chi lôi xâm nhập thân thể của bọn nó, chúng cho rằng tự hào cường đại thân hình căn bản không làm nên chuyện gì, bị dễ dàng xuyên thủng, lập tức tự lan tràn toàn thân. Đồng thời tiên hồng chi lôi ẩn chứa thiên phạt chi lực, đối với chúng trong cơ thể vực sâu ma khí mà nói, quả thực tựu là thiên đại khắc tinh. Đi vào trong đó, chúng trong cơ thể khổng lồ vực sâu ma khí, nhao nhao tan rã. Nhưng là vực sâu ma khí là thâm viên yêu ma dựa vào sinh tồn căn bản, như là bổn nguyên năng lượng giống như, hiện tại rõ ràng bị tiên hồng chi lôi mất đi, không thua gì có người cầm cây đao tại trên người mình cắt thịt, hơn nữa còn là từng khối cắt bỏ. Như vậy đau đớn, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra. Quanh Trong khoảnh khắc, tự có mấy trăm đầu lôi kiếp thâm viên yêu ma bị tại chỗ diệt sát, tan thành mây khói. Nhân loại, người mới là ma có thâm nguyên yêu ma chửi ầm lên, tại chỗ chọc tức, hận không thể lập tức đem hạ bình bầm thay vạn đoạn, rút gân lột da. Chúng xem như minh bạch cái này đáng chết nhân loại bỗng nhiên tầm đó tới gần, mục đích đúng là vì để cho chúng cùng một chỗ gánh vác thiên kiếp áp lực, khiến chúng nó cũng bao trùm tại thiên kiếp phạm vi chính giữa. Bởi vì chúng là thâm nguyên yêu ma, trong cơ thể ẩn chứa thuần âm ma khí, mà thiên kiếp ẩn chứa thuần dương cướp khí, song phương bản thân tựu là tương sinh tương khắc, giúp nhau hấp dẫn tồn tại. Đơn giản mà nói, chúng tự tương đương với cột thu lôi nếu như hạ bình không phải người đổ kiếp lời mà nói chỉ sợ thiên kiếp xuất hiện đầu tiên tự là đem chúng đánh chết dù cho hiện tại hắn là đổ kiếp người nhưng là lôi đình đáp xuống thời điểm bộ phận lôi kiếp cũng sẽ bất tri bất giác đã bị thâm viên yêu ma đám bọn chúng hấp dẫn bổ về phía chúng vậy thì theo vô hình tầm đó chúng đã giúp trợ rồi hạ bình gánh vác một bộ phận kiếp nạn chi lực không hề nghi ngờ cái thằng chó này nhân loại tự là ý định khiến chúng nó làm người chết thế nói không chừng cái này nhân loại bỗng nhiên tầm đó tiến vào thâm viên thế giới, trả lại đến chúng đại bản doanh trong đó, lúc trước mục đích đúng là muốn tìm chúng thâm viên yêu ma đem làm đệm lưng đấy. Hèn hạ nhân loại vô sĩ, lại muốn kéo chúng ta đem làm đệm lưng đấy, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ. Thâm viên yêu ma đều không có ngươi hèn hạ như vậy, không có ngươi như vậy âm hiểm, không có ngươi như vậy không mặt mũi không có da. Thân là một nhân tộc đại năng, ngươi rõ ràng làm ra việc này, ngươi còn có lương tâm sao? Nếu chúng ta bị ngươi hại chết, chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, trở thành oán linh, cũng muốn theo địa ngục ở trong chỗ sâu leo ra, tìm ngươi cái thằng chó này báo thù rửa hận. Phần đông thâm viên yêu ma chửi ầm lên, chúng đối với Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm, nếu có cơ hội lời nói, chúng hiện tại hận không thể lập tức đem cái này đáng chết nhân loại triệt để xé nát rồi. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hạ Bình vẽ mặt trách trời thương dân, các ngươi hiện tại còn sống thật sự còn sống, các ngươi hiện tại chết rồi tựu là thật đã chết rồi sao? Các ngươi tại sao lại có thể biết hiện tại chết rồi, không phải một đoạn tân sinh bắt đầu? Những cái kia yêu ma huynh đệ thoạt nhìn là bị lôi kiếp đánh chết rồi, nhưng là trên thực tế chúng chỉ là trở về đến rồi vũ trụ hư không ôm ấp, cùng đợi tiếp theo đoàn tân sinh bắt đầu. Ta làm như vậy, cũng cũng không hại chết chúng, chỉ là bỏ đi mất chúng một đoạn tân sinh, một lần một lần nữa bắt đầu lựa chọn, các ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu này. Chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không thấu sinh tử sao? Trên người hắn tản mát ra vô cùng Phật quang. Cách ra trí tuệ hào quang, có loại phổ độ chúng sinh hương vị. Bà mẹ nó, lão tử hiện tại không còn sống, chẳng lẽ là chết rồi hả? Đậu xanh rau má, cái này nhân loại miệng quả thực có thể đem hắc nói thành bạch, sắp chết nói thành sinh. Ha ha, nói như vậy chúng ta còn phải cảm kích ngươi để cho chúng ta đi chết rồi hả? Trở về vũ trụ hư không ôm ấp, ngươi thế nào tự không trở về? Xem ngươi tê liệt, con chó nhân loại, lão tử vậy thì tiễn đưa ngươi một đoạn tân sinh. Một đám thâm viên yêu ma lập tức chọc tức, rõ ràng tựu là hại chết chúng rất nhiều yêu ma huynh đệ, thế nhưng mà tại đây nhân loại trong mồm lại không phải hại chết, mà là đưa tặng một đoạn tân sinh. Vừa nói như vậy, những cái kia chết mất yêu ma huynh đệ còn phải cảm kích hắn, chúng tựu chưa thấy qua vô sĩ đến loại tình trạng này nhân loại. Lập tức, không ít thâm nguyên yêu ma tựu nổi giận, xông đi lên muốn đem hạ bình cho xé nát. Nhưng là chúng mới vừa vặn tiến lên một bước, trên bầu trời tiên hồng chi lôi lần nữa hạ xuống tới, thậm chí lúc này đây so sánh với một lần khủng bố rồi trọn vẹn gấp đôi, bao trùm phạm vi mở rộng gấp đôi, bao trùm phương viên 6.000 km. Lôi đình số lượng cũng tăng nhiều gấp đôi, một lần hạ xuống rồi hai vạn đạo tiên hồng chi lôi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Bởi vì lần này Hạ Bình đã gặp phải 81 trọng lôi kiếp, mỗi một trọng lôi kiếp đều so sánh với nhất trọng khủng bố, đạt tới thứ 81 trọng lôi kiếp thời điểm, cái loại này uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Đông đông đông. Những cái, kia ý đồ tới gần Hạ Bình mấy ngàn đầu thâm viên yêu ma, chúng còn không biết phát sinh chuyện gì, khoáng cái đã bị những này tiên hồng chi lôi cho đánh trúng, như là đắm chìm trong lôi hải bên trong. A a a. Chúng cũng nhịn không được nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, khủng bố tiên hồng chi lôi xâm lấn thân thể của bọn nó. Trong khoảnh khắc, những này thân miên yêu ma đã bị toàn bộ diệt sát rồi, hóa thành một đoàn tro tàn. Mà Hạ Bình vẫn là lông tóc không tổn hao gì đứng tại lôi đình trong hải dương, thậm chí bởi vì cắn nuốt một bộ phận lôi đình tinh hoa, hắn khí tức trên thân cũng cường đại rồi từng chút một, trong cơ thể chạy lấy vô số lôi xà, Nhìn xem Y Nguyên khí định thần nhàn hạ bình, phần Đông Thâm Nguyên yêu ma chọc giận gần chết. Rõ ràng cái thiên kiếp này là nhằm vào cái này đáng chết nhân loại, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng mà chúng những này Thâm Nguyên yêu ma lại tổn thất thảm trọng, chết rồi không biết bao nhiêu. Chuyện như vậy, khiến chúng nó càng cho hơi vào phẫn khó điền, đối với Hạ Bình hận đến muốn chết. Nhưng bây giờ chúng cũng tới không kịp hóa mã cái này vô sĩ nhân loại rồi, bởi vì chúng rõ ràng cảm giác đến vòng tiếp theo lôi kiếp lần nữa hàng lâm xuống chính giữa cơ hồ không có bất kỳ khe hở thời gian. Lui lại, lập tức lui lại, không nên cùng cái này nhân loại dây dưa. Nói không sai, thiên kiếp là nhằm vào cái này đáng chết nhân loại, chỉ cần chúng ta chạy ra thiên kiếp trong phạm vi, tiểu tử này tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị thiên kiếp tư sống đánh chết, chết không toàn thay. Đúng, chúng ta không cần phải cùng hắn cùng chết đến cùng, một người chết mà thôi. Phần đông thâm viên yêu ma lập tức làm ra quyết định, chúng cũng là chút ít rất sợ chết chi đồ, thấy được trước kia những thâm viên yêu ma đó kết cục chúng quyết định lập tức chuồn đi. Sư sư sư. Trong chốc lát, những này thâm nguyên yêu ma xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Còn muốn chạy trốn. Hạ Bình không có khả năng khiến cái này thâm nguyên yêu ma chạy trốn, thật vất vả kéo đến một ít đệm lưng thâm nguyên yêu ma, nếu như chúng toàn bộ chuồn đi lời mà nói, còn có cái gì giúp mình gánh vác thiên kiếp áp lực. Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, lập tức theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo hạ phẩm thánh khí bà sa niệm châu hạ bình vận chuyển trên người pháp lực khổng lồ pháp lực tràn vào đi bà sa niệm châu nội bộ ở trong chỗ sâu lập tức kích hoạt bà sa niệm châu nội bộ ở trong chỗ sâu từng tòa huyền ảo đại trận quanh lúc này theo bà sa niệm châu nội bộ ở trong chỗ sâu lập tức hình chiếu ra một cái vật quốc gia độ bao trùm phương viên mấy chục ức km đem một chỗ và thiên địa triệt để bao phủ xuống đến một đạo lại một đạo kim quang hiện lên như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ xuống ra, đem phương viên mấy chục ức km đều biến thành Phật quốc gia độ, vô số vật môn phù văn lập lòe, màu vàng phù văn đầy trời. Những này màu vàng cái lồng năng lượng cực kỳ kiên cố, phản phất là tạo thành lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Những cái kia ý đồ chạy thuộc mạng đi ra ngoài thâm nguyên yêu ma thoáng cái tự đâm vào rồi màu vàng cái lồng năng lượng, cái này như là đụng vào tường đồng vách sắt ở trên giống như, lập tức tự bị đâm cho đầu rơi máu chảy, phát ra thê lương kêu thảm thiết cho dù là một ít thân thể cường đại thâm nguyên yêu ma, cũng bị bị đâm cho đầu chán ván chuyển hướng. Bởi vì chúng tốc độ chạy trốn thật sự là quá nhanh quá là nhanh, cái này màu vàng cái lồng năng lượng xuất hiện, tự như là một cổ cao tốc chạy xe thể thao, bỗng nhiên đụng vào lớp kính sắt thép trên vách tường. Không có xe hủy người vong, đều xem như vận khí vô cùng tốt rồi. Hạ phẩm thánh khí, hỗn đảng này nhân loại trên người rõ ràng có hạ phẩm thánh khí. Có thâm nguyên yêu ma thoáng cái tự nhận ra kiện pháp bảo kia là nhân loại đại danh đỉnh đỉnh thánh khí, đúng là bởi vì thánh khí lực lượng mới có biện pháp ngăn cản chúng chạy trốn. Bất kể là tu vi rất cường đại thâm nguyên yêu ma, tự hồ cũng bị nhốt tại cái này Phật chi quốc độ chính giữa. Trên thực tế tại thời đại thái cổ, nhân tộc sở dĩ có thế chiến thắng bọn này thâm nguyên yêu ma, cũng chính bởi vì có được các loại cường hoành pháp bảo, có thể phát huy ra siêu việt bản thân vài lần, thậm chí là mấy chục lần sức chiến đấu. Dù sao thâm nguyên yêu ma thân thể, còn có huyết mạch thần thông vân, vân, đợi một tí, cũng đã xa xa người siêu việt tộc, nếu như không có pháp bảo phụ trợ lời mà nói, căn bản là không có cách nào chống lại. Có thế bởi như vậy, cũng làm cho thâm nguyên yêu ma đối với nhân tộc pháp bảo cực kỳ kiên kỵ, vẫn hận không thôi. Đáng chết, cái này nhân loại đến cùng muốn làm cái gì? Vây khốn chúng ta đến cùng có ý gì? Còn phải hỏi sao? Tên khốn kia mục đích miêu tả sinh động, nói rõ tự là muốn chúng ta cho rằng là là đệm lưng đấy, để cho chúng ta cho hắn gánh vác thiên kiếp áp lực, hắn đây là muốn lôi kéo chúng ta cùng chết a à? Hèn hạ vô sĩ, chính mình chết coi như xong, còn muốn lôi kéo chúng ta cùng chết, vô sĩ tiện nhân. Ở chỗ này nói nhảm cái gì, cái gì chó má thánh khí, lập tức phá vỡ nó, từ nơi này chạy đi. Không dùng, cái này màu vàng cái lồng năng lượng thật sự là quá cường đại, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào phá vỡ, muốn phá vỡ lời mà nói, ít nhất được tốn hao 3 ngày thời gian. Tê liệt, 3 ngày thời gian. Có lúc này, chúng ta đã sớm nguội lạnh, bị lôi kiếp tươi sống đánh chết, ở đâu có thể đợi đạt được này thời gian, đừng nói giỡn phần đông thâm viên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng ý đồ phá vỡ bà sa niệm châu Phật chi quốc độ, nhưng lại phát hiện cái kia màu vàng cái lồng năng lượng chắc chắn vô cùng, bên trong ẩn chứa Phật môn kinh văn. Chúng một khi oanh kích ở phía trên, thành từng mảnh màu vàng kinh văn hiển hiện, vô số phù văn lưu chuyển, dễ dàng liền đem chúng yêu ma thần thông ngăn cản xuống. Những lực lượng này tổn thương không được điều này có thể lượng tráo mảy may. Không hề nghi ngờ, chúng đích thật là bị nhốt chết tại đây cái vật chi quốc độ chính giữa rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mười vạn đạo tiên hồng chi lôi hạ xuống tới, bao trùm một vạn hai ngàn km, chung quanh thâm viên yêu ma cũng là tránh không kịp, nhau nhau bị phách trung. Đông đông đông. Lúc này tự có hơn vạn đầu thâm viên yêu ma bị tư sống đánh chết, cả người đều nát, tan thành mây khói. Hỗn đảng, cùng cái này nhân loại liều mạng. Nói không sai, đã không cách nào ly khai, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng chết đến cùng. Khi nhân loại tự là mấu chốt của vấn đề, chỉ cần đưa hắn chém chết, như vậy hết thảy vấn đề có thể giải quyết dễ dàng thiên kiếp cũng sẽ tự động tiêu tán, chúng ta là có thể sống mệnh. Giết, giết chết cái này nhân loại. Phần đông thâm viên yêu ma giờ phút này bị buộc bắt đến rồi tuyệt cảnh, trốn lại không cách nào trốn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có cùng cái này nhân loại liều chết đánh cược một lần, đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt, là có thể xong hết mọi chuyện. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, hùng ma, lục tí sư ma, tam mục hùng ma, cự xà ma, đồng thao nhiên thiêu ma, kịch độc cổ ma, phá sát ma vân, vân đợi một tí thâm viên yêu ma đều nổi giận rồi sử xuất tất cả vốn liếng vận chuyển yêu ma thần thông lập tức một đạo lại một đạo khủng bố màu đen năng lượng đuổi giết mà đến giúp nhau đang vào cùng một chỗ tạo thành năng lượng triều tịch mãnh liệt mà đến cơ hồ muốn bao phủ hết thảy đây là trên trăm vạn thâm viên yêu ma lửa giận cơ hồ có thế long trời lỡ đất tê liệt tinh thần coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng đối mặt như vậy ma đạo thần thông cũng sẽ ở lập tức mất đi hài cốt không còn tới tốt vinh diệu quyền trượng, hỗn loạn. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lại một kiện pháp bảo theo trên người nhanh chóng bay ra, đó là từ trên người thiên sứ tộc lấy được một kiện trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng. Chỉ thấy căn này quyền trượng phiêu phù ở Hạ Bình trước mặt, chậm rãi xoay tròn, nó đã nhận được Hạ Bình quán thâu đi vào khổng lồ pháp lực, ngay ngắn quyền trượng đều đang rung động, tách ra vạn trượng bạch quang. Ầm ầm. Từ nơi này căn vinh diệu quyền trượng ở trên, lập tức bộc phát ra một đạo lại một đạo màu trắng thánh quang như vậy thánh quan số lượng quả thực không cách nào tưởng tượng, đã đã vượt qua trên trăm vạn đạo. Vô số thánh quan như là giọt mưa giống như, nhao nhao hạ xuống tới, banh kích tại đây chút ít thâm nguyên yêu ma trên thân thể. Mà những thâm nguyên yêu ma đó thân thể cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, cái kia màu trắng thánh quan dễ dàng chui vào thân thể trong đó, trực tiếp tự thẩm thấu đi vào trong đầu của bọn nó ở trong chỗ sâu. Một giây sau, bọn này thâm nguyên yêu ma đều mộng rồi, chúng trong ốc ở trong chỗ sâu xuất hiện một tôn thiên sứ hư ảnh đang tại sự xuất thánh quang, tự hồ tinh lọc chúng trên người tà ác ý niệm, đem toàn bộ ma khí khu trục, tinh lọc đi ra ngoài. Lập tức chúng tự lâm vào triệt để hỗn loạn trong đó, địch ta chẳng phân biệt được, trên người thần thông hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích đi qua. Cái này là vinh diệu quyền trượng khủng bố chỗ, có thế áp dụng phạm vi lớn tinh thần quấy nhiễu, tinh thần khống chế, tinh thần lực yếu tiểu một điểm sinh vật trực tiếp đã bị khống chế lại. Cho dù là tinh thần lực cường đại sinh vật, đối mặt vinh diệu quyền trượng công kích, cũng sẽ lâm vào thời gian nhất định hỗn loạn, trong ốc trống rỗng, không biết phát sinh cái gì. Rầm rầm rầm. Lúc này, phần đông thâm viên yêu ma mà bắt đầu xui xẻo, chúng vô duyên vô cớ lâm vào hỗn loạn trong đó, rõ ràng còn hướng phía người một nhà tiến hành công kích, thoáng cái chung quanh yêu ma đám bọn họ đều bị công kích. Một ít thực lực nhỏ yếu thâm viên yêu ma lập tức đã bị đánh chết, thi cốt đều không có, hóa thành mảnh vỡ. Luyện hóa. Hạ Bình thi triển thôn vệ linh hồn thần thông, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra cực lớn vòng xoáy, những cái khi chết đi thâm viên yêu ma còn sót lại linh hồn năng lượng cũng nhanh chóng hiện lên thân thể của hắn. Mấy cái hô hấp về sau, những này linh hồn năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một quả miếng linh hồn kết tinh. Hắn làm như vậy quả thực là bất diệt nhạc hồ. Vì vậy trên chiến trường còn sót lại linh hồn năng lượng thật sự là quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có cường đại thâm viên yêu ma chết đi, bị tiên hồng chi lôi tư sống đánh chết. Bằng không tựu là bị lâm vào hỗn loạn, địch ta chẳng phân biệt được yêu ma đồng bạn diệt sát. Nếu như là chính bản thân hắn động thủ, đoán chừng cũng cần tốn hao trình độ nhất định thời gian, mới có thể đánh chết một đầu cường đại thâm viên yêu ma, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, những này thâm viên yêu ma bị chết sau con kiến còn dễ dàng. Mà vinh diệu quyền trượng hỗn loạn hiệu quả cũng chỉ là tiếp tục 3 giây thời gian, phần đông thâm viên yêu ma cũng nhanh chóng khôi phục thần trí, nhưng là các loại chúng minh bạch chính mình vừa rồi ta đã làm gì thời điểm, mỗi người đều điên rồi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa rồi ta rõ ràng vô duyên vô cớ công kích người một nhà? Là kia nhân loại, mới vừa rồi là kia nhân loại làm, tên khốn kia đối với chúng ta động cái gì tay chân? Thánh khí, thằng này lại lấy ra rồi một kiện thánh khí đi ra, cái kia kiện thánh khí tự hồ có quấy nhiễu linh hồn năng lực, có thể làm cho chúng ta lâm vào hỗn loạn cùng địch ta chẳng phân biệt được trạng thái chính giữa. Đáng chết, cái này nhân loại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tại thế giới loài người thánh khí là rất khó được phát bảo sao? vì cái gì tiểu tử này tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra hai kiện đi ra, rất cổ quái đi à nha. Làm sao bây giờ? Trên người hắn có hai kiện thánh khí tại trên người, còn thế nào cận thân? Phần đông thâm nguyên yêu ma phiền muộn tới cực điểm, vô cùng biệt khuất. Vốn bọn này thâm nguyên yêu ma cho rằng giết chết cái này nhân loại là nắm chắc sự, dù sao đối mặt nhiều như vậy yêu ma công kích, coi như là yêu ma bá chủ cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói ai có thể nghĩ đến đến cái này nhân loại trên người rõ ràng có quỷ dị như vậy phát bảo, có thế quần thể công kích, khiến chúng nó ở vào hỗn loạn trong đó, cái này đại đại giảm thiếu đi chúng liên thủ vi lực. Loại tình huống này, cũng lập tức khiến chúng nó thúc thủ vô sách lên. Hiện tại trốn cũng là không có cách nào chạy thoát, dù cho muốn liên thủ đánh chết cái này nhân loại, vấn đề là tiểu tử kia có thánh khí vinh diệu quyền trượng nơi tay, có thế nhẹ nhõm phá giải chúng liên thủ công kích. Chỉ sợ còn không có tới gần tiểu tử này thân thể, chúng thần chí lại sẽ bị cái kia kiện thánh khí cướp đi nói như vậy tới gần cái này nhân loại kế hoạch vậy không phải đánh chết đối phương thuần túy tự là tự tìm đường chết rơi vào miệng cọc các ngươi những này yêu ma có chút không biết tự lượng sức mình rồi hạ bình đứng chấp tay liền thiên kiếp đều giết không chết ta chỉ bằng các ngươi những này củi mục lại làm sao có thể có lực lượng như vậy cho ta có chút tự mình hiểu lấy được không ngoan ngoãn hành động hấp dẫn thiên kiếp lực lượng pháo hôi có lẽ các loại thiên kiếp chấm dứt các ngươi còn có thể sống mấy cái nếu tiếp tục như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến lúc đó chết hết cũng có thể các ngươi làm gì tự tìm đường chết hắn hảo ý khuyên trang phần đông thâm nguyên yêu ma tê liệt trước kia vẫn còn trang bức nói chúng ta là huynh đệ hiện tại rốt cục nguyên hình lộ ra rồi quả nhiên là muốn tìm chúng ta làm bia đỡ đạn là hắn hấp dẫn hỏa lực cái thằng chó này nhân loại không biết xấu hổ vô sĩ nhân loại làm ra loại này chuyện thất đức lương tâm của ngươi chẳng lẽ không sẽ bất an sao thế nhưng mà nghe đến mấy cái này lời nói bọn này thâm nguyên yêu ma càng là chọc giận gần chết, chúng biết rõ hỗn đảng này nhân loại rốt cuộc bại lộ diện mục thật của mình, muốn chúng thâm nguyên yêu ma đều cho rằng là là kẻ chết thay. Nhưng là nghĩ vậy một điểm, chúng càng thêm tức giận rồi, bởi vì chúng rõ ràng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được rồi đối phương. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi quá mức cuồng vọng, nơi này là thâm nguyên thế giới, là chúng ta thâm nguyên yêu ma địa bàn, còn luân không được ngươi cái này nhân loại nhỏ bé dương oai. Đúng vào lúc này, một đạo khủng bố, không thể diễn tả thanh âm vang lên, kinh thiên động địa, một cực lớn bóng đen xuất hiện tại phần đông thâm nguyên yêu ma trước mặt, tựa như một tòa vạn trượng núi lớn, trên người tản mát ra khủng bố vực sâu ký tức, cửu u khí tức. Nó chính là yêu ma bá chủ cửu u ma. Giờ phút này, nó rút cuộc kìm nén không được rồi, muốn đích thân xuất thủ, đánh chết cái này đáng chết nhân loại. Đông hơn 10 đạo tiên hồng chi lôi oanh kích tại cửu u ma trên người nhưng là cửu u ma thân thể chỉ là rung động bỗng nhúc nhích lập tức toàn bộ tiên hồng chi lôi đều tan thành mây khói, không cách nào đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Có lẽ cũng có tổn thương, nhưng là đối với có được cửu u chi khu cửu u ma mà nói, không đáng kể chút nào. thấy thế, phần đông thâm viên yêu ma lập tức đại hỷ, rốt cục thấy được chiến thắng ánh trạng đông. bởi vì cửu u ma thế nhưng mà bất đồng bình thường thâm viên yêu ma, theo cửu u vực sâu chính giữa sinh ra đời, thân thể của nó tràn ngập cửu u lực lượng, có thể hư thật chuyển đổi. cửu u cương phong, trong chốc lát cửu u ma xuất thủ chỉ thấy nó vận chuyển thần thông dùng thân thể của nó làm trung tâm sinh ra khủng bố khí lưu phản phất là theo vũ trụ sinh ra đời không gian vòi rồng cái này là tới từ ở cửu u khu vực cửu u cương phong là một loại khủng bố khí lưu đủ để đem lôi kiếp cảnh phía dưới là bất luận cái cái gì cao thủ đều toàn bộ thổi chết tan thành mây khói cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng đụng phải cửu u cương phong đều là không chết tức tổn thương bởi vì cái này cương phong không chỉ có là tổn thương thân thể đồng thời cũng có thể đánh tan linh hồn tạo thành song trọng tổn thương, cứng rắn vô đối. Rầm rầm. Đem làm gió lớn thổi bay, những này khí lưu thình lình biến thành màu đen cương phong, trong đó ẩn chứa đáng sợ cửu u năng lượng, tản mát ra phá hư, ăn mòn, cắt vân, vân, đợi một tí khí tức. Những này khí lưu nhanh chóng hóa thành đao khí, phô thiên cái địa mà đến, phương viên mấy tỷ km, đều là thành từng mảnh màu đen lưỡi đao. Không có bất kỳ yêu ma có thể tính ra tin tường, hiện tại khắp thiên địa đến cùng có bao nhiêu màu đen lưỡi đao, chúng chỉ là thấy được cái này phiến thiên địa đều tràn ngập, phản phất cái này khối lục địa đều tại màu đen lưỡi đao phía dưới lung lay sắp đổ. Khắp đại địa đều bị cương phong cắt, dễ dàng mở ra, xuất hiện vô số đạo khe rảnh, tựa hồ khắp yêu ma đại lục đều bị cái này cửu u cương phong cho tê liệt. Phần đông thâm viên yêu ma đều là dọa được bị dày vò, bởi vì cái này màu đen lưỡi đao địch ta chẳng phân biệt được, nếu như dừng lại ở lưỡi đao phụ cận, cũng sẽ bị màu đen lưỡi đao dễ dàng cắt thành hai nữa. Chúng đều là dọa được theo bốn phương tám hướng chạy thục mạng, miễn cho rơi vào rồi hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu trong đó, tai họa hồ cá. Thánh quan phổ chiếu. Hạ Bình vung vẫy lấy vinh diệu quyền trường, hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm. ầm ầm Lập tức, ngàn vạn đạo thánh quan anh tiếp xuống dưới, phản phất đem phiến khu vực này đều biến thành quan minh thế giới, thiên sứ thế giới, đủ để tinh lọc cái thế giới này hết thảy hắc ám cùng dơ bẩn. Mơ hồ tầm đó, cự hồ có vô số thiên sứ xuất hiện tại thâm nguyên thế giới trong đó, chúng cầm trong tay quyền trường, trách trời thương dân, Thánh quang phổ chiếu, đang tại ca ngợi lấy chủ vĩ đại, vô số thơ ca bị hát tiếng nổ. Những này thánh quang cũng oanh kích tại vô số cửu u cương phong phía trên. Hai cổ lực lượng đã xảy ra kịch liệt va chạm, nổ vang rung động, song phương đều là một loại lực lượng cực hạn, người này cũng không thể làm gì được người kia, lập tức giúp nhau tầm đó đều mất đi rồi, biến mất tại trong lúc vô hình. Đáng chết, đây là thiên sứ tộc thánh khí, đối với chúng ta Thâm Nguyên yêu ma có thật lớn tác dụng khắc chế, ngươi không phải nhân tộc sao? vì sao có được thiên sứ tộc pháp bảo cửu u ma đồng tử co rút lại không nghĩ tới căn này quyền trượng lợi hại đến loại trình độ này liền nó kích phát ra đến cửu u cương phong đều có thể dễ dàng ngăn cản cực kỳ đáng sợ người đây tự không cần đã biết người chết là không cần biết rõ bất kỳ vật gì đấy vinh diệu quyền trượng thánh quan chế tài hạ bình cầm trong tay vinh diệu quyền trượng hướng phía cửu u ma nhẹ nhàng một điểm quanh lập tức vinh diệu quyền trượng đỉnh bộc phát ra một đạo vừa thô vừa to màu trắng thánh quang đạo này thánh quang khủng bố vô biên, ẩn chứa bài xích, hủy diệt, mất đi vân, vân, đợi một tí khí tức, chính là chế tài hết thảy lực lượng. Đây cũng là vinh diệu quyền trượng cường đại nhất công kích, như là la dê giống như, ngay lập tức tới, quy lực cường hoành. Vèo. Trong chốc lát, đạo này chế tài chi quan đuổi giết mà đến, từ xa mà đến gần, tê liệt hư không, vô số thiên sứ phù văn hội tụ tại đây đạo thánh quang nội bộ ở trong chỗ sâu, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Đáng chết. Cửu U Ma lập tức tóc ghế dựng lên, cảm nhận được tử vong nguy cơ tiến đến đạo này chế tài chi quan cực kỳ đáng sợ nhằm vào linh hồn nếu như thân thể của nó bị đạo tia sáng này đánh trúng lập tức sẽ linh hồn sụp đổ diệt thánh nhân cũng không cách nào cứu sống nó cửu u chuyển đổi hư thật do ta cửu u chi khu trong nháy mắt cửu u ma vận chuyển trong cơ thể thần thông thoáng cái tự toàn bộ thân hình hư hóa thình lình biến thành một đạo hư ảnh một đạo cửu u cương phong lập tức bỏ chạy nó rõ ràng tại đây nguy cơ vạn phần thời khắc trực tiếp bỏ chạy cách rồi thánh quan chế tài. Nhưng là cửu u ma sau lưng một đám thâm viên yêu ma vận khí tựu không có tốt như vậy rồi, bị cái này thánh quan sát qua. A a a. Lập tức, mấy ngàn đầu thâm viên yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình đều bị thánh quan nhen nhóm, bốc cháy lên, đóng lấy đã bị hóa khí, thân thể vỡ vụn, sau đó tự triệt để biến mất, gần kề còn lại một đống tro tàn. Rõ ràng có thế tránh thoát. Hạ Bình nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn xem cửu u ma, đối phương không hổ là yêu ma bá chủ một trong, cái này thân hư thật biến hóa bổn sự không thể tầm thường so sánh, không thể khinh thường. Nếu như hóa thân thành cửu u chi thân thể, bình thường lôi kiếp cảnh đại năng căn bản giết không chết nó, thậm chí sẽ bị cửu u ma tàn sát không còn. Trên thực tế tại thời đại thái cổ, cửu u ma chính là tiếng tâm lừng lẫy hung tàn yêu ma, không biết chém giết bao nhiêu nhân loại, một khi xuất hiện, cái kia chính là máu chảy thành sông, thay ngang khắp đồng. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, muốn giết chết ta cửu u ma, dù cho ngươi có được thánh khí đều làm không được. Cửu U Ma Dương Dương đắc ý, của ta cửu U Chi thân thể chính là hư ảo Chi thân thể, ở vào hư cùng thực tầm đó, bình thường lực lượng căn bản tổn thương không được thân thể của ta. Ngươi dù cho làm ra nhiều hơn nữa cố gắng, cũng tổn thương không được ta cửu U Ma mảy may. Nhưng là ngươi tự không giống với lúc trước, chỉ cần ngươi một cái sai lầm, cũng sẽ bị ta cửu U Ma thừa dịp hư mà vào, thông dong giết chết, lần này chiến đấu ngươi nhất định phải thua, không có người có thế cứu được ngươi. Nó cho Hạ Bình gây khổng lồ áp lực, lên tiếng đe dọa, tự cho là mình đã sớm dựng ở thế bất bại rồi. Không hổ là cửu U Ma, vừa ra tay tự lại để cho cái này nhân loại kinh ngạc, xem ra không cần chờ thiên kiếp đánh chết cái này nhân loại, chỉ bằng cửu U Ma đại nhân có thể dễ dàng kết tánh mạng của hắn. Nhân loại thấy không, đây chính là chúng ta vượt sâu thế giới yêu ma bá chủ, không phải ngươi người như vậy loại ma cà bông có thể ngăn cản đấy. Nhanh đi địa ngục sám hối A, rõ ràng còn dám đến chúng ta vượt sâu thế giới diễu võ dương oai, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Phần đông vực sâu yêu ma đại hỷ, chúng đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đến cái này nhân loại tử vong bộ dạng rồi, chỉ cần cái này nhân loại vừa chết, thiên kiếp tự nhiên tán loạn, chúng cũng sẽ triệt để an toàn xuống. Nhân loại, đầu hàng đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem làm ta nô bộc, có lẽ ta còn có thế ban cho ngươi một đường sinh cơ, nếu không hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn, thánh nhân hàng lâm đều cứu không được ngươi. Cửu U Ma càng rỡ kêu la nói, không ngừng đã kích hạ bình tin tưởng, ý đồ không chiến mà quất người chi binh. Ngu xuẩn, hơi chút cho ngươi tránh thoát một chiêu, tự như thế hung hăng ngang ngược, muốn giết chết ngươi, ta có rất nhiều thủ đoạn. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lại là một kiện pháp bảo xuất hiện trên tay hắn, đó là luân hồi bút. Chỉ thấy hắn đem toàn thân pháp lực quán thâu đi vào, luân hồi bút trung động lắc lư, khoảng thân vô số phù văn lập lòe, mơ hồ tầm đó tự hồ có luân hồi đại đạo hư ảnh tại chậm rãi xoay tròn, phát ra thần bí, cổ xưa, cường hoành khí tức, hư không trung động lắc lư trong chốc lát. Cái này khoảng hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm, một đạo khủng bố mũi nhọn chi lực đuổi giết đi ra, cái này như cùng là trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đám hàng mang, tê liệt hư không. Cái này cái gì? Lập tức cửu u ma tóc gáy dựng lên, cảm thấy đạo này mũi nhọn đối với chính mình có lớn lao uy hiếp, phản phất đạo này hàng mang có thế tê liệt hết thảy, xuyên thủng không gian, đem linh hồn đều lôi kéo đi vào lục đạo luân hồi chính giữa. Ngày tháng càng khôn, âm dương thay đổi liên tục, cửu u vô hình cảm thấy như vậy trí mạng nguy cơ, cửu u ma liên tục thi triển chính mình bổn mạng thần thông, hóa thành cửu u chi thân thể, như là một đám khói đen, lập tức tự trốn vào rồi hư không trong đó, vô ảnh vô hình, phản phất là núp ở dị thứ nguyên không gian chính giữa. Nhưng là một giây sau, đạo kia hàng mang trực tiếp tê liệt hư không, tự hồ thẩm thấu rồi bản chất, quanh kích tại nó cửu u chi thân thể ở trên. A. À. Lập tức, cửu u ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, rõ ràng thoáng cái đã bị phân thây, cắt thành hai nửa, máu tươi đầm đìa, vô tận đau đớn lan tràn đi ra linh hồn đều đang run sợ không có khả năng cửu u ma quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình nhịn không được hét trầm lên của ta cửu u chi thân thể là vô địch đấy chính là hư thật thân thể đây là bao trùm hết thảy vô thượng lực lượng lực lượng của ngươi sao có thể xúc phạm tới của ta bản thể đây rốt cuộc là cái gì phát bảo tại sao lại có thương hại đến ta cửu u chi thân thể lực lượng nó quả thực điên rồi Cửu U Ma tự cho là mình là sừng sững tại toàn bộ vũ trụ sinh vật đỉnh tồn tại, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, căn bản không có người có thể giết được nó, dù cho có thể đánh thắng nó, nhưng là cũng giết bất tử nó. Bởi vì nó tùy thời đều có thể bỏ chạy, không có người có thể làm gì được rồi nó, cũng tổn thương không được nó bản chất. Nhưng là hiện tại trước mắt tên nhân loại này cầm trong tay một chi cổ quái khoản, nhẹ nhàng một điểm, chính mình cửu u chi thân thể đã bị tê liệt rồi, liền linh hồn đều bị tại chỗ trọng thương cái này khiến nó không khỏi bay lên rồi một tia tử vong sợ hãi không còn có trước kia như vậy tự tin bất quá có thể gây tổn thương cho hại đến cửu u chi thân thể cũng là chuyện đương nhiên luân hồi bút lực lượng bao trùm hết thảy thuộc về bản chất lực lượng cực kỳ thuần túy có thể phân cách luân hồi âm dương nhân quả dù cho hiện tại bị phong ấn nhưng là ẩn chứa mũi nhọn chi lực cũng có thể cắt cái thế giới này hết thảy vật chất coi như là hư hóa vật chất cũng có thể nhẹ nhõm cắt thành hai nữa cái này là vũ trụ chính giữa sắc bén nhất pháp bảo uy lực. Ông sòm, ai nói cho ngươi cửu u chi thân thể là vô địch đấy, thật sự là ít ngồi đáy giếng. Hạ Bình không nói nhảm, lại là một số nhẹ nhàng chọc lấy đi qua, mấy đạo mũi nhọn chi lực đuổi giết đi qua, dùng xét đánh không kịp bưng tay xu thế, lôi đình vạn quân, không cách nào ngăn cản. Đối mặt một kích này, coi như là toàn thịnh thời kỳ cửu u ma đều trốn không thoát, càng thêm không cần phải nói hiện tại bị trọng thương, thực lực tổn thương rồi một nửa đã ngoài, hiện tại làm sao có thể trốn, căn bản không có cách nào trốn. A. À. Lập tức cửu U Ma phát ra hét thảm một tiếng, vang vọng hư không, vốn đã bị phân thay thành hai nửa thân thể, bị hàng mang đánh trúng, lập tức rõ ràng cắt thành rồi mười vài đoạn, máu tươi đầm đìa. Nhưng là lúc này đây, nó không có cách nào sống rồi, cũng không cách nào nói sau suốt nửa câu lời nói, bởi vì hiện tại liền linh hồn của nó đều bị tê liệt trở thành mười mấy khối, rốt cuộc không cách nào phục hồi như cũ trở về. Cứ như vậy, cái này đầu vực sâu thế giới đại danh đỉnh đỉnh cửu U -ma đã bị tại chỗ chém giết. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cửu U -ma trên người toàn bộ năng lượng đã bắt đi qua, tại chỗ áp súc, nhanh chóng ngưng tụ thành một khỏa to cỡ nắm tay linh hồn kết tinh. Không hề nghi ngờ, một cửu U -ma linh hồn năng lượng so bình thường yêu ma cường đại quá nhiều, không phải một cái cấp bậc đấy. Chuyện gì xảy ra? Yêu ma bá chủ, cửu U -ma rõ ràng chết rồi, bị tên nhân loại này tại chỗ chém giết, cắt thành 10 vài đoạn, trốn đều không có cách nào trốn phần đông vực sâu yêu ma sợ ngây người, không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự. Nói đùa sao, cửu u ma được xưng là bất tử yêu ma, coi như là tại thời đại thái cổ, muốn giết chết cửu u ma, không trả giá thảm trọng một cái giá lớn đều khó có khả năng thành công, hiện tại như thế nào sẽ bị cái này nhân loại giết chết? Cái này nhân loại đến tột cùng đối với cửu u ma ta đã làm gì? Không có khả năng đấy, ta không tin việc này, chính là ti tiện nhân loại, làm sao có thể giết được chết cửu u ma? chẳng lẽ chúng ta vượt sâu yêu ma thật sự suy sụp đến loại trình độ này, liền một cái nho nhỏ nhân loại đều ngăn cản không nổi, thậm chí còn bị hắn đại sát tứ phương, yêu ma bá chủ cũng không là đối thủ. Phần đông vượt sâu yêu ma quả thực điên rồi, chuyện như vậy thực phá vỡ rồi chúng sở hữu tất cả quan niệm. Đặc biệt là cửu u ma như vậy đạt trình độ cao nhất yêu ma đều đã bị chết ở tại hạ bình trong tay, cái này thật lớn chấn nhiếp rồi phần đông yêu ma, khiến chúng nó đánh mất sở hữu tất cả dũng khí nếu như ngay cả cửu U-ma cũng không phải cái này nhân loại đối thủ lời mà nói, như vậy chúng những này pháo hôi lại làm sao có thể đánh thắng được. ầm ầm Ngay tại phần đông vực sâu yêu ma lúc tuyệt vọng, một cái đại thủ theo hư không hàng lâm xuống, đây là do hắc ám sắc hỏa diễm ngưng tụ thành bàn tay lớn, cực kỳ to lớn, phản phất có thể bóp vỡ một quả tinh cầu. Bàn tay ở trong chỗ sâu hiện lên rất nhiều màu đen đường vân, rõ ràng là một quả miếng hắc ám sắc hỏa diễm phù văn, phản phất là đến từ vực sâu chỗ sâu nhất bổn nguyên năng lượng như vậy hắc ám sắc hỏa diễm quả thực lại để cho phần đông vực sâu yêu ma trong lòng run sợ, bởi vì đây là vực sâu thế giới đại danh đỉnh đỉnh vực sâu ám hỏa, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Một khi bị nhiễm lên, lập tức cũng sẽ bị chết cháy, liền linh hồn đều bị bền bị cháy, thẳng đến linh hồn bị thiêu đốt hầu như không còn mới thôi, đây là vực sâu thế giới diệt thế hỏa diễm. Ân. Hạ Bình cũng cảm nhận được trí mạng sát cơ, hắn thi triển côn bằng bộ, thân hình lóe lên, lập tức rời đi rồi tại chỗ nhưng là cái con kia hắc ám sắc bàn tay lớn vỗ xuống đi, hung hăng phát tại cả vùng đất, thoáng cái tự đánh ra rồi một cái mấy chục vạn km cực lớn bàn tay, đem bốn phía núi cao đều bị đè ép, sang thành bình địa. Nguyên bản đại địa cũng xuất hiện cực lớn vết rách, tuôn ra từng đạo thâm thúy khủng bố khe rảnh, sâu không thấy đấy. Đồng thời vực sâu ám hỏa tại đây chút ít khe rảnh bốn phía thiêu đốt, đem nham thạch hòa tan, biến thành một mảnh dài hẹp hắc ám sắc dung nham dòng sông, tràn ngập phá hư, hủy diệt, hắc ám, điên cuồng vân, vân, đợi một tí khí tức điều này cũng làm cho phần đông vực sâu yêu ma tim đập nhanh không thôi. Hạ Bình hướng phía phía trước xem xét, lập tức thấy được một đầu khủng bố quái vật xuất hiện ở trước mặt mình, bề ngoài như là một vòng thái dương, nhưng lại là hắc ám sắc đấy, thân thể có rất nhiều xúc tu, còn có hai con mắt cùng miệng. Nó toàn thân hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt lên hắc ám sắc hỏa diễm, như là một vòng treo ở không trung hắc ám mặt trời. Diệu Nhật Ma Hạ Bình thoáng cái tự nhìn ra được, ra tay với tự mình người rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh yêu ma bá chủ sức chiến đấu vẫn còn cửu u ma phía trên khủng bố yêu ma diệu nhật ma. Nhân loại, ngươi là của ta, ta muốn ăn hết ngươi, ăn hết ngươi, ăn hết ngươi. Diệu nhật ma điên cùng kêu to, đồng tử ở trong chỗ sâu chảy ra cùng bạo thần sắc, tự hồ rốt cuộc kìm nén không được, muốn ra tay với hạ bình, nó đã không thể chờ đợi được muốn nuốt mất hạ bình huyết nhục rồi. Cái này nhân loại trên người bổn nguyên năng lượng đang tại kêu gọi nó, nó căn bản kìm nén không được chính mình huyết mạch ở trong chỗ sâu rung động trước kia sở dĩ không có cùng cửu u ma liên thủ ngoại trừ thân là yêu ma bản thân tính cách thiên tính lương bạc bên ngoài càng quan trọng hơn là nó muốn diệt trừ cửu u ma cái này đối thủ cạnh tranh độc chiếm cái này nhân loại trên người huyết nhục hiện tại cửu u ma chết rồi nó có thể không kiên nể gì cả xuất thủ dù cho chém giết tên nhân loại này cũng không có cái gì vực sâu yêu ma có thể cùng chính mình cướp đoạt ầm ầm trong nháy mắt chỉ thấy diệu nhật ma trên người vô số hắc ám xúc tu vung vẫy trong khoảnh khắc hỏa diễm trùng trùng điệp điệp mỗi một căn xúc tu đều biến thành từng tòa hắc ám hỏa diễm núi lớn, hướng phía hạ bình đuổi giết đi qua. Ma hỏa vạn trọng sơn. Nó cùng bạo vô cùng, dùng dễ như trở bàn tay, xu thế tập sát mà đến, muốn lấy thế đè người, muốn dùng lực lượng tuyệt đối đem người này loại triệt để đuổi giết, cháy sạch, nấu được cộng lông cũng sẽ không còn lại. Với tư cách vực sâu thế giới đạt trình độ cao nhất chim ăn thịt người bản năng bạo phát đi ra, cái loại này cùng bạo khí thế dọa được chung quanh vực sâu yêu ma nhau nhau chạy thục mạng, không dám tới gần, sợ bị diệu nhật ma tại chỗ chém giết, bị cho rằng là đồ ăn ăn tươi. Lui, mau lui lại, diệu nhật ma muốn nổi giận rồi, không thể ngừng ở tại chỗ này, nếu không nhất định sẽ bị ăn sạch. Vô số vực sâu yêu ma rất nhanh lui lại, rời xa cái này chiến trường. Muốn ăn rồi ta ta làm sao từng không muốn ăn mất ngươi bây giờ nhìn xem ai mới là đứng tại thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh chim ăn thịt người, hạ bình cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàng mang trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên, vô số đầu mạch máu như là dòng sông giống như bắt đầu khởi động, vô tận hỏa diễm năng lượng theo 10 vạn 8 ngàn khỏa lỗ chân lông chính giữa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, một quả miếng địa ngục kim ô phù văn nhanh chóng ngưng tụ, thình lình tầm đó biến thành một địa ngục kim ô, trên người lông vũ tại thiêu đốt, tản mát ra cao quý cổ xưa khí tức. Quanh! Chỉ thấy địa ngục kim ô nhẹ nhàng khẽ động, miệng rộng mở ra. Hư không ở trong chỗ sâu vô số hỏa diễm đều bị nó nuốt vào trong miệng giữa không trung chính giữa vô số tòa hắc ám sát hỏa diễm núi lớn cũng lập tức tán loạn hóa thành đầy trời hỏa diễm năng lượng cùng phù văn toàn bộ đều đã rơi vào địa ngục kim ô trong bụng trong thời gian ngắn đầy trời vực sâu ám hỏa đều bị thôn vệ được sạch sẽ từng chút một không dư thừa diệu nhật ma quả thực sợ ngây người nó sống rồi vô số năm một mực dừng lại ở yêu ma đại lục trong đó theo sinh ra cũng đã là yêu ma bá chủ sừng sững tại vô số vực sâu yêu ma phía trên nó hạ xuống tới hỏa diễm không có cái gì đó là thiêu bất tử, là thiêu không hủy đấy. Nhưng là hiện tại trước mắt tên nhân loại này rõ ràng đem trên người mình vực sâu ám hỏa đều triệt để thôn vệ, như là cái ăn vật giống như, đem chính mình bạo phát đi ra hỏa diễm ăn được sạch sẽ. Việc này quả thực là không thể tưởng tượng. Lục đạo luân hồi, thần ma thẩm lý và phán quyết, minh thần chi mâu. Ở này nháy mắt, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, vô số màu vàng lợt phù văn tuôn ra, địa ngục kim ô hỏa diễm hội tụ, nhanh chóng biến thành một căn màu vàng lợt trường mâu. Đây cũng là minh thần chi mâu. Xíu, u u. Chỉ thấy Hạ Bình cầm chặt căn này màu vàng lợt trường mâu, hướng phía diệu nhật ma ném đi qua, tốc độ cực nhanh, tê liệt hư không, như cùng là hậu duệ xạ nhật giống như, mang theo khủng bố diệt sát khí tức. Trường mâu ven đường phi hành đi qua, hủy diệt hết thảy, khí lãng cuồn cuồn, kinh thiên động địa. Quanh. Diệu nhật ma còn không biết phát sinh chuyện gì, nó thân thể cao lớn đã bị căn này minh thần chi mâu đánh trúng, do lý ra ngoài, toàn bộ thân hình cứ như vậy bị trực tiếp xỏ xuyên qua, chính giữa xuyên thủng một cái động lớn. Một giây sau, minh thần chi mâu nội bộ hủy diệt khí tức lập tức bộc phát, sinh ra khủng bố lực phá hoại, trong khoảnh khắc liền đem diệu nhật ma linh hồn hủy diệt được sạch sẽ. Cái này như cùng là minh thần thẩm lý và phán quyết, thu hoạch linh hồn giống như, trực tiếp tự phá hủy rồi diệu nhật ma linh hồn. a, à. lúc này thời điểm, diệu nhật ma cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền ra, mới biết được chuyện gì xảy ra, đồng tử ở trong chỗ sâu rốt cục toát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng với hối hận vân, vân, đợi một tí thần sắc. Nhưng là hiện tại đã quá muộn. Nó thân thể cao lớn bị minh thần chi mô xuyên thủng, chi năm sẽ bảy, nguyên thần đều mất đi, đã là bị chết không thể chết lại. Nói thật, diệu nhật ma đích thật là vô cùng cường hoành yêu ma, bá chủ cấp bậc tồn tại, chỉ cần là nó một tiếng vượt sâu ám hỏa, người bình thường tới gần tựu là chết. Chớ đừng nói chi là nó cái kia thân thể cao lớn, còn có cao tốc tái sinh năng lực, tầm thường tu luyện giả muốn thương tổn đến nó mảy may, đều là không thể nào sự. Thường thường muốn giết chết một đầu diệu nhật ma, đều cần nhân mạng đi điên cuồng chồng chất, không chết mấy ngàn cái lôi kiếp cảnh đại năng lời nói đều đừng muốn giết chết một đầu diệu nhật ma. Đáng tiếc diệu nhật ma gặp hạ bình cái này khắc tinh, đầu tiên vực sâu ám hỏa tự đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Đón lấy hắn sử xuất rồi minh thần chi mâu, đây là tới từ địa ngục thần thông, nhằm vào linh hồn, dù cho diệu nhật ma thân hình lại khổng lồ, có được cao tốc tái sinh năng lực cũng vô dụng. Chỉ là một kích, linh hồn của nó tự sụp đổ diệt, như là bị minh thần thu hoạch linh hồn. Nó gặp Hạ Bình, quả thực là đổ tám đời xui VC, muốn bất tử cũng khó khăn. Diệu nhật ma tử vong lập tức, phần đông vực sâu yêu ma đều triệt để dọa điên rồi. Không có khả năng đấy, diệu nhật ma đều bị cái này nhân loại giết. Cái này nhân loại chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi, tại sao lại có được thực lực như vậy? Đáng chết, đến tột cùng ai mới là quái vật rõ ràng hai đại bá chủ cấp yêu ma đều bị hắn làm thịt, như vậy hiện trường còn có cái nào vực sâu yêu ma là cái này nhân loại đối thủ. Thiên tâm ma đâu rồi, thiên tâm ma đi chỗ nào rồi. Tê liệt, đã sớm chạy, tên kia ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, gặp được nguy hiểm, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Đồ chó hoang thiên tâm ma, thiệt thòi nó hay là bá chủ cấp yêu ma, không nghĩ tới là loại này mặt hàng, một điểm đảm lượng đều không có. Phần đông vực sâu yêu ma tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, chúng ở chỗ này liều chết liều sống ngăn cản cái này nhân loại công kích không nghĩ tới ngày đó tâm ma đã sớm chạy trốn rồi có thế chúng cũng không thể tránh được nói thật thiên tâm ma là ở đây yêu ma chính giữa bảo vệ tánh mạng mạnh nhất đấy nếu như thiên tâm ma một lòng muốn chạy trốn thật sự không có người có thể bắt được nó lập tức bởi vì diệu nhật ma cùng cửu u ma hai đại bá chủ cấp bậc vực sâu yêu ma tử vong triệt để đánh tan rồi ở đây vực sâu yêu ma tin tưởng không còn có vực sâu yêu ma dám lên trước công kích hạ bình rồi chúng mỗi người đều là dừng lại ở tại chỗ, tự hỏi như thế nào chạy trốn. Muốn cho bọn này vượt sâu yêu ma đoàn kết trên căn bản là rất chuyện khó khăn, nếu như không có bá chủ cấp yêu ma thống soái lời mà nói, chúng không ai phục ai, đều là chia rẽ. Minh thần chi mâu quá mạnh mẽ. Hạ Bình không có để ý tới những cái, kia vượt sâu yêu ma nghĩ cách, đã những cái, kia yêu ma không có động thủ, hắn cũng không có ý định chủ động đi lên chém giết, dù sao hắn cần những, này pháo hôi trợ giúp chính mình ngăn cản thiên kiếp, hắn hiện tại đắm chìm tại huyết mạch thần thông lĩnh ngộ trong đó vừa rồi một chiêu tự diệt sát rồi diệu nhật ma hắn thập phần cảm kích cảm thấy cái môn này vừa mới sinh ra đời huyết mạch thần thông minh thần chi mâu quy lực quá mức cường hoành trực tiếp tự nhằm vào linh hồn có thể nói một khi sử xuất chiêu này đánh trúng địch nhân như vậy địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ như là minh thần hàn lâm thu hoạch linh hồn đây đối với những cái khi thân thể địch nhân cường đại mà nói tự là trời sinh khắc tinh dù sao thân thể cường đại đối với minh thần chi mâu không có bất cứ tác dụng gì, nếu như linh hồn không đủ cường đại, cũng chỉ có bị bắt cắt mệnh, như là bị câu hồn sứ giả, yêu cầu linh hồn. Một mâu xuất, linh hồn toái. Quanh. Hạ Bình lần nữa xuất thủ, bàn tay lớn một trảo, phản phất đem âm dương càng khôn đều nắm ở trong tay giống như, cái này phiến hư không đều cứng lại mà bắt đầu, giữa không trung chính giữa vốn chia năm sẽ bảy diệu nhật ma thi thể cũng nhanh chóng khép lại. Một giây sau, Diệu Nhật Ma thi thể lập tức bị Thái Dương lò luyện luyện hóa, bài trừ tạp chất, chỉ để lại tinh hoa, đại khái cuối cùng biến thành một quả dưa hấu lớn nhỏ xá lợi. Này cái Diệu Nhật Ma toàn thân tinh hoa ngưng tụ thành xá lợi thật sự là quá cường đại, không chỉ ẩn chứa bàn bạc linh hồn năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa tinh thuần đến mức tận cùng hỏa diễm năng lượng. Tại xá lợi ở trong chỗ sâu, tự hồ có một đầu Diệu Nhật Ma ở lại trong đó, diễn lại các loại hỏa diễm phù văn kinh văn, phản phất vực sâu thế giới sở hữu tất cả hỏa diễm công pháp bổn nguyên, đều có thể từ đó lĩnh ngộ đi ra dù sao diệu nhật ma thế nhưng mà theo vực sâu thế giới sinh ra đời cường đại thái dương là bị cho rằng là là thái dương thay thế phẩm trời sinh tự ẩn chứa một tia hỏa diễm thần tính ở bên trong huyết mạch của nó ở trong chỗ sâu càng là có một cổ bất hủ khí tức đây cũng là thần thú huyết mạch đây đối với hạ bình cô động địa ngục kim ô huyết mạch có vô cùng lớn tác dụng rầm rầm nghĩ tới đây hạ bình không nói hai lời lập tức vận chuyển thái dương lò luyện nhanh chóng đem cái này khỏa diệu nhật ma ngưng tụ thành xá lợi nhanh chóng luyện hóa, thôn vệ bên trong ẩn chứa thần tính hỏa diễm. Trong chốc lát, cái này khỏa xá lợi tự dung nhập rồi hạ bình tứ chi bách hài, dung nhập rồi pháp lực của hắn, công pháp của hắn, thậm chí là địa ngục kim ô huyết mạch ở trong chỗ sâu. Vô số miếng đến từ diệu nhật ma hỏa diễm phù văn, đều là nhanh chóng thông qua thân thể của hắn, nhao nhao tràn vào rồi hạ bình đang điền khí hải ở trong chỗ sâu, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả hỏa diễm hạt giống. 333 đã bị diệu nhật ma bổn nguyên năng lượng kích thích hạ bình cảm thấy mình trên người địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cùng thức tỉnh vốn trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã đã thức tỉnh mười nghìn vạn khỏa muốn tiếp tục thức tỉnh xuống dưới cần tiêu hao năng lượng là cực kỳ khổng lồ đấy cũng thấy tỉnh cũng thập phần khó khăn nhưng là đã nhận được diệu nhật ma bổn nguyên năng lượng thần tính hỏa diễm về sau lập tức như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như cũng rất giống là ăn hết thập toàn đại thuốc bổ tựa như khổng lồ địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cùng thức tỉnh một nghìn vạn khỏa, hai nghìn vạn khỏa, năm nghìn vạn khỏa, bảy trăm ngàn khỏa, mười nghìn vạn khỏa, mười ba vạn khỏa. Đến cuối cùng trên người hắn điên cuồng đã thức tỉnh 200 trăm triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, nói cách khác hắn hiện tại trên người đã đã thức tỉnh trọn vẹn 300 trăm triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hảo cường huyết mạch lực lượng. Hạ Bình cảm thấy mình trên người đã thức tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh, lên một cái giai đoạn mới, hắn đối với địa ngục kim ô lực lượng khống chế được càng thêm hoàn mỹ. Trên người hắn địa ngục chi nhãn, kim ô chi nhãn, kim ô cánh chim, kim ô trái tim, địa ngục kim ô trảo, minh thần chi mâu vân, vân, đợi một tí huyết mạch thần thông đều được đến rồi bay vọt tính tăng lên, quy lực cũng so với trước cường đại rồi một đoạn. Thậm chí trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết dịch cũng hiện lên thêm nữa. Không biết địa ngục kim ô phù văn, khiến cho huyết dịch hiện ra màu vàng lợt, tự hồ sinh ra đời rồi một tia bất hủ khí tức đây là thần thoại sinh vật mới bắt đầu đặc tính. Xa xa, không ít vực sâu yêu ma cũng chú ý tới loại tình huống này, mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Chúng có thể cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này thân thể tự hồ biến thành một cái cực lớn lò luyện, tản mắt ra vô cùng nhiệt lượng, phản phất là trên bầu trời mặt trời giống như, vĩnh hằng bất biến. Chỉ là hơi chút tới gần, chúng tự hồ cũng sẽ bị những này nhiệt lượng cho tổn thương. Vô số vực sâu ma khí đều ở đây lửa cháy mạnh phía dưới nhau nhau tan rã, như là băng tuyết. Đáng chết, tên nhân loại này tự hồ trở nên càng cường đại hơn rồi, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thực lực của hắn tăng lên tựu không có cực hạn đấy sao quá khoa trương đi. Có vực sâu yêu ma kiên kỵ không thôi, vốn cái này nhân loại tựu đầy đủ khủng bố rồi, hiện tại rõ ràng lại lên một tầng lầu, thực lực thâm bất khả trắc, cái này nói rõ tựu là đừng chúng những này vực sâu yêu ma sống A. Cái này không phải nhân loại, là quái vật A, tự chưa thấy qua khủng bố như vậy nhân loại, thực lực thời thời khắc khắc đều tại tăng lên, căn bản không có biên giới không ít vực sâu yêu ma xem như bị hạ bình triệt để dọa sợ rồi, sợ hải triệt để gieo trồng đi vào ở sâu trong nội tâm. Mà trên bầu trời, vô số màu đỏ kiếp vân tự hồ cũng cảm giác đến hạ bình khí tức trên thân liên tiếp kéo lên, cũng càng tức giận hơn, cái này bị coi là đối với vũ trụ pháp tắc khiêu khích. ầm ầm Trong nháy mắt, vô số đạo tiên hồng chi lôi điên cùng hàng lâm xuống, phản phất là lôi hải giống như, bao phủ rồi phiến khu vực này, tự hồ muốn cái chỗ này sang thành bình địa, triệt để mất đi mà Hạ Bình ở vào tiên hồng chi lôi trung ương, cơ hồ bị lôi kiếp bao phủ rồi. Bất quá hắn hiện tại vô hỷ vô bi, bởi vì thực lực của hắn lúc này không giống ngày xưa, đã thức tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, hắn so với trước cường đại nhiều lắm. Đông. Hắn hư không một quyền, sinh ra khủng bố hỏa diễn quyền kình, thình lình đầy trời lôi đình đều bị oanh tán, toàn bộ bầu trời, thấp kiếp vân, đều bị đánh xuyên qua một cái cực lớn lỗ thủng, như là bầu trời bị xuyên thủng một cái động lớn thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi ba ngày ba đêm. Cái này 9981 trọng lôi kiếp giờ phút này cũng rốt cục muốn đã xong, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, không ít miệng vết thương xuất hiện tại trên người, máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn rất là thê thảm. Nhưng là hắn y nguyên tinh thần sáng láng, cảm xúc không có bể oải, dù sao đã trải qua 81 trọng lôi kiếp, cái này đều giết không chết hắn, cái này cũng đủ làm cho hắn cho rằng là ngạo. Trên bầu trời, khổng lồ kia màu đỏ kiếp vân rất là không cam lòng, thật lâu không muốn tiêu tán, nhưng là thiên kiếp lực lượng đã toàn bộ phát tiết ra ngoài rồi, không cách nào nữa đuổi giết xuống. Cuối cùng cũng không có biện pháp, những này màu đỏ kiếp vân cũng nhanh chóng biến mất, tự hồ trở về chính giữa thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Giờ phút này, phương viên mấy trăm ức km đều bị oanh tạc được hoàn toàn thay đổi, vô số tòa núi lớn bị sang thành bình địa, khắp nơi đều là gồ ghề, tựa như mặt trăng mặt ngoài. Thậm chí chung quanh khu vực đều tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, đoán chừng dù cho trăm ngàn năm qua đi, cũng sẽ không tiêu tán. Về phần những cái, kia bị hạ bình một mực vây ở thiên kiếp trong phạm vi phần đông vực sâu yêu ma đám bọn họ, lúc này thời điểm cũng toàn bộ bị lôi kiếp đánh chết rồi, tan thành mây khói, cái gì đều không có lưu lại. Một lúc mới bắt đầu, những này vực sâu yêu ma còn có thế miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng đã đến thứ 72 trọng lôi kiếp về sau, mỗi một trọng đều so phía trước nhất trọng cường đại, bởi như vậy, phần đông vực sâu yêu ma sẽ thấy cũng không chịu nổi rồi, bị tiên hồng chi lôi nhau nhau đánh chết. Về phần đến rồi thứ 81 trọng lôi kiếp, quy lực tăng lên mấy chục lần, phản phất diệt thế giống như, như vậy hiện trường còn sống cũng chỉ có hạ bình một cái, còn lại vực sâu yêu ma đều bị đuổi giết thành cặn bã, hóa thành tro bụi. Mặc kệ trốn ở địa phương nào vực sâu yêu ma đều bị trực tiếp banh chết. Trước khi chết, chúng đã ở điên cuồng nguyền rủa hạ bình, hy vọng cái này nhân loại chết không yên lành. Đáng tiếc mặc kệ những này vực sâu yêu ma như thế nào nguyền rủa, hạ bình đều lông tóc không tổn hao gì, y nguyên sinh long hoặc hổ được vô cùng. Đương nhiên những này vực sâu yêu ma sau khi chết tán loạn linh hồn năng lượng, cũng bị Hạ Bình thừa cơ thôn phệ luyện hóa, cô động thành một quả miếng linh hồn kết tinh, toàn bộ đều đã thu vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Hiện tại hắn trên người có được linh hồn kết tinh đã đạt đến mấy trăm vạn miếng, đây là một số kinh thiên động địa tài phú. Đáng tiếc những cái, khi vực sâu yêu ma thi thể đều bị tiên hồng chi lôi chém thành nát bấy, tan thành mây khói rồi, nếu không đạt được những này vực sâu yêu ma thi thể coi như là không sai tài liệu. Cuối cùng kết thúc. Hạ Bình lập tức thở dài một hơi, nói thật 81 trọng lôi kiếp lực lượng đích thật là vô cùng khủng bố, nếu như mình không phải cắn nuốt dịu nhật ma bổn nguyên năng lượng, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ít nhất hắn sẽ bị 81 trọng lôi kiếp chém thành trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ. May mắn cũng có những này vực sâu yêu ma cho rằng là pháo hôi, trợ giúp hắn gánh vác rồi một bộ phận thiên kiếp bi lực, cũng làm cho hắn độ thiên kiếp thời điểm dễ dàng không ít. Cho nên mới đến vực sâu thế giới độ kiếp, vẫn có rất nhiều chỗ tốt đấy. Ân loại cảm giác này, chẳng lẽ muốn đột phá? Ở này nháy mắt, hắn phúc linh tâm đến, cảm giác đến rồi trên người mình pháp lực cùng tinh thần lực cơ hồ đạt đến, như là tràn đầy nước vạt nước, cơ hồ nhanh tràn ra tới. Đông. Chính mình trong ốc ở trong chỗ sâu một cái màu vàng lật đại môn tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay rồi, cái nào đó cực lớn cổ chai cũng bị hồng thủy bình thường pháp lực vỡ tung, trên người hắn pháp lực tu vi bước chân vào một cái cảnh giới mới. Pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hạ bình tinh thần đại chấn, lập tức biết rõ chính mình rốt cuộc đột phá tấn thăng đến rồi phát tướng cảnh hậu kỳ giờ phút này hắn toàn thân thương thế cũng bởi vì tu vi đột phá thoáng cái đã bị chữa trị tinh khí thần cơ hồ đạt đến đỉnh phong trạng thái một cổ cường hoành khí thế không cách nào áp chế giống như bừng lên hắn hai chân đứng tại cả vùng đất cũng thoáng cái bị cường hoành khí thế chấn xuất một cái cực lớn hố sâu đồng thời trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách kéo dài mấy ngàn km trên thực tế đột phá đến phát tướng cảnh hậu kỳ cũng là nước chảy thành sông một sự kiện tiến vào chư thiên tạo hóa đồ cắn nuốt một ít nhân sâm quả những cái kia khổng lồ dược lực tự đầy đủ hạ bình đột nhiên tăng mạnh đem pháp lực cô động đến rồi phát tướng cảnh trung kỳ đỉnh phong tình trạng mà bây giờ càng là cắn nuốt đại lượng vực sâu yêu ma linh hồn năng lượng còn cắn nuốt diệu nhật ma trên người khổng lồ bổn nguyên năng lượng thậm chí còn đã lấy được thần tính hỏa diễm những yếu tố này điệp gia mà bắt đầu cho dù hắn trên người có chính đại tử phủ không gian cần năng lượng rất nhiều nhưng là cũng đầy đủ lại để cho hắn đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh giới ầm ầm sau khi đột phá hạ bình lập tức phát hiện ý thức của mình biển đã xảy ra cực lớn biến hóa đầu tiên tựu là chính đại tử phủ không gian bởi vì tu vi đạt được đột phá quan hệ chính đại tử phủ không gian cũng đồng thời mở rộng hướng phía hư không ở trong chỗ sâu không ngừng khuếch trương thể tích trọn vẹn tăng lên gấp đôi cái này đủ để dung nạp pháp lực cũng càng tăng thêm được khủng bố đồng thời linh hồn của hắn năng lượng thần trí của hắn chi lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước khuếch trương, so với trước cường hoành rồi một mảng lớn. Thậm chí trên người hắn một môn môn võ đạo thần thông, một quả miếng thần thông phù lục, còn có trên người chính đại thiên địa pháp tướng cũng đã nhận được lột xác, có loại thoát thai hoán cốt hương vị, thần thông chi lực càng cường đại hơn rồi. Lập tức, hắn cảm thấy mình tử phủ không gian hiện lên từng đợt hư không, bởi vì tử phủ không gian diện tích mở rộng, nhưng là pháp lực lại không đuổi kịp, xuất hiện rất nhiều địa phương hoang vu. Nhưng là lúc này thời điểm, Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu lập tức tuôn ra khổng lồ năng lượng, nhanh chóng chuyển hóa làm pháp lực, điên cùng quán thâu tại chính đại tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, như là pháp lực chảy ngược. Cái này là tới từ ở diệu nhật ma bổn nguyên năng lượng. Tuy nhiên trước kia hắn đã luyện hóa được không ít, nhưng là diệu nhật ma năng lượng trong cơ thể thật sự là quá mức khổng lồ rồi, trong thời gian ngắn còn không cách nào triệt để tiêu hóa sạch sẽ, còn có tương đương một bộ phận tồn trữ lấy trong cơ thể hắn tế bào trong đó, lại để cho hắn thời thời thắc thắc luyện hóa hấp thu rầm rầm. Hạ Bình cảm thấy mình chính đại tử phủ lập tức tràn vào đến khổng lồ pháp lực, lập tức cảm thấy từng đợt thoải mái dễ chịu, như là hạng hán đã lâu gặp cam lộ giống như, lực lượng trong cơ thể cũng lập tức tràn đầy lên. Hắn cảm giác mình tự hồ khoảng cách pháp tướng cảnh đỉnh phong càng ngày càng đã đến gần, đã nhận được diệu nhật ma bổn nguyên năng lượng chỗ tốt thật sự là quá lớn quá lớn, ít nhất tiết kiệm rồi hắn mấy ngàn năm cô động pháp lực công phu. Cũng làm cho hắn thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Xíu, u u. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân thể lập tức cảm giác đến một cổ thấu xương hàng ý, như là rơi vào rồi băng thiên tuyết địa giống như, thân thể của hắn bị một cổ khủng bố ác ý nhìn chằm chằm vào. Người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hoảng sợ kim quang, quét ngang cửu thiên thập địa, xuyên thủng hư không, thình lình phát hiện xa xa hư không xuất hiện một đạo màu xám trắng bóng dáng, hướng phía cạnh mình rất nhanh bay tới. Hắn thoáng cái tự nhận ra được, đạo này màu xám trắng bóng dáng thình lình tự là theo bắt đầu tự biến mất yêu ma bá chủ thiên tâm ma. Khạch khạch, nhân loại rốt cuộc bị ta đợi đến đúng lúc này rồi ngoan ngoãn đi chết đi a à, thân thể của ngươi là thuộc về của ta thiên tâm ma khạch khạch sờ cười cười nó lộ ra gian trá dáng tươi cười đắc ý tới cực điểm vèo không đợi hạ bình kịp phản ứng thiên tâm ma thân thể hóa thành vô hình lập tức liền chui tiến vào hạ bình ý thức hải không gian chính giữa ha ha ngu xuẩn nhân loại nhâm bằng ngươi gian hoạt như quỷ cũng phải ăn ta nước tắm thiên tâm ma đắc ý tới cực điểm trước kia tại dưới thiên kiếp nó thân là thiên tâm ma năng lực hào không có đất dụng võ nếu như không cẩn thận nói không chừng còn có thể bị thiên kiếp tươi sống đánh chết bước lên mặt khác vượt sâu yêu ma theo gót cho nên nó lập tức ẩn nặc chờ đợi thời cơ cái này nhất đẳng chính là ba ngày ba đêm thời gian rốt cục bị nó chờ đến thiên kiếp lúc kết thúc đã không có thiên kiếp ở bên cạnh uy hiếp như vậy bằng vào nó thiên tâm ma năng lực giết chết một nhân loại chẳng phải là dễ dàng quả thật chỉ cần là thực chất sức chiến đấu mà nói nó không là người này loại đối thủ cũng không phải diệu nhật ma cùng cửu u ma đối thủ vấn đề là chiến thắng địch nhân thủ đoạn không chỉ có riêng là chính diện chiến đấu đồng thời cũng có âm thầm đánh lén bởi vậy nó chứng kiến cái này nhân loại đột phá đến rồi một cái cảnh giới mới pháp lực cùng thần thức tạm thời không có ổn định lại nó đã biết rõ chính mình đánh lén cái này nhân loại thời cơ đến rồi nó cũng không chút do dự lập tức hóa thành tâm ma ý niệm lập tức hãy tiến vào rồi cái này nhân loại thân thể nói thật thiên tâm ma đã sớm đối với người này loại thân thể thèm nhỏ nước giải rồi đây chính là liền diệu nhật ma đều khát vọng lấy được thân hình nếu như nó có thế triệt để phá hủy tên nhân loại này linh hồn đạt được này là thân hình đem hắn luyện chế thành nó thiên tâm ma khôi lỗi như vậy nó thiên tâm ma lập tức có thế có được cường hoành sức chiến đấu đi chết đi nhân loại thân thể của ngươi là thuộc về của ta thiên tâm ma dương dương đắc ý chui vào rồi hạ bình thân thể tiến nhập ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu ý định tìm được hạ bình linh hồn lập tức sẽ đem nhân loại linh hồn ăn tươi. Bà mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Mà khi thiên tâm ma tiến vào hạ bình ý thức hải ở trong chỗ sâu về sau, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, bởi vì nó phát hiện tên nhân loại này ý thức hải thật sự là to đến hù chết người, tuyển siêu nó bái kiến sở hữu tất cả sinh vật. Coi như là cửu u ma cùng diệu nhật ma loại này yêu ma bá chủ ý thức hải, cũng hoàn toàn so ra kém tên nhân loại này. Dù sao cái này ý thức hải thật sự là quá rộng lớn rồi, bao la vô biên, như là tinh vực bình thường mênh mông, đồng thời ý thức hải ở trong chỗ sâu cũng tồn tại chính cái cực lớn thế giới. Từng thế giới tự hồ cũng như là một khỏa hành tinh giống như, vắt ngang tại đây phiến hư không trong đó, tách ra vô cùng nhiệt lượng cùng hào quang, tản mát ra cổ xưa, cường hoành, cao quý, hằng cổ vân, vân, đợi một tí khí tức. Trong lúc nhất thời, thiên tâm ma đều có loại thúc thủ vô sách cảm giác, vì vậy ý thức hải quá mức khổng lồ rồi, dù cho muốn tìm đến cái này nhân loại linh hồn chỗ chỗ, đều là cực kỳ chuyện khó khăn khó trách cái này nhân loại pháp lực kinh người như thế, thực lực cường đại như thế, rõ ràng có thế có được khổng lồ như vậy ý thức hải, còn có chính đại tử phủ không gian đây quả thật là người sao. Thiên tâm ma rung động không thôi, nó cảm giác mình tự hồ phát hiện tên nhân loại này cường đại như thế đầu nguồn, có thế có được chính đại tử phủ không gian tánh mạng nó còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cũng khó trách thiên kiếp đều muốn đánh chết hắn, như vậy yêu nghiệt nếu như trở thành thánh nhân, cũng không biết sẽ khủng bố đến mức nào, đoán chừng sẽ siêu việt từ xưa đến nay tồn tại. A, à, giống như có một tiểu côn trùng. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói tại toàn bộ ý thức hải vang vọng mà bắt đầu như là tiếng chung chấn động. Ông ông tác hưởng, lập tức chấn được thiên tâm ma thân thể sợ rung, đầu đau đớn. Thiên tâm ma bỗng nhiên ngẩng đầu, nó thình lình chứng kiến một cái bề ngoài cùng loại nhân loại cự nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này cự nhân thật sự là quá mức cực lớn, đứng để ý thức hải ở trong chỗ sâu, cái kia chính đại thế giới tự như là trứng gà bình thường nhỏ yếu. Cái này cự nhân toàn thân sáng lên thấy không rõ lắm chân thật hình dạng tựa hồ do hỏa diễm ngưng tụ thành trên người hiển hiện vô số thần bí phù văn tản mắt ra thâm bất khả trắc khí tức đông trong chốc lát cái kia cự nhân bỗng nhiên động một cái đại thủ theo hư không đánh tới hướng phía thiên tâm ma bắt đi qua không tốt chạy mau thiên tâm ma tóc gáy dựng lên như là gặp thiên địch giống như hiện tại nó chỉ là một cổ ý niệm chính là tâm ma thuộc về tựu là linh hồn thật thể mà tồn tại ở vào ý thức hải chính giữa chiến đấu trên cơ bản tự là linh hồn ở giữa giao phong ai linh hồn lực lượng cường đại như vậy ai tự chiếm cứ thượng phong cái này là linh hồn chiến đấu bản chất không hề nghi ngờ trước mắt cái này mênh mông cự nhân có được viễn siêu nó thiên tâm ma linh hồn năng lượng nếu như bị cái này bàn tay lớn bắt lấy đoán chừng nó thật giống như côn trùng tựa hồ bị bốc chết nhưng là nó muốn chạy trốn đã quá muộn đem làm cái kia cự nhân hành động thời điểm toàn bộ ý thức hải đều là long trời lỡ đất vô số khí lưu bao khỏa mà đến phản phất toàn bộ thiên địa đã thành vì địch nhân của nó, khắp nơi tràn ngập ác ý, hướng phía thân thể của nó nghiền ác mà đến, phong tỏa hư không. Không không không. Thiên tâm ma nhịn không được hét trầm lên, nó cảm thấy thân thể của mình không thể động đậy, tự hồ bị lực lượng vô hình trói buộc chặt thân thể của mình, ở vào rồi không gian lao lung chính giữa. Quanh. Một giây sau, cái kia cự nhân bàn tay phát mà đến, hung hăng phát tại thiên tâm ma trên thân thể, khủng bố năng lượng bạo phát đi ra, hư không tự hồ cũng đã nứt ra. À. Thiên tâm ma lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của nó cứ như vậy bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, linh hồn của nó đều triệt để nứt vỡ rồi, như là chụp chết một con mũi tựa như bị nhẹ nhõm chụp chết. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên tâm ma, tự cái này cũng bị chụp chết rồi, thật sự là ngu xuẩn. Hạ Bình cũng cảm giác đến rồi chính mình trong biển ý thức tình huống, cảm giác đến rồi thiên tâm ma chết đi, hắn vẻ mặt im lặng, hôm nay tâm ma quả thực là ngu muội tới cực điểm. Nếu như thiên tâm ma chạy thuộc mạng lời mà nói, hắn có lẽ vẫn không giết được quỷ dị như vậy tồn tại. Nhưng là thằng này rõ ràng còn trì độn xông vào ý thức của mình biển, ý đồ diệt sát linh hồn của hắn, xâm chiếm thân thể của hắn, cái này không phải là dê vào miệng cọp ư. Rầm rầm. Theo thiên tâm ma tử vong, Hạ Bình trong ốc ở trong chỗ sâu sinh ra khủng bố hắc ám vòng xoáy, lập tức đem thiên tâm ma tử vong về sau còn sót lại linh hồn năng lượng nhanh chóng thôn vệ luyện hóa. Lúc này, những này linh hồn năng lượng nhanh chóng ngưng tụ thành một khối khổng lồ linh hồn kết tinh, như là thiên thạch bình thường lớn nhỏ, trong đó rõ ràng ẩn chứa linh hồn năng lượng đã vượt qua diệu nhật ma gấp 10 lần. Cũng khó trách hôm nay tâm ma như thế tự tin, không coi ai ra gì, tự cho là mình có thế diệt sát linh hồn của mình. Bản thân nó tự là yêu ma bá chủ, viễn siêu bình thường vượt sâu yêu ma, mà linh hồn lực lượng lại siêu việt diệu nhật ma như vậy yêu ma bá chủ gấp 10 lần, như vậy nó tại đồng bậc yêu ma linh hồn chiến đấu trong đó, quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tung hoành vô địch. Nó làm sao có thể nghĩ đến đến Hạ Bình như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là pháp tướng cảnh hậu kỳ nhân loại mà thôi, nhưng là linh hồn năng lượng nhưng lại siêu việt hết thảy lôi kiếp cảnh đại năng, quả thực là không thể tưởng tượng. Chết rồi thiên tâm ma đều không rõ tại sao lại phát sinh việc này, căn bản là chết không nhắm mắt. Ồ đây là cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến chính mình đã luyện hóa được thiên tâm ma toàn bộ năng lượng về sau, thình lình cuối cùng ngưng tụ ra một quả màu đen phù lục, xinh đẹp thần bí, ẩn chứa hắc ám khí tức quỷ dị, như là một khỏa ma chủng. Mà cái này khỏa ma chủng tự hồ diễn lại các loại tâm ma kinh văn nhâm gì hắc ám tinh thần huyền bí đều ở trong đó, thần bí khó lường. Thôn vệ. Hạ Bình không do dự, lập tức đem cái này khỏa ma chủng thôn vệ luyện hóa, lập tức ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu chảy xuôi suốt vô số hắc ám kinh văn, những điều này đều là đến từ chính thiên tâm ma suốt đời tu luyện kinh nghiệm, là đạt được vực sâu thế giới ban cho pháp tắc huyền bí, cũng là thiên tâm ma bản thân thần thông huyền bí, thâm bất khả trắc hắn cảm thấy mình tự hồ hóa thân thành rồi thiên tâm ma, có được thiên tâm ma hết thảy kinh nghiệm, tinh thông các loại tâm ma thủ đoạn, đối với thần thức vận dụng đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, ý thức hải ở trong chỗ sâu rốt cục đã xảy ra biến hóa cực lớn, vô số tinh thần năng lượng hội tụ mà bắt đầu, cái kia khỏa ma chủng thình lình biến thành một quả ấn ký. Này cái ấn ký ở trên điêu khắc lấy vô số ký hiệu, tự hồ ẩn chứa một mảnh hắc ám vô thượng kinh văn, tản mát ra quỷ dị, thần bí, thâm bất khả trắc khí tức như là hắc động giống như, thông vệ hết thảy. Ma tâm ấn. Hạ Bình lập tức biết rõ chính mình đã luyện hóa được thiên tâm ma bổn nguyên năng lượng về sau đạt được một môn thần thông là cái gì, là tới từ ở vực sâu thế giới đại danh đỉnh đỉnh hắc ám thần thông ma tâm ấn. Đêm này cái hắc ám ấn ký cô động sau khi thành công, hắn cảm thấy thông qua này cái ấn ký, chính mình tự hồ có thế cảm giác đến chư thiên vạn vật, vô số sinh linh cảm xúc, cảm giác đến chúng hỉ nộ ái ố. Đây cũng là thiên tâm ma bổn nguyên lực lượng một trong, Trời sinh có thể cảm giác đến vạn vật cảm xúc, có thể nói cái này cái này góc độ mà nói, cái này so vật môn tha tâm thông đều càng muốn huyền diệu vạn phần. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi vào Sơn Hà Châu không gian, hắn cảm giác đến rồi Sơn Hà Châu rộng lớn không gian, sinh hoạt vô số sinh vật, có thái cổ di chủng, có động vật hoang dã, có cỏ dại, đại thụ, cũng có linh dược cùng linh cốc vân vân, đợi một tí. Những sinh vật này có lẽ vui sướng, hoặc là phẫn nộ, có lẽ nhàm chán, có lẽ mê mang hoặc là biệt khuất, hoặc là chán chường, những này cảm xúc hắn đều cảm giác được rành mạch, như là cảm động lây. Thậm chí cảm xúc tự hồ cũng có sắc thái, thất thải lộng lẫy. Người bình thường nhìn không tới, nhưng là thông qua ma tâm ấn về sau, hắn lại thấy rất rõ ràng, phản phất toàn bộ thế giới đều cải biến giống như, có lẽ cái này là thiên tâm ma nhãn lý thế giới. ầm ầm Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình trên người tu luyện huyễn thuật chân giải tự hồ cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, này cái ma tâm ấn đối với tu luyện ảo thuật mà nói, có cực lớn tác dụng, như hổ thêm cánh. Viên mãn cảnh Hạ Bình lập tức biết rõ chính mình tầng thứ nhất ảo thuật cảnh giới, cuối cùng từ cao cấp cảnh đột phá đến rồi viên mãn cảnh, tấn thăng đến rồi một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, trở thành chính thức ảo thuật đại sư. Đây cũng là phàm nhân có khả năng đạt tới ảo thuật đỉnh phong, đây là ảo thuật sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Đạt đến viên mãn cảnh giới, hắn nhất niệm phía dưới, lập tức có thể bố trí xuất một cái ảo thuật thế giới, tại nơi này ảo thuật thế giới chính giữa vô cùng chân thật, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Có chính mình cổ xưa lịch sử, từng tánh mạng đều có được trưởng thành của mình con đường trải qua, lẫn nhau tầm đó cũng có được phức tạp quan hệ nhân mạch, thậm chí từng hư ảo tánh mạng lấy ý thức của mình, có thể giúp nhau đối thoại, cũng có tâm tình của mình, có hỉ nộ ái ố, cái này tựa như chính thức sự thật thế giới. Không có được ma tâm ấn trước kia, hắn còn không cách nào sáng tạo ra một cái như thế chân thật ảo thuật thế giới. Nhưng là đạt được ma tâm ấn, có thể cảm giác đến thế gian vạn vật cảm xúc về sau, Hắn lập tức có thể hiểu rõ chuyện này, đem vô số hư ảo tánh mạng đều giao phó phức tạp tình huống. Cái này phản phất là hóa thân thành rồi thiên tâm ma, đây là nguồn gốc từ tại bản năng lực lượng, vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Nhất niệm một thế giới. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lúc này một cổ vô thanh vô tức chấn động bao phủ phương viên 10 ức km, lập tức một tòa chân thật thế giới hàng lâm đến cái này phiến vực sâu trên đại lục. Tại phiến khu vực này trong đó, tự hồ xuất hiện một cái cực lớn thế giới loài người có mười mấy nhân loại quốc gia, bọn hắn lẫn nhau lịch sử không giống với, nhân chủng không giống với, lẫn nhau tầm đó thậm chí còn tại phát sinh chiến tranh. Sinh hoạt ở cái địa phương này nhân loại thậm chí còn có lẫn nhau sinh hoạt, tại trên đường phố, tại nhà dân lý, trong cung điện bộ, mỗi người đều trông rất sống động, như là chân thật tồn tại giống như, mỗi người đều có tính cách của mình. Thậm chí còn có thể nghe được buôn bán trên đường phố tiền ồn ào cùng cười vui thanh âm. Tư dân trong phòng tiếng khóc, cãi nhau thanh âm, cùng với không thể miêu tả cổ quái thanh âm không thể tưởng tượng. Hạ Bình đứng tại trên đường phố, hắn có loại không chân thực cảm giác, dẫm phải mặt sàn xi si măng thượng cũng như này an tâm, không khí chính là mùi thơm, bàn chân xúc cảm, còn có thanh âm, sắc thái, đều là như vậy tươi sáng rõ nét. Vô số người theo bên cạnh mình trải qua, ngựa xe như nước, có người không cẩn thận đụng vào trên người hắn, còn có thể mở miệng nói xin lỗi, cũng có người ghét bỏ chính mình đứng tại đường cái trung ương vướng bận, hùng hùng hổ hổ, chửi ầm lên. Thậm chí còn có người báo động, muốn cho cảnh sát đem chính mình theo cái chỗ này bắt đi. Nếu như cái này ảo thuật không phải mình bố trí xuống đấy, chỉ sợ hắn còn cho là mình thật sự ở vào một cái chân thật thế giới. Tuy nhiên cái này ảo thuật thế giới là hắn sáng tạo ra ra, nhưng là sáng tạo sau khi thành công, tự hồ cái thế giới này vận chuyển mình đã không cách nào can thiệp rồi, đã tạo thành chính mình chỉ có quy luật. Nếu như phá hư cái này quy luật cùng pháp tắc lời mà nói, toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Thái huyền diệu rồi hạ bình càng phát ra cảm thấy huyễn thuật chân giải quả nhiên là bác đại tinh thâm thâm bất khả trắc trong đó ẩn chứa vô cùng ảo diệu tựa hồ trực chỉ đại đạo cũng không biết địa ngục ở trong chỗ sâu vị nào thần ma sáng tạo ra đến đấy nhưng mà này còn là ảo thuật đệ nhất trọng cảnh giới nếu như đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới thậm chí là đệ tam trọng cảnh giới lời mà nói như vậy ảo thuật đoán chừng tựu không còn là ảo thuật mà là thần thuật tích tích lúc này thời điểm hệ thống thanh âm truyền ra chúc mừng chủ ký sinh hấp dẫn rất nhiều vực sâu yêu ma cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 100 cừu hận tinh, hy vọng không ngừng cố gắng. Hạ Bình giờ phút này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, theo ảo thuật chính giữa thoát ly, hắn ngược lại là không nghĩ tới tiêu diệt một đoàn vực sâu yêu ma về sau, rõ ràng còn có thể thu lấy được nhiều như vậy oán hận. Hơn nữa trước kia oán hận, hắn hiện tại tổng cộng có được 560 cừu hận tinh rồi, khoảng cách chính mình đạt được 1.000 cừu hận tinh cũng không phải quá xa rồi. Tốt rồi, cũng là thời điểm trở về. Hạ Bình sửa sang lại thoáng một phát thu hoạch, cảm giác mình lần này độ kiếp viên mãn thành công, không chỉ có là thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đồng thời cũng có thể gặt hái được rất nhiều linh hồn kết tinh, cũng coi là mùa thu hoạch lớn. Đã như vậy, lưu ở cái địa phương này tự không có bất kỳ ý nghĩa, hay là trở về tiếp tục làm quan sát viên, miễn cho mấy cái trưởng lão cảm giác mình thời gian dài không hiện ra, cho là mình chết ở yêu ma đại lục chính giữa. Hắn nhìn một chút trước mắt cái này ảo thuật thế giới, tự hồ đã cứng lại mà bắt đầu, không có ngoại lực phá hư lời mà nói, đoán chừng ngàn trong vòng trăm năm, cái này ảo thuật thế giới cũng sẽ không tiêu tán. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, cũng không có phá hư cái này ảo thuật thế giới, lập tức hướng phía trước kia địa phương bay trở về. Bất quá chờ hắn đã bay một thời gian ngắn, nội tâm sinh ra một hồi rung động, bỗng nhiên ngừng lại. Hồ đây không phải gian nhã như các nàng ư. Hạ Bình lập tức thấy được ngư thất thất, gian nhã như, câu cơ cùng sở dung bốn người xuất hiện tại một chỗ sơn cốc, đối phương tựa hồ đang tại săn giết rất nhiều vực sâu yêu ma vèo hạ bình thân hình lóe lên lập tức đáp xuống ngư thất thất gian nhã như tô cơ cùng sở dung bốn người trước mặt quanh mới vừa vặn hàng rơi trên mặt đất lập tức tại giữa sơn cốc mấy ngàn vực sâu yêu ma thân hình lập tức đã bị hỏa diễm nhen nhóm do lý ra ngoài cả người đều hóa thành cực lớn ngọn lửa ánh lửa trùng thiên tất cả vực sâu yêu ma hoảng sợ tới cực điểm phát ra thê lương kêu thảm thiết nhưng là một cái hô hấp về sau tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng chúng cũng bị thiêu thành tro tàn cái gì đều không có lưu lại. Ân chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhíu mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh việc này, bởi vì hắn vừa rồi chuyện gì cũng không có làm, chỉ là hàng lâm cái này phiến sơn cốc mà thôi, bọn này vực sâu yêu ma rõ ràng tự tự thiêu mà chết. Bất quá hắn cũng cảm giác đến như vậy hỏa diễm đích thật là xuất từ trên người mình, là bị trên người mình lực lượng cho nhen nhóm đấy, cũng không phải những người khác xuất thủ tiêu diệt bọn này vực sâu yêu ma. Thì ra là thế. Hạ Bình cẩn thận ngẫm lại, hắn rất nhanh liền đã minh bạch phát sinh chuyện gì. Bởi vì trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch tiến hóa được thật sự là quá là nhanh, đặc biệt là cắn nuốt diệu nhật ma bổng nguyên năng lượng, đạt được đối phương trên người một tia thần tính hỏa diễm, càng làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh, đã thức tỉnh 300 triệu hỏa địa ngục kim ô tế bào. Bởi như vậy, hắn ngọn lửa trên người khí tức, thuần dương khí tức cực lớn đến hù chết người. Tuy nhiên bản thân của hắn không có cảm giác nào, nhưng là cổ này cũng bố hỏa diễm khí tức căn bản thu liễm không nổi, tại cái khác người xem ra, hiện tại hạ bình thật giống như một khỏa tại lục địa hành tẩu thái dương bao giờ cũng đều tản mát ra khủng bố nhiệt lượng đương nhiên cổ này nhiệt lượng tại hạ bình điều khiển phía dưới cũng không tùy tùy tiện tiện tự bộc phát nhưng nếu như là có địch nhân đối với hạ bình có địch ý lời mà nói cổ này khủng bố hỏa diễm năng lượng sẽ tự động phản kích lập tức đuổi giết tại những địch nhân này trên người đây là bản năng phản kích nhanh đến hạ bình đều ý thức không đến trình độ tại giữa sơn cốc cái kia bầy vực sâu yêu ma không biết việc này chúng nhìn thấy lại có một nhân loại tới đương nhiên đem Hạ Bình đã coi như là địch nhân lớn nhất. Kết quả có thể nghĩ, chúng trên người ác niệm cùng sát ý mới vừa vặn bạo phát đi ra, lập tức xúc động rồi Hạ Bình trong cơ thể phòng vệ bản năng, khủng bố hỏa diễm năng lượng đuổi giết đi ra ngoài. Tự tính toán chỉ là tiết lộ một tia, cũng không phải những này nhỏ yếu yêu ma có thể ngăn cản đấy. Trong khoảnh khắc, bọn này vực sâu yêu ma đã bị chết cháy, toàn thân đều bị hỏa diễm nhen nhóm, hóa thành tro tàn. Xem ra phải cần một khoảng thời gian bế quan tu luyện, mới có thể đem trên người địa ngục kim ô huyết mạch triệt để thông hiểu đạo lý. Hạ Bình sờ lên cái cầm, cảm thấy những ngày này tiến bộ của mình đích thật là nhanh điểm, cái này cũng làm cho hắn đối với lực lượng khống chế xuất hiện một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, cần nhất định được thời gian đi triệt để nắm giữ. Hạ Bình, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Giang Nhã như hiếu kỳ hỏi. Ngươi thất thất, câu cơ cùng sở dung ba người cũng hiểu được hết sức kỳ quái, bởi vì Hạ Bình là quan sát viên, không có lẽ tham gia các nàng những này tân sinh đệ tử thí luyện mới đúng. Nếu như bị người phát hiện lời mà nói, các nàng chỉ sợ sẽ bị hủy bỏ thí luyện tư cách, sẽ bị cho rằng là dựa vào người khác ăn gian. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hạ Bình biểu thị đây chỉ là cái ngẫu nhiên, thực sự không phải là cố ý đến cái chỗ này. Về phần đám kia vực sâu yêu ma cũng không phải mình muốn ra tay giúp đỡ, thuần túy là đám kia vực sâu yêu ma muốn chết rõ ràng dám đối với chính mình động sát ý kết quả là bị chính mình ngọn lửa trên người chi lực tự động chết cháy rồi. Chẳng lẽ trước kia cái kia phiến huyết sắc kiếp vân là ngươi làm ra đến ngươi vừa mới theo yêu ma đại lục ở trong chỗ sâu trở về, ngươi thất thất lập tức nhớ tới trước kia phỏng đoán, cảm thấy động tĩnh lớn như vậy nhất định cùng hạ bình cái này gậy quấy phân heo có lớn lao quan hệ. Đó là một bí mật, nếu như ngươi muốn biết lời mà nói, buổi tối hôm nay chúng ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi biết, một năm một mười nói ra, nói chuyện trắng đêm. Hạ bình cười tủng tiễn nói. Phi, ai mà thèm ngươi bí mật này, không biết xấu hổ, thối nhân loại. Ngư thất thất khuôn mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết rõ Hạ Bình những lời này đến cùng là có ý gì, rõ ràng tựu là muốn quy tắc ngầm nàng, đều cô nam quả nữ chung sống một phòng rồi, nàng ở đâu còn chạy trốn được. Tô cơ. Mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy chẳng lẽ là phát sốt, sinh bệnh rồi ư, sở dung lập tức chú ý tới bên cạnh tô cơ xuất hiện nào đó dị trạng, đối phương trắng nõn khuôn mặt giờ phút này trở nên đỏ bừng đấy, một đôi mắt đẹp ngập nước, mặt mày hàm xuân nàng thấy thế nào đều cảm thấy giờ phút này tô cơ rất không thích hợp như là cắn dược như vậy ta ta cũng không biết đến tột cùng làm sao vậy tựu là đột nhiên cảm thấy hạ bình trở nên rất tuấn tú vô địch đẹp trai tô cơ khuôn mặt đỏ lên thốt ra nhưng là nói ra những lời này về sau nàng quả thực là xấu hổ và giận dữ muốn chết hận không thể đem đầu mình chôn ở bùn đất trên mặt đất chính mình như thế nào sẽ nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói rất tuấn tú đây chẳng qua là ta không có ý nghĩa ưu điểm ta còn có đủ cao lớn uy mảnh ôn nhu thiện lương, dũng cảm cứng cỏi, tiếp tục thời gian dài vân, vân, đợi một tí ưu điểm bà mẹ nó, nữ lưu manh, ngươi đến tục cùng đang làm gì đó. Hạ Bình còn ý định tiếp tục nói khoác chính mình, nhưng là bỗng nhiên tầm đó tô cơ tự hồ kìm nén không được rồi, như là nữ sắc bình thường chụp một cái đi lên, giống như bạch tục tự như ôm lấy chính mình, thập phần không biết xấu hổ. Lưu manh, ta muốn thử xem ngươi tiếp tục thời gian dài ưu điểm. Tô cơ nhẹ nhàng ngửa đầu, cắp xúc một hơi, đôi mắt dễ thương như là một vũng xuân thủy, xinh đẹp không gì sánh được cái này tuy nhiên đây là ta so sánh xông ra nổi bật ưu điểm đã sớm nổi tiếng trung ngoại nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc tại dưới ban ngày ban mặt hơn nữa chung quanh còn có người nhìn xem đâu rồi ngươi cho ta chút tôn trọng ta là rất có nguyên tắc nam nhân hạ bình nuốt một mụn nước bọt cảm giác mình có chút cầm giữ không được rồi ý chí đó là tương đương không kiên định vậy sao nhưng là ngươi không biết là có người nhìn xem tựa hồ so sánh kích thích hay là nói ngươi chán ghét ta tô cơ khanh khách một tiếng trắng nõn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tại bộ ngực của hắn vẽ một vòng tròn. Làm sao có thể sẽ chán ghét coi như là chán ghét toàn bộ vũ trụ người, đều khó có khả năng chán ghét ngươi. Hạ Bình chột dạ nói, hắn cảm giác mình đã cầm giữ không được rồi, động tác như vậy, như vậy ngữ khí, như vậy thần thái, tuyệt đối với có thể bắt được bất luận cái gì nam nhân, đây là nữ nhân thần kỹ. Còn không đợi hắn nói dứt lời, bên cạnh một cái bàn tay nhỏ bé lại đem hắn cường hành bắt đi qua, bắt lấy người của hắn là Giang Nhã Như, nàng tựa hồ cũng rất không thích hợp, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương mê ly. Nàng một bả đã bắt ở hạ bình cổ áo, trực tiếp kéo đến chính mình trước, cử chỉ bá khí vô song, đồ lưu manh, tự ưa thích cái loại này sao chân, khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, chẳng lẽ thân là thanh mai trúc mã ta lại không thể ư muốn, chẳng lẽ ta không để cho ư ta đấy, chẳng lẽ còn không đủ đại ư. Cũng được, hoàn toàn có thể, của ngươi phát triển, ta rõ như ban ngày. Hạ Bình cảm giác mình có chút không thở nổi. Ba thoáng một phát, không đợi Hạ Bình phục hồi tinh thần lại, đằng sau một cái trắng nõn tay lại đem hắn dắt đi qua, người xuất thủ là Ngư Thất Thất. Thối nhân loại. Ngư Thất Thất đôi mắt dễ thương mê ly, bắt lấy hạ bình cổ áo, một tay đặt tại trên vách núi đá, thân thể gần sát hạ bình, nàng lộ ra một bộ nữ vương phạm, rõ ràng dám ở tự nữ vương trước mặt cùng những nữ nhân khác điều dục, người lá gan không nhỏ, nhưng là hoàn toàn chính xác rất không tồi, nam nhân ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Bất quá rõ ràng nhắm trúng tự nữ vương ghen ghét, có biết hay không đây là bao nhiêu hành vi phạm tội đây là trọng tội tự nữ vương phạt ngươi cả đời đều được đợi ở bên cạnh ta vĩnh viễn cũng không cho ly khai đây là ở tù chung thân ngữ khí của nàng rất là bá đạo đây là đang biểu thị công khai chủ quyền cái này hà bình đều mộng rồi hắn rõ ràng bị nữ nhân vách tường đông rồi đây là cái gì quỷ hắn cảm thấy bỗng nhiên tầm đó nữ nhân này trở nên bưu hãn mà bắt đầu giống như chính mình biến thành thụ đồng dạng ô hát mi thượng đế đám nữ nhân này đến tục cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cắn dược rồi hả ba thoáng một phát ngư thất thất mới vừa vặn nói dứt lời lại là một tay đem hạ bình dắt đi qua cứ như vậy đưa hắn trực tiếp theo như té trên mặt đất một đạo uyển chuyển thân ảnh cưỡi trên người của hắn là sở dung lưu manh sở dung hai tay chống trên ngực hạ bình đôi mắt dễ thương như nước hàm răng cắn môi ta không phải công chúa cũng không phải ngươi thanh mai trúc mã lại không hiểu được cái gì câu dâm nam nhân kỹ xảo nhưng là ta gia bạch tướng mạo đẹp ít hướng vi đại chân dài hơn nữa còn là lần thứ nhất tai nạn chết người không cần phụ trách không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận như vậy ta sao không có vấn đề vấn đề này không lớn hạ bình cảm giác mình tự hồ bị chinh phục cô nàng này còn nói chính mình không hiểu được cái gì kỹ xảo nhưng là nói ra nói như vậy làm ra cử động như vậy rõ ràng tựu là tông sư người nam nhân nào chịu được còn nói có nguyện ý hay không tiếp nhận như vậy ta chẳng lẽ còn có nam nhân nói chính mình không muốn nếu như không phải chung quanh không có người nào hắn đều cho là mình đang tại bị tiên nhân khiêu hệ thống vì cái gì các nàng sẽ biến thành cái dạng này hạ bình lập tức hỏi thăm hệ thống hắn cảm thấy hệ thống nên biết rồi cái gì chủ ký sinh thuần túy là quan hệ của ngươi bởi vì chủ ký sinh trên người địa ngục kim ô huyết mạch trong thời gian ngắn đại lượng gia tăng trên người dương khí quá thừa đây đối với nữ tính có lớn lao lực hấp dẫn thật giống như hành tẩu xuân o sinh vi giống như cho nên mới phải biến thành cái dạng này hệ thống hồi đáp biểu thị đây là hạ bình sai thì ra là thế hạ bình cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao tô cơ ngư thất thất sở dung cùng gian nhã như bốn người sẽ biến thành cái dạng này bởi vì trên người hắn thuần dương chi khí quá mức nồng đậm ăn mòn bốn phía hắn hiện tại quả thực tự là lò luyện tản mát ra đậm đặc giống được hóc mon tô cơ ngư thất thất sở dung cùng gian nhã như bốn người căn bản ngăn cản không nổi thoáng cái tự trúng chiêu rồi đặc biệt là tô cơ trên người có được lấy hồ yêu huyết mạch ẩn chứa nồng đậm âm thuộc tính căn bản chống cự ở như thế đậm đặc thuần dương chi khí cho nên nàng cái thứ nhất tự phát sanh biến hóa. Cái kia hệ thống, có cái gì phương pháp có thể giải quyết vấn đề này? Hạ Bình hỏi. Không có cách nào, trừ phi ngươi bây giờ có thế đối với trên người mình lực lượng khống chế tự nhiên, không hề đem bất luận cái gì thuần dương chi khí phóng xuất ra đi, nếu không đều không thể giải quyết. Hệ thống nói. Không đợi Hạ Bình nghĩ ra cái gì phương pháp giải quyết, ngư thất thất, gian nhã như cùng tô cơ ba người vây quanh tới, mặt nhược hoa đào. Thối nhân loại, ngươi cái này thủy tính dương hoa dâm loạn, nam nhân là thứ nữ nhân có thể phải hay là không hạ bình ta chỉ điểm ngươi chứng minh ta mới là thích hợp nhất nữ nhân của ngươi ngốc tử ngươi còn ở nơi này chờ cái gì cái này cơ hội ngàn năm một thuở chẳng lẽ còn ở nơi này ngốc các loại nam nhân có người hay không đã từng nói qua ngươi cái dạng này rất đáng yêu buông tha cho dãy dụa a đêm nay ngươi là của chúng ta Sở dung bọn người như lan như hổ ba chân bốn cẳng động tác lưu loát thoáng cái đã bắt ở hạ bình hai tay hai chân. Dừng tay, các ngươi bọn này nữ lưu manh, lập tức đình chỉ các ngươi vô lễ động tác. Đợi một chút, y phục của ta, y phục của các ngươi. Ta là rất có nguyên tắc nam nhân, ý chí đó là tương đương kiên định, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thế dụ hoặc ta. Lại tiếp tục như vậy, ta muốn phản kháng, thật sự muốn phản kháng A. Oh my god. Rất nhanh, phụ cận một chỗ sơn động, Tự truyền ra từng đợt rất có tiết tấu thanh âm, như là sóng biển phát đá ngầm sang hô đá, thỉnh thoảng hù dọa ngàn trường sóng, cũng giống như là xuất hiện mưa to gió lớn, thật lâu không có ngừng. Xa xa, cái này khối yêu ma đại lục chỗ sâu nhất, hạ bình nguyên bản độ kiếp địa phương. Giờ phút này bốn phía xuất hiện mười mấy đạo yêu ma thân ảnh, mỗi người tản mát ra cường hoành vực sâu khí tức, thình lình tu vi của bọn nó đều đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong trình độ. Thậm chí chúng khí thế trên người đều không thua gì diệu nhật ma, cửu u ma vân, vân, đợi một tí yêu ma bá chủ. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên khối đại lục này mặt đạt trình độ cao nhất yêu ma như thế nào tất cả đều chết rồi, liền diệu nhật ma, cửu u ma, thậm chí thiên tâm ma đều chết hết, đến tột cùng là ai làm hay sao? Một đầu thâm nguyên yêu ma sắc mặt rất là khó coi. Cái chỗ này bốn phía tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, đại bộ phận thâm nguyên yêu ma đều là bị lôi kiếp đánh chết đấy. Có thâm nguyên yêu ma cẩn thận xem xét bốn phía, quan sát ra một tia mánh khóe. Lôi kiếp. Nơi này chính là vực sâu đại lục, tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Là nhân loại, đã từng có nhân loại xuất hiện ở cái địa phương này, là khi nhân loại đã dẫn phát thiên kiếp, mới đưa đến nhiều như vậy thâm nguyên yêu ma tử vong, tử thương vô số, cơ hồ một khối đại lục thâm nguyên yêu ma đều bị diệt đi. Đáng chết nhân loại, lại là bọn hắn hư mất chuyện tốt của chúng ta, nếu như bị chủ thượng biết rõ chuyện này, nhất định sẽ tức giận, cái này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Những này thâm nguyên yêu ma nắm chặt nắm đấm nghĩ đến chính mình hư mất chủ thượng chuyện tốt, chúng tựu không rét mà run, đối với cái kia phá hủy chúng kế hoạch người quả thực là hận thấu xương. Vốn chủ thượng phân phó chúng ta liên hợp mỗi một khối yêu ma đại lục ở trên thâm viên yêu ma, liên hợp sở hữu tất cả yêu ma lực lượng, không nghĩ tới cái này khối đại lục lại gặp trọng đại ngăn trở, nhân loại phương diện sẽ không phải là biết rõ kế hoạch của chúng ta đi à nha. Hừ, biết rõ thì như thế nào, đây là dương mưu, chẳng lẽ đám nhân loại kia còn dám sát nhập thâm viên thế giới hay sao? Nói không sai, coi như là bị những nhân loại kia biết rõ kế hoạch của chúng ta cũng không có sao, hiện tại chúng ta thâm viên yêu ma đại thế đã thành, cũng không phải từng chút một khung vặt, một chút thủ đoạn có thể ngăn cản đấy. Thiên tâm ma thật sự là phế vật, khiến nó xử lý một chút việc đều làm không được, rõ ràng còn bị loài người một ổ bưng. Được rồi, thiên tâm ma đều chết hết, mắng cũng vô dụng. Chúng ta lập tức trở về đi, cái này khối đại lục thâm viên yêu ma toàn bộ đã xong, một cái cao cấp yêu ma đều không có, tất cả đều là cấp thấp pháo hôi, lưu lại cũng không có dùng. Chờ đó cho ta, đáng chết nhân loại, chờ ta vượt sâu đại quân tụ họp lại, rất nhanh tựu là nhân tộc tử kỳ, chúng ta lần này nhất định muốn trả thù, triệt để diệt trừ nhân tộc. Hay là tranh thủ thời gian ly khai A, nói không chừng kia nhân loại còn có thể trở về, chiến tranh còn chưa bắt đầu trước kia, không thể tiếp tục tổn thất. Một đám thâm viên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, đối với cái kia phá hủy bọn hắn kế hoạch nhân loại hận đến nghiến răng ngứa đấy, nếu như kia nhân loại dám xuất hiện tại chúng trước mặt đấy, tất nhiên sẽ cho đối phương một cái đẹp mắt. Nhưng là hiện tại chúng còn có chuyện trọng yếu hơn cần đi làm. Sưu sưu sưu. Chúng thân hình lập lòe, lập tức ly khai cái này khối vực sâu đại lục, tiến về trước tiếp theo khối đại lục, tiếp tục tập kết yêu ma đại quân. Mấy ngày sau, ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thí luyện cuối cùng kết thúc, thời gian vừa đến, các vị còn còn sống tân sinh đệ tử cũng nhanh chóng bị thiên cơ bản truyền tống về đi, thoát ly thâm viên thế giới. Rốt cục có thể còn sống đi ra không hổ là thâm viên thế giới, căn bản không phải người đợi địa phương. Ta đều không biết mình đến tột cùng là sống thế nào qua một tháng đấy, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không phải sao. Tùy ý cũng có thể chứng kiến thâm viên yêu ma, mỗi một đầu yêu ma đều cực kỳ đáng sợ, giết người không chớp mắt, sức chiến đấu viễn siêu cùng giai tu sĩ, không hổ là thời đại thái cổ chư thiên vạn tộc đại địch. May mắn chúng ta hay là còn sống trở về rồi, so về những cái, kia không may chết ở thâm viên thế giới sư huynh đệ tốt hơn nhiều ngũ đại môn phái tân sinh các đệ tử may mắn không thôi, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nói thật bọn hắn dừng lại ở thâm viên thế giới chính giữa quả thực tựu là sống một ngày bằng một năm. Không ít tân sinh đệ tử bởi vì không chịu nổi áp lực như vậy, sớm tựu đã xong thí luyện, lại để cho thiên cơ bản truyền tống về đi, bởi như vậy, bọn hắn dĩ nhiên là không hề bị đến coi trọng, sẽ bị giảm xuống đánh giá, ngày sau có thể đạt được môn phái tài nguyên sẽ giảm bớt. Giờ phút này, càng không phái phần đông tân sinh đệ tử chính giữa. Ngư thất thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người cũng bị truyền tống về ra, về tới phần đông đệ tử bên người, thế nhưng mà trên người các nàng phát ra khí tức hiển nhiên cùng đệ tử khác không tầm thường. Trước kia các nàng còn chỉ là luyện bảo cảnh tu luyện giả, nhưng là hiện tại đã là chân hỏa cảnh tu luyện giả, đột phá một cái đại đẳng cấp, tu vi quả thực tựu là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như chỉ là tu vi đạt được tiến bộ thì cũng thôi đi, phần đông càng không phái đệ tử rõ ràng cũng cảm giác đến bốn người này trên người tản mát ra như có như không thần tính khí tức phản phất là cao cao tại thượng thánh nữ giống như thâm bất khả trắc như vậy khí tức tuyển siêu sở hữu tất cả càng không phái đệ tử ô hát mi thượng đế tô cơ các ngươi đến tục cùng tại thâm nguyên thế giới làm cái gì không có bị thương coi như xong rõ ràng còn có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh còn một bộ bóng nhoáng đầy mặt bộ dạng đến tục cùng là gặp cái gì kỳ ngộ đúng vậy còn giống như thành thục không ít theo tiên nữ đều biến thành nữ thần rồi một ít cùng tô cơ bọn người quen thuộc càng không phái đệ tử nhịn không được hỏi thăm lên tiếng, bọn hắn dừng lại ở thâm viên thế giới, chỉ cần là vì mạng sống, tự hao phí sức của chính trâu hai hổ. Nhưng là tô cơ các nàng ngược lại tốt, không chỉ không có bị thương, thậm chí còn đã lấy được kỳ ngộ, tu vi đạt được tiến bộ cực lớn, hiển nhiên đã lấy được chỗ tốt, cái này lại để cho bọn hắn thập phần hâm mộ ghen ghét hận. Một ít nữ đệ tử càng là mẫn cảm, các nàng có thể cảm giác đến tô cơ bọn người là do ra ngoài biến hóa, tự hồ theo thiếu nữ trưởng thành là nữ nhân bộ dạng, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Không có đạt được cái gì kỳ ngộ. Nghe đến mấy cái này lời nói, ngư thất thất, gian nhã như, tô cơ cùng sở dung bốn người khuôn mặt đỏ lên, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, các nàng ở đâu là đã nhận được cái gì kỳ ngộ, chỉ là cùng cái nào đó không biết xấu hổ lưu manh đã xảy ra hướng hữu nghị quan hệ, tiến hành rồi mấy ngày song tu. Kết quả không đợi các nàng hướng hạ bình hưng sư vấn tội, kết quả thí luyện tự bỗng nhiên tầm đó chấm dứt, các nàng cũng vội vàng bị truyền tống đi ra ngoài, đã đi ra thâm viên thế giới. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là cùng Hạ Bình song tu về sau, các nàng đạt được chỗ tốt thật lớn. Đầu tiên tựu là tu luyện rồi tâm hữu linh tê thuật, cùng Hạ Bình tiến hành tâm linh tu hành, đã nhận được Hạ Bình trên người rất nhiều tu luyện kinh nghiệm, cũng làm cho các nàng đã lấy được khổng lồ cảm ngộ. Tiếp theo tự là thân thể của các nàng đã nhận được Hạ Bình trên người hùng hậu pháp lực ân cần săn sóc, cùng với địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn, thoáng cái liền đem thể chất của các nàng tăng lên tới không thể tưởng tượng trình độ thậm chí làm cho các nàng thân thể huyết mạch ở trong chỗ sâu đều đã có được mục tiêu thần thoại sinh vật bản chất cho nên các nàng đương nhiên đột phá không hề khó khăn đột phá đến chân hỏa cảnh ngưng tụ thành tinh thần chi hỏa võ đạo tu vi cũng đã vượt qua sở hữu tất cả tân sinh đệ tử nhưng là những lời này các nàng căn bản không có khả năng nói ra bởi vì đây là tư ẩn mặt khác càng không phái đệ tử nhìn thấy tô cơ bọn người không muốn nhiều lời cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao kỳ ngộ thế nhưng mà mỗi người trên người lớn nhất một trong những bí mật, ai cũng không muốn bạo lộ. Đổi lại là bọn hắn, đoán chừng cũng không có khả năng nói ra. Bất quá những này càng không phái đệ tử mỗi người đều là đối với tô cơ bọn người hâm mộ ghen ghét không thôi, vì cái gì không phải mình đạt được kỳ ngộ, chẳng lẽ giữa người và người trên lệch tự thật sự lớn như vậy hay sao? Một phương diện khác, Hạ Bình cũng đã đi ra thâm nguyên thế giới, thoáng cái truyền tống đến ngũ đại môn phái các trưởng lão chỗ chỗ. a à, Hạ Đạo Hữu cũng trở về rồi, rõ ràng Tu Vi lại có đột phá, chẳng lẽ là đã lấy được cái gì kỳ ngộ, tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh hậu kỳ. Một ít trưởng lão lập tức chú ý tới Hạ Bình tình huống. Bọn hắn không khỏi tinh thần chấn động, trợn mắt há hốc mồm, mới một tháng không thấy mà thôi, tiểu tử này rõ ràng lại đột phá, trực tiếp tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh hậu kỳ, pháp lực hùng hậu được không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bọn họ từng nghe qua Hạ Bình tu luyện rất nhanh thanh danh, nhưng là cũng không có tận mắt thấy như vậy rung động, như vậy yêu nghiệt rõ ràng thật sự sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, quả thực là không thể tưởng tượng. Hạ sư đệ lại đột phá. Bình thường, tập mãi thành thói quen rồi. Việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi, đừng ngạc nhiên, thông thường thao tác. Một ít càng không phái trưởng lão khóe miệng co giật, nói thật bọn hắn sớm đã bị Hạ Bình tu vi tốc độ tiến bộ dọa được chết lặng, nhìn thấy Hạ Bình lại đột phá, bọn hắn đã không có bất kỳ cảm tưởng. Dù sao thằng này không phải người, là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, không thể lấy ra làm so sánh. May mắn may mắn. Hạ Bình Kim Tốn nói, giờ phút này hắn khí tức trên thân đã hoàn mỹ thu liễm mà bắt đầu, trong cơ thể ở trong chỗ sâu khổng lồ địa ngục kim ô huyết mạch không có bị bất luận cái gì trưởng lão phát hiện, đạt đến một khối trình độ. Nếu như là vừa mới đổ kiếp lúc rời đi, hắn thoáng cái truyền tống đi ra, chỉ sợ sẽ hù chết bọn này trưởng lão. Chỉ cần là hắn đứng tại giữa không trung trong đó, kinh khủng kia thuần dương chi khí, cũng đủ để chết cháy một ít nhỏ yếu trưởng lão, trực tiếp tự nhen nhóm đối phương trên người huyết dịch, hóa thành hỏa nhân. Bất quá trải qua cùng tô cơ, gian nhã như, ngư thất thất cùng sở dung bốn người song tu, đã nhận được trên người các nàng khổng lồ thuần âm chi khí, đạt đến âm dương dung hợp, nước lửa tiết hướng ga vi dung trình độ. Cũng làm cho hắn hoàng mỹ khống chế rồi trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch. Đồng thời đã bị như vậy kích thích, hắn lại đã thức tỉnh 5.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, hiện tại hắn đã trọn vẹn đã thức tỉnh 300 triệu 5.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, trên người năng lượng khủng bố phải mệnh. Ngoại trừ địa ngục kim ô huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh bên ngoài, trên người hắn pháp lực tu vi cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, song tu về sau, tối thiểu gia tăng lên mấy ngàn năm pháp lực tu vi. Điều này cũng làm cho tu vi của hắn càng ngày càng tới gần pháp tướng cảnh đỉnh phong rồi. Dựa theo như vậy tiến triển tốc độ, dù cho đạt tới pháp tướng cảnh cảnh giới đỉnh cao, cũng không phải rất xa xôi rồi, rất nhanh là hắn có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, chính thức bước chân vào đạt trình độ cao nhất đại năng cảnh giới đến lúc đó hắn cũng có tư cách đụng chạm đến thánh nhân cảnh. Tại vũ trụ cấp bậc chiến tranh tiến đến trước giờ, hắn nhất định phải mau chóng bước vào thánh cảnh, bằng không mà nói đại chiến cùng một chỗ, chỉ sợ hắn cũng chỉ là hơi chút lớn một chút pháo hôi mà thôi. Hạ Bình cảm thấy từng đợt gấp gáp cảm giác, có loại lúc không đợi cảm giác của ta. Rất nhanh, vũ đại môn phái tự khởi động truyền tống trận, đem sở hữu tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều truyền tống về đến từng người môn phái. Hạ Bình cũng về tới càng không phái chính giữa trở lại môn phái về sau, hắn chưa có trở về đi viêm hoàng phong, mà là đầu tiên đi Bắc Minh Phong, sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân chỗ địa phương, bởi vì hắn muốn bẩm báo về thâm nguyên yêu ma tin tức. Dù sao thâm nguyên yêu ma ý định tập kết, lần nữa xâm lấn thế giới loài người, đây chính là đang mang toàn bộ vũ trụ an nguy, cho nên hắn không có khả năng giấu giếm tin tức này. Cái gọi là tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, nếu như nhân tộc đã xong, như vậy mình cũng đã xong, vũ trụ to lớn, đều không có nhân tộc chỗ dung thân, như là chó nhà có tang. Đương nhiên, vực sâu tà ma xâm lớn lớn như vậy một sự kiện, như hắn nhỏ như vậy tôn lục nhất định là ngăn cản không nổi rồi, nhất định là cần thánh nhân tự mình ra mặt. Hơn nữa trời sập xuống cũng là người cao chết trước, chuyện này tạm thời cũng không cần hắn nhỏ như vậy nhân vật lo lắng cái gì. Giờ phút này, Bắc Minh Thánh Nhân hiện tại vừa vặn cũng không có bế quan, cho nên hắn rất thuận lợi hãy tiến vào rồi Bắc Minh Phong chính giữa. Sư phó, ta có một đại sự muốn bẩm báo. Hạ Bình trầm giọng nói. a à, chuyện gì, cứ việc nói. Bắc Minh Thánh Nhân nhạt nhíu mày, hắn biết rõ chính mình cái đồ đệ không có gì chuyện trọng yếu lời nói là sẽ không tới Bắc Minh Phong đấy. Sư phó, sự tình là như thế này đấy. Vì vậy Hạ Bình liền đem chính mình tại thâm nguyên thế giới tao ngộ nói ra, đương nhiên trong đó che giấu chính mình độ kiếp sự tình, biểu thị chính mình tại thăm dò thâm nguyên thế giới thời điểm, vô tình ý tầm đó phá vỡ thâm nguyên yêu ma đám bọn chúng hội nghị. Hắn vụng trộm ẩn núp đi vào, không nghĩ tới nhưng lại phát hiện đối phương kinh thiên động địa đại âm mưu, Phần Đông Thâm viên yêu ma đã hoàn thành tập kết, khả năng rất nhanh sẽ gặp xâm lấn thế giới loài người. Thì ra là thế, ta đã biết, ngược lại là không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã biết chuyện này. Nghe xong Hạ Bình lời nói về sau, Bác Minh thánh nhân gật gật đầu, biểu lộ rất là bình tĩnh. Chứng kiến cái dạng này, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hỏi, xem sư phó bộ dạng, chẳng lẽ nói nhân tộc cao tầng đã sớm biết những này Thâm viên yêu ma động tĩnh hay sao? Cái này là chuyện đương nhiên. Bác Minh thánh nhân mỉm cười, Vượt sâu tà ma thủy chung là chư thiên vạn tộc cộng đồng địch nhân, thời đại thái của chúng cho toàn bộ vũ trụ sinh linh mang đến đau xót, cho tới nay cũng không có khỏi hẳn. Cho nên nhân tộc tự nhiên cũng sẽ thời thời khắc khắc giám sát những này thâm viên yêu ma, biết được chúng nhất cử nhất động, miễn cho khiến cái này thâm viên yêu ma xuất hiện lần nữa gây sóng gió. Đã biết đến lời nói, vì cái gì không đi ngăn cản. Hạ Bình rất không lý giải, nếu như đã sớm biết rõ thâm viên yêu ma làm loạn cử động, như vậy bằng vào nhân tộc lực lượng, tự nhiên có thể đề phòng tại chưa xảy ra, triệt để đem thâm viên yêu ma âm mưu trấn áp tại nảy sinh bên trong. Không cách nào ngăn cản. Bắc Minh Thánh Nhân lắc đầu, thâm viên thế giới đối với những ma đó thánh tăng thêm tác dụng thật sự là quá lớn, chỉ cần chúng trốn ở thâm viên thế giới chỗ sâu nhất, chúng ta tự không cách nào làm gì được rồi chúng, những ma đó thánh có thể nói bất tử bất diệt. Hơn nữa chúng ta tiến vào thâm viên thế giới thời gian quá dài, cũng sẽ bị vực sâu pháp tắc ăn mòn, không thể đợi thời gian quá dài, cho nên căn bản không cách nào triệt để tiêu diệt bọn này thâm nguyên yêu ma đương nhiên chúng ta cũng đã sớm biết rõ bọn này thâm nguyên yêu ma tặc tâm bất tử một mực đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức cùng đợi ngóc đầu trở lại cơ hội mà chưa thiên vạn tộc đã ở thời thời khắc khắc chuẩn bị hắn biểu thị nhân tộc chưa từng không muốn đem thâm nguyên yêu ma triệt để diệt tuyệt trên thực tế tự tính toán liên hợp toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc lực lượng muốn bị diệt thâm nguyên yêu ma nhất tộc đều là không cách nào làm được Nói như vậy, Song Phương đã sớm chuẩn bị cho tốt muốn đánh một hồi đại trận chiến. Hạ Bình nhìn xem Bắc Minh Thánh Nhân, hắn ngửi được một tia thảm thiết chiến tranh sắp phát sinh khí tức. Đúng vậy, nhất định phải đánh một hồi, nhưng lại muốn đem bọn này Thâm Viên Yêu Ma Triệt để để đùa, đem chúng đại bộ phận tinh nhuệ giết được sạch sẽ, giết ra một cái ba ngày ban mặt. Bắc Minh Thánh Nhân trên người tràn ngập ra khủng bố sát ý, tê liệt hư không, cũng chỉ có đem bọn này Thâm Viên Yêu Ma Triệt để trọng thương, chúng mới có thể dập tắt lần nữa xâm lấn thế giới loài người ý niệm là nhân tộc lần nữa thắng được trăm triệu năm hòa bình. Hắn biểu thị nhân tộc đối với trận chiến tranh này cũng đã sớm có các loại chuẩn bị. Thắng về sau đâu rồi, trăm triệu năm về sau đâu rồi, những thâm viên yêu ma đó chẳng phải là còn có thể ngóc đầu trở lại. Hạ Bình Thủy Trung cảm thấy đây không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Không có biện pháp, cái này kỳ thật tự là mấu chốt chỗ. Bắc Minh Thánh Nhân gian tay ra, chúng ta bây giờ không có bất kỳ lực lượng đem thâm viên yêu ma triệt để bị diệt, cũng chỉ có thể lợi dụng loại thủ đoạn này. Đem Thâm Nguyên yêu ma uy hiếp xuống đến thấp nhất. Có lẽ ngày sau có người có thể tìm được bị diệt Thâm Nguyên yêu ma phương pháp, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như thế, đây cũng là trước mắt mới chỉ so sánh cốt xử lý phương pháp. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng người biết chuyện tộc bất đắc dĩ, Thâm Nguyên yêu ma quả thực thật giống như con dáng tự như, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, giết không chết diệt không dứt, chỉ có thể là làm cho đối phương bảo trì nhất định được số lượng, không đến mức uy hiếp được nhân loại sinh tồn. Loại này về nhân tộc tương lai sự, ngươi tạm thời không cần cân nhắc hiện tại ngươi cần cân nhắc chính là như thế nào tăng cường thực lực của mình như thế nào có được tự bảo vệ mình chi lực bắc minh thánh nhân nhìn xem hạ bình lời nói thấm thía nhắc nhở ngươi bây giờ thực lực hay là quá yếu chỉ có tấn thăng đến thánh nhân cảnh mới có thể ở trận chiến tranh này chính giữa đạt được từng chút một lời nói quyền bởi vì đại chiến cùng một chỗ coi như là thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc vô số còn lại phàm nhân thì càng thêm không cần phải nói rồi hắn nhớ tới thời đại thái cổ cùng thâm viên yêu ma một trận chiến khi đó nhân loại chết tổn thương thảm trọng tối thiểu thương vong bảy thành đã ngoài cơ hội đánh cho toàn bộ vũ trụ chính thức không còn thẳng đến thời gian rất lâu về sau nhân tộc thực lực mới xem như chậm rãi khôi phục lại sư phó ta minh bạch hạ bình gật gật đầu hắn cũng biết như vậy vũ trụ cấp bậc chiến tranh một khi xuất hiện thảm thiết trình độ căn bản không phải hiện tại người có thể tưởng tượng đấy bắc minh thánh nhân nói lần này tiến về trước thái sơ thánh địa chính là tốt nhất cơ hội rất nhiều tài nguyên cũng chỉ có ở chính giữa vũ trụ mới có thể tìm được hơn nữa dừng lại ở trung ương vũ trụ trở thành thánh nhân cơ hội cũng so tại địa phương khác lớn hơn nhiều nếu như không có việc gì muốn làm lời mà nói mau chóng tiến về trước trung ương vũ trụ thái sơ thánh địa chỗ đó có lẽ sẽ có cho ngươi tấn thăng làm thánh nhân lớn lao cơ duyên đã biết sư phó hạ bình trong nội tâm khẽ động liền bắc minh thánh nhân cũng nói như vậy hy vọng chính mình tiến về trước thái sơ thánh địa xem ra trung ương vũ trụ thật sự ẩn chứa đại bí mật trên thực tế không có đại bí mật lời mà nói, cũng sẽ không hấp dẫn chư thiên vạn tộc sinh linh ở tại chỗ kia, điều này cũng làm cho trung ương vũ trụ trở thành vạn tộc tranh phách khu vực. Nói xong câu đó, hắn lại cùng Bắc Minh Thánh Nhân đàm luận một ít trên việc tu luyện hoang mang, đón lấy hắn rời đi rồi Bắc Minh Phong. Theo cùng sư phó đối thoại trong đó, hắn biết rõ trận này đại chiến không thể tránh né, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có rất nhanh trở nên mạnh mẽ, mới có thể ở trận này mang tất cả toàn bộ vũ trụ chiến tranh chính giữa còn sống sót thậm chí còn có thể theo chiến tranh chính giữa đạt được vô số cơ duyên. Trên thực tế, rất nhiều vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, đều là theo chiến tranh chính giữa cuộc khởi đấy. Cái gọi là nguy cơ, tự là gặp nguy hiểm, cũng có cơ duyên. Thời gian trong nháy mắt tức thì, rất nhanh là đến tiến về trước trung ương vũ trụ thời điểm. Càng không tin, một chỗ phi thuyền bến cảng. Hạ Bình đã xong tu luyện, đến cái chỗ này, bởi vì Thái Sơ Thánh địa người rất nhanh sẽ gặp đến bến cảng, đến đây cái chỗ này, nên đón hắn đi vào trung ương vũ trụ. Những này thiên hắn một mực đang bế quan, củng cố trên người mình tăng vọt tu vi, đã đem theo thâm uyên thế giới đạt được đại bộ phận năng lượng đều luyện hóa hấp thu, triệt để quen thuộc trên người tăng vọt pháp lực. Đương nhiên, điều này cũng làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, pháp lực so về trước kia cường đại rồi một đoạn, đã khoảng cách pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng không phải rất xa xôi rồi. Nếu có người có thể cảm giác đến hạ bình tình huống trong cơ thể lời mà nói, nhất định sẽ dọa được trận mắt há hốc mồm hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập bạo tạc nổ tung y hệt pháp lực, như là thái dương bình thường hừng hực thiêu đốt, phản phất ẩn chứa vĩnh hằng động lực. Đương nhiên, những lực lượng này đều bị Hạ Bình toàn bộ thu liễm mà bắt đầu áp xúc đến trong cơ thể ở trong chỗ sâu, không có tiết lộ mảy may. Bằng không mà nói, khổng lồ thuần dương chi khí khắp nơi phát ra lời mà nói, sẽ làm cho không thể dự đoán hậu quả. Vèo. Đúng vào lúc này, trên bầu trời lập tức xuất hiện một chiếc khổng lồ phi thuyền, bề ngoài như là một đầu màu đen cá voi, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, thể tích khổng lồ, thậm chí đã vượt qua bình thường chiến tranh vũ trụ cứ điểm. Thể tích khổng lồ cũng không phải hạ bình cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân, là vì cái này chiếc màu đen phi thuyền hắn cảm giác được tựa hồ là vật còn sống, cái đuôi nhẹ nhàng rung rung, phản phất là có được tánh mạng của mình ý thức. Nếu như cái này chiếc màu đen phi thuyền lập tức hóa thành một đầu khủng bố quái vật, hắn cũng không chút nào kỳ quái. Chẳng lẽ đây là thánh cấp phi thuyền? Miêu tiên nhân Ngươi có biết hay không chiếc phi thuyền này là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến cái này chiếc màu đen phi thuyền có thể cùng chính mình chúng tinh hào hiểu được liều mạng, thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói càng thêm thần dị, căn bản không phải bình thường phi thuyền có thể so sánh đấy, cái này là đến từ Thái Sơ Thánh địa phi thuyền sao? Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này cũng hẳn là một chiếc thánh cấp trung phẩm phi thuyền, chỉ cần là bàn về đẳng cấp mà nói, đoán chừng so với chúng ta chúng tinh hào đều còn cường đại hơn đã nghe được hạ bình thanh âm miêu tiên nhân hồi đáp sở dĩ ngươi cảm thấy chiếc phi thuyền này tự hồ có tánh mạng ý thức đây cũng là rất bình thường đấy bởi vì chiếc phi thuyền này dung hợp một loại vũ trụ đặc thù tánh mạng ít nhất là thánh nhân cấp bậc đấy cái gì dung hợp tánh mạng thánh nhân cấp bậc đấy đây là ý gì hạ bình trừng to mắt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng tánh mạng cũng có thể cùng phi thuyền dung hợp làm một thể đương nhiên có thể miêu tiên nhân đương nhiên nói nói thí dụ như một ít đặc thù kim loại tánh mạng, hoặc là thực vật tánh mạng, chúng là có thể triệt để dung hợp đi vào phi thuyền bên trong đấy. Giống như là điểm danh khí thánh cấp phi thuyền thiên thạch số, tự là dung hợp vũ trụ cấp tánh mạng nham thạch cự nhân, toàn thân có thế hóa thành không thể phá vỡ nham thạch, mạnh mẽ đâm tới, coi như là không gian phong bạo cũng không cách nào phá hủy. Tinh linh tộc chính giữa so sánh có danh tiếng thánh cấp phi thuyền, tinh linh hào, chính là dung hợp tinh linh tộc thánh thụ, tạp tháp lý thụ mới hình thành đấy, cả chiếc ngoài phi thuyền bề ngoài như là đại thụ giống như, rễ cây vắt ngang hư không, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua vũ trụ. Nó hướng Hạ Bình giải thích một ít về thánh cấp phi thuyền ảo diệu. Nói như vậy, chúng tinh hào chẳng lẽ cũng dung hợp cái gì tánh mạng hay sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Cái này, ngược lại là không có. Miêu tiên nhân sắc mặt rất là xấu hổ, lúc trước lão chủ nhân chỉ là tại chúng tinh hào ở trên xây rồi một đống lớn hy hữu khoáng thạch, miễn cưỡng đem phi thuyền đẳng cấp tăng lên tới thánh cấp hạ phẩm phi thuyền. Lão chủ nhân cũng không phải là không muốn tìm được những này kỳ dị tánh mạng, vấn đề là thích hợp kỳ dị tánh mạng thật sự là quá rất hiếm, chớ đừng nói chi là là thánh nhân cấp bậc đấy, căn bản đánh không lại. Vậy tại sao Thái Sơ Thánh Địa có thể có như vậy phi thuyền? Hạ Bình Hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có thể, bất kể như thế nào Thái Sơ Thánh Địa đều là nhân tộc thánh địa một trong, bên trong đều tồn tại đại lượng thánh nhân cấp bậc tồn tại, muốn tìm đến một ít kim loại tánh mạng cùng thực vật tánh mạng rất đơn giản. Miêu tiên nhân cảm khái nói lão chủ nhân lúc ấy tôn trọng tự do, không muốn gia nhập những này tổ chức lớn đã bị ức thúc, tự chỉ là cái tán tu, cho nên khi đúng vậy không có hưởng thụ đến thái sơ thánh địa đải ngộ như vậy. Nếu như lúc trước lão chủ nhân cũng gia nhập thái sơ thánh địa lời mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tự bị người giết. đúng là bởi vì chỉ là cái tán tu, cũng không có gì thân bằng hảo hữu, cũng không có hậu trường bảo kê, chết rồi cũng tự chết rồi, căn bản không có người báo thù cho ngươi. đối với ngươi thống hạ sát thủ người, cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Hạ Bình cũng mặc dù biết Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, nhưng là cũng cũng không hai cái tổ chức bao gồm hết thảy mọi người tộc thánh nhân. Trên thực tế cũng có không ít thánh nhân không muốn gia nhập tổ chức, ưa thích trải qua tự do tự tại, không có ước thúc sinh hoạt, những này cũng xưng là tán tu. Đem làm tán tu cũng có chỗ tốt, không cần đã bị các loại quy củ ước thúc, có thể tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là cũng đồng dạng không có chỗ dựa, thật sự đã xảy ra chuyện, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Miêu tiên nhân thập phần cảm khái, nếu lúc trước lão chủ nhân có mấy cái thân bằng hảo hữu, hoặc là có thái sơ thánh địa đem làm chỗ dựa, cái kia địch nhân cũng không dám tùy ý thống hạ sát thủ. Nói cách khác, nếu như muốn lại để cho chúng tinh hào tiếp tục thăng cấp lời mà nói, tự cần tìm được một ít thánh nhân cấp bậc kim loại tánh mạng, hoặc là thực vật tánh mạng dung hợp sao? Hạ Bình hỏi. Đúng vậy. Miêu tiên nhân gật gật đầu, nếu như Hạ Bình ngươi tấn thăng làm thánh nhân lời mà nói, thỉnh cầu thái sơ thánh địa hỗ trợ, Hẳn là một kiện rất chuyện đơn giản, hơn nữa thánh cấp phi thuyền ở chính giữa vũ trụ là cực kỳ trọng yếu phương tiện giao thông. Không có thánh cấp phi thuyền lời mà nói, trên cơ bản ở chính giữa vũ trụ sẽ nửa bước khó đi. Nó biểu thị thánh cấp phi thuyền ở chính giữa vũ trụ tương đương trọng yếu, trên thực tế nếu như không phải vô cùng trọng yếu lời mà nói, chúng tinh thánh nhân cũng sẽ không hao phí toàn bộ thân gia kiến tạo một chiếc phi thuyền đi ra. Hạ Bình còn muốn cẩn thận hỏi một chút về trung ương vũ trụ tình huống, nhưng là lúc này thời điểm cái kia chiếc màu đen phi thuyền đã hạ xuống tới đã tới bến cảng, tạm thời bỏ neo ở trên không vị trí. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, phi thuyền cửa khoang mở ra, đóng lấy tự phi thuyền rồi ba cái thái sơ thánh địa đệ tử, cầm đầu một cái thái sơ thánh địa đệ tử cũng là Hạ Bình đã từng thấy qua đấy, đó chính là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng Tô xương, cầm trong tay một kiện trung phẩm thánh khí, từng tại chư thiên tạo hóa đồ cùng chính mình chiến đấu qua, kết quả bị hắn đánh cho chật vật mà trốn. Bất quá hiện tại Tô xương lại không có chật vật mà trốn cảm giác, hăng hái, lộ ra rồi thái sơ thánh địa đại sư huynh phong thái ngươi tựu là càng không phái hạ bình a ta là thái sơ thánh địa đệ tử lần này đến đây là vì tới đón ngươi tiến vào trung ương vũ trụ hiện tại lên phi thuyền a tô xương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tốt hạ bình gật gật đầu cũng không do dự lập tức đi theo tô xương bọn người tiến nhập phi thuyền chính giữa giờ phút này phi thuyền bên trong tựa hồ đã tập hợp không ít đến từ đông vũ trụ các đại môn phái thiên tài bọn họ đều là thông qua khảo hạch có thể gia nhập Thái Sơ Thánh Địa Thiên Kiêu. Một ngày sau, đến từ Thái Sơ Thánh Địa Kình Ngư Thuyền hoành hành đông vũ trụ, trên cơ bản đem sở hữu tất cả gia nhập Thái Sơ Thánh Địa Thiên Tài đều đón rồi phi thuyền, giờ phút này đang tại tiến về trước trung ương vũ trụ. Phi thuyền trong đại sảnh, phần đông đông vũ trụ thiên tài đều tụ tập cùng một chỗ. Một người mặc lấy màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử đứng ở đại sảnh phía trước, phần đông thái sơ thánh địa đệ tử đều là cung kính đứng tại trung niên nam tử này trước mặt, không có lúc trước cái loại này kêu căng chi sắc bởi vì trung niên nam tử này là một thánh nhân. Ở đây tất cả mọi người đối mặt trước mắt trung niên nam tử này, đều là cảm thấy một loại cường hoành uy áp cảm giác, phản phất có một cổ cường hoành lực lượng có mặt khắp nơi, ở trên hư không ở trong chỗ sâu nghiền áp xuống tới, tự hồ toàn bộ vũ trụ đều là địch nhân của ngươi. Đương nhiên, đây cũng không phải là là trước mắt trung niên nam tử này cố ý tản mát ra uy áp, cái kia thuần túy là thân là thánh nhân bản thân tự nhiên mà vậy phát ra cường đại khí tức. Chỉ là một đám khí tức, đều bị tất cả mọi người cơ hồ không thở nổi, đây là tánh mạng thuộc về khác biệt, phản phất là gặp thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh phía trên cường đại sinh vật. Các ngươi có cơ hội gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, tự chứng minh các ngươi đều là nhân tộc thiên tài. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử mở miệng nói, nhưng là các ngươi đều là xuất thân đông vũ trụ, chưa từng tới trung ương vũ trụ, ta cần nhắc nhở các ngươi một điểm, tự là trung ương vũ trụ cùng mặt khác vũ trụ khu vực hoàn toàn bất đồng, nó là vũ trụ chỗ hạch tâm chi địa, cũng là vạn tộc tranh phách chi địa, hội tụ toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc tinh anh, muốn vào nhập trung ương vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Phần đông đông vũ trụ thiên kiêu cũng là gật gật đầu, mặt khác vũ trụ khu vực bọn hắn cũng có thể lên tàu phi thuyền tùy ý ra vào, cũng có thể cho rằng là là du lịch địa phương, khắp nơi du lãm. Nhưng là trung ương vũ trụ lại không giống với, căn bản không có bất luận cái gì giao thông phương thức có thể tiến vào, tự hồ ngoại trừ thái sơ thánh địa cùng hắc ám điện đường phi thuyền bên ngoài, mặt khác phi thuyền đều không thể tiến vào tin tưởng các ngươi cũng rất tò mò vì cái gì rất nhiều phi thuyền không cách nào tiến vào trung ương vũ trụ, kỳ thật đây cũng không phải là là nhân tộc cao tầng quy định, cũng không có pháp luật điều cấm những nhân loại khác tiến vào trung ương vũ trụ, đó là bởi vì người bình thường dù cho muốn vào nhập, đều không có biện pháp gì. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử nói. Vì sao không cách nào tiến vào, bởi vì toàn bộ trung ương vũ trụ khu vực đều bị không gian phong bạo bao vây lại, như vậy phong bạo tầng dài đến ức vạn năm ánh sáng bình thường phi thuyền căn bản không cách nào thông qua phong bạo tầng đến trung ương vũ trụ. Cũng chỉ có thánh cấp phi thuyền mới có biện pháp chống cự không gian phong bạo ăn mòn, thuận lợi tiến vào trung ương vũ trụ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng một điểm, lúc này một cái giả thuyết hình chiếu bày biện ra ra, chỉ thấy vị cư tại trong vũ trụ khu vực, tự hồ hóa thành một cái cực lớn bóng hình dáng hình thái. Tại khu vực này chung quanh, hiện đầy không gian phong bạo, phản phất bốn phía hư không cắt đứt, đem trong vũ trụ khu vực cùng mặt khác vũ trụ khu vực phân cách ra, tự hồ là ngăn cách tại vũ trụ một tòa cực lớn đảo hoang. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn coi như là minh bạch vì sao rất ít nhìn thấy đến từ trung ương vũ trụ nhân loại, nếu như là dừng lại ở một chỗ như vậy, như vậy đích thật là rất khó tiến về trước mặt khác vũ trụ khu vực. Dù sao muốn tự do ra vào trung ương vũ trụ, nhất định phải có được một chiếc thánh cấp phi thuyền mới được, vấn đề là người bình thường ở đâu có thể mua nổi một chiếc thánh cấp phi thuyền. Coi như là những này thái sơ thánh địa đệ tử cũng không có như vậy tài lực, chỉ có thể thừa dịp thái sơ thánh địa ban phát nhiệm vụ, bọn hắn mới có cơ hội cử thánh cấp phi thuyền tiến về trước địa phương khác. mà mặt khác vũ trụ khu vực nhân loại, cùng với các đại chủng tộc sinh linh, căn bản là không có cơ hội lên tàu thánh cấp phi thuyền, cho nên bọn hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp đến trung ương khu vực, chỉ là biết có một chỗ như vậy. đừng tưởng rằng trung ương vũ trụ tại trên tấm hình thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là bàn về diện tích cùng thể tích lời mà nói, nó sau mặt khác bốn đại vũ trụ khu vực cộng lại cũng còn muốn vô số lần màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử nhìn xem mọi người, nói, bởi vì trung ương vũ trụ rất đặc thù, khắp nơi đều là không gian gấp, nội bộ cũng không có tinh cầu vật như vậy, tồn tại chính là nguyên một đám có được nguyên vẹn thiên địa pháp tắc đặc biệt tiểu thiên thế giới. Ở chính giữa vũ trụ tiểu thiên thế giới quả thực là quá nhiều, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều có thể sẽ sinh ra đời một cái thế giới mới, trung ương vũ trụ khu vực đã ở thời thời khắc khắc khuếch trương. Nghe đến mấy cái này lời nói, có người lập tức hỏi, đại nhân, trước khi ngài đã từng nói qua trung ương vũ trụ là vạn tộc tranh phách khu, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc tựu là tại khu vực này tranh đoạt nguyên một đám thế giới? Đúng vậy, ngươi rất thông minh, nhìn ra trong đó mấu chốt. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử gật gật đầu, ở chính giữa vũ trụ sinh ra đời những này tiểu thiên thế giới, ẩn chứa khổng lồ tài nguyên, căn bản không phải mặt khác vũ trụ khu vực có thể so sánh đấy. Tại đông vũ trụ rất khó tìm tìm được vạn năm linh dược, 10 vạn năm linh dược, nhưng là ở chính giữa khu vực nhưng lại rất thông thường mặc dù không có đến tùy ý có thể thấy được trình độ, có thế cũng không tính là khó tìm. Nếu như có thể chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới, tự tương đương với đạt được một cái tiểu thế giới tài nguyên, có thể cho chủng tộc cung cấp tài phú, cái kia quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tranh đoạt trong vũ trụ khu vực thế giới, có thể nói là trung ương vũ trụ hàng ngày, vô số chủng tộc đều vì tranh đoạt một cái tài nguyên phong phú thế giới do đó triển khai chém giết, phát động chiến tranh, tử thương vô số. Hắn ngữ khí để lộ ra một tia tàn khốc, thiết huyết hương vị. Có thể nói, trung ương vũ trụ mới xem như vũ trụ vô số chủng tộc chém giết nhất nhiều lần địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều có loại tộc bị diệt tuyệt sự tình phát sinh. Đại nhân, không biết chúng ta nhân tộc ở chính giữa khu vực cướp đoạt rồi bao nhiêu cái thế giới? Có người tốt kỳ hỏi. Tiểu nhân thế giới đó là vô số, bất quá lớn một chút, hơi có chút tài nguyên thế giới, đại khái hiện tại chiếm cứ 900 triệu cái. Màu xanh da trời chiến bào nam tử thản nhiên nói. 900 triệu cái thế giới. Phần đông thiên kiêu đều là hít sâu một hơi, đón lấy nhịn không được lộ ra tự hào chi sắc, nhân tộc không hổ là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, cho dù ở vạn tộc tranh phách khu, cũng có thể chiếm cứ 900 triệu cái thế giới. Đừng ngạc nhiên. Màu xanh da trời chiến bào nam tử khoát khoát tay, chúng ta nhân tộc hiện tại chỉ là chiếm cứ bình thường khu 900 triệu cái thế giới mà thôi, về phần kỳ dị khu, thậm chí là hắc ám cấm khu, bằng vào nhân tộc thực lực còn không cách nào đơn giản bước vào. Mọi người hỏi thăm, muốn biết cái gọi là bình thường khu đây rốt cuộc là có ý gì? không đợi màu xanh da trời chiến bào nam tử trả lời bên cạnh tựu có thái sơ thánh địa đệ tử hồi phục toàn bộ trung ương khu vực tuy nhiên sinh ra đời vô số thế giới nhưng là cũng chia bên ngoài tam đại khu vực theo thứ tự là bình thường khu kỳ dị khu cùng với hắc ám cấm khu cái gọi là bình thường trong vùng thế giới tự là người bình thường có thể sinh tồn thế giới nhưng là kỳ dị trong vùng thế giới người bình thường tự hoàn toàn không cách nào sinh tồn rồi chỉ có thánh nhân mới có thể bước vào trong đó Bất quá kỳ ngộ trong vùng ẩn chứa bảo vật quả thực là vô số, vô số kể, coi như là kỳ dị khu một cái thế giới, đều đủ để bằng được bình thường khu trăm vạn cái thế giới tài phú. Về phần hắc ám cấm khu, đó là liền thánh nhân cũng không thể đơn giản đặt chân địa phương, vẫn lạc tại hắc ám đi vào thánh nhân vô số, nghe nói khu vực này ẩn chứa đủ để hủy diệt vũ trụ bí mật. Thú vị. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn coi như là đối với trung ương vũ trụ hơi có chút hiểu rõ, chia làm tam đại khu vực bình thường khu, kỳ dị khu cùng với hắc ám cấm khu. Đại nhân, cái kia kỳ dị khu thật sự lợi hại như vậy. Bên trong đến tộc cùng có bí mật gì? Có người hỏi. Đương nhiên lợi hại. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử thản nhiên nói, thật giống như đại danh đỉnh đỉnh long tộc, chúng sinh hoạt thế giới, xưng là long giới, cái thế giới này tự là ở vào kỳ dị khu chính giữa. Còn có vô số chủng tộc liên hợp mà thành yêu tộc, chúng rất nhiều thánh nhân đã ở kỳ dị khu chiếm cứ một cái thế giới, chúng xưng là yêu giới, đã ở kỳ dị khu đã có một chỗ cắm vui. Trừ đó ra, cũng có kỳ lân tộc kỳ lân giới, phượng hoàng tộc phượng hoàng giới, nguyên tố tộc nguyên tố giới, thụ nhân tộc cây giới vân, vân, đợi một tí, đều là xuất thân kỳ dị khu cường đại chủng tộc. Hắn biểu thị rất nhiều vũ trụ đỉnh phong chủng tộc đều là xuất thân kỳ dị khu, ở đằng kia địa phương chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Nhân tộc tự nhiên đã ở kỳ dị khu có một cái cường đại thế giới, nhưng là như vậy thế giới người bình thường không cách nào tiến vào, chỉ có thánh nhân mới có tư cách bước vào trong đó. Yêu giới, chẳng lẽ lần trước ta tiến vào địa phương, tự là trung ương vũ trụ kỳ dị khu yêu giới sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, bất quá hắn cẩn thận ngẫm lại, lần trước tiến vào địa phương có lẽ thực sự không phải là kỳ dị khu yêu giới, mà là yêu tộc phần đông thánh nhân sáng tạo ra đến một cái thứ nguyên thế giới mà thôi. Cùng loại yêu giới, tự hồ tại yêu tộc chính giữa cũng không có thiếu, chỉ là chúng bồi dưỡng thiên tài hậu duệ mới sáng tạo ra đến căn cứ, cùng kỳ dị khu yêu giới căn bản không cách nào so sánh được. Quanh, Đúng vào lúc này, màu đen phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, tự hồ đánh tới cái gì đó, tạm thời ngừng lại. A, à, đạt tới trung ương vũ trụ bên ngoài rồi. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, phi thuyền đỉnh vị trí rõ ràng đã nứt ra, để lộ ra trong suốt thủy tinh đồng dạng tầng ngoài, toàn bộ phi thuyền đỉnh đã thành rồi trong suốt trạng thái. Tất cả mọi người có thể chứng kiến phi thuyền tình huống bên ngoài. Mọi người nhìn sang, thình lình chứng kiến phía trước xuất hiện không gian thật lớn phong bạo tầng, phong bạo tầng ở trong chỗ sâu xuất hiện vô số đầu vết nứt không gian, phản phất vũ trụ đều bị cắt thành vô số khối. Mà từ nơi này chút ít vết nứt không gian trong đó, tuôn ra khủng bố năng lượng, tự hồ có thế phá hủy hết thảy, bình thường tinh cầu tại đây phong bạo tầng trong đó, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hủy diệt. Tùy tiện một đạo theo khe hở bay ra lưỡi dao gió, đều có thể dễ dàng đem một khỏa tinh cầu cắt thành hai nửa. Một đám đông vũ trụ thiên kiêu đều là hoảng sợ, giống như vậy địa phương bọn hắn cũng đã gặp, nhưng là cho tới bây giờ đều cho rằng là là tánh mạng cấm khu, xa xa chứng kiến bỏ chạy mất. Bọn hắn cho tới bây giờ không có thử qua tiến vào trong đó, dù sao bọn hắn còn không có sống có. Vèo. Chỉ thấy cái này chiếc màu đen cá voi phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, cực lớn cái đuôi lắc lư, như là cá voi bình thường nhẹ nhàng chập chờn, cứ như vậy chui vào rồi không gian phong bạo tầng chính giữa. Rầm rầm rầm. Mới vừa vặn đi vào, tự có vô số đạo không gian lưỡi dao gió đuổi giết mà đến, xoắn giết hết thảy hướng phía màu đen phi thuyền điên cùng anh kích xuống, tự hồ muốn xâm lấn cái chỗ này đồ vật toàn bộ hủy diệt. Tất cả mọi người là thấy kinh hồn tán đảm, nếu như phi thuyền ngăn cản không nổi lời mà nói, bọn hắn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành bụi vũ trụ các bụi. Nhưng là lo lắng như vậy là hoàn toàn không cần phải đấy. Chỉ thấy cái này đầu bề ngoài như là cá voi màu đen phi thuyền, thân thể của nó nhẹ nhàng chấn động, kích phát ra xanh thẳm sắc năng lượng, bao trùm tại cả chiếc phi thuyền bốn phía. Những cái kia không gian lưỡi dao gió đuổi giết xuống, gặp được những này màu xanh da trời năng lượng nhau nhau tan rã, hóa thành vô hình. Nó phản phất tự là một đầu sinh hoạt tại biến cả ở trong chỗ sâu, vô ưu vô lự cá voi nhâm bằng gặp được như thế nào sóng to gió lớn, đều không thể xúc phạm tới nó mảy may. Hảo cường phi thuyền lực phòng ngự. Phần đông đông vũ trụ thiên kiêu sợ hải tháng phục không thôi, bọn hắn có thể cảm giác đến bốn phía bộc phát không gian lưỡi dao gió đáng sợ cỡ nào, mỗi nhất kích đều có được diệt tinh pháo đồng dạng uy lực, có thể phá hủy tinh cầu nhưng là những này không gian lưỡi dao gió lại đối với cái này chiếc màu đen phi thuyền hoàn toàn không có hiệu quả gì, như là gió nhẹ quất vào mặt. Ân, ừ, đây là vật gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình chứng kiến hư không ở trong chỗ sâu, từng đạo vỡ ra không gian tự hồ hiện lên rồi khổng lồ kỳ dị đường vân, cái kia từng đạo kỳ dị đường vân tự hồ ẩn chứa vô cùng tin tức, tản mát ra kỳ dị huyền ảo năng lượng. Hắn có thế cảm giác đến những này kỳ dị đường vân tự hồ lưu động lấy pháp tắc tin tức, chỉ là nhìn lên một cái, hắn phản phất tự đối với rất nhiều võ đạo thần thông có càng làm sâu sắc cấp độ lĩnh ngộ a à, xem ra có người rốt cuộc phát hiện trung ương vũ trụ một ít bí mật màu xanh da trời chiến bào nam tử chứng kiến hạ bình biểu lộ mỉm cười những cái kia vết nứt không gian xuất hiện kỳ dị đường vân kỳ thật tự là chính thức pháp tắc đường vân ẩn chứa pháp tắc chân lý cái gì pháp tắc đường vân tất cả mọi người là chấn động bọn hắn biết rõ nếu như tấn thăng đến thánh nhân cảnh lời mà nói tự cần lĩnh ngộ các loại vũ trụ pháp tắc Khống chế các loại pháp tắc chi lực, đây cũng là thánh nhân vô cùng cường đại nguyên nhân. Nhưng là thân là phạm nhân, bất kể như thế nào cũng lĩnh ngộ không đến pháp tắc chi lực như là người mù sờ voi. Tầm thường vũ trụ khu vực là vô cùng mênh mông, hoàng mỹ, tìm không thấy bất luận cái gì khe hở, cực kỳ ổn định. Màu xanh da trời chiến bào nam tử nói, đúng là bởi vì quá mức hoàng mỹ, cho nên vũ trụ pháp tắc căn bản sẽ không bày ra, người bình thường muốn cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cực kỳ khó khăn. Nhưng là ở chính giữa vũ trụ lại hoàn toàn không giống với, khu vực này cực kỳ không ổn định, xuất hiện các loại vết nứt không gian, cái này cũng đưa đến rất nhiều vũ trụ pháp tắc tiết ra ngoài đi ra. Ở chính giữa vũ trụ tu hành lời mà nói, ngươi cũng sẽ có cơ hội cảm ngộ đến, thậm chí tận mắt thấy các loại thiên địa phát tắc, cảm ngộ đến vũ trụ sinh ra đời cùng trưởng thành, biết rõ pháp tắc là như thế nào vận chuyển, này sẽ thật lớn gia tăng đột phá đến thánh nhân cảnh sắc xuất. Đương nhiên, hiện tại các ngươi chỗ đã thấy những này pháp tắc đường vân kỳ thật cực kỳ nhỏ yếu không có ẩn chứa quá nhiều pháp tắc tin tức, chỉ có tiến vào một ít bí cảnh cấp khu vực khác trong đó, mới có có thêm nữa. Cường đại vũ trụ pháp tắc bày biện ra đến. Thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ vì sao Bắc Minh Thánh Nhân sẽ để cho chính mình tiến về trước trung ương vũ trụ, đạt được khổng lồ tu luyện tài nguyên chỉ là thứ yếu đấy. Quan trọng nhất là, ở vào trung ương vũ trụ trong đó, có thể càng thêm đơn giản cảm giác đến các loại vũ trụ pháp tắc, thậm chí còn có thế tận mắt thấy pháp tắc vận chuyển. Đây đối với tu luyện giả mà nói, không thua gì hàng cổ kỳ ngộ. Mặt khác vũ trụ khu vực nhân tộc đại năng nơi nào sẽ có cơ hội như vậy, cho nên này sẽ thật lớn gia tăng đột phá đến thánh nhân cảnh sát xuất. đương nhiên, cũng cũng không nói nhất định phải dừng lại ở trung ương vũ trụ, đợi tại cái khác vũ trụ khu vực cũng có nhất định được cơ hội. Vấn đề là ở chính giữa vũ trụ tu hành lời mà nói, không hề nghi ngờ cơ hội lớn hơn nhiều, cũng nhẹ nhõm rất nhiều hơn nữa đây cũng chỉ là cung cấp rồi một cái cơ hội mà thôi, cho dù ở tài nguyên phong phú, dễ dàng cảm ngộ vũ trụ phát tắc trung ương vũ trụ, cũng có vô số nhân loại thiên kiêu thủy chung không cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh. Nhanh đến rồi. Một tiếng trống vang lên, màu đen cá voi phi thuyền trọn vẹn đi thuyền rồi ba ngày ba đêm thời gian, lúc này thời điểm cũng rốt cục đột phá cương phong tầng, đã tới trung ương vũ trụ khu vực. Cái này là trung ương vũ trụ. Hạ Bình nhìn xem ngoài phi thuyền mặt giả thuyết hình chiếu, Phát hiện xuyên qua rồi không gian loạn lưu tầng về sau, phiến khu vực này gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Hắn một chỗ và, trước mắt thình lình xuất hiện nguyên một đám cực lớn quả cầu ánh sáng, những này quả cầu ánh sáng bày biện ra đủ mọi màu sắc, hoặc nhìn vô cùng xinh đẹp, phản phất biển cả Minh Châu. Những này quả cầu ánh sáng vô cùng thần bí cường đại, tự hồ vận chuyển hoàng mỹ vũ trụ phát tắc, tản mát ra cường hoành thế giới khí tức. Không hề nghi ngờ, những này quả cầu ánh sáng chính là trung ương vũ trụ nguyên một đám tiểu thiên thế giới. Không ít đông vũ trụ thiên tài cũng là thấy được cảnh tượng như vậy. Các ngươi đoán được đúng vậy, những này quả cầu ánh sáng chính là sinh tồn ở chính giữa vũ trụ nguyên một đám thế giới. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử mở miệng nói, chỉ cần có thể phá vỡ những này thế giới bất tường ngăn cản, có thể tiến vào những này thế giới chính giữa. Thái sơ thánh địa đâu rồi, thái sơ thánh địa ở địa phương nào? Có người tốt kỳ hỏi. Thái sơ thánh địa ngay tại một cái trong đó thế giới, danh tự xưng là thái sơ thế giới, cái này xem như chúng ta nhân tộc đại bản doanh một trong, về sau các ngươi sẽ tại thái sơ thế giới một mực tu hành. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử trầm giọng nói. Vèo. Thời gian thoáng cái đi qua ba canh giờ, cái này đầu màu đen cá voi tại mảnh không gian này tùy ý du đảng, nhẹ nhàng bãi xuống cái đuôi, tự viễn độn mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, tốc độ nhanh đến làm cho người liếu lưỡi tình trạng. Dừng lại, người đến người phương nào? Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi thanh âm, như là thần vũ trụ âm, chấn được trong phi thuyền bộ mỗi một vị thiên kiêu ngạo tự mãn huyết lăng mình, cơ hồ nhanh thổ huyết đi ra, vô cùng khó chịu. Là ta, mở ra thái sơ thế giới thông đạo. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử mở miệng nói. Quanh. Vừa dứt lời, một đạo không gian thật lớn thông đạo theo hư không xuất hiện, như là cuộc sáng bình thường tê liệt hư không, vô cùng mênh mông, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào cái này chiếc màu đen phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, lập tức tiến vào không gian đường hầm chính giữa. Tốt khổng lồ thế giới. Một trận qua không gian đường hầm, phi thuyền đã tới thái sơ thế giới, tất cả mọi người thân thể chính là chấn động, thần trí của bọn hắn cảm giác bốn phía, cảm thấy cái thế giới này rộng lớn vô biên, căn bản nhìn không tới giới hạn. Hạ Bình cũng cảm giác đến cái thế giới này mênh mông, thần trí của hắn phạm vi đã có thể lập tức bao trùm mấy trăm ức km, nhưng là y nguyên nhìn không tới cái thế giới này cuối cùng. Hơn nữa cái thế giới này khắp nơi tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, xa xa siêu việt hắn bái kiến hết thảy thánh địa, phản phất ở cái địa phương này chỉ là hô hấp đều có thể tăng tiến pháp lực. Hạ Bình, cái thế giới này tràn ngập cũng không phải bình thường thiên địa linh khí, mà là trong truyền thuyết thái sơ chi khí, tự tính toán chỉ là tản mát ra một tia, ẩn chứa năng lượng đều so tầm thường thiên địa linh khí khổng lồ trăm vạn lần. Miêu tiên nhân cũng là sợ hãi tháng phục không thôi, tuy nhiên nó cũng đi theo rồi chúng tinh thánh nhân thời gian rất lâu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng tới Thái Sơ Thánh Địa, dù sao đây là nhân tộc Thánh Địa, như chúng tinh Thánh Nhân như vậy tán tu là không có tư cách vào nhập đấy. Nó tự nhiên cũng không biết cái này nhân tộc Thánh Địa chỗ lợi hại, hiện tại xem xét, nó quả thực thật giống như lưu mổ mổ tiến vào đại quan viên giống như, có loại nông dân vào thành cảm giác. Diện tích tự nhiên khổng lồ. Nghe được chung quanh lời mà nói, màu xanh da trời chiến bào nam tử mỉm cười, thái sơ thế giới đường kính thế nhưng mà đã vượt qua 300 vạn năm ánh sáng, cho dù ở bình thường khu chính giữa coi như là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới. Đương nhiên diện tích cực lớn không phải thái sơ thế giới trở thành nhân tộc thánh địa nguyên nhân, quan trọng là cái thế giới này ẩn chứa thái sơ chi khí, đây đối với nhân tộc tu hành mà nói, thế nhưng mà có lớn lao chỗ tốt, ở chỗ này tu hành nhân loại có thể tiến triển cực nhanh. Nhớ ngày đó nhân tộc vì tranh đoạt cái này thái sơ thế giới, thế nhưng mà cùng vô số chủng tộc chém giết, chết rồi không biết bao nhiêu người, mới rốt cục cướp đoạt xuống, cuối cùng mới trở thành nhân tộc thánh địa bồi dưỡng liên tục không ngừng nhân tộc thiên tài. Phần đông đông vũ trụ thiên tài đều là kích động không thôi, bọn hắn cũng từng nghe qua thái sơ chi khí tên tuổi, tầm thường thời điểm đây chính là tìm tìm khắc không đến bảo vật, nhưng là ở cái thế giới này lại có thể tùy ý thông vệ luyện hóa. Nghe nói chỉ cần luyện hóa một tia thái sơ chi khí, đều có thể gia tăng mười mấy hai mươi năm pháp lực tu vi. Nếu như ở cái địa phương này thời thời khắc khắc tu hành lời mà nói, pháp lực tu vi tăng trưởng tốc độ hồi trở lại nhanh đến người bình thường không cách nào tưởng tượng tình trạng chỉ có thể nói không hổ là nhân tộc thánh địa danh tiếng, quá thâm bất khả trắc. Bọn hắn đều cảm thấy tiến vào thái sơ thánh địa xem như đến đúng rồi, nếu như hay là dừng lại ở đông vũ trụ trong đó, ở đâu có thể xem tới được đột phá đến thánh nhân cảnh hy vọng, chết già chỉ sợ đều nhìn không tới đầu. Cốt rồi, đã đến, các ngươi đi xuống đi, tự nhiên sẽ có người tới tiếp các ngươi. Giờ phút này màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử phất phất tay, cái này chiếc màu đen phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, một cổ năng lượng nhanh chóng bao trùm tất cả mọi người thân thể, lập tức liền đem mọi người truyền tống ly khai phi thuyền. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, mọi người tự đáp xuống một chỗ trên quảng trường. Hạ Bình bọn người tò mò nhìn quảng trường hoàn cảnh bốn phía, phát hiện mình xuất hiện tại một tòa cực lớn thành trì trong đó, khắp nơi đều là nhà cao tầng, cực kỳ hiện đại hóa. Bọn hắn cũng cảm giác đến cái này tòa thành trì khắp nơi tràn ngập cường đại khí tức, ít nhất đều là phát tướng cảnh đại năng, lôi kiếp cảnh đại năng cũng chỗ nào cũng có, phản phất chỉ là cái này tòa thành trì bình thường cư thư dân phần đông thiên tài đều là rung động, bọn hắn ở đâu bái kiến nhiều như vậy đại năng tụ tập, thật giống như lôi kiếp cảnh đại năng không đáng giá giống như, tùy tiện một người đi đường đều là nhân tộc đạt trình độ cao nhất đại năng. Thậm chí có chút thành trì nơi hẻo lánh truyền ra một cổ tính áp đảo khí thế, hiển nhiên ít nhất đều là đạt tới thánh cảnh tồn tại. Nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy ý thăm dò, miễn cho làm tức giận thánh nhân. Cao thủ nhiều như mây. Hạ Bình hé mắt, cảm thụ của hắn vô cùng nhất khắc sâu rồi, cho dù hắn không có sử dụng thần thức thăm dò bốn phía, nhưng là cũng có thể cảm giác đến cái này tòa thành trì bốn phía tràn ngập cường hoành khí tức. Tự hồ thánh nhân cũng tùy ý có thể thấy được. Chỉ có thể nói, không hổ là nhân tộc thánh địa, nội tình quá mức thâm hậu, đông vũ trụ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Giờ phút này, Hạ Bình bọn người xuất hiện cũng đưa tới chung quanh quảng trường không ít người chú ý. Ha ha, lại có một đám tiểu gia hỏa gia nhập thái sơ thánh địa rồi. Xem bọn hắn ngây thơ vô tri bộ dạng, hẳn là đến từ mặt khác vũ trụ khu vực nhân loại thực sự không phải là xuất thân trung ương vũ trụ thì ra là thế cũng không biết mấy năm sau còn có mấy cái có thế tiếp tục lưu lại thái sơ thánh địa thái sơ thánh địa thiên tài thật sự là nhiều lắm nhiều vô số kể có thế một mực lưu lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhóm người này có không có khả năng cái nào có tư chất trở thành thánh nhân hay sao suy nghĩ nhiều quá dù cho xuất thân trung ương vũ trụ cũng không có nhiều cái có như vậy tư chất chỉ có thể nói có nhất định được hy vọng Nghe nói cái này bảy thiên tài chính giữa có một gọi hạ bình tiểu gia hỏa, xuất thân đông vũ trụ càng không phái, còn đã từng đánh bại mấy cái thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử, chuyện này huyên náo xôn xao. Rõ ràng còn có việc này. Không có tiếng vào thái sơ thánh địa rõ ràng tự có thực lực như vậy, xem ra tiểu tử kia coi như là có chút bổn sự, có thể chú ý thoáng một phát. Phần đông nhân tộc đạt trình độ cao nhất đại năng nghị luận nhau nhau, tùy ý nói chuyện phím. Vèo. Lúc này thời điểm, một đạo màu xanh lưu quan từ đằng xa bay tới lúc này một người mặc lấy màu xanh áo choàng nam tử đến mọi người trước mặt chư vị tốt ta là thái sơ thánh địa tiếp đãi nhân viên tên gọi lữ trung áo bào xanh nam tử mỉm cười các ngươi vị trí là thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử khu vực trong đó một tòa thành trì tên của nó gọi là thanh ngọc thành kế tiếp các ngươi đều sinh hoạt ở cái địa phương này thẳng đến các ngươi có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử phần đông đông vũ trụ thiên kiêu gật gật đầu bọn hắn cũng biết mặc kệ thiên phú như thế nào lần thứ nhất gia nhập thái sơ thánh địa đều chỉ là ngoại môn đệ tử muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử còn cần một loạt điều kiện nhâm người phương nào đều không ngoại lệ bởi vì thái sơ thế giới rất lớn thanh ngọc thành rất lớn không kém phòng ở cho nên các ngươi mỗi người đều có một tòa thuộc về biệt thự của mình ở lại những này là thân phận của các ngươi bài áo bào xanh nam tử vung tay lên ném ra một đoàn quả cầu ánh sáng lập tức phân tán là vô số màu xanh quan điểm nhau nhau rơi vào hạ bình bọn người trong tay. Cái này thể thân phận rất trọng yếu, nội hàm, thái sơ chip, có các ngươi một loạt tin tức, muốn vào nhập biệt thự của mình, còn có ra vào thái sơ thế giới đều cần thể thân phận nghiệm chứng. Nếu như không có thể thân phận, như vậy cũng sẽ bị coi là người xâm nhập, tại chỗ giết chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Mọi người sắc mặt đều là hết sức nghiêm túc, bọn hắn nhau nhau nhận lấy cái này màu xanh quan điểm, đó là một quả thần bí sinh vật chip, thoáng cái tự dung nhập rồi trên người bọn họ mấy truyền tin chính giữa. Hạ Bình cũng đem này cái sinh vật chip dung nhập máy truyền tin của mình. Lập tức máy truyền tin tự hồ bị này cái sinh vật chip toàn bộ bao vây lại, không ngừng khuếch trương bên trong bộ nhớ, đồng thời ẩn chứa một cổ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tự hồ cùng thái sơ thế giới sinh ra cộng minh. Đầu tiên nói cho các ngươi biết một sự kiện. Lữ Trung nhìn xem mọi người, tại thái sơ thế giới thứ trọng yếu nhất chính là điểm tích lũy, đã có điểm tích lũy ngươi là có thể tại thái sơ thánh địa mua sắm hết thảy, ví dụ như đan dược, linh dược, thần thông bí tịch, thậm chí lại để cho thánh nhân đem làm sư phó, tự mình chỉ đạo các ngươi đều không có vấn đề gì. Bất quá bởi vì các ngươi vừa mới đến thái sơ thánh địa, coi như là tân thủ, cho nên mỗi người đều có 50 cái điểm tích lũy, xem như tân thủ ưu đãi, nhưng là kế tiếp cũng chưa có, cần chính các ngươi đi kiếm. Ô hát mi thượng đế, thật có thể hối đoái đang dược cùng linh dược. Một lọ cực phẩm đang dược đằng long đang rõ ràng mới 3 điểm tích lũy, quá khoa trương, không cần tiền đấy sao. Đặt ở ngoại giới, một lọ tuyệt phẩm đang dược không có vài tỷ vũ trụ tệ cũng mua không được, hiện tại rõ ràng 3 điểm tích lũy là được rồi. Tại đây còn có đại lượng thánh cấp bí tịch, tê liệt, mỗi một tự 10 điểm tích lũy là được rồi. Khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Không ít người đều là kinh hô một tiếng, bọn hắn mở ra máy truyền tin, lập tức kết nối rồi thái sơ thế giới nội bộ mạng lưới Internet, từ phía trên có thể chứng kiến một loạt hối đoái bề ngoài. Bọn hắn chứng kiến hối đoái bề ngoài mặt rực rỡ muôn màu vật phẩm, mỗi người con mắt đều đỏ, quả thực hận không thể đem ở trên danh sách đồ vật toàn bộ hối đoái xuống, làm của riêng. Lợi hại. Hạ Bình cũng là không khỏi nhíu mày, những cái khi cực phẩm đang dược cùng tuyệt phẩm đang dược giá cả rẻ tiền phải mệnh, một lọ ba điểm tích lũy có thể mua đạt được, còn có đại lượng quý hiếm bí tịch. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng thập phần bình thường, dù sao đây chính là Thái Sơ Thánh Địa, nhân tộc Thánh Địa một trong, có được tài nguyên phong phú được người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ. Hơn nữa vô số năm trôi qua, nhân tộc tích lũy thần thông bí tịch thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Tuy nhiên đặt ở ngoại giới, là bị người đánh vỡ đầu đều muốn cướp đoạt, nhưng là tại thái sơ trong thánh địa bộ cũng chỉ là bình thường, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, là có thể tùy ý đọc qua. Đương nhiên, giá cả tiện nghi, cũng tự chứng minh điểm tích lũy tầm quan trọng. Tại thái sơ thánh địa, điểm tích lũy tự là chính thức ngoại tệ mạnh, cái gì đều so ra kém. Tốt rồi, yên tĩnh, các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Lữ Trung khoát khoát tay, các ngươi là tân thủ, cho nên có 10 năm kỳ an toàn, 10 năm này chính giữa các ngươi có thể tùy ý tu luyện, thuyên chuyển thái sơ thánh địa tài nguyên đến cường hóa chính mình. Nhưng là kỳ an toàn thoáng qua một cái, mỗi 10 năm sẽ có một lần khảo hạch, khảo hạch thông qua được, có thể tiếp tục lưu lại thái sơ thánh địa, không cách nào thông qua liền lập tức đào thải, ly khai thái sơ thánh địa. Hắn sắc mặt rất là nghiêm túc. Tất cả mọi người là trầm mặt, trong bọn họ tâm cũng không khỏi dâng lên một tia gấp gáp cảm giác, trên thực tế những chuyện tương tự bọn hắn cũng theo trưởng bối của mình chính giữa nghe nói qua tiến vào thái sơ thánh địa thực sự không phải là chấm dứt chỉ là mới bắt đầu kế tiếp sẽ kinh nghiệm vô số tàn khốc khảo hạch thông qua có thể tiếp tục lưu lại không thể thông qua đã bị đào thải trên thực tế có thế một mực ở lại thái sơ thánh địa người quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay trăm không còn một cho nên đại bộ phận người đều vô cùng nhận thức thật kéo dài chính mình ở lại thái sơ thánh địa thời gian bằng không kỳ an toàn thoáng qua một cái bọn hắn đã bị thái sơ thánh địa đào thải lời mà nói, cái kia cũng không biết sai sót rồi bao nhiêu cơ duyên. Tiền bối, ta muốn hỏi hỏi điểm tích lũy có thể hay không giúp nhau tầm đó giao dịch. Hạ Bình hỏi. Nghe nói như thế, Lữ Trung có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Hạ Bình, xem ra ngươi cũng phát hiện, điểm tích lũy có thể tùy ý hối đoái, nó thật giống như tiền đồng dạng, có thể tiến hành giao dịch. Nói cách khác, nếu có 100 người cho ta chuyển khoảng 50 điểm tích lũy, ta đây trên người chẳng phải là tự có 5.000 điểm tích lũy rồi hả? Hạ Bình sờ lên cái cầm, nhìn nhìn người chung quanh. Người chung quanh không biết vì cái gì mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, phản phất bị cái gì tà ác sinh vật nhìn chầm chầm vào tựa như, bọn hắn loáng thoáng cảm giác mình trong túi quần 50 điểm tích lũy tựa hồ cũng có chút có lẽ nhất cảm giác. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì, cũng không nên sàng bậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nhau cướp đồng bạn hay sao? Lữ Trung khóe miệng co quắp rồi rút, lập tức cảm thấy trước mắt tiểu tử này là nguy hiểm sinh vật, trung thực nói cho ngươi biết, thái sơ thế giới là tuyệt đối khu vực an toàn, tuyệt đối với cấm bất luận cái gì xung đột xuất hiện, một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị vĩnh cửu khu trục ly khai thái sơ thế giới, thậm chí sẽ bị giam giữ tại ngục giam trăm năm thời gian. Yên tâm đi, ta là hài lòng thị dân, tuân kỹ tuân theo luật pháp, như thế nào sẽ làm ra như vậy giả mang sự. Đã thái sơ thánh địa đều như vậy quy định, cho ta mấy cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Chẳng qua nếu như là ký kết khế ước, đối phương tự nguyện chuyển khoản, như vậy tổng không có vấn đề đi à nha. Hạ Bình Đại còi còi nói tự nguyện chuyển khoản. Lữ Trung có loại điềm xấu dự cảm, trên thế giới ở đâu còn có người tự nguyện cho người khác đưa tiền đấy, tiểu tử này đầu tú đậu rồi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, hơn nữa nơi này là nhân tộc thánh địa, là không thể tùy tiện sang bậy địa phương. Nghĩ nghĩ, Lữ Trung hay là nói nói, chẳng qua nếu như muốn quyết đấu lời nói cũng không phải là không được, nhưng là cần song phương đồng ý, cùng một chỗ tiến vào sân thi đấu, như vậy song phương là có thể tỷ thí với nhau, sẽ không phá hư thái sơ thánh địa quy cũ hắn biết rõ những người tuổi trẻ này mỗi người nhiệt huyết sôi trào trên người có phát tiết không hết tinh lực một lời không hợp tự phát sinh xung đột hoàn toàn ngăn lại quyết đấu đó là không có khả năng cho nên mới phải có sân thi đấu vật như vậy cung cấp cho phần đông thiên kiêu tiến hành luận bàn tốt rồi giới thiệu đến nơi đây còn kém không nhiều lắm các ngươi theo đông vũ trụ đến trung ương vũ trụ coi như là lữ hành thời gian rất lâu các ngươi hãy đi về trước chính mình trụ sở nghỉ ngơi đi nếu như về sau còn có cái gì nghi vấn có thể tiếp tục hỏi thăm ta Lữ Trung vất vất tay, biểu thị giới thiệu đến vậy đã qua một đoạn thời gian. Vèo. Nói xong những lời này, hắn lập tức mang theo Hạ Bình bọn người tiến nhập cái này tòa Thanh Ngọc Thành, đã tới một chỗ cư xá. Mà tòa tiểu khu này kiến trúc rồi một tòa tòa nhà xa hoa biệt thự, mỗi một nhà biệt thự đều là đề phòng xâm nghiêm, tự hồ có hệ thống vũ khí bảo hộ nhâm người phương nào tự tiện xông vào, đều lọc vào hủy diệt tính đã kích. Mọi người lập tức xuất ra trên người mình máy truyền tin, tìm được thuộc về biệt thự của mình, sau đó thông qua biệt thự hệ thống an toàn nghiệm chứng, nhau nhau tiến nhập gian phòng của mình. Hạ Bình cũng không do dự, hắn theo chính mình thái sơ chip nội bộ tin tức tìm tới chính mình phân phối đến một tòa biệt thự, 666 số biệt thự, đóng lấy tự quét thẻ đi vào. Bất quá biệt thự này cùng đông vũ trụ mặt khác biệt thự cũng không có quá lớn khác nhau, có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, tỉnh thất, buồn luyện công vân, vân, đợi một tí, quan trọng nhất là biệt thự này tài liệu thập phần trân quý, bốn phía bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng đều không thể phá hư biệt thự này mảy may. Hắn nghiên cứu thoáng một phát biệt thự này về sau, trở về đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Một ngày sau. Hô. Nghỉ ngơi một ngày hạ bình sản khoái tinh thần, đồng thời cũng ở cái thế giới này tiến hành tu hành, phun ra nuốt vào cái thế giới này thái sơ chi khí, hắn lập tức cảm giác đến trên người mình pháp lực đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Hắn cảm thấy mình sau ngày hôm qua cường đại rồi một tia. Đương nhiên, gia tăng pháp lực đối với có được chính chủ quan thức hải hạ bình mà nói không coi vào đâu, nhưng là đoán chừng đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, đoán chừng chỗ tốt tựu đại thật sự là nhiều lắm. Chỉ cần là tại thái sơ thế giới tu hành, tốc độ tu luyện tựu là địa phương khác gấp 10 lần đã ngoài. Xem ra tại thái sơ thánh địa tu hành là không có bất kỳ sư phó đấy, toàn bộ đều dựa vào cá nhân tu hành. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện Thái Sơ Thánh Địa rõ ràng không có bất kỳ sư phó dạy bảo ngươi bất kỳ vật gì, toàn bộ đều dựa vào tự học hắn cũng minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì, nếu như nói tại thánh cấp môn phái tu hành là tiến vào đại học lời mà nói, như vậy tiến vào thái sơ thánh địa kỳ thật tự tương đương với đã trở thành nghiên cứu sinh, thậm chí là tiến sĩ. Đạt đến cái này đẳng cấp về sau, kỳ thật cũng có thể tự chủ học tập, coi như là giáo sư cũng không cách nào dạy bảo ngươi bao nhiêu thứ, đạt tới giai đoạn này thuần túy tự là tự học. Cho nên, thái sơ thánh địa cũng chỉ là cung cấp đại lượng tài nguyên, phụ trợ những này nhân tộc thiên kiêu đám bọn họ rất nhanh tu hành, Thật giống như đại học cung cấp cho tiến sĩ đám bọn họ đại lượng tài chính tiến hành các loại khoa học nghiên cứu. Đương nhiên cũng không phải nói không có sư phó dạy bảo, nếu như mình có nghi hoặc lời nói, có thể tốn hao điểm tích lũy, trực tiếp thỉnh giáo thánh nhân, đây cũng là thái sơ thánh địa chỗ tốt một trong. Xem ra thái sơ thánh địa chính giữa điểm tích lũy rất trọng yếu. Trải qua một ngày nghiên cứu, Hạ Bình càng phát ra biết rõ điểm tích lũy tại thái sơ thánh địa tầm quan trọng, ở chỗ này ăn uống cùng với đều cần điểm tích lũy, mua sắm đan dược, linh dược, pháp bảo thậm chí là các loại thần thông bí tịch đều cần điểm tích lũy. Nếu có đầy đủ điểm tích lũy lời mà nói, thậm chí đều có thể mua sắm thánh khí, hoặc là trực tiếp thuê một thánh nhân đem làm tay chân. Bất quá đạt được điểm tích lũy cũng là tương đương khó khăn a. À. Hạ Bình nghiên cứu thoáng một phát đạt được điểm tích lũy phương pháp. Trên thực tế, đạt được điểm tích lũy nhân vật muốn phương pháp tự là hoàn thành thái sơ thánh địa ban phát các loại nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ có trình độ nhất định điểm tích lũy nhưng là đại bộ phận nhiệm vụ hoàn thành về sau điểm tích lũy, cũng chỉ có 10 điểm tích lũy, 20 điểm tích lũy, cốt một chút thì ra là 100 điểm tích lũy. Đương nhiên cũng có hơn vạn điểm tích lũy nhiệm vụ, nhưng là cái kia cần tiến vào kỳ dị khu, là thuộc về thánh nhân nhiệm vụ, bọn hắn những người phàm tục này muốn tiếp nhiệm vụ như vậy, cái kia chính là tự tìm đường chết. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy bên ngoài, trên thực tế cũng có phương pháp thứ hai. Cái kia chính là buôn bán các loại trân quý linh dược, đan dược, thậm chí pháp bảo cho thái sơ thánh địa, như vậy cũng có thể đạt được trình độ nhất định điểm tích lũy, dù sao thái sơ thánh địa cũng cần các loại đệ tử trợ giúp chính mình đạt được đại lượng tài nguyên. Bất quá đây đều là giá thấp thu mua, rất không có lợi nhất. Có thể cùng hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy tương đối, vậy cũng là thổ hào đệ tử đạt được điểm tích lũy nhất nhanh và tiện cắt. Trên thực tế, đây cũng là thái sơ thánh địa tài nguyên một trong. Tích tích. Đúng vào lúc này, bên ngoài biệt thự mặt tiếng chuông cửa vang lên. Người nào hạ bình trong nội tâm khẽ động lập tức mở ra giả thuyết hình chiếu biệt thự ngoài cửa tràn cảnh cho thấy ra lập tức cửa ra vào đứng đấy mười mấy người thình lình đều là đến từ đông vũ trụ thiên tài hạ huynh kẻ hèn này là lăng vân phái chân truyền đệ tử vệ lương sinh chỉ thấy một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào đối với biệt thự giám sát khí chấp tay nói ra hắn biết rõ hạ bình khẳng định thông qua giám sát khí cùng chính mình đối thoại a à, không biết có chuyện gì hạ bình hỏi là như thế này đấy Chúng ta đều là đến từ Đông Vũ trụ người, đi vào Trung ương vũ trụ, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta coi như là đồng hương rồi, cho nên muốn cùng hạ huynh làm quen một chút, ngày sau tại Thái Sơ Thánh địa coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao nhiều người lực lượng đại. Lăng Vân phái vệ Lương Sinh nói ra mục đích của mình, muốn cùng hạ Bình kết giao. Thì ra là thế, ta người này thích nhất là một chuyện tựu là giao bằng hữu rồi, bằng hữu nhiều, lực lượng tựu đại nhất phân. Hạ Bình đại còi còi nói. Thật sự là quá tốt. Vệ lương sinh nghe nói như thế, lập tức đại hỷ, thời gian cũng đến giữa trưa, không biết hạ huynh được hay không được cùng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, coi như là lẫn nhau làm quen một chút. Hắn không nghĩ tới mời hạ bình thuận lợi như vậy, vốn hắn cho rằng giống như vậy tuyệt thế thiên tài nhất định là vô cùng cao ngạo, mắt cao hơn đầu, rất khó kết giao, hắn cũng làm tốt rồi bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới đối phương nhưng lại đã đáp ứng, cái này lại để cho hắn mừng rỡ. Mặt khác đông vũ trụ thiên kiêu cũng là có chút vui vẻ, dù sao càng không phái hạ bình thanh danh bọn hắn mỗi người cũng biết đối phương thế nhưng mà vị kia bắc minh thánh nhân duy nhất thân truyền đệ tử thậm chí còn đã từng tự tay đánh tan rồi đến từ thái sơ thánh địa nhiều vị thiên kiêu chuyện như vậy đủ để cho hắn danh chấn đông vũ trụ dù sao bọn hắn cũng từng cùng những cái kia thái sơ thánh địa đệ tử đỏ sức qua nhưng lại thất bại được rối tin rối mù không phải chống lại có thể cùng như vậy thiên kiêu kết giao bọn hắn cũng hiểu được không phải một chuyện xấu không có vấn đề hạ bình nghĩ nghĩ liền trực tiếp ly khai đi tới cửa biệt thự hắn cũng muốn cùng đám người này kết giao thoáng một phát xem có thể hay không biết rõ một ít đặc thù tình báo không biết mấy vị này là mới vừa vặn đi ra hạ bình tự nhìn xem vệ lương sinh bên người mấy cái người a à, vị này chính là lôi đình tông ấn tây hằng vị này chính là hoàng sa môn khổng thành vị này chính là ngũ hành môn hoa bối vệ lương sinh hướng hạ bình từng cái giới thiệu những này đến từ đông vũ trụ thiên kiêu thì ra là thế Kính đã lâu kính đã lâu. Hạ Bình khách sáo nói. Đón lấy, một đoàn người tự tiến về trước Thanh Ngọc thành ngoại môn đệ tử tiệm cơm. Không nhiều lắm trong chốc lát, Hạ Bình bọn người tự đã tới Thanh Ngọc thành ngoại môn đệ tử tiệm cơm, ở trên màu đen đầu gỗ bản hiệu viết mấy cái màu vàng chữ to, Thanh Ngọc ngự thiện phòng. Đây là Thanh Ngọc thành phần đông ngoại môn đệ tử ăn cơm địa phương, diện tích rộng lớn, tương đương với kiếp trước Hạ Bình địa cầu 10 cái cố cung lớn nhỏ. Giờ phút này, đã có không ít người tiến vào cái này thanh ngọc ngự thiện phòng ăn cơm đi, tốt 5 tốt 3, cao đàm luận rộng rãi, tự hồ tại thảo luận lấy võ đạo tu vi cùng với các loại nhiệm vụ tình báo. Cẩn thận hơn, tối thiểu có 10 vạn người ở cái địa phương này. Không nghĩ tới thái sơ thánh địa rõ ràng có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử. Hoàng sa môn khổng thành sợ hải thang nói. Cái này là chuyện đương nhiên, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, chỉ cần là chúng ta đông vũ trụ, nam vũ trụ, bắc vũ trụ cùng tây vũ trụ cộng lại tựu có không ít người rồi. Lăng Vân phái vệ Lương Sinh nói, chớ đừng nói chi là ở chính giữa vũ trụ chúng ta nhân tộc còn khống chế rồi 900 triệu cái thế giới, từng thế giới sinh hoạt nhân loại đều là nhiều đến không cách nào tính toán cái chủng loại kia. Dù cho từng thế giới xuất hiện một thiên tài, đều có 900 triệu cái ngoại môn đệ tử, đương nhiên, tiến vào Thái Sơ Thánh Địa độ khó rất cao, chỉ sợ 100 cái thế giới đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái có thể đi vào Thái Sơ Thánh Địa thiên tài. Hơn nữa hàng năm theo Thái Sơ Thánh Địa đào thải ra khỏi đi thiên tài cũng là nhiều vô số kể, tự tính toán như thế những này số lượng điệp gia mà bắt đầu, cũng làm cho thái sơ thánh địa bình thường ngoại môn đệ tử số lượng thủy chung duy trì tại mấy ngàn vạn trình độ. Mọi người cũng đều là gật gật đầu, vũ trụ thật sự là quá rộng lớn rồi, nhân tộc số lượng càng là nhiều đến đếm không hết, xuất hiện thiên tài xác suất dù cho rất thấp, nhưng là tại khổng lồ số lượng trước mặt, nhân số cũng sẽ rất nhiều. Nghe nói cái này thanh ngọc ngự thiện phòng đồ ăn toàn bộ đều là miễn phí đấy, không biết là thiệt hay giả. Lôi đình tông ấn Tây Hằng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên thật sự, ta đã hỏi tiếp đãi khiến cho lữ trung chúng ta ở chỗ này ăn mặc ở đi lại đều là miễn phí đấy lăng vân phái vệ lương sinh mỉm cười cái kia còn chờ cái gì chúng ta tranh thủ thời gian ăn một bữa cơm a bụng đã sớm đói dẹp bụng rồi ngũ hành môn hoa bối không thể chờ đợi được nói một đám người tùy tiện tại phụ cận tìm một cái bàn lập tức cái bàn thoáng cái tự xuất hiện giả thuyết hình chiếu giả thuyết trên tấm hình xuất hiện một loạt xa hoa menu trực trở môn màu ô hát mi thượng đế món chính là linh quang như ý bạch ngân mễ, rõ ràng có thế tùy tiện ăn, ăn nhiều ít đều được. Quá tài đại khí thô rồi, một chén như vậy như ý bạch ngân mễ, đặt ở ngoại giới, giá trị 10 vạn vũ trụ tệ, hiện tại tùy tiện ăn, sẽ không sợ chúng ta đem thái sơ thánh địa ăn phá sản. Cái này tính toán cái gì, còn có lưu ly li liên hoa súc xương bạch hổ hấp, trường sinh cháo, thập toàn đại bổ súp vân, vân, đợi một tí, bên trong nguyên liệu nấu ăn đều giá trị xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Nói thật, ta coi như là xuất thân đại gia tộc, thân gia ức vạn, nhưng là cũng không thể như vậy buông ra cái bụng ăn. Cũng không phải sao. Ăn một bữa hai bữa coi như cũng được, nhưng là mỗi ngày ăn, ai chịu nổi, hơn nữa gia tộc nhân số khổng lồ như vậy, một người một ngụm đều có thể lại để cho gia tộc phá sản. Không hổ là thái sơ thánh địa, quá tài đại khí thô rồi. Mọi người sợ hãi tháng phục không thôi, bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng có nhiều như vậy mỹ thực, hơn nữa cũng còn là miễn phí đấy, nếu như quanh năm suốt tháng phục dụng những này mỹ thực lời mà nói, thân thể đều đạt được thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, tăng lên tư chất. Cho dù bọn họ tấn thăng đến Pháp tướng cảnh cũng là như thế. Ha ha, một đám dế nhủi hoàn toàn chưa thấy qua các mặt của xã hội thổ dân, mới như vậy ít đồ tự hô to gọi nhỏ, thật sự là mất hết chúng ta thái sơ thánh địa đệ tử mặt, là đời này không có ăn xong phải hay là không? Đúng vào lúc này, bên cạnh có một giọng nói vang lên, rất là hung hăng ngang ngược. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhìn sang, trận mắt nhìn, phát hiện nói chuyện chính là một vị thanh y nam tử trẻ tuổi, đối phương bên người còn có năm sáu cái nam tử trẻ tuổi, mỗi người tản mắt ra pháp tướng cảnh đỉnh phong khí tức. Bọn hắn cũng đùa dẫn hành hạ nhìn xem hoa bối bọn người, thật giống như nhìn xem siết khỉ. Làm sao vậy? Nhìn cái gì vậy, chưa có xem thái sơ thánh địa thiên tài không thành, quả nhiên là ở nông thôn dế nhũi, cái gì kiến thức cũng không có, thật sự là làm cho người ta bật cười. Cái kia thanh y nam tử xem thường đùa cợt, cực kỳ cao ngạo. Ngươi! hoa bối bọn người là giận dữ, nhưng là bọn hắn cũng muốn đổi lên thái sơ thánh địa quy củ, không thể tại lén đấu tranh, bằng không mà nói sẽ bị lập tức trục xuất thái sơ thánh địa. Bọn hắn cũng không muốn mới đến thái sơ thánh địa, cũng bởi vì xúc phạm rồi quy củ của nơi này, do đó đã bị đào thải ra khỏi đi, cho nên bọn hắn hay là ẩn nhẫn xuống, không cùng đối phương so đo. Ngươi cái gì ngươi, xem bộ dáng của các ngươi tự hồ không phục lắm, ta có cái đó điểm nói được không đúng, cứ việc nói đi ra nhìn xem, ở nông thôn dế nhũi tựu là nghe không hiểu tiếng người phải hay là không. Thấy hoa bối bọn người giận mà không dám nói gì bộ dạng, thanh y nam tử càng thêm khoa trương. Tiếng người chúng ta nghe không hiểu, chỉ sợ có người nói được không phải tiếng người, mà là đang chó sủa, nói như vậy ai nghe hiểu được, cái này không khỏi có chút ép buộc rồi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe nói như thế, hoa bối bọn người lập tức nở nụ cười, cười ha ha. Lão đại, tên kia chửi, mắng người là cậu bên cạnh có một mặt hắc y tiểu đệ lập tức kêu la nói câm miệng con mẹ nó chứ nghe không hiểu sao còn muốn ngươi lắm miệng thanh y nam tử mắng to một tiếng hận không thể một cái tác đập bay chính mình tiểu đệ hắn sắc mặt rất đen âm trầm 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 vào hạ bình tiểu tử ngươi lá gan rất mập a à, rõ ràng dám như vậy cùng ta tịch an nói chuyện ngươi là không muốn tiếp tục tại thanh ngọc thành lăng lộn đừng giả vờ giả việc tự coi như ngươi cha là thanh ngọc thành thành chủ ta đều có thể tiếp tục tại thanh ngọc thành lăn lộn ngươi tin không tin Hạ Bình khinh bỉ nói, liếc thấy ra cái thằng này đang ngồi xạo lên. Tốt, rất tốt, ngươi tên là gì, có loại tựu nói ra, ta ngược lại là nhìn xem ngươi có cái gì ba đầu sáu tay. Thanh y nam tử tịch an chọc tức, sắc mặt âm trầm 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 vào Hạ Bình. Hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ, ta là đông vũ trụ ngũ hành môn ấn thế tinh, có loại sẽ tới tìm ta báo thù, ta ấn thế tinh chờ ngươi. Hạ Bình đại còi còi nói. Nghe nói như thế, vệ lương sinh, ấn tay hằng cùng khổng thành bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng nhìn xem hạ bình bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến nói dối đều không nháy mắt người da mặt quá tăng thêm tốt ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi ấn thế tinh tịch an âm thanh lạnh lùng nói hắn còn muốn nói chút gì đó nhưng là không đợi hắn nói xong bên cạnh đã có người nhảy ra ngoài đợi một chút huynh đệ ngàn vạn đừng lên cái này con rùa ác đem làm hắn tuyệt đối không phải ấn thế tinh ta mới thật sự là ấn thế tinh a chân chân chính chính ấn thế tinh tiện nhân kia chính thức tên gọi là hạ bình càng không phái hạ bình, xấu đến chảy mũ hạ bình, ngàn vạn đừng nhận lầm người báo thù. Đó là một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi, hắn vốn ở bên cạnh xem cuộc vui, nhưng bây giờ là hỗn hển nhảy ra ngoài, nộ trừng mắt hạ bình, hận không thể đem hạ bình tiện nhân kia ăn sống rồi. Hắn chính là ngũ hành môn ấn thế tinh. Có ý tứ gì? Cái gì ngươi mới thật sự là ấn thế tinh, ngươi nhảy ra đảo cái gì loạn? Tịch An rất là bất mãn nói. Huynh đệ, ngươi là không biết a à? tiện nhân kia thích nhất đúng là giả mạo thân phận của người khác, khắp nơi gây chuyện thị phi, để cho người khác cho hắn cổng nồi, ta xem như bị cái này con rùa hại thảm rồi, thực không dám đấu giếm, ta mới thật sự là ngũ hành môn ấn thế tinh, tên khốn kia tựu là tại nói hô nói vượng, toàn bộ đều là tại lừa gạt ngươi, tên của hắn gọi Hạ Bình. Ấn thế tinh nghiến răng nghiến lợi, lòng như lửa đốt giải thích. Giờ phút này, Ấn thế tinh nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem cái này vô sĩ hỗn đảng cho ăn sống rồi. Nói thật vừa rồi hắn chứng kiến cái này tràn diện, lập tức cảm thấy thật cao hứng, cái này tai họa đến một lần đến mà đắc tội với địa phương rắn rít địa phương, ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa ở đâu còn có thế trôi qua tốt. Hắn dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ đến đến, tiểu tử này ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa tất nhiên sẽ nửa bước khó đi, nói không chừng đều bị người chèn ép e rằng pháp xuất đầu, mẫn người mọi người. Có thế hắn ở đâu nghĩ đến đến, cái này hạ bình âm hiểm phải mệnh, một bụng ý nghĩ xấu, rõ ràng ở thời điểm này còn muốn giả mạo thân phận của mình, muốn họa thủy đông dẫn, nói mình là ngũ hành môn ấn thế tinh. Tê liệt, nếu là thật lại để cho tiểu tử này thực hiện được rồi, cái kia thái sơ thánh địa đệ tử chẳng phải là muốn tìm đến mình phiền toái. Hắn tự hoàn toàn cổng tên hỗn đảng này oan ức. Nhớ tới trước kia chuyện phát sinh, cũng là tiện nhân kia miệng rộng, khắp nơi nói mình cùng hắn là hảo hữu chí giao, còn tới chỗ gây chuyện thị phi, chém giết ma đầu, khiến cho những cái kia ma đầu không làm gì được rồi hạ bình, sẽ tới làm cho chính mình hắn ấn thế tinh dầu gì cũng là ngũ hành môn chân truyền đệ tử thánh nhân đệ tử tiền đồ vô lượng rõ ràng tại đông vũ trụ bị khiến cho thiếu chút nửa đợi không đi xuống nửa bước khó đi đây hết thảy đều là bái hỗn đảng này ban tặng nhưng bây giờ đi tới thái sơ thánh địa tiện nhân kia rõ ràng còn không buông tha chính mình vẫn còn muốn tìm hắn ấn thế tinh bị oan ức việc này sao có thể nhẫn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn việc này tiếp tục phát sinh a à, ấn huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a à không nghĩ tới trùng hợp như vậy tại căn tin gặp nhau thật sự là duyên phận thế nào ngay tại trước kia trên phi thuyền không có gặp ngươi là sớm đến thái sơ thánh địa rồi sao hạ bình đối với ấn thế tinh lên tiếng chào hỏi rất là nhiệt tình duyên ngươi đẹp ấn thế tinh muốn xông tới cho tiện nhân kia một quyền đánh cho cái thằng này sinh hoạt không thể tự gánh vác nếu như mình không phải vừa mới ở đây chỉ sợ hắn đều không biết mình là lưng nồi đấy nói không chừng hắn đi tại thanh ngọc thành trên đường phố đã có người theo sau lưng của hắn bộ đồ bao tải đưa hắn hung dữ đánh một trận. Các loại bị người sau khi đánh xong, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Đáng giận, hỗn đảng, rõ ràng dám gạt ta, nói cái giả danh chữ đến lừa dối ta, ngươi thật lớn mật. Giờ phút này, tịch an cũng rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì, lập tức giận tím mặt, nộ trừng mắt hạ bình. Ở đâu có thể lừa dối ngươi, bằng vào tịch huynh ngươi chỉ số thông minh, ngươi cho rằng ta hù được ngươi sao? Chắc hẳn vừa rồi những lời kia ngươi đã sớm thấy rõ đi à nha. Hạ Bình Đại còi còi nói cái này. Tịch An phiền muộn được thổ huyết, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói ra, bởi vì nếu như phủ nhận Hạ Bình lời mà nói, đây chẳng phải là nói hắn đã bị người lừa dối rồi, chỉ số thông minh thấp đủ cho muốn chết. Thế nhưng mà không phủ nhận Hạ Bình lời mà nói, hắn sinh khí lại hoàn toàn không có đạo lý, con đường phía trước đường lui đều bị hỗn đảng này ngăn chặn, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan, không biết nói cái gì đó. Hạ Bình, ngươi hãy bớt sàm ngôn đi, đừng ở chỗ này nói xạo, ngươi vừa rồi tại sao phải giả mạo thân phận của ta. Ấn Thế Tinh Hưng sư vấn tội, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Cái gì giả mạo thân phận, ta cùng ấn huynh ngươi là hảo hữu chí giao, tên của ngươi tự là tên của ta, của ta nồi tựu là ngươi nồi, đã sớm tuy hai mà một rồi, làm gì để ý cái gì. Hạ Bình khoát khoát tay. Thì ra là thế, hai người các ngươi là cùng một nhóm. Tịch An bừng tỉnh đại ngộ. Không, ta không phải cùng hắn cùng một nhóm, ta cùng tiểu tử này thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập ngươi biết không? Ấn Thế Tinh thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết hắn mới không muốn cùng hỗn đảng này liên lụy cùng một chỗ, dù sao cùng tiểu tử này nhất lên quan hệ, hắn luôn không có gì kết cục tốt. Đợi một chút, Hạ Bình. Cái tên này rất quen thuộc, tự hồ từ chỗ nào nghe qua. Bỗng nhiên tầm đó, bên cạnh có thái sơ thánh địa đệ tử tự hồ nhớ ra cái gì đó, chầm chầm vào Hạ Bình, chẳng lẽ ngươi tự là trong truyền thuyết đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, mạnh chấn thuận các loại thái sơ thánh địa đệ tử còn tuyên bố thái sơ thánh địa đệ tử không có gì không dạy nổi, toàn bộ đều là hàng nhập lậu chính là cái kia càng không phái đệ tử. Thế nào được rồi, thanh danh của ta còn truyền đến Thái Sơ Thánh Địa. Danh khí lớn đến loại trình độ này. Hạ Bình sờ lên cái cầm, vui thích nói, chút bất tri bất giác hắn đều có tên đến loại trình độ này. Ha ha, danh tiếng của ngươi đương nhiên đại, một cái nho nhỏ hai lúa mà thôi, may mắn đã bại mấy cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, rõ ràng như thế nói lớn không ngượng. Nói chúng ta thái sơ thánh địa đệ tử đều là hàng nhập lậu, chuyện này đã truyền khắp thái sơ thánh địa từ trên xuống dưới tình cảm quần chúng mãnh liệt rất nhiều người tự có lẽ tìm ngươi phiền toái muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay rõ ràng dám như thế cuồng vọng tịch an cười lạnh một tiếng đã biết hạ bình tựu là trong truyền thuyết chính là cái người kia về sau thái độ của hắn lập tức đại biến chầm chầm vào hạ bình thật giống như nhìn mình con mồi giống như không còn có dàn xếp ổn thỏa nghĩ cách nguyên lai tiểu tử này tự hạ bình thật sự là tìm hắn tìm được đã lâu rồi Tự là thằng này đánh bại Phùng Tinh Vũ, trương hạo đảng, mạnh chấn thuận bọn hắn, thoạt nhìn cũng không có gì không dậy nổi. Rõ ràng còn dám nói chúng ta Thái sơ Thánh địa đệ tử đều là chút ít hàng nhập lậu, lá gan không nhỏ a. À. Phải cho người mới này một điểm giáo huấn, cho hắn biết vì sao nơi này là nhân tộc Thánh địa, cái vũ trụ này rất lớn, không phải như vậy nông thôn đến gia hỏa có thể hoành hành ngang ngược đấy. Trong phòng ăn bộ, không ít Thái sơ Thánh địa ngoại môn đệ tử đều bị kinh động tới, nhao nhao vây quanh, đối với Hạ Bình nhìn chằm chằm. Bọn hắn cũng là bị tin tức này tức giận đến muốn chết. Bởi vì thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, mỗi người đều có vô thượng vinh dự cảm giác, cho bất chấp mọi thứ người nửa phần vu oan. Hiện tại rõ ràng còn có người dám như vậy miệt thị bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa, cái này còn phải rồi. Nếu như đây chỉ là cái không quan hệ quan trọng hơn tiểu nhân vật nói, bọn hắn còn không cho rằng là là một sự việc, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác đánh bại ba cái Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử, dùng người thắng tư thái nói ra những lời này, vậy thì bó tay rồi lập tức tình cảm quần chúng mãnh liệt. Liền hắc ám điện đường biết rõ chuyện này, đều đối với bọn họ thái sơ thánh địa trắng trợn cười nhạo, mỗi ngày xem thường đùa cực. Có thể nghĩ, đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, đem tình thế triệt để trở nên gây gắt. Chứng kiến chung quanh từng đạo cường đại khí tức vây quanh mà đến, vệ lương sinh, ấn tay hằng cùng khổng thành bọn người dọa đến sắc mặt trắng bệch rồi, bọn hắn hối hận được ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này Hạ Bình đã đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn hắn tự tuyệt đối sẽ không cùng đối phương giao bằng hữu hiện tại tốt rồi, bọn hắn trở thành bạn của Hạ Bình, cũng tất nhiên sẽ bị mặt khác Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nhìn chằm chằm vào, nói không chừng sẽ bị cho rằng là là Hạ Bình một đám bị trả đũa. Bọn hắn lập tức cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám, vốn bọn hắn còn ý định tại Thái Sơ Thánh Địa ít xuất hiện làm người, hèn mọn bị ổi phát dục, không nghĩ tới lão Thiên căng tự chưa cho bọn hắn cơ hội này, ấn thế tinh càng là dọa được tâm can run rẩy, tê liệt. May mắn chính mình kịp thời nhảy ra, nếu chính mình thật sự thay thế Hạ Bình lưng nồi rồi cái kia nhân sinh của hắn tự vô cùng thảm đạm. nói đi, hạ bình, có gan ngươi dám can đảm lập lại lần nữa, nói chúng ta thái sơ thánh địa đệ tử là hàng nhập lậu, nói chúng ta không chịu nổi một kích hiện tại ta cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. tịch an hét lớn một tiếng, ý đồ cưỡng bức hạ bình cúi đầu. a, à, một đám ngu xuẩn, nói thì thế nào, chẳng lẽ không phải sự thật sao? có loại đến cắn ta. hạ bình kinh bỉ nói, cái gì? lời này vừa nói ra lập tức khiến cho phần đông thái sơ thánh địa xôn xao, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đang tại nhiều người như vậy trước mặt, Hạ Bình rõ ràng còn dám nói xuất loại lời này, để cho bọn họ tới cắn hắn. Đây là hạng gì hung hăng càng quấy, hoàn toàn đem làm bọn họ là cẩu, hay là thích đến chỗ cắn người cái chủng loại kia. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Ấn thế tin bọn người dọa đến độ thiếu chút nữa đứt hơi tới. Nói thật, bây giờ là tình huống như thế nào, tịch ăn bọn người tự là đàn sói, mà bọn hắn tựu là một đám con cừu nhỏ, không hề sức phản kháng nhỏ yếu cừu non đối mặt bọn này nhìn chầm chầm sói đói tiểu tử này còn dám như vậy không kiên nể gì cả khiêu khích gọi đối phương đến cắn nó đây là sợ mình mệnh quá dài a à. nói như vậy đối mặt loại tình huống này thậm chí hơi hơi cúi đầu hơi chút xin lỗi thoáng một phát cũng không coi vào đâu cái này gọi là lấy lui làm tiếng đây là cao minh tác chiến sách lược nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra tiểu tử này trực tiếp khiêu khích căn bản không để lối thoát bọn hắn tự chưa thấy qua như vậy người lỗ mãng rõ ràng là một đầu con cừu nhỏ, rõ ràng còn trì độn hướng phía một đám sói đói tiến lên, đây không phải dê vào miệng cọp rồi sao? tốt hung hăng càng quấy hỗn đảng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nếu như tại đây không phải thái sơ thánh địa, lão tử lập tức xuất thủ đánh chết hắn. Đã sớm nghe nói cái này hai lúa cùng vọng đến không biên giới, không coi ai ra gì tới cực điểm, không muốn quả là như thế. Thằng này xong đời, rõ ràng dám đắc tội chúng ta nhiều người như vậy, dù cho thái sơ thánh địa rất lớn, cũng tuyệt đối với không có hắn chỗ dung thân, hắn đời này triệt để đã xong. Phần đông thái sơ thánh địa đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử cùng vọng kia cắn chết. Thế nhưng mà bọn hắn hay là cố kỵ thái sơ thánh địa nghiêm khắc quy củ, cũng không dám ở chỗ này động thủ. Xú tiểu tử, ngươi lá gan mập được vô cùng. Tịch An gầm lên một tiếng, khiêu khích tựa như chầm chầm vào hạ bình, đã như vậy, vậy ngươi có dám hay không cùng ta thượng quyết đấu tràng, nhất quyết thắng bại, nhìn xem ai mới thật sự là hàng nhập lậu. Quyết đấu tràng, Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem tịch an, hắn còn chưa nói lời nói, bên cạnh vệ lương sinh tự mở miệng. Hạ Bình, không nên vọng động, ngàn vạn đừng đáp ứng yêu cầu này, một khi lên quyết đấu tràng, nếu như thua trận trận đấu lời mà nói, ít nhất phải thua 10 điểm tích lũy cho đối phương, nếu như là đánh bạc đấu lời mà nói, thua trận điểm tích lũy thì càng nhiều. Hắn sắc mặt rất nghiêm túc, chúng ta bản thân mới 50 điểm tích lũy mà thôi, nếu như thua trận 10 điểm tích lũy lời mà nói, chỉ sợ tự tổn thất rất nhiều thứ, sẽ chậm lại chúng ta tiến bộ tốc độ thằng này dụng tâm hiểm ác a à. vệ lương sinh đã từng điều tra về quyết đấu tràng quy cũ tuy nhiên bọn hắn có thể tùy ý quyết đấu nhưng là mỗi lần quyết đấu cũng phải cần trả giá nhất định một cái giá lớn đấy một ít lão nhân tự ưa thích tìm tân thủ tiến hành quyết đấu do đó kiếm lấy tân thủ điểm tích lũy nhân vật mới ngay từ đầu không biết điểm tích lũy tầm quan trọng kết quả từng phút đồng hồ bị những cái kia lão luyện lấy hết rồi tổn thất thảm trọng ha ha đây chính là đã từng đánh bại thái sơ thánh địa đệ tử thiên tài thực lực cường đại ngươi là ổn thắng đấy ngươi sợ cái rắm a hay là nói ngươi căn bản không có can đảm lượng cùng ta đánh sợ hãi bại bởi ta tịch an sử xuất phép khích tướng cái gì ta sẽ sợ ngươi ngươi là cái đầu ln gì a giống như ngươi vậy hàng nhập lậu ta từng phút đồng hồ đều có thể đã đảo ngươi bất quá là cái cho ta tiễn đưa điểm tích lũy củi mục mà thôi hạ bình quả nhiên bị chọc giận lập tức kêu lên hạ bình đừng trúng rồi thằng này phép khích tướng vệ lương sinh khuyên can nói thằng này tuy nhiên cũng là pháp tướng cảnh tu luyện giả nhưng là tiến vào thái sơ thánh địa tu luyện thời gian rất lâu rồi tu luyện võ đạo thần thông cùng với kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải tầm thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh đấy lèm nhèm nhưng cùng đối phương chiến đấu đó là ngu xuẩn hành vi không bằng các loại một thời gian ngắn đem chúng ta thực lực tăng lên đi lên lại quyết đấu cũng không muộn còn chờ cái rắm các loại một thời gian ngắn gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi phải hay là không ta còn muốn đợi đến lúc các ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh lại quyết đấu. Ít lãi nhãi, có bản lĩnh hiện tại tự đánh một hồi, dông dài cái gì. Không dám lời nói tự đầu hàng, dập đầu xin lỗi, nói mình là củi mục. Tịch An cười lạnh nói. Hắn chầm chầm vào vệ lương sinh, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu như tiểu tử ngươi còn dám lãi nhãi, để cho, đợi chút nữa tự đến phi ngươi không may. Vệ lương sinh chứng kiến cái này ánh mắt, lập tức nội tâm phát lạnh, không dám lại dông dài. Yên tâm đi, thằng này thì ra là một quyền có thể hoàn thành mặt hàng, bằng hắn còn có thể đánh thắng ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hạ Bình khoát khoát tay, lại để cho vệ lương sinh an tâm, bất quá đánh một hồi thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, muốn đánh, tự đánh toàn bộ. Hắn đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, các ngươi cái nào đối với ta bất mãn, đối với ta không phục đấy, cho dù nhảy ra, ta toàn bộ đều tiếp nhận, ai thua mất trận đấu, ai tự thua trận 50 điểm tích lũy, các ngươi có dám hay không? Cái gì? những lời này vừa xuất hiện phần đông thái sơ thánh địa đệ tử đều chọc tức nộ trừng mắt hạ bình thằng này quả thực là cùng vọng đến không biên giới lối ra cùng ngôn còn muốn khiêu chiến bọn hắn toàn bộ người hỗn đảng này đến tục cùng muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ nhưng lại dám đưa ra thua trận trận đấu tự thua trận 50 điểm tích lũy là cho là mình thắng định rồi sao thằng này có biết hay không 50 điểm tích lũy tại thái sơ thánh địa là lớn cỡ nào một số số lượng hạ bình ngươi quả nhiên có gan liền 50 điểm tích lũy một ván ngươi cũng dám đánh bạc. Có người kêu la nói, nhưng là ngươi làm như vậy không thể thực hiện được đấy, bởi vì nếu như ngươi thua hết trận đấu lời mà nói, căn bản đền không nổi, chúng ta đây dựa vào cái gì cùng ngươi đánh bạc. Ai nói ta đền không nổi, trên người của ta cái khác không nhiều lắm, tự là nhiều tiền. Hạ Bình lộ ra một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng. Tiền có một cái rắm dùng, ở chỗ này điểm tích lũy mới có tác dụng. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử kinh bỉ nói. a, à, nói như vậy, ta đây trên người cái này gốc thánh dược có thế hối đoái bao nhiêu điểm tích lũy. Hạ Bình vung tay lên, lập tức theo trên người xuất ra một cây thánh dược đi ra. Cái gì? Tiểu tử này trên người rõ ràng có một cây thánh dược. Thật là thánh dược, vẻ này dược lực quá hùng hậu rồi, đã có được siêu việt 200 vạn năm dược lực. Móa, tiểu tử này đến tột cùng là đi rồi cái gì vận khí cứt chó, trên người rõ ràng có thánh dược. Như vậy một cây thánh dược tại Thái Sơ Thánh Địa tối thiểu có thế hối đoái 3 vạn điểm tích lũy, nói như vậy không có người sẽ hối đoái, bởi vì thánh dược quá mức trân quý, còn không bằng lấy ra chính mình phục dụng. Phần đông thái sơ thánh địa đệ tử thấy con mắt đều lục rồi, quả thực hận không thể lập tức đem hạ bình trên tay cái này gốc thánh dược làm của riêng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này thật sự như vậy có tiền, liền thánh dược đều có. Thật sự là ngạc nhiên, một đám chưa thấy qua các mặt của xã hội hai lúa, thực không dám đấu giếm, giống như vậy thánh dược, trên người của ta rất nhiều, như cỏ dại đồng dạng, các ngươi xem ta bồi được rất tốt hay là đền không nổi. Hạ Bình nhìn xem mọi người, thật giống như nhà giàu mới nổi nhìn xem nghèo kiết xác, đối phương là hoàn toàn chưa thấy qua các mặt của xã hội. Thổi, ngươi tiếp tục thổi, dù sao khoác lát không cần giao thuế. Thánh dược một bó to, như cỏ dại đồng dạng, ngươi thế nào tự không thượng thiên, nếu là thật đấy, thánh nhân cũng không có ngươi có tiền. Bất quá dù cho không có một bó to, có vài cọng thánh dược cũng là đầy đủ bồi rồi. Tiểu tử này không phải tại nói khoác, thật đúng là có chút vốn liếng, thân gia phong phú. Phần đông thái sơ thánh địa đệ tử tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, trước kia bọn hắn khinh bỉ hạ bình dạ dạ hai lúa, hiện tại ngược lại bị đối phương rất khinh bỉ, cho là mình chưa thấy qua các mặt của xã hội, tùy tiện xuất ra vài cộng thánh dược tự dọa mộng rồi. Đừng lãi nhảy rồi, các ngươi muốn đánh cuộc đấu hay là không muốn, đừng chậm trễ thời gian của ta, ta rất bận rộn, từng phút đồng hồ tự có vài cộng thánh dược cửa vào túi. Hạ Bình không kiên nhẫn nói. Tốt, ta và ngươi đánh bạc, đã ngươi muốn cho ta tiễn đưa điểm tích lũy, có cái gì không dám đánh bạc đấy, ta muốn hôm nay cùng với ngươi nhất quyết thắng bại. Cái thứ nhất mở miệng người tự là tịch an, hắn không thể chờ đợi được. Bởi vì cái này nói rõ là ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán, tùy tiện đánh một hồi, có thể lợi nhuận 50 điểm tích lũy, không đáp ứng hắn mới là kẻ đần, cái này sống khá giả đi ra ngoài chấp hành mấy cái nhiệm vụ, còn không có phong hiểm. Đánh bạc, ta cũng đánh bạc. Ha ha, đời này ta tự chưa thấy qua loại này muốn đưa tiền người, không đánh bạc mới có quỷ rồi. Thêm ta một phần, có tiền hay không hoàn toàn không có sao, chủ yếu ta chính là muốn cho tiểu tử này kiến thức kiến thức thân là thái sơ thánh địa đệ tử thực lực cùng cốt khí, không phải các ngươi những này ngoại giới người có thể so sánh đấy. Nói không sai, trong chúng ta vũ trụ xuất thân nhân tộc mới là mạnh nhất đấy, mặt khác vũ trụ khu vực nhân tộc mỗi người đều là củi mục, ta muốn chứng minh điểm này là chính xác đấy. Nhìn thấy người đầu tiên đứng ra, phần đông thái sơ thánh địa đệ tử ở đâu còn ngồi được, bọn hắn nhau nhau đáp ứng cùng Hạ Bình tiến hành quyết đấu, đánh bạc một ván 50 điểm tích lũy. Dù sao cái này là đưa tiền một lần ván bài, bọn hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Tuy nhiên tiểu tử này có đã từng đánh bại thái sơ thánh địa đệ tử chiến tích, nhưng là bọn hắn người ở chỗ này ai không có như vậy chiến tích, bọn họ đều là đến từ nhân tộc các địa phương tuyệt thế thiên kiêu, ai cũng sẽ không cho là mình so người khác trên lệch. Tốt, rất tốt, vậy các ngươi xếp hàng, nguyên một đám báo danh, ký kết đánh bạc đấu khế ước. Hạ Bình kêu la nói, lại để cho đám người này ngoan ngoãn xếp hàng. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi một canh giờ. Kết quả, báo danh cùng Hạ Bình quyết đấu người trọn vẹn vượt qua một vạn người. Đương nhiên cũng có tương đương một bộ phận thái sơ thánh địa đệ tử bảo trì đang trông xem thế nào thái độ, trong bọn họ tâm vẫn có chỗ nghi kỵ, cảm thấy Hạ Bình tiểu tử này có chút vô cùng tự tin, nói không chừng có có chút tài năng, cũng không dám báo danh, muốn nhìn một chút tình huống nói sao cũng có thân người thượng 50 điểm tích lũy đều không có, toàn bộ tiêu hết rồi, cũng không có bảo vệ tánh mạng tư cách, mỗi người tức giận đến nện đủ đốn ngực, hối hận chính mình tốn hao điểm tích lũy quá là nhanh. Đám kia đến từ đông vũ trụ thiên tài chứng kiến loại tình huống này, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Hạ Bình đây là điên rồi sao nếu như thua trận toàn bộ trận đấu, đây chính là muốn thua trận 50 vạn điểm tích lũy A, cái này phải làm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể làm trở về, chết đều lợi nhuận không trở lại. Thế nhưng mà đều thắng được lời nói, Tự lợi nhuận 50 vạn điểm tích lũy, một đêm phất nhanh. Đánh rắm, ở đâu đơn giản như vậy, thật sự cho rằng những này thái sơ thánh địa đệ tử là bùng nặng đấy. Khổng thành bọn người bị trường hợp như vậy dọa sợ. Các ngươi đây tự nghĩ lầm rồi, đây thật ra là hạ huynh chỗ cao minh. Vệ lương sinh miễn cười, lộ ra một bộ trí châu nắm bộ dạng. Vệ huynh, chuyện này nói như thế nào? Một đám người hiếu kỳ hỏi. Vệ lương sinh nói, các ngươi biểu hiện ra xem cuộc quyết đấu này quy mô rất lớn, thua trận sẽ tán gia bại sản, nhưng là trên thực tế đây là Hạ Huynh cố ý đem chuyện này làm đại đấy. Các ngươi dùng đầu cẩn thận suy nghĩ muốn, nếu như cùng một người quyết đấu lời mà nói, thua thì thua, rất khó gỡ vốn trở về, nhưng là cùng một vạn người quyết đấu tựu không giống với. Chỉ cần ngươi chiến thắng xác suất vượt qua 50%, cái kia chính là ổn lợi nhuận không bồi thường một cái mua bán, hơn nữa tỷ số thắng càng nhiều, thu lợi càng nhiều, không hề nghi ngờ lần này đánh bạc đấu là Hạ Huynh thắng, không chiến trước thắng đám người kia không thể tưởng được điểm này, lại bị hạ huynh đùa nghịch được xoay quanh, chỉ sợ hiện tại dù cho hối hận cũng đã chậm. Thì ra là thế, không nghĩ tới hạ huynh gian trá đến loại trình độ này, cái này đều có thể bị hắn nghĩ ra, trong nhà là mở sòng bạc A, kỳ thật hắn không cần toàn thắng, một khi tỷ số thắng siêu Việt 50%, là hắn có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, so với chúng ta đám người này kiếm được thêm nữa, một đêm phất nhanh. Nói không chừng sẽ thêm mấy vạn điểm tích lũy. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn thoáng cái ghen ghét ruột đều lục rồi, bởi vì bọn hắn thế nhưng mà biết rõ điểm tích lũy tại Thái Sơ Thánh Địa nhiều khó kiếm được, rất nhiều Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ở chỗ này 10 năm, trên người tích xúc đều không có vượt qua 100 điểm tích lũy. Nhưng là bây giờ Hạ Bình lại từng phút đồng hồ có cơ hội kiếm được mấy vạn điểm tích lũy, đây không phải phất nhanh, hay là cái gì? Đáng giận, thằng này chẳng lẽ lại có thể bị hắn kiếm lớn một số. Bên cạnh ấn thế tinh vô cùng ghen ghét, vốn đây là nguy cơ, cũng là bị tiểu tử này tùy tiện làm làm rõ ràng còn trở thành một số có thể kiếm lớn sinh ý, cái thế giới này thật sự là quá không công bình. Mà chuyện này rất nhanh tự truyền khắp thanh ngọc thành cao thấp, thậm chí mặt khác thành trì ngoại môn đệ tử cũng hiểu biết rồi chuyện này, bởi vì một cái tân sinh đệ tử rõ ràng khiêu chiến trên vạn người thái sơ thánh địa đệ tử, đây quả thực là trước nay chưa có một đại sự. Có nghe chưa cái kia đến từ đông vũ trụ càng không phái hạ bình rõ ràng dám khiêu chiến trên vạn người, lá gan quả thực là lớn đến không biên giới, hơn nữa thua một ván, tự thua 50 điểm tích lũy nói đùa gì vậy cái này ván bài có thế khai mở ư sẽ không sợ cái kia hạ bình thua trận đền không nổi nghe nói tiểu tử kia rất giàu trên người có một đống thánh dược nếu như điểm tích lũy không đủ lời mà nói mượn thánh dược đến bồi đáng giận chết tiệt kẻ có tiền còn có một đống thánh dược ta thế nào tự chưa thấy qua một cây quá không công bình không biết lần này ván bài ai thua ai thắng còn phải hỏi cái kia hạ bình nhất định phải thua Bất quá là đến từ Đông Vũ trụ nông dân mà thôi, ở đâu so ra mà vượt chúng ta những này xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài, căn bản không cách nào so sánh được. Nói đúng, trung ương vũ trụ thế nhưng mà có 900 triệu thế giới, chúng ta đều là cái này 900 triệu thế giới chính giữa ức vạn chọn một mới chọn lựa ra đến thiên tài, ở đâu là tiểu tử kia có thể so sánh đấy. Đợi lấy a, à, tiểu tử kia lần này tất nhiên sẽ thua tán gia bại sản, nhiều có tiền đều không có dùng, toàn bộ thua tinh quang. Có chút ý tứ, quyết đấu tại chừng nào thì bắt đầu? nghe nói tựu là buổi tối hôm nay, tiểu tử kia ý định xa luân chiến, duy nhất một lần ok. Cùng vọng phải mệnh, thật sự khi chúng ta thái sơ thánh địa đệ tử là hàng nhập lậu rồi. Lần này nhất định phải làm cho cái kia hai lúa biết được chúng ta xuất thân trung ương vũ trụ lợi hại, quả quyết không phải những cái, kia càng cổ chi địa đi ra người có thể tùy tùy tiện tiện khiêu khích đấy. Phần đông thái sơ thánh địa đệ tử nghe được tin tức này về sau, bọn hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú, muốn biết cái kia dám can đảm khiêu chiến hơn vạn thái sơ thánh địa đệ tử hạ bình đến tục cùng có cái gì ba đầu sáu tay bọn hắn nhao nhao xúc động tiến về trước quyết đấu tràng mà chuyện này thậm chí cũng ảnh hưởng đến một ít thánh nhân cấp bậc tồn tại bọn hắn cũng nghe nói chuyện này có chút ý tứ gần đây có một tiểu gia hỏa mới vừa tiến vào thái sơ thánh địa tự làm ra rồi một đại sự ha ha tiểu gia hỏa kia tự hồ là bắc minh lão đệ quan môn đại đệ tử cái gì lại là bắc minh đệ tử như thế có chút ý tứ không biết có bản lãnh gì. Đi xem là được, không có vài phần bổn sự, nào dám làm ra lớn như vậy tràn diện. Ban đêm, Thanh Ngọc Thành quyết đấu tràn. Chỗ này quyết đấu tràn diện tích cực đại, đủ để cho chính là mấy trăm vạn cái chỗ ngồi, rậm rạp chằng chịt điệp cùng một chỗ. Mà chính giữa quyết đấu đài chiếm diện tích hơn 1.000 km, thậm chí chung quanh bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tầm thường lực lượng đều không thể tổn hại quyết đấu đài mảy may. Khán giả ngồi ở trên bàn tiệc, cũng sẽ đã bị kết giới bảo hộ, sẽ không bị quyết đấu chấn động uy hiếp được. Giờ phút này Hạ Bình, còn có tịch an các loại trung ương vũ trụ thiên tài đã ở chờ lấy quyết đấu bắt đầu, trên kháng phòng mặt cũng ngồi đầy người xem, một vị trí cũng không rảnh xuống, có thể nghĩ cuộc quyết đấu này nhiều gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chúng ta những người này cái nào cái thứ nhất lên? Tịch An nhìn xem mọi người, muốn hỏi thăm cái nào muốn cái thứ nhất lên. Trong lúc nhất thời, mọi người đã trầm mặt, cũng không chịu mở miệng, tuy nhiên bọn hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, nhưng là cái kia hạ bình dù sao cũng là đã từng đánh bại phùng tinh vũ chương hạo đảng mạnh chấn thuận ba người cao thủ tự tính toán bọn hắn tuy nhỏ nhìn đối phương cũng là có hạn độ đấy cái thứ nhất lên vậy khẳng định là nguy hiểm nhất đấy chính mình căn bản không rõ ràng lắm đối phương ác chủ bài là cái gì cho nên bọn hắn đều rất do dự đều muốn nhìn một chút tình huống mới lên nguyên một đám sợ đầu sợ đuôi đấy còn như thái sơ thánh địa đệ tử sao bất quá tựu là cái đến từ đông vũ trụ hai lúa a ta miêu vô song từng phút đồng hồ có thể đánh tan hắn. Đúng vào lúc này, một cái mặt sơ mi hoa nam tử trẻ tuổi đứng dậy, biểu thị chính mình cái thứ nhất lên. Miêu vô song rõ ràng người đầu tiên xuất thủ. Xem ra lần này ổn rồi. Ai là miêu vô song? Hắn cũng không nhận ra, xem ra ngươi thật sự là cô lậu quả văn, tiểu tử này thế nhưng mà thánh nhân gia tộc miêu gia dòng chính người thừa kế một trong, mới 500 tuổi cũng đã tấn thăng đến pháp tướng cảnh đỉnh phong, được vinh dự có hy vọng nhất tấn thăng làm thánh nhân miêu gia hậu duệ một trong, nghe nói miêu gia lão tổ đối với hắn rất coi trọng, trọng điểm tài bồi. Thì ra là thế, xem ra lần này đánh bại cái kia hạ bình là thỏa thỏa được rồi. Hoàn toàn chính xác, miêu vô song mặc dù nói không lên là ngoại môn đệ tử số một số hai tồn tại, nhưng là hắn sức chiến đấu cường đại, đó cũng là rõ như ban ngày đấy, chiến tích bưu hãn. Mọi người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên không ít người đều biết cái này miêu vô song, đối phương tại Thanh Ngọc Thành coi như là rất mạnh cao thủ, bình thường người đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Miêu vô song, ngươi phải cẩn thận một chút, đối phương dầu gì cũng là đánh bại phùng tinh vũ, chương hạo đảng, mạnh chấn thuận bọn người cao thủ, nói không chừng trên người có cái gì cường đại ác chủ bài. Tịch An nhắc nhở. Phùng tinh vũ, chương hạo đảng, mạnh chấn thuận cái kia ba cái củi một tính là cái đếch ấy, ở đâu so ra mà vượt ta miêu vô song. Miêu vô song tự ngạo nói, người nào không biết, ta miêu vô song tinh thông 36 môn thần thông, ví dụ như một nắng hai sương, vạn tượng trọng lực, hắc ngục ma trưởng, lục thần loạn côn, thiên trọng thủy kình, hung cầm lệ trảo, càng khôn ấn vân, vân, đợi một tí. Mỗi một môn thần thông đều có được kinh thiên động địa uy lực, có thế tê liệt núi sông, hủy thiên diệt địa, nếu như toàn bộ thi triển đi ra, như vậy uy lực ngay cả ta mình cũng sợ. Giống như vậy đến từ đông vũ trụ hai lúa, căn bản là chưa thấy qua bao nhiêu cao thủ, bằng như vậy cũng muốn cùng ta miêu vô song chiến đấu, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn đứng chắp tay, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung ta cảm thấy được hay là cẩn thận một chút tốt. Tịch An lời nói thấm thiế dặn dò, hắn cảm thấy hay là đừng phớt lờ, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Cút sang một bên, đừng cầm ta miêu vô song cùng các ngươi những này củi một đánh đồng, một con kiến mà thôi, cũng muốn lại để cho ta coi chừng, cái này cũng phải nhường nó có ta coi chừng vốn liếng mới được. Miêu vô song kinh thường nói, đợi lấy xem đi, ta sẽ dùng 36 môn thần thông, từng cái giáo huấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết cái vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu, mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái củi mục, có thể đi vào trung ương vũ trụ, đi vào thái sơ thánh địa diễu võ dương oai. Vèo. Vừa dứt lời, hắn không có tiếp tục nói nhảm, thân hình lóe lên, lập tức nhảy lên quyết đấu đài, cùng Hạ Bình xa xa tương đối. Tiểu tử, trận đầu chiến đấu tự do ta Miêu Vô Song cùng ngươi quyết đấu. Miêu Vô Song đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng, con mắt nhìn xem bầu trời, coi trời bằng vung, tự hồ cũng không muốn nhìn nhiều Hạ Bình liếc, đây là của ngươi vinh hạnh rõ ràng có cơ hội có thể cùng ta cái này thanh ngọc thành số một số hai cao thủ chiến đấu đây là bao nhiêu người cả đời đều chưa hẳn có thể được đến cực lớn cơ hội là vô thượng vinh quang đương nhiên bởi vì đây là thái sơ thánh địa quyết đấu đài quan hệ ngươi là sẽ không chết đấy nhưng là trọng thương là khó tránh khỏi được rồi hy vọng ngươi lần này muốn hấp thụ giáo huấn đừng tùy tùy tiện tiện khiêu khích mạnh mẽ hơn tự mình cao thủ đây là lý do đáng chết a à, nói như vậy ngươi tự là thanh ngọc thành mạnh nhất cao thủ rõ ràng dám cái thứ nhất lên, xem ra trên người của ngươi bổn sự không nhỏ. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem Miêu Vô Song. Hừ, ngu muội hai lúa, sự cường đại của ta há có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi, lại để cho thân thể của ngươi đến cảm thụ thoáng một phát sự cường đại của ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hy vọng ngươi đừng bị bại nhanh như vậy, lại để cho ta hưởng thụ thoáng một phát chiến đấu khoái cảm. Miêu Vô Song giữ tận cười cười. Ầm. Uhm. Đúng vào lúc này, quyết đấu đài lập tức gõ vang rồi tiếng chuông, vang vọng toàn bộ quyết đấu trên trận không, biểu thị quyết đấu chính thức bắt đầu. Võ đạo thần thông vạn tượng trọng lực. Miêu vô song hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái khủng bố vực tràn, bao trùm phương viên hơn 1.000 km, toàn bộ quyết đấu đài đều bao phủ lại. Lập tức tại nơi này vực tràn chính giữa sinh ra khủng bố trọng lực, tự hồ liền không gian đều bóp méo, mỗi một khỏa đá vụn đều bị trọng lực nghiền áp thành phấn vụn, quyết đấu đài đều đang rung động bất luận cái gì tu luyện giả tại nơi này tràn vực trong đó, cái này trọng lực trường trong đó, đều là nửa bước khó đi, như là trên người bị gây rồi hơn vạn tòa núi lớn. Ha ha, ngu xuẩn chi đồ, tại của ta vạn tượng trọng lực phía dưới, đoán chừng ngay cả hít thở cũng khó khăn đi à nha, ngoan ngoãn đầu hàng. Bà mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Miêu vô song ý định thưởng thức thoáng một phát bại tướng dưới tay của mình tại vô hạn trọng lực xuống, nằm sấp trên sàn nhà không cách nào nhúc nhích chán trường, không cam lòng, bi phẫn bộ dáng, hắn còn ý định xem thường đùa cực một phen, phát biểu người thắng trận cảm nghĩ. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn phát hiện tiểu tử kia rõ ràng bỏ qua chính mình trọng lực, thân hình lóe lên, lập tức đi vào trước mặt mình, lúc này cho đầu của mình tựu là một quyền. Một quyền này nện ở hắn trên đầu, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng vang, như là thần chung mộ cổ giống như, hư không nổ tung, hắn cả người thật giống như không bị khống chế tựa như, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đông. Một giây sau, hắn cả người tự hung hăng nện ở quyết đấu trên đài không một chỗ kết giới ở trên, chấn được toàn bộ kết giới không ngừng lắc lư, ông ông tác hưởng, kết giới đồng thời sinh ra đáng sợ lực phản chấn. Phốc, một tiếng, miêu vô song nhổ ra một nguồn máu tươi, rơi vải đại địa, máu tươi đầm đìa, hắn cả người dọc theo kết giới trên không xuống mặt rơi xuống, cuối cùng nện vào trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Hắn miệng rùi bọc mép, mắt nổi đong đóm, đầu chán ván não trướng, chỉ là nhìn hạ bình liếc, cổ nghiêng một cái, rõ ràng cứ như vậy ngất đi, lời gì cũng nói không đi ra vèo Miêu vô song bị một quyền đoán quẻ triệt để sau khi hôn mê lập tức một đạo hào quang bao trùm thân thể của hắn lập tức tự chuyển di đi ra ngoài bị trực tiếp dẫn đi khẩn cấp trị liệu đây là quyết đấu đài công năng một trong có thể tùy thời đem gần như tử vong người chuyển di đi ra ngoài trình độ lớn nhất cam đoan người quyết đấu an toàn không bị chết tại quyết đấu trên đài ân ừ, cái này là thanh ngọc thành số một số hai cao thủ thế nào một quyền đã bị đánh quẻ rồi quá giòn đi à nha Hoàng sa môn khổng thành ngồi ở trên kháng phòng mặt, nhịn không được kêu to lên, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử đều là nhịn không được che mặt của mình, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, trước kia thổi trúng chính mình vô địch thiên hạ bộ dạng, nhưng là hiện tại một quyền cũng đỡ không nổi, trực tiếp đã bị mang xuống trị liệu. Bọn hắn cảm thấy một quyền này không chỉ có là đánh bại miêu vô song, còn một cái tác đánh rồi bọn hắn thái sơ thánh địa rất nhiều đệ tử mặt, sẽ bị cho rằng thái sơ thánh địa đệ tử tự là như vậy yếu ớt, liền một quyền cũng đỡ không nổi. Hắn không phải nói chính mình tinh thông 36 môn thần thông, mỗi một môn thần thông đều có kinh thiên động địa uy lực sao? Thế nào tự không thi triển đi ra rồi hả? Lôi đình tông ấn Tây Hằng cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn còn muốn kiến thức kiến thức thái sơ thánh địa đệ tử đến tục cùng có cường đại, không nghĩ tới còn không có chứng kiến, đã bị hạ bình một quyền đoán quẻ rồi, cái gì bổn sự đều không có bày ra. Không phải cái kia miêu vô song không thi triển đi ra, mà là hạ huynh quá cường đại. Lăng Vân phái vệ lương sinh con mắt lộ ra một tia tinh quang, các ngươi là không thấy được, cái kia miêu vô song đích thật là lợi hại, một môn vạn tượng trọng lực, sinh ra có mặt khắp nơi trọng lực trường, người bình thường dừng lại ở cái kia trọng lực trường trong đó, đều là không thể làm gì, chỉ có thể là bị hung hăng trấn áp, nửa bước khó đi, hắn cùng ngạo cũng có đạo lý. Đáng tiếc hắn không may cực độ, gặp hạ huynh như vậy yêu nghiệt, quái vật, rõ ràng có thể triệt để bỏ qua hắn trọng lực trường, trực tiếp tự một quyền đưa hắn đoán quẻ. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, bởi vì chiến đấu phát sinh quá nhanh quan hệ, không có người chú ý tới niêu vô song cường đại, tất cả mọi người chỉ là chứng kiến cái kia miêu vô song kêu la vài câu đã bị người một quyền đánh cho tàn phế rồi. Cho dù bọn họ muốn phụ họa vài câu, nói cái kia miêu vô song danh bất hư truyền, nhưng là cũng phụ họa không đứng dậy. Mặt khác vũ trụ khu vực đến nhân tộc thiên kiêu cũng lập tức xôn xao lên. Không nghĩ tới thái sơ thánh địa đệ tử nhược đến loại trình độ này, liền một quyền đều không chịu nổi. Thiệt thòi ta cho rằng thái sơ thánh địa còn nhiều thêm không dậy nổi, không thể tưởng được cũng chỉ thường thôi. Thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi, chút thực lực ấy cũng dám đối với chúng ta diễu võ dương oai, cũng thiệt thòi bọn hắn có cái này mặt. Xem ra chúng ta vừa mới bắt đầu cẩn thận là dư thừa đấy, bọn này trung ương vũ trụ thiên tài cũng không đủ gây sợ. Mọi người nghị luận nhau nhau, bởi vì trận này chiến đấu, triệt để lại để cho bọn hắn tự tin mà bắt đầu, tất cả mọi người là nhân loại, dù cho đám người này xuất thân trung ương vũ trụ, nhưng là cũng không gì hơn cái này mà thôi nếu như cho bọn hắn nhất định được thời gian cũng có thể nhẹ nhõm đuổi tới đáng giận đều do cái kia ngu xuẩn miêu vô song quả thực là mất hết chúng ta trung ương vũ trụ mặt phần đông trung ương vũ trụ thiên tài nghe đến mấy cái này lời nói mỗi người đều là chọc giận gần chết nghiến răng nghiến lợi bọn hắn vốn tại đây đoàn người trước mặt còn vô cùng cao ngạo một bộ người trong thành xem thường nông dân bộ dạng nhưng là hiện tại miêu vô song bị đánh bại ngược lại bọn hắn bị người xem thường rồi tịch an bọn người sắc mặt cũng khó thấy muốn chết bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia đại danh đỉnh đỉnh miêu vô song cũng đỡ không nổi hạ bình một quyền cái này đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài dù sao dù cho miêu vô song là thứ hàng nhập lậu cũng không trở thành một quyền cũng đỡ không nổi a à, thiệt thòi hỗn đảng này còn nói khoác chính mình tinh thông 36 môn thần thông cảm tình tất cả đều là giả dối kế tiếp là ai tranh thủ thời gian lên đừng chậm trễ thời gian của ta ta còn phải trở về ngủ đây này hạ bình đứng tại quyết đấu trên đài thúc giục nói nghe nói như thế một đám người giận dữ, hỗn đảng này thật ngông cuồng rồi, khi cùng bọn hắn quyết đấu là cái gì, đều khẩn trương như vậy, rõ ràng còn muốn trở về ngủ, cho rằng cái này quyết đấu là qua gia gia ư. Có phải nói đúng tại tiểu tử này mà nói, cũng chỉ là thứ trà dư tử hậu vận động. Vèo. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh lập lòe, lập tức xuất hiện tại quyết đấu ở trên. Đó là một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi, trên người quanh quẩn lấy đáng sợ lôi đình khí tức, mi tâm tầm đó tựa hồ có lôi đình phù văn, như là một cái lôi đình mắt dọc. Hạ Bình, ta Ngụy Hàn đến chiếu cố ngươi, đừng tưởng rằng vừa rồi thừa dịp Miêu Vô Song chủ quan, thừa cơ đánh lén việc này còn có thế phát sinh lần thứ hai, có ta ở đây tại đây, ngươi hôm nay tự dừng ở đây rồi. Cái này áo trắng nam tử tự xưng là Ngụy Hàn. Hắn vốn muốn tiếp tục quan sát một chút lại ra tay đấy, nhưng là thấy đến tiểu tử này danh khí như mặt trời ban trưa, cũng bắt đầu lại để cho đám kia tân sinh xem thường bọn hắn những này trung ương vũ trụ thiên tài rồi, cái này còn phải rồi. Cho nên hắn rốt cuộc kìm nén không được, quyết định lập tức xuất thủ, giết giết tiểu tử này danh tiếng, đem thằng này triệt để chèn ép xuống dưới. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít người tự kinh hô lên, Ngụy Hàng. Tự là ngoại môn đệ tử chính giữa đại danh đỉnh đỉnh thánh nhân gia tộc Ngụy gia tử tôn Ngụy Hàng, tiểu tử này mới thật sự là thiên tài, sức chiến đấu tối thiểu tại Thanh Ngọc Thành là bài danh tốt 10 cường giả, so với kia hàng nhập lậu miêu vô song mạnh hơn nhiều không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng tham dự quyết đấu. Hiển nhiên, cái này Ngụy Hàng danh khí rất lớn, cơ hồ trên trận người đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua ngụy hàng thanh danh a à, vậy sao như thế lại để cho ta càng thêm muốn kiến thức kiến thức hạ bình nhíu mày ầm uhm. một tiếng tiếng chung lần nữa vang lên biểu thị quyết đấu chính thức bắt đầu tiểu tử thiên hạ võ công duy nhanh không phá tại tuyệt đối tốc độ phía dưới ngươi ngay cả ta trên người một đầu cộng lông đều sờ không tới ngươi căn bản không phải ta ngụy hàng đối thủ vừa dứt lời ngụy hàng lập tức động chỉ thấy hắn vận chuyển thần thông toàn bộ người thình lình biến thành một đạo thiểm điện, tại quyết đấu trên trận khắp nơi di động. Như vậy tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh quá nhanh, coi như là thần thức đều cảm giác không đến trình độ. Rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến giữa không trung chính giữa xuất hiện từng đạo màu bạc ti chất quỷ tích, cái này như là một trương màu bạc lưới lớn bình thường bao phủ hư không, hoặc nhìn hết sức xinh đẹp. Ha ha, đây là ngụy hàng đại danh đỉnh đỉnh võ đạo thần thông lôi quan thiểm, một khi thi triển lôi quan thiểm nhâm người phương nào đều bắt không đến ngụy hàng tung tích, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hoàn toàn chính xác, cái môn này thần thông thật sự là quá khó giải rồi, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, dù cho lực lượng cường thịnh trở lại, cũng công kích không đến ngụy hàng, hắn đã sớm dựng ở thế bất bại. Cũng không phải sao. Nhưng là chỉ cần bị ngụy hàng tìm được một tia sơ hở, cái kia chính là địch nhân tử kỳ. Tốc độ tự đại biểu hết thảy, ngụy hàng có thể trở thành thanh ngọc thành tốt 10 cao thủ, cũng không phải không có đạo lý đấy. Tiểu tử kia xong đời, lần này hắn phải thua không thể nghi ngờ, không có thắng đạo lý. Chứng kiến đầy trời màu bạc lôi quang, phần đông thái sơ thánh địa đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, sợ hãi thán phục không thôi. Nếu như bọn hắn dừng lại ở quyết đấu trên trận lời mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị ngụy hàng giải quyết, đều không cần một giây đồng hồ thời gian, cái này là tuyệt đối tốc độ uy lực. Ha ha, Hạ Bình, nhìn không tới ta đi, tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, ngươi có phải hay không cảm thấy rất vô lực, phải hay là không cảm thấy mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào đều đánh không trúng ta giữa không trung trong đó, vang lên một hồi càng rỡ, đắc ý thanh âm, cảm thấy vô lực là được rồi, cái này là cực hạn tốc độ uy lực, mặc kệ có thủ đoạn gì, đều tuyệt đối ngăn không được ta, chỉ cần ta muốn, trong nháy mắt có thể chấm dứt ngươi. Sưu sưu sưu. Từng đạo màu bạc tia chớp tại bầu trời đêm xuất hiện, buộc vòng quanh từng đạo màu bạc quỷ tích, như là một cái lưới lớn, bao phủ hết thảy, từng bước tới gần, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Ngụy Hàng vô cùng đắc ý, thỏa thích bày ra tốc độ của mình, Hắn không muốn nhanh như vậy tự chấm dứt hạ bình. Hắn đem cuộc quyết đấu này cho rằng là là một hồi biểu diễn, hướng tất cả mọi người bày ra sự cường đại của mình. Dù sao lần này quyết đấu chú ý người rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ dương danh lập vạn. Vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy tốc độ của ngươi bình thường thôi, không có gì không dậy nổi. Hạ bình vẽ mặt bình tĩnh, hoàn toàn bất vi sở động. Tuy nhiên cái này ngụy hàng tốc độ đích thật là rất nhanh, tuyển siêu siêu nhân, y hệt ti chớp nhưng là tại hắn địa ngục kim ô nhãn trước mặt y nguyên rất là chậm chạp bị hắn thấy rất rõ ràng có thế những lời này nhưng lại triệt để chọc giận ngụy hàng bởi vì tốc độ thế nhưng mà hắn cho rằng tự hào sở trường tại toàn bộ thái sơ thánh địa rất nhiều đệ tử trong đó cũng không có mấy người tốc độ nhanh hơn hắn nhưng là tiểu tử này lại còn nói tốc độ của mình bình thường thôi cái này căn bản là miệt thị chính mình hoàn toàn không có cách nào nhẫn tiểu tử ngươi xem như triệt để chọc giận ta rồi rõ ràng còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng nói tốc độ của ta bình thường thôi hôm nay ta tự cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì mới thật sự là cường đại, ngươi có bị tia chớp đá sao? Ngụy Hàng giận tím mặt. Xíu, u u. Vừa dứt lời, Ngụy Hàng bỗng nhiên động, hắn rốt cuộc không cách nào nhìn được xuống dưới, toàn bộ nhân hóa là một đạo màu bạc tia chớp, hướng phía hạ bình xung phong liều chết xuống, muốn một kích sẽ đem tiểu tử đánh tan. Đông. Bỗng nhiên tầm đó, hạ bình đưa tay, nhẹ nhàng một chưởng, thoáng cái tự phát tại Ngụy Hàng đạp đến trên chân phải, lực lượng cường đại lập tức liền đem Ngụy Hàng cho đánh bay ra ngoài. Không có khả năng. Ngụy Hàng cảm thấy theo Hạ Bình trên tay truyền đến mãnh liệt lực phản chấn, chấn được hắn khí huyết lăng mình, nhưng là để cho nhất hắn khiếp sợ không phải điểm này, mà là đối phương rõ ràng có thể ngăn cản được chính mình một cước, phản phất là nhìn thấu mình sở hữu tất cả hành động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi có thể ngăn cản công kích của ta, giống như xem thấu hành động của ta đồng dạng, ngươi đến tột cùng ta đã làm gì? hắn quả thực không thể tin được, chắc cao chầm chầm vào Hạ Bình. Không có làm cái gì, tựu là ngươi đạp tới, ta thò tay ngăn cản thoáng một phát, rất chuyện bình thường. Hạ Bình nói thực ra nói. Đánh rắm. Ngụy Hàng tức giận đến phát điên, đặc biệt là Hạ Bình bộ dạng này hời hợt biểu lộ, càng làm cho hắn tức giận không thôi, hắn lôi quan thiểm thế nhưng mà tốc độ nhanh nhất, đại biểu cho cực hạn tốc độ, ở đâu có thế dễ dàng như vậy ngăn cản xuống. Người bình thường căn bản không biết xảy ra chuyện gì, lập tức đã bị hắn đánh tan rồi, nếu như hắn nguyện ý lời nói, có thể giết chết bất kỳ một cái nào địch nhân, đối phương không thể nào ngăn cản. Nhưng này tiểu tử lại còn nói đây là rất bình thường một sự kiện, cuối cùng ở đâu bình thường rồi. Tốt, rất tốt, ta xem như triệt để xem thường ngươi, để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, lần này ta quyết định đem hết toàn lực, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là cực hạn tốc độ, ánh sáng tốc độ. Ngụy Hàng hét lớn một tiếng. Thình lình tầm đó, cả người hắn rõ ràng biến thành một đạo màu bạc hào quang, vô số quan hệ phù văn giúp nhau đang vào cùng một chỗ. Sưu sưu sưu. Toàn bộ bầu trời tự hồ giờ phút này đều bị vô số đạo hào quang tràn ngập, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, như là vô số xạ tuyến giống như, đây là ngụy hàng tại giữa không trung chính giữa di động lưu lại xuống dấu vết. Lôi quan nhất tuyến thiên. Ngụy hàng thanh âm truyền ra, tại vô số đạo ánh sáng dấu vết trong đó, đột nhiên một đạo thật nhỏ, ngưng tụ thành thực chất màu bạc hào quang theo hạ bình sau lưng xung phong liều chết đi ra, vô thanh vô tức chung quanh người xem căn bản nhìn không tới ngụy hàng tung tích cũng không biết ngụy hàng đến tột cùng từ chỗ nào dết ra bọn hắn chỉ là chứng kiến đầy trời hào quang tựa như ban ngày vèo ở này nháy mắt hạ bình bỗng nhiên quay người tại hắn địa ngục kim ô nhãn đồng tử ở trong chỗ sâu đã đem ngụy hàng động tác thấy rất rõ ràng chi tiết mị di không có khả năng giấu giếm được hắn ngụy hàng động tác trong mắt hắn chậm chạp được như là ốc sên hắn nhẹ nhàng nâng tay hướng phía hư không tựu là một quyền cũng không nhúc nhích dùng quá lớn khí lực. Đông. Một quyền này tinh chuẩn quanh tại ngụy hàng dưới hán. A. À. Ngụy hàng lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, chẳng thoáng một phát, tự hồ trong cơ thể nào đó trái trứng nát, một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đau đớn lập tức lan tràn toàn thân của hắn, phản phất là bị vô số con kiến cắn xé. Thảm như vậy gọi quả thực sau so mổ heo còn thảm. Cả người hắn cứ như vậy không hề phản kháng lực té trên mặt đất, che chính mình nửa người dưới, không ngừng trên mặt đất lăn qua lăn lại cái trán cũng chảy ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được ngụy hàng hiện tại đến tục cùng là đã gặp phải hạn gì thống khổ không 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 của ta trứng của ta trứng nát triệt để nát ngụy hàng một bên lăn qua lăn lại một bên thét lên phản phất là bị thiến thái giám cái này chung quanh người xem thấy như vậy một màn đặc biệt là nam tính người xem lập tức tóc gáy dựng lên tự hồ chính mình nửa người dưới cái kia đồ đạc cũng bị hạ bình thuận tiện một quyền đánh nát như vậy đau đớn bọn hắn cũng cảm động lây hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ngụy hàng hiện tại thê thảm tình huống thật có lỗi vừa rồi ta là thất thủ rồi không cẩn thận đánh chúng này địa phương hạ bình thật có lỗi nói coi chừng đại gia mày đồ chó hoang hạ bình ngươi rõ ràng âm thầm hạ loại này âm tay vô sĩ tới cực điểm ta và ngươi thế bất lưỡng lập thế bất lưỡng lập a à. ngụy hàng giận điên lên kêu to lên thế nhưng mà bởi vì quá mức kích động quan hệ không cẩn thận dắt trứng ba thoáng một phát lần thứ hai tê liệt, hắn rõ ràng đau nhức đến mức tận cùng, miệng sùi bọc mép, trực tiếp liền chết ngất. Ván này quyết đấu, Hạ Bình chiến thắng. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên, tuyên bố Hạ Bình chiến thắng. Vèo. Lập tức một đạo hào quang mang tất cả ngụy hàng, lập tức đem cả người hắn đều dẫn theo đi ra ngoài khẩn cấp trị liệu. Thấy như vậy một màn, vô số người xem đều là xôn xao. Ô hát ni thượng đế, tiểu tử kia thật sự là quá độc ác, địa phương nào không đánh, tự chuyên môn đánh cái chỗ này ngụy hàn quá thảm rồi rõ ràng bị đánh trúng cái chỗ này thấy ta đều đau sẽ không lưu lại cái gì không thể chữa trị thương thế a còn có thế sinh sao yên tâm đi thái sơ thánh địa chữa bệnh phát đạt dù cho vật kia không có đều có thể gãy chi trọng sinh sợ là sợ ngụy hàn lưu lại cái gì tâm lý oán hận đúng vậy thân thể còn có thế chữa trị nhưng là tâm lý oán hận muốn chữa trị cũng không đơn giản như vậy hèn hạ vô sĩ a tiểu tử kia nhất định là cố ý đấy chính là vì giết gà dọa khỉ. Phần đông người xem nghị luận nhau nhau, đặc biệt là trung ương vũ trụ rất nhiều nhân tộc thiên tài, càng là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Hạ Bình là cố ý đấy, mục đích đúng là vì giết gà dọa khỉ. Giờ phút này, tịch an bọn người hào khí rất là ngưng trọng, bởi vì liên tục hai trận trận đấu đều đã thất bại, hơn nữa còn là dễ dàng thất bại, liền tiểu tử kia một điểm ác chủ bài đều không có tiết lộ ra ngoài. Đáng giận, cái này làm sao bây giờ? Rõ ràng liền ngụy hàng đều thua, không phải nói duy nhanh bất bại sao hiện tại thế nào tự thất bại còn bị bại thảm như vậy có người nghiến răng nghiến lợi rất là không cam lòng đạo lý là như thế này đoán chừng là ngụy hàng tốc độ còn chưa đủ nhanh ít nhất ở đằng kia tiểu tử trong mắt là không khoái đấy cho nên mới phải bị dễ dàng tìm được sơ hở nói thật chúng ta thật là nho nhỏ xem tiểu tử này rồi quả nhiên hắn có thể đánh bại phùng tinh vũ chương hạo đảng mạnh chấn thuận ba người cũng không phải giả dối thật sự có bổn sự Tuy nhiên Ngụy Hàng cùng Miêu Vô Song bại thật thê thảm, nhưng là các ngươi không thừa nhận cũng không được, hai người này đích thật là có bản lĩnh, tại Thanh Ngọc Thành là tốt 10 cường giả, liền bọn hắn đều thất bại, chứng minh tiểu tử này thực lực không phải chuyện đùa, phải thừa nhận điểm này. Thừa nhận điểm này có làm được cái gì, hiện tại còn không phải đánh bất bại hắn, chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua sao? Nhận thua? Làm sao có thể nhận thua? Thua trận lời mà nói, thế nhưng mà thua trận 50 điểm tích lũy, đây chính là một khoản tiền lớn. Đúng vậy, hiện tại phải tìm ra hắn đang nắm chắc bài mới được, biết rõ nhược điểm của hắn, hắn tự nhảy đáp không đứng dậy rồi. Nói đúng, muốn triệt để đem tiểu tử này coi trọng, không thể tuy nhỏ nhìn đối phương rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đã triệt để đem Hạ Bình đã coi như là số một đại địch, liên tục hai lần thảm trọng thất bại, đã đem bọn hắn bừng tỉnh mà bắt đầu, không hề dám xem thường Hạ Bình nửa phần. Dù cho tiểu tử này cho tới bây giờ chưa từng tới Thái Sơ Thánh Địa, nhưng là phần này sức chiến đấu đã xem như thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử trong đó vô cùng cường đại tồn tại siêu việt tuyệt đại bộ phận đệ tử trận tiếp theo trận đấu để cho ta tới a à, ta đã nhìn ra hắn sơ hở đúng vào lúc này tịch an đứng dậy biểu thị lúc này đây hắn muốn đích thân xuất thủ cái gì tịch an ngươi lại để cho xuất thủ không phải còn muốn tiếp tục chờ mấy trận trận đấu nhìn xem tình huống nói sao sao không ít người có chút một cách không ngờ không nghĩ tới bây giờ tịch an tự xuất thủ Nói thật, tịch an thực lực cũng rất mạnh đại, ít nhất là thanh ngọc thành ngoại môn đệ tử chính giữa tốt năm cường giả, coi như là ngụy hàng sức chiến đấu cũng so tịch an nhược một đường. Dù sao hắn dám can đảm tại thái sơ thánh địa như thế hung hăng càng quấy, còn có một chút tiểu đệ đi theo, hắn cũng là là tự nhiên mình hung hăng càng quấy tiền vốn đấy. Không cần nhìn rồi, người bình thường không phải là đối thủ của hắn, cho dù là thăm dò cũng thăm dò không ra cái gì, ta muốn dùng tính áp đảo sức chiến đấu lại để cho tiểu tử này thần phục, nói cho thằng này trung ương vũ trụ người tài ba vô số. Tịch An cười lạnh một tiếng. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức tự nhảy lên quyết đấu đài, cùng Hạ Bình xa xa tương đối. a, à, ngươi lại là cái thứ ba đối thủ. Hạ Bình có chút kinh ngạc, chứng kiến trước kia hai người thảm trạng, ngươi còn không có giác ngộ, còn phân không rõ ràng lắm ta và ngươi ở giữa trên lệch, còn có đảm lượng xuất hiện ở trước mặt ta. Buồn cười, vì cái gì không có can đảm, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là mình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi hả bất quá ta cũng lười phải cùng ngươi múa mép khu môi cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta tịch an cười lạnh một tiếng ầm thoáng một phát lúc này quyết đấu tiếng chung lần nữa vang lên thanh âm vừa mới xuất hiện tịch an liền lập tức xuất thủ nhẹ nhàng một ngón tay một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí từ trên người hắn bạo phát đi ra hướng phía hạ bình tựu là một kiếm bổ tới trong nháy mắt hạ bình trên đầu lập tức xuất hiện một đạo trong suốt kiếm khí vô thanh vô tức vô ảnh vô hình mắt thường đều nhìn không tới kiếm khí bộ dạng cùng hình dạng. Đạo này kiếm khí cứ như vậy theo bầu trời đáp xuống, nhô lên cao chém xuống, tàn nhẫn vô cùng. Ân. Hạ Bình hé mắt, bởi vì hắn cảm giác đến đạo này kiếm khí bất thường, thực sự không phải là bình thường kiếm khí, không có tầm thường cái loại này lăng lệ ác liệt sát khí, không có tê liệt hết thảy mũi nhọn. Đạo này kiếm khí xen vào hư cùng thực tầm đó, vô cùng quỷ dị. Đông. Trong chốc lát, đạo này kiếm khí rõ ràng xuyên thấu trên người hắn toàn bộ phòng ngự, trực tiếp tự ngăn cản nguyên thần của hắn. Lúc này, Hạ Bình cảm thấy mình lập tức rơi vào vô biên ảo cảnh trong đó, chính mình tự hồ xuất hiện tại một tòa kiếm chi thế giới, vô số kiếm khí đang theo lấy thân thể của mình chạy nước rút mà đến, muốn đem hắn cắt thành ngàn thương trăm lỗ. Hạ Bình, ngươi xong đời, trúng rồi tâm thần kiếm của ta nhâm bằng ngươi có ngập trời bổn sự, cũng khó trốn một bại. Nhìn thấy Hạ Bình trúng rồi chính mình một kiếm, tịch an lập tức cười lên ha hả, phản phất là rốt cục ra một mụn ác khí. Tâm thần kiếm, chính là hắn học được một môn kiếm đạo thần thông. Điều này có thể có dùng tâm ngự kiếm, dùng thần ngự kiếm, hắn đã đem chính mình thần niệm tu luyện thành một loại vô thượng kiếm đạo, có thể tùy ý đuổi giết đi ra, tại hư thật tầm đó giúp nhau chuyển đổi. Nếu như địch nhân trúng rồi tâm thần kiếm của mình, lập tức có thể làm cho đối phương lâm vào vô tận ảo cảnh trong đó, tâm ma tỏa ra, ảo giác bộc phát, thường thường địch nhân bất tri bất giác tầm đó sẽ chết tại tâm ma phía dưới. Nếu lực ý chí bạc nhược yếu kém địch nhân, căn bản không cần rơi vào ảo cảnh, bằng vào tâm ý kiếm bản thân vô thượng kiếm khí, có thể đem địch nhân nguyên thần lập tức tan vỡ, banh thành nát bấy. Đây là một môn nhằm vào nguyên thần vô thượng kiếm đạo, sát phạt vô song, cực kỳ khủng bố. Thì ra là thế, nhằm vào nguyên thần công kích, bất quá ta không sợ nhất chính là nguyên thần công kích, ngươi làm như vậy tự tìm đường chết. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, nếu như là cái khác công kích, có lẽ hắn còn có thể coi chừng một hai. Nhưng là thần niệm công kích lời mà nói, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, cũng không có khả năng làm gì được rồi chính mình tiểu tử này dám dùng thần niệm công kích chính mình quả thực tự là con kiến lay cây không biết tự lượng sức mình hắn ý niệm khẽ động lập tức một tòa chung lớn theo nguyên thần ở trong chỗ sâu hiện ra đến đó là hắn bổn mạng phát bảo hỗn độn chung ở này nháy mắt hỗn độn chung vang lên tả hữu lay động kích phát ra từng đợt khủng bố âm sóng hư không ở trong chỗ sâu đều sinh ra từng đợt trung động hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua đông 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 lúc này bốn phía vô số kiếm khí lập tức đã bị phá hủy tan thành mây khói toàn bộ kiếm chi thế giới đều tan vỡ rồi phản phất gặp diệt thế chi âm không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản cái gì tịch an sợ hãi kêu lên một cái hắn vốn còn muốn dẫn động tâm thần kiếm lực lượng đem thần niệm lực lượng tại hạ bình nguyên thần ở trong chỗ sâu triệt để dẫn bạo đem tiểu tử này nổ thất điên bát đảo nhưng là không đợi hắn động thủ đâu rồi lập tức một hồi tiếng chuông vang lên hắn oanh kích đi qua thần niệm kiếm khí lập tức đã bị phá hủy như là dễ như trở bàn tay giống như, không hề sức phản kháng. Thậm chí từng đợt tiếng chuông theo hư không truyền tới, trực tiếp đến thân thể của mình, nhằm vào linh hồn của mình. Rầm rầm rầm. Một giây sau, Tịch An cảm thấy đầu của mình tựa hồ bị va chạm rồi vô số lần, mơ hồ có tiếng chuông vang lên, trên người hắn nguyên thần trong khoảnh khắc đã bị cổ này âm sóng tê liệt, không cách nào ngăn cản. A. À. Hắn lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, nguyên thần bị thương căn bản không chịu nổi như vậy cắn trả chi lực. Quanh. Lúc này, tịch an toàn bộ người tự cường đại lực đạo hung hăng đánh bay đi ra ngoài, thân thể của hắn hoành lao mặt đất trượt rồi mấy chục km, cứ như vậy ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra tịch an rõ ràng cũng thua. Thấy như vậy một màn, người ở chỗ này đều là sợ hãi kêu lên một cái, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra. Không có khả năng đấy, tịch an thế nhưng mà tinh thông tâm thần kiếm cao thủ đứng đầu, sức chiến đấu vô song, coi như là lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng đối mặt hắn, không cẩn thận phía dưới đều bị tiêu diệt, hiện tại rõ ràng thất bại, còn bị bại như vậy thê thảm. Có người không thể tin được một màn này, hắn cho rằng tịch an thế nhưng mà thanh ngọc thành đều biết cao thủ, còn tin thông tâm thần kiếm cái môn này vô thượng thần thông, có thể nói yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thất bại? Có thế hết lần này tới lần khác hiện tại tịch an nhưng lại đã thất bại, triệt để hôn mê bất tỉnh, liền như thế nào thất bại đều không có người biết rõ chẳng lẽ cái này hai lúa sử dụng cái gì quỷ kế không thành, có người cắn răng, cảm thấy khả năng cái kia hạ bình sử dụng cái gì quỷ kế, bằng không làm sao có thể dễ dàng như thế tự đánh bại tịch an. Đây chính là quyết đấu tràng, có thế có quỷ kế gì, không có người có thế giấu giếm được thánh nhân bố trí xuống lực lượng. Bên cạnh có người lắc đầu, tại thái sơ thánh địa trong đó, muốn sử xuất cái gì quỷ kế còn chưa ra đời. Đáng chết, cái này hạ bình đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, vì sao cường đại như thế? Không ít người rất không cam tâm, liên tục ba lượt thất bại đã triệt để lại để cho bọn hắn mất hết mặt mũi nếu như ngay cả tịch an như vậy đỉnh cấp cao thủ cũng không phải tiểu tử này đối thủ lời mà nói như vậy những người còn lại có thể đánh thắng được hạ bình đấy còn thật không có bao nhiêu không hổ là hạ huynh thật sự là quá cường đại trước kia ta còn không phục lắm cảm thấy hạ huynh có thể là có tiếng không có miếng nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó nhưng là hiện tại cũng không khỏi không phục thật sự là hắn là chúng ta đông vũ trụ đệ nhất thiên tài mặc dù nói không thượng chưa từng có ai hậu vô la giả nhưng là cũng đích thật là đông vũ trụ trong lịch sử đều biết thiên tài nhìn trúng ương vũ trụ đám người kia sắc mặt quả thực giống như miệng bị đút chuột chết đồng dạng hoặc nhìn thật sự là thống khoái cũng không phải ư trước khi đến bọn hắn thế nhưng mà vênh váo tự đắc vô cùng cho rằng chúng ta là từ nông thôn đến đấy không có nhiều bổn sự đến thái sơ thánh địa nắm giữ bọn hắn tài nguyên hiện tại bọn hắn không dám nói nữa xuất những lời này đi à nha vệ lương sinh bọn người tâm tình thập phần sản khoái cảm thấy hạ bình cử động như vậy cho bọn hắn đông vũ trụ hung hăng ra một ngụm ác khí một cái tác đem bọn này trung ương vũ trụ thiên tài mặt đều đánh sưng lên mặt khác vũ trụ khu vực người cũng có đồng dạng nghĩ cách nhìn có chút hả hê bởi vì bọn hắn thế nhưng mà bị thái sơ thánh địa những này bản thổ đệ tử sắc mặt chọc tức một bụng khí yếu quá yếu cái này là trung ương vũ trụ đi ra người sao vì cái gì nhỏ yếu đến loại tình trạng này liền một cái có thế đánh chính là đều không có các ngươi đến cùng học tập võ đạo thần thông đến địa phương nào đi có hay không nhận thức thật đi học, các ngươi thật sự hiểu được như thế nào chiến đấu ư rõ ràng liền cho ta một điểm uy hiếp đều không có chế tạo ra ra, nắm đấm mềm yếu giống như gà đồng dạng, làm cho người ta bật cười. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt thất vọng bộ dạng. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có là tại quyết đấu đài chiến đấu người, mà ngay cả trên kháng phòng rất nhiều xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài cũng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đầu cơ hồ đều hơi nước rồi. Bọn hắn nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem tiểu tử này ăn sống rồi, tại trước mắt bao người nói ra loại lời này căn bản chính là ở trước mặt đánh mặt của bọn hắn không có lưu lại một điểm tình cảm hết lần này tới lần khác liên tục ba tràng thất bại lại để cho bọn hắn không có biện pháp có bất kỳ lời nói có thể phản bác đi ra dù sao sự thật thắng tại hùng biện được rồi từng bước từng bước cùng các ngươi đánh thật sự là quá lãng phí thời gian cùng các ngươi chiến đấu cũng học không đến bất kỳ vật gì hạ bình thản nhiên nói trận này trò khôi hài hay là mau chóng chấm dứt thì tốt hơn như vậy đi cùng một người chiến đấu rất đơn giản, các ngươi chọn 100 người đi lên, ta muốn đánh 100 cái. Hắn chậm rãi duỗi ra tay phải, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, biểu thị chính mình một lần muốn đánh 100 cái. Lời này vừa nói ra, long trời lỡ đất. Bà mẹ nó, Hạ Huynh đây là triệt để điên rồi sao muốn đánh 100 cái. Bây giờ không phải là Hạ Huynh điên rồi, tự là ta điên rồi, rõ ràng nghe thế dạng vớ vẫn lời nói. Hạ Huynh, đừng xúc động, dù cho muốn chết cũng không thể như vậy tìm, ngươi có biết hay không solo 100 cái là cái gì khái niệm? Vệ lương sinh bọn người nghe nói như thế. Mỗi người đều là sợ chán ván nhâm bằng bọn hắn sức tưởng tượng như thế nào phong phú, cũng hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này Hạ Bình lại còn nói suốt loại lời này. Chỉ cần là solo tự đầy đủ gian nan rồi, hiện tại còn muốn solo 100 cái. Muốn biết cái này nhưng đều là đến từ trung ương vũ trụ thiên tài, mỗi người sức chiến đấu vô song, tư chất yêu nghiệt, lẫn nhau sức chiến đấu kém kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn coi như là thanh ngọc thành đệ nhất cao thủ xuất hiện, có thế solo ba cái coi như là không sai rồi, nếu như xuất hiện 10 cái, có thể đem cái kia cái gọi là đệ nhất cao thủ đánh xuất ép hướng đến. Nếu xuất hiện 100 cái, vậy không cần phải nói rồi, một người thổi khẩu khí, đều có thể đem đối phương thổi chúng tan thành mây khói. Vệ huynh, các ngươi quá nhìn đến khởi những này củi mục rồi, không cần lo lắng cho ta cái gì. Đừng nói là 100 cái, coi như là 1.000 cái cũng không gì hơn cái này, 100 số không cộng lại cũng là linh. Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ. Tê liệt, giết chết hắn, lập tức giết chết cái này rùa tôm, quá mẹ nó điên. Có người nghe nói như thế, lập tức bị chọc giận, giận tím mặt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử này hành hung một chầu, bầm thay vạn đoạn. Còn muốn một lần đánh một trăm cái coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng đối mặt chúng ta, cũng không dám như vậy cùng, tiểu tử này rõ ràng dám, hắn đến tột cùng muốn hung hăng càng quấy tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ có nhân khí được toàn thân rung rẩy, hắn đời này tự chưa thấy qua cuồng vọng đến loại trình độ này người. Muốn biết bọn hắn đều là trung ương vũ trụ 900 triệu cái thế giới trong đó, chọn kỹ lựa khéo đi ra tuyệt thế thiên tài, vẫn còn thái sơ thánh địa tu hành rồi rất dài thời gian, một thân tu vi kinh thiên động địa. Như bọn hắn thiên tài như vậy, nếu như xuất hiện tại bên ngoài lời mà nói, đều là một phương đại năng. Nhưng này tiểu tử ngược lại là cuồng đến không biên giới, còn muốn solo 100 cái. Nếu quả thật bị hắn đánh thắng lời mà nói, đây cũng không phải là bị đánh mặt đơn giản như vậy, đây là bị một cước giẫm nát trên mặt đất, tùy ý chà đạp, cái gì mặt mũi đều không còn tồn tại. Nói thật, nghe đến mấy cái này lời nói về sau, coi như là hàm dưỡng lại cao người cũng là nổi giận trong bụng, tức giận khó điền, căn bản liền chịu không được thằng này cuồng vọng thái độ. Không cần nhiều lời, đã hắn muốn tìm cái chết, vậy thành toàn hắn. Mẹ hy thất đấy. Lão tử đời này tự chưa thấy qua loại này muốn tìm cái chết thỉnh cầu, cái này còn là lần đầu tiên gặp thế nhưng mà làm như vậy lời mà nói, đến cùng hợp không hợp quy có thể hay không bị ngăn cản dừng lại. Có cái gì không hợp quy đấy, chỉ cần song phương đồng ý, tùy thời đều có thể sửa đổi quyết đấu điều kiện cùng nhân số. Nói không sai, dù sao có thái sơ thánh địa cấm chế trận pháp, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Đã nói như vậy, còn chờ cái rắm, lập tức đi lên, đem cái này cùng vọng chi đồ đánh cho đại tiểu tiện mất tiếc. Nói không sai, lên, cùng tiến lên. Tất cả mọi người là nổi giận, tình cảm quần chúng mãnh liệt, đây đã là vẻ mặt đều rút thăm được chính mình trên óc đến rồi, nếu như bọn hắn còn có thể nhẫn lời mà nói, cái kia chính là chính thức rùa đen rút đầu. Cả đời đều không ngốc đầu lên được. Sưu sưu sưu. Trong thời gian ngắn, quyết đấu trên đài lập tức xuất hiện 100 cái thái sơ thánh địa đệ tử, bọn hắn phân bố tại bốn phía, nộ khí bạo rạp, hung dữ trừng mắt hạ bình, đằng đằng sát khí. Nếu như không phải quyết đấu không có bắt đầu, bọn hắn cam đoan lập tức xông đi lên, đem hạ bình tiểu tử này cho xé nát rồi. Mẹ của ta ơi, thật sự đánh rồi, một cái solo 100 cái, cái này tại Thái Sơ Thánh Địa quyết đấu trong lịch sử quả thực là văn sở vị văn, loại này tràn diện thật sự là quá khoa trương. Cái kia hạ bình thật không phải là tại tìm chết sao? Hắn làm sao lại dám đưa ra như vậy muốn chết yêu cầu? Nói thật, đời này ta đều chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy yêu cầu, tiểu tử kia quá mức cuồng vọng, căn bản không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì đi ra. Nhưng nếu như tiểu tử kia thật sự chiến thắng lời mà nói, cái kia chính là xưa nay chưa từng có đại sự, đủ để tại Thái Sơ Thánh Địa lưu lại không cách nào phai mờ kinh người ghi chép, kinh thiên động địa. Đừng nói giỡn, tiểu tử kia chiến thắng sát xuất liền ức một phần vạn đều không có, còn muốn một cái đánh một trăm cái, vậy hắn thế nào tự không lên trời xuống đất? Nói không sai, nếu hắn thật sự thắng, ta lập tức đem trong nhà vệ sinh đại tiện ăn hết, triệt để liếm sạch sẽ. Trên khán phòng mặt, phần đông người xem nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng là một hồi xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh như vậy vớ vẫn sự tình quá mức làm cho người khiếp sợ bất quá bọn hắn đều cho rằng hạ bình hành động này thuần túy tựu là tại tìm chết không có thắng được khả năng một chút cũng không có các ngươi vận khí không tệ cũng rất vinh hạnh hạ bình đứng chắp tay nhìn xem mọi người rõ ràng may mắn như vậy cùng ta chiến đấu các ngươi sẽ trở thành là ta dương danh thái sơ thánh địa đá đặt chân ngày sau các ngươi cũng sẽ có cái ngoại hiệu bị gọi là đã từng bị hạ bình đã bại qua người thả ngươi mẹ chó má. Cái gì chó má ngoại hiệu, đừng thổi dựng lên. Còn muốn dương danh. Lão tử lập tức liền đem ngươi đánh ra ship ra, xem ngươi còn dương danh xấu xí tên. Đánh 100 cái còn muốn đánh nhau thắng, thật sự cho là chúng ta toàn bộ là ăn chay đấy. Đừng nói nhảm, quyết đấu chạy nhanh bắt đầu đi, ta muốn hướng phía tiểu tử này trên mặt đánh 100 quyền. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, đã là không thể chờ đợi được muốn quyết đấu bắt đầu, như vậy bọn hắn mới có cơ hội hung hăng giáo huấn tiểu tử này, phát tiết lửa giận trong lòng. Ầm một tiếng, quyết đấu tiếng chuông lần nữa vang lên. Trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử con mắt sáng lên, lập tức tự muốn vận chuyển võ đạo thần thông, đem hết toàn lực, đem hạ bình cho triệt để đánh tan, bọn hắn căn bản không có lưu thủ ý tứ, vừa ra tay tự là toàn lực. Ông ông. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Bình liếc cựu hướng phía đám người này nhìn sang, trong vòng ngàn dặm hư không rung động lắc lư, tự hồ toàn bộ thế giới đều bóp méo, một cổ cường hoành thần niệm hàng lâm tại toàn bộ quyết đấu trên đài quyển thuật chân giải, nhất niệm một thế giới. Trong chốc lát, toàn bộ quyết đấu đài đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hư không vạn vẹo, trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử không hề sức phản kháng, trong nháy mắt tự rơi vào rồi vô tận ảo giác chính giữa. Cái gì? Trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử đều mộng rồi, bởi vì bọn hắn phát hiện còn không có xuất thủ đâu rồi, bỗng nhiên tầm đó vật đổi sao dời, chính mình đã đi ra quyết đấu đài, xuất hiện tại một cái khác địa phương. Đó là một chỗ thâm nguyên thế giới, khắp nơi tràn ngập khủng bố vực sâu ma khí. Xa xa, xuất hiện vô số thâm nguyên yêu ma, diệu nhật ma, thiên tâm ma, cửu u ma, kịch độc ma, nhiên thiêu ma, nham thạch ma, ăn mòn ma vân, vân, đợi một tí, mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma đều là tản mát ra ngập trời ma khí, làm cho người sợ rung. Hơn nữa mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma, mỗi một tất thổ địa đều vô cùng chân thật, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Những điều này đều là hạ bình tự mình kinh nghiệm, đem chính thức thâm nguyên thế giới diễn dịch đi ra, cho nên mới như thế hoàng mỹ rất thật. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải tại quyết đấu trên đài sao? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại thâm nguyên thế giới, quá hoang đường A. Có người nhịn không được kêu to lên. Giả dối, khẳng định toàn bộ đều là giả dối, đây là ảo thuật, tiểu tử kia sử dụng ảo thuật đem chúng ta toàn bộ người đều mê hoặc, mọi người không nên tin. Có người kêu lên, biểu thị đây nhất định là ảo thuật. Có thế lời nói đều còn chưa nói xong, một đầu nhiên thiêu ma tự đánh tới, một tiếng trống vang lên lập tức sẽ đem vị thái sơ thánh địa đệ tử cả người đều tê liệt rồi hóa thành một đạo ngọn lửa người nọ phát ra thê lương kêu thảm thiết cảm thấy bị ma hỏa cháy trên người mình mỗi một tấc da thịt mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cục xương đều bị cháy sạch nấu được sắp đã hòa tan thống khổ như vậy quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả phản phất linh hồn đều tại cháy không có khả năng vì cái gì đây không phải ảo giác sao tại sao phải như vậy đau nhất chuyện gì xảy ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nọ không ngừng kêu thảm thiết, một lát sau, hắn không bao giờ, nửa kêu thảm thiết rồi, trực tiếp hóa thành một đám khói xanh, biến mất trên thế giới này. Thảm như vậy gọi cũng làm cho mọi người tóc gáy dựng lên, lại để cho bọn hắn bán tính bán nghi mà bắt đầu, không hề cho rằng đây là ảo giác. Bởi vì như vậy thế giới quá chân thực rồi, một nát mùi, làm cho người chán ghét yêu ma khí tức, không hề tức giận huyết sắc đại địa, vô cùng vô tận thâm viên yêu ma, căn bản tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, đáng chết, chẳng lẽ đây không phải ảo giác? Ta cho tới bây giờ không có trải qua như thế rất thật ảo giác, khả năng đây là thật sự thâm viên thế giới. Nói đùa gì vậy, chúng ta thế nhưng mà tại thái sơ thánh địa trong đó, làm sao có thể thoáng cái tựu đi tới thâm viên thế giới? Nhất định là giả dối, tuyệt đối là ảo giác, mọi người đừng mắc lừa. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, coi như là giả dối, cái này thâm viên yêu ma tự hồ cũng có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương, mọi người đừng trì độn buông tha cho chống cự, bị yêu ma giết chết. Coi như là thật sự thì như thế nào, chỉ cần đem những này thâm viên yêu ma toàn bộ chém giết, chúng ta đây đồng dạng bình yên vô sự. Nói không sai, trước tiêu diệt bọn này thâm nguyên yêu ma, sau đó lại làm ý định. Phần đông thái sơ thánh địa đệ tử lập tức làm ra quyết đoán, bọn hắn phân không rõ ràng lắm đây là sự thật hay là hư ảo, chỉ có thể là xem một bước đi một bước, trước tiêu diệt bọn này thâm nguyên yêu ma nói sao. Thế nhưng mà bọn hắn hay là quá mức đánh giá thấp những này thâm nguyên yêu ma thực lực tổng số đo, đó là một lớp đón lấy một lớp, vô cùng vô tận, như là triều tịch giống như, vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Chỉ là ba canh giờ, bọn hắn chém giết vô số thâm viên yêu ma, trên mặt đất chồng chất rồi như núi lớn bình thường thi thể. Nhưng là xa xa y nguyên có giống như thủy triều thâm viên yêu ma tuôn đi qua, vô cùng vô tận, nhìn không tới cuối cùng. Bọn hắn lập tức tuyệt vọng, tinh bị lực tẩn, nhìn không tới còn sống hy vọng. Mọi người coi như là cảm nhận được thời đại thái cổ, vô số chủng tộc cùng thâm viên yêu ma phát sinh chiến tranh thảm thiết trình độ, cái loại này nhìn không tới cuối cùng thâm viên yêu ma số lượng, quả thực làm cho người vô cùng sợ hãi. ầm ầm Trong chốc lát, vô số thâm viên yêu ma chen chút tới, lập tức sẽ đem đoàn người bao phủ rồi, cắn xé đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Sự thật chính giữa. Tuy nhiên tại ảo cảnh chính giữa tự hồ đã trải qua mấy cái thời cơ, nhưng là tại sự thật thế giới, cũng không quá đáng là một giây thời gian mà thôi. Rầm rầm rầm. Bị vô số thâm viên yêu ma thôn vệ về sau, trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử triệt để tuyệt vọng, tinh thần bị đánh tan, toàn bộ người miệng sùi bọc mép, cứ như vậy ngất đi, té trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy, đã là bất tỉnh nhân sự rồi. Mà ở tràn người xem nhưng lại hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người. Tuy nhiên cái kia trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử tại ảo cảnh chính giữa đã trải qua mấy cái thời cơ, đã trải qua gian khổ trắc lấy chiến đấu, nhưng là không có người xem tới được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ là chứng kiến Hạ Bình chỉ là liếc nhìn sang, một giây về sau, trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử thân thể run rẩy giống như được bệnh hủi bệnh tựa như miệng sùi bọc mép cứ như vậy ngất đi cảnh tượng như vậy thật sự là quá kinh hãi rồi lại để cho vô số người khiếp sợ không có khả năng đấy vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái này vui đùa lớn rồi a à, mới liếc trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử tự bất tỉnh tê liệt những người này sẽ không bị hạ bình đón mua a à, tại quyết đấu đài tập thể diễn kịch muốn nhận mua nhiều người như vậy xài hết bao nhiêu tiền không có khả năng đấy ai có thể có thể rất nhiều người xem nội tâm đều đã tuôn ra từng đợt vớ vẩn cảm xúc cho dù bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy vượt quá tưởng tượng hạ bình ngươi làm cái gì vì cái gì bọn hắn sẽ biến thành cái dạng này lúc này thời điểm có người rốt cục nhịn không được kêu to lên hắn không cách nào lý giải vừa rồi loại tình huống đó an giang đây nhất định là an giang rồi lập tức phái người điều tra thêm hắn xem hắn làm cái gì tay chân có người hô to ăn gian, bằng không sự tình vừa rồi không cách nào giải thích. Dù sao đây chính là 100 cái thái sơ thánh địa đệ tử, 100 cái tuyệt thế thiên tài, cũng không phải 100 đầu heo, làm sao có thể chỉ là Liếc đã bị đánh bại, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đây chẳng phải là nói nếu như Hạ Bình nguyện ý lời mà nói, có thể lập tức liền giết chết cái này trên trăm vị thái sơ thánh địa đệ tử hay sao? Nếu như là nói như vậy, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Dù sao thái sơ thánh địa cũng không phải kẻ yếu, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể tại một cái thánh cấp môn phái đem làm trưởng môn cái chủng loại kia. Ta cũng đã sớm nói, các ngươi nhược phải mệnh. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt thổn thức, trước kia ba người kia còn miễn cưỡng cần hao phí ta một điểm tay chân, nhưng là hiện tại cái này trên trăm cá nhân cùng tiến lên, ta ngay cả tay chân đều không cần động, viết có thể trừng chết bọn hắn. Dạ đại nhất cái thái sơ thánh địa, chẳng lẽ một cái có thể đánh chính là người tìm thấp không đến sao? Các ngươi nhược đến loại tình trạng này, còn có, hay không một điểm cảm thấy thẹn tâm, có biết hay không cái gì gọi là hổ thẹn, cái gì gọi là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Hắn phản phất là một đại tông sư, đang tại đối với phần đông tiểu bối chỉ điểm. Nhưng là ở đây người cái nào không phải tiểu tử này tiền bối, bàn về mấy tuổi ra, đem làm hắn tổ tông 18 đời đều dư xài, nhưng tiểu tử này còn dám xuất hiện thái độ như vậy, đưa bọn chúng cho rằng là vãn bối đồng dạng giáo hướng. Lập tức, tất cả mọi người bị tức được thất khiếu khói bay, triệt để phát điên lên. Đáng giận, thật sự là đáng giận tiểu tử này thật ngông cuồng rồi. Chính là một cái theo đông vũ trụ đi ra nông dân, rõ ràng dám cuồng đến loại tình trạng này. Đây cũng không phải là không coi ai ra gì tình trạng rồi, hắn quả thực là cuồng đến không biên giới. Chẳng lẽ tự không có người có thể tự mình xuất thủ đến hung hăng giáo huấn hắn một chầu sao? Lúc không anh hùng, thích thú lại để cho thằng nhảy thành danh. Phần đông người xem đều là tức giận đến phổi đều thiếu chút nữa nổ, nếu như có thể mà nói, bọn hắn quả thực hận không thể thay thế những người kia lên sân khấu, lại để cho tiểu tử này biết rõ bông hoa vì sao hồng như vậy. Có thể hiện tại bọn hắn chỉ có thể là nhìn xem cởi bỏ gấp. Cái này, cái này. Vệ lương sinh bọn người thấy như vậy một màn, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói. Tuy nhiên bọn hắn cũng đúng hạ bình hoặc nhiều hoặc ít có chút tự tin, cho rằng có thể sẽ chiến thắng đối phương, ở sâu trong nội tâm cũng có được một tia chờ mong, nhưng là bọn hắn thật không nghĩ đến sẽ chứng kiến loại tình huống này. Cái kia trên trăm cái thái sơ thánh địa đệ tử, quả thực thật giống như trên trăm đầu heo đồng dạng, chỉ là liếc, bọn hắn tự hôn mê bất tỉnh rồi, đây là đáng sợ đến bực nào, cường hãn lực lượng. Bọn hắn cũng cùng phần đông người xem đồng dạng, căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu, bọn hắn đều cảm thấy cùng Hạ Bình trên lệch hẳn không phải là rất nhiều, dù cho mạnh hơn tự mình, nhưng là cũng là có hạn độ đấy. Có thế chứng kiến loại này tràn diện về sau, bọn hắn cũng không dám nói ra những lời này, cái này há lại chỉ có từng đó là mạnh hơn tự mình, quả thực là cường đại đến không có cực hạn trình độ, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không gì hơn cái này a. À. Vệ lương sinh bọn người không cách nào tưởng tượng Hạ Bình hiện tại võ đạo cảnh giới đạt đến trình độ nào. Quyết đấu trên trận không, xuất hiện 7-8 cái thánh nhân. Bọn hắn sừng sững ở trên hư không trong đó, thân thể chung quanh tự thành không gian, dung nhập hư không, toàn bộ quyết đấu tràn người căn bản không thể nhận ra cảm giác đến giữa không trung chính giữa còn có bất luận kẻ nào tồn tại. Chỉ cần thánh nhân nguyện ý, không có người có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, một điểm khí tức cũng sẽ không cảm giác đạt được, như là tồn tại thứ nguyên thế giới thần linh giống như, người phàm không thể chạm đến. Ha ha, không hổ là Bắc minh lão đệ đệ tử, thật sự là rất có ý tứ rồi. Trên người hắn thần niệm rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này, viễn siêu lôi kiếp cảnh đỉnh phong phàm nhân, đến tột cùng là như thế nào tu luyện hay sao? Đoán chừng là ăn hết cái gì thiên tài địa bảo, bằng không trên người thần niệm sẽ không cường hoành đến loại tình trạng này, coi như là thần thú thú con cũng không gì hơn cái này rồi, đương nhiên hắn thiên phú dị bẩm cũng là một nguyên nhân. Thần niệm cường đại chỉ là một cái trong đó nhân tố mà thôi, cái vũ trụ này chính giữa thần niệm cường đại sinh vật cũng không chỉ là hắn một cái, vấn đề là hắn đem ảo thuật sử dụng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, thật sự là không thể tưởng tượng. Đích thật là rất huyền diệu, như vậy ảo thuật đã xu hướng rồi hoàng mỹ cảnh giới, nếu như ta không phải bằng vào thánh nhân cảnh cảnh giới, liếc thấy xuyên trong đó ảo thuật sơ hở, chỉ sợ ta cũng sẽ rơi vào như vậy ảo cảnh trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hắn ảo thuật đã đạt đến hư cực kỳ gây nên rồi, có một loại hư thật chuyển hóa hương vị. Hoàn toàn chính xác, cái này ảo cảnh chính giữa khí tức, nhan sắc, vật chất, hương vị, xúc cảm cũng như này chân thật, chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, những cái kia huyển hóa ra đến thâm viên yêu ma rõ ràng còn có thuộc về tính cách của mình, thuộc về linh hồn của mình, sinh động. Dù cho biết rõ đây là ảo cảnh, cũng nhịn không được nữa là tưởng thật cũng khó trách phía dưới một đám tiểu gia hỏa hoàn toàn không phải đối thủ, đối mặt chính thức cường đại huyễn thuật sư, nhân số nhiều hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng. Nhìn không ra ảo cảnh, tự cả đời sẽ đắm chìm ở bên trong. Đương nhiên cũng có dùng lực phá xảo khả năng, đáng tiếc tiểu tử này trên người pháp lực hùng hậu đến không biên giới, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng cảnh giới tu luyện giả chính giữa muốn dùng lực phá xảo, đó là không có khả năng sự. Không cần nhìn rồi, tiểu tử này thắng định rồi, có như vậy ảo thuật tu vi, đó là đại nhân đánh tiểu hài tử. tiểu tử này có hay không hy vọng tấn chức thánh nhân cảnh? khó khó khó, cái này rất khó nói. hắn tiếp xúc thật sự là quá hùng hậu rồi, muốn đột phá đến thánh cảnh sau so người bình thường khó trăm ngàn lần không ngớt. hoàn toàn chính xác, càng là yêu nghiệt, lại càng là khó siêu thoát. hay là xem hắn tạo hóa a? À, nếu như có thể siêu thoát, ta đây nhân tộc tất nhiên sẽ xuất hiện một bó tay rồi thánh nhân. phần đông thánh nhân tùy ý nói chuyện phím, ngồi ngay ngắn hư không? đương nhiên trường hợp như vậy người chung quanh cũng hoàn toàn nhìn không tới, không biết trên không còn có thánh nhân tại nói chuyện phím, bọn hắn cũng không nghĩ ra như vậy quyết đấu rõ ràng hấp dẫn thánh nhân tới quan sát. Mấy cái thời cơ về sau, quyết đấu cuối cùng kết thúc. Kết quả tự nhiên cũng không hề lo lắng, tất cả mọi người bị Hạ Bình đánh bại, không có một cái nào có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Bình mảy may. Đại bộ phận người đều ngăn cản không nổi Hạ Bình ảo thuật, chỉ là một chiêu, tự lâm vào vô tận ảo giác chính giữa dù cho chính giữa có thần thức lực lượng cường đại thái sơ thánh địa đệ tử nhưng là cũng không có cái gì tác dụng chỉ là một lát hoảng hốt công phu đã bị hạ bình tiến lên một quyền đánh ngất xỉu hạ huynh rõ ràng thật sự thắng không thể tưởng tượng hơn nữa còn là toàn thắng không có một cái nào có thế chiến thắng hạ huynh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta còn tưởng rằng là ảo giác đây là thái sơ thánh địa đệ tử sao không thể xem thường những cái kia thái sơ thánh địa đệ tử coi như là tùy tiện xuất hiện một cái đều có thể đem ta và ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ có thể nói hạ huynh cường đại đến quá phận rồi. Đúng là như thế, môn kia ảo thuật thần thông quá mức bá đạo khó giải, thần thức không đủ cường đại lập tức lâm vào hôn mê, dù cho thần thức đầy đủ cường đại, nhưng là cũng chỉ phải có một lát hoảng hốt, cũng bị hạ huynh nhẹ nhõm giải quyết. Khó trách hạ huynh dám solo hơn trăm người, chính thức ảo thuật tông sư là không sợ nhân số bi hiếp. Vệ lương sinh bọn người nghị luận nhau nhau, bọn hắn xem như bị hạ bình võ đạo thần thông bội phục sát đất đánh rồi nhiều tràng như vậy chiến đấu hơn nửa thái sơ thánh địa người tài ba vô số cũng có không ít người nhận ra hạ bình sở dĩ có thế nhẹ nhõm chế ngự phần đông thái sơ thánh địa đệ tử cũng là bởi vì hạ bình sử dụng ảo thuật thần thông thế nhưng mà biết rõ điểm này cũng không có cái gì tác dụng chính thức ảo thuật tông sư sử xuất ảo thuật dù cho đối phương biết rõ đây là ảo cảnh cũng hoàn toàn phân không ra thiệt giả đã đạt đến dùng giả đánh tráo tình trạng điều này cũng làm cho phần đông thái sơ thánh địa đệ tử càng thêm tuyệt vọng đến cuối cùng một ít thái sơ thánh địa đệ tử vì tránh cho đi lên mất mặt trực tiếp tự đầu hàng chung quanh người xem cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ là có lẽ xem náo nhiệt nhìn xem cái này cùng vọng đông vũ trụ thiên tài như thế nào bị trung ương vũ trụ thiên tài hết hành hạ xem như trà dư tử hậu vật điều hòa ai có thể nghĩ đến đến trọn vẹn hơn vạn thiên tài khiêu chiến hay là một trăm cái đánh một cái nhưng là đều rung chuyển không được hạ bình chuyện như vậy thực lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận cái này vui đùa lớn rồi rõ ràng hơn vạn cá nhân đánh một cái đều không thắng được hơn nữa chính giữa còn không có thời gian nghỉ ngơi mặt đều triệt để ném sạch sẽ rồi ngày sau chúng ta còn ở đâu có mặt dám khinh bỉ mặt khác vũ trụ khu vực người không có biện pháp cái này hạ bình quá yêu nghiệt rồi môn kia ảo thuật thần thông căn bản chính là khó giải tồn tại đúng vậy tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là coi như là ta lên sân khấu khiêu chiến đoán chừng cũng không căng được thời gian quá dài. Thực lực của hắn đích thật là siêu việt bình thường quá dài thánh địa đệ tử, không cách nào phủ nhận, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là nắm chặt nắm đấm, không thể làm gì, không phải không thừa nhận hạ bình cường đại, bởi vì thực lực là không cách nào làm giả, có phải thật vậy hay không cường đại, đánh một hồi sẽ biết. Hiện tại có thế không chỉ là đánh một hồi đơn giản như vậy, mà là liên tục đánh rồi trên trăm tràng nhâm bằng đám kia thái sơ thánh địa thiên tài sử xuất tất cả vốn liếng, đều không làm nên chuyện gì, y nguyên bị nhẹ nhõm đánh tan. Đợi một chút, hắn thắng một vạn cá nhân A, à, mỗi thắng một người có thể lợi nhuận 50 điểm tích lũy, như vậy hắn lúc này đây chẳng phải là có thế trọn vẹn đạt được 50 vạn điểm tích lũy. Có người bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm, nhìn không được kêu to lên. Đúng vậy, ta đều thiếu chút nữa quên rồi điểm này, đều là bị kết cục như vậy triệt để rung động đến rồi. 50 vạn điểm tích lũy A, à, quả thực là thiên văn sổ tự, coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, muốn kiếm đến 50 vạn điểm tích lũy, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần. Ô Hát Mi Thượng Đế, hắn mới mới vừa tiến vào thái sơ thánh địa mà thôi, rõ ràng tự buôn bán lời 50 vạn điểm tích lũy, cái này còn phải rồi, vậy hắn chẳng phải là muốn mua cái gì thì mua cái đó. Đây là muốn nghịch thiên A. À. Tất cả mọi người là ngừng thở, nghe được 50 vạn điểm tích lũy cái này thiên văn sổ tự y hệt kim ngạch, bọn hắn trên mặt lộ ra vô cùng rung động chi sắc, một ít người càng là hâm mộ ghen ghét hận, quả thực hận không thể mà chuyển biến thành như bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, vì kiếm lấy từng chút một điểm tích lũy, thường xuyên liều chết liều sống, xuất sinh nhập tử, nhưng là liền một vạn điểm tích lũy đều chưa hẳn có thế tích góp từng tí một đến. Hiện tại tiểu tử này mới vừa vặn nhập môn mà thôi, rõ ràng tự buôn bán lời 50 vạn điểm tích lũy, giữa người và người chênh lệch vì cái gì cứ như vậy đại, từ vừa mới bắt đầu tự tựa như cái hào rộng rồi. Giờ phút này, trên lôi đài, Hạ Bình không có lập tức xuống dưới, hắn trực tiếp mở miệng nói, nhàm chán, thật sự là quá nhàm chán rồi, ta đến Thái Sơ Thánh Địa là vì tìm kiếm cao thủ, tìm kiếm đột phá cơ duyên đấy. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ đại nhất cái Thái Sơ Thánh Địa, rõ ràng liền một cái có thế đánh chính là đều không có, thật là làm cho ta thất vọng, các ngươi những này trung ương vũ trụ xuất thân người chẳng lẽ cũng chỉ sẽ cắn dược, sẽ không chiến đấu sao? Không có tài nguyên chồng chất, không có linh dược cùng đang dược phụ trợ, các ngươi tự không hiểu được như thế nào tu luyện rồi sao? Vậy các ngươi cùng heo có cái gì khác nhau? Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông trung ương vũ trụ xuất thân thiên tài lập tức nổi giận, hỗn đảng này thắng vậy thì thôi, hiện tại rõ ràng còn bắt đầu ương ngạnh mà bắt đầu, khai mở địa đồ pháo, nói bọn họ đều là heo, lãng phí tài nguyên. Hạ Bình, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ta trung ương vũ trụ nhân tộc cũng là ngươi có thế vũ nhục đấy. Lập tức cho ta thu hồi những lời này, nếu không hậu quả như thế nào ngươi đều không có cách nào tưởng tượng. Có người tức giận mắng một tiếng. Vũ nhục, chẳng lẽ nói chút ít sự thật lời nói tựu là vũ nhục rồi sao vậy đem làm ta những lời này là vũ nhục a à, cái nào nếu như còn không phục cho dù đi lên quyết đấu đài ta ở chỗ này phụng bồi đến cùng hạ bình sử xuất phép khích tướng muốn cho thêm nữa người rất chính mình chiến đấu nếu như có thể hố đến thêm nữa người lời mà nói là hắn có thể đạt được càng nhiều nửa điểm tích lũy đây quả thực là tự cấp chính mình đưa tiền đáng giận tiểu tử này thật ngông cuồng rồi thật muốn đi lên giết chết hắn có người tánh khí táo bạo, tự có chút chịu không được, muốn đi lên quyết đấu đài cùng Hạ Bình cùng chết đến cùng. Đừng xúc động, đừng lên cái này hèn hạ vô sĩ tiểu nhân ác đem làm. Bên cạnh có đồng bạn lập tức đem hắn giữ chặt, thằng này tinh thông ảo thuật thần thông, quả thực là cùng giai vô địch tồn tại, ngươi lên đi không phải theo đạo huấn hắn, mà là đang đưa đồ ăn, cho hắn tiễn đưa điểm tích lũy biết không? Nghe nói như thế, người nọ lập tức trùng mình một cái, tỉnh ngộ lại, hắn cũng muốn nổi lên hạ bình thực lực, bằng vào lực lượng của mình, chỉ sợ căn bản không cách nào làm gì được rồi đối phương thế nào được rồi cả đám đều đem làm rùa đen rút đầu không phải mới vừa hung hăng càng quấy phải mệnh còn muốn cho ta một cái khắc sâu giáo huấn sao giáo huấn đâu rồi giáo huấn ở địa phương nào rồi ta tại quyết đấu trên đài chờ đâu rồi các ngươi vẫn còn chờ cái gì tranh thủ thời gian cho ta à không thể chờ đợi được rồi đều lòng nóng như lửa đốt a à, biết không hạ bình kêu la nói tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu một đám người trầm mặt cũng không dám mở miệng nói chuyện cúi đầu xuống, giống như rùa đen rút đầu giống như, ai cũng không dám lên. Bọn họ cũng đều biết đi lên cùng Hạ Bình quyết đấu, căn bản không có cái gì phần thắng, chỉ là đi lên bị hành hung mà thôi. Vô sĩ tiểu nhân, đã lấy được 50 vạn điểm tích lũy còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục lừa người, thật sự đi lên quyết đấu đài rồi, còn không phải cho ngươi dạy, còn giáo huấn cái rắm A, đã biết rõ lừa người, hoàn toàn không biết xấu hổ. Ấn thế tinh hứa Hạ Bình một ngụm, biết được rồi Hạ Bình dụng tâm hiểm ác. Nói đúng kiên quyết không thể mắc lừa một cái điểm tích lũy cũng không thể cho hắn thật sự đi lên quyết đấu cái kia chính là tư địch tất cả mọi người là gật gật đầu bọn hắn cũng liếc thấy mặt hạ bình tên hỗn đảng này âm mưu rõ ràng là nếm đến rồi ngon ngọt cảm thấy đó là một kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy phương pháp tốt cho nên còn ở nơi này khắp nơi dẫn chiến nếu như cái nào thanh niên sức trâu chịu không được kích thích đã đáp ứng hỗn đảng này quyết đấu thỉnh cầu chỉ sợ đến lúc đó không chỉ sẽ bị hành hung một chầu liền trên người điểm tích lũy đều bị cướp đi Vệ lương sinh bọn người khóe miệng co giật, im lặng nhìn xem Hạ Bình, thật cho rằng đều đến đúng lúc này còn có người nào dám khiêu chiến ngươi sao thật đúng là cho rằng tất cả mọi người đầu thiết. Dù sao bọn hắn mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, cũng không phải cái gì ngu xuẩn, tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Xem ra là không có coi tiền như rác rồi. Hạ Bình rất là tiếc hận, vừa rồi chính mình chiến tích quá mức bưu hãn, dọa sợ không ít người, đoán chừng xem qua chính mình chiến đấu người, không có điểm bổn sự cũng không dám hướng chính mình khiêu chiến. Bất quá cái này cũng không quan hệ nhiều lắm, hắn cũng biết đây là duy nhất một lần mua bán, có thể được đến 50 vạn điểm tích lũy cũng đã xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi, tương đương với phát một số tiền của phi nghĩa. Hắn cũng không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp rời đi rồi quyết đấu đài. Nhưng là chuyện này lại không có cứ như vậy ngừng. Một ngày sau, tin tức này ngược lại như vòi rồng tựa như phong lần toàn bộ thái sơ thánh địa từ trên xuống dưới, ngoài chăng môn đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng biết rồi, liền một ít thánh nhân cũng biết được chuyện này lập tức đưa tới vô số trung ương vũ trụ thiên tài khiếp sợ. Nói đùa gì vậy, một cái đến từ Đông vũ trụ tân sinh, rõ ràng đánh bại hơn vạn tên ngoại môn đệ tử, thậm chí còn không phải solo, mà là một cái đánh 100 cái, người xác định đây không phải tại gây cười. Có nội môn đệ tử nghe được tin tức này, hắn trước tiên tự cho rằng có thể là lời đồn, trên thế giới làm sao có thể sẽ phát sinh như vậy với vẫn sự tình, căn bản không có khả năng. Chuyện này là thật sự, đều có người thu rồi video, có thể tùy thời quan sát còn có mấy chục vạn người xem, không cách nào làm giả. Có người lập tức xuất ra video, biểu thị đây là thật sự, tại quyết đấu đài đều lưu lại chiến đấu ghi chép, hơn nữa còn có vô số người xem đều nhìn cuộc tranh tài này, không có khả năng làm bộ. Chứng kiến video về sau, phần đông nội môn đệ tử đều đã trầm mặt, bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào cải lại cái gì, chứng kiến những cái kia ngoại môn đệ tử giống như cháu trai đồng dạng bị hạ bình hành hung, càng là cảm thấy tâm thần rung động. Thì ra là thế, thằng này là một vị ảo thuật tông sư khó trách trên trăm cá nhân cùng tiến lên cũng không là đối thủ, ảo thuật tông sư quả thực tự là cái khó giải tồn tại. Hoàn toàn chính xác, ảo cảnh hàng lâm, linh hồn lực lượng không đủ cường đại đấy, lập tức sẽ trầm luân, không cách nào tự kềm chế. Chống đỡ được tự sinh, ngăn không được sẽ chết, biến thái A. Nhưng là muốn trở thành ảo thuật tông sư cũng không phải đơn giản như vậy, cần thiên phú, trời sinh tựu so thường nhân cường đại gấp 10 lần linh hồn năng lượng, thậm chí còn đối với ảo thuật có thấu triệt rất hiểu rõ, lực lĩnh ngộ siêu quần. Nói thật, Thái Sơ Thánh Địa cũng có ảo thuật sư tồn tại, nhưng là cũng không có tiểu tử này như vậy biến thái, còn miễn cưỡng đang tìm thường nhân lý giải phạm trù chính giữa. Phần đông nội môn đệ tử cảm khái nói, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên theo trong video xem tới được hạ bình cường đại, tuyệt đối với không phải lợi dụng cái gì ăn gian thủ đoạn chiến thắng đấy, hoàn toàn tự là quét ngang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như bọn hắn đã ở quyết đấu đài lời mà nói, biểu hiện cũng sẽ không so với cái kia cùng hạ bình quyết đấu người tốt bao nhiêu nguy rồi, cái kia hạ bình đánh đến thăm, đi thẳng tới trong chúng ta môn đệ tử địa bàn, công khai khiêu chiến, nói muốn solo chúng ta một đám, không dám nghênh chiến lời nói tựu là cẩu, thừa nhận chính mình là trung ương ma bệnh. Bỗng nhiên tầm đó, có nội môn đệ tử vội vã đã chạy tới, nói ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Cái gì cái này rùa tôm, quét ngang rồi ngoại môn đệ tử, lại muốn tới tìm chúng ta nội môn đệ tử phiền toái. Hắn đây là muốn chết phải hay là không, thật sự ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi. Có nội môn đệ tử lập tức nhảy dựng lên, chửi ầm lên, nổi trận lôi đình. Tiểu tử kia nhiều lắm là tựu là pháp tướng tu vi đỉnh cao mà thôi, có biết hay không trong chúng ta môn đệ tử tối thiểu đều là lôi kiếp cảnh, thậm chí nửa bước bước vào thánh cảnh yêu nghiệt đều có, hắn rõ ràng còn dám lên môn khiêu chiến, nói chúng ta là trung ương ma bệnh, ai cho hắn như vậy dũng khí? Không ít nội môn đệ tử vừa sợ vừa giận. Bởi vì chuyện này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, theo thái sơ thánh địa sinh ra đời đến nay, từ cổ chí kim chưa từng có bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử dám can đảm tự mình đánh đến tận cửa ra, còn dám ở trước mặt khiêu khích, nói bọn họ là trung ương ma bệnh. Đây cũng không phải là cùng vọng đơn giản như vậy, căn bản chính là muốn đến thăm đánh trong bọn họ môn đệ tử mặt, đánh trong bọn họ vũ trụ nhân tộc mặt, quả thực là không kiên nể gì cả. Đừng để ý tới hắn, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, công tép nhảy nhét mà thôi, hay là tân sinh, hắn muốn khiêu chiến chúng ta, chúng ta tự phải đáp ứng A, khi chúng ta là người nào rồi, lại để cho hắn ở bên ngoài đồ chó sủa. Có nội môn đệ tử cười lạnh nói, giống như vậy phép khích tướng hắn gặp nhiều hơn, nhưng là hắn căn bản sẽ không mắc lừa, chỉ cần không để ý tới tiểu tử kia khiêu khích cử động, tiểu tử kia dĩ nhiên là sẽ thức thời ly khai. Quan trọng nhất là, dù cho đáp ứng tiểu tử kia khiêu chiến thì thế nào? Hắn tiểu tử kia, bọn hắn chỗ tốt gì đều không có, ngược lại còn có thể đậu vào ý lớn hiếp nhỏ tên tuổi, dù sao lôi kiếp cảnh chiến thắng pháp tướng cảnh không là chuyện đương nhiên ư ai cũng sẽ không hoài nghi cái gì người bên ngoài cũng chỉ sẽ tán thưởng tiểu tử kia dũng khí có thể khen, tuy bại nhưng vinh. Nhưng là bọn hắn thua trận tự thảm rồi, sẽ bị người cười nhạo cả đời, nói một cái pháp tướng cảnh tiểu bối đều không thể chiến thắng, người một cái lôi kiếp cảnh đại năng chẳng lẽ là hàng nhập lậu, dựa vào cắn dược tấn chức đi lên thánh nhân vô vọng a. À. Càng nghĩ, tiểu tử kia chiếm hết chỗ tốt, như thế nào làm đều không thiệt thòi, bọn hắn sẽ đáp ứng khiêu chiến mới có quỷ. Đương nhiên, nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết hết hạ bình lời mà nói, bọn hắn sẽ không để ý chính mình tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cái này đến từ đông vũ trụ tiểu quỷ, lại để cho tiểu tử này biết rõ thái sơ thánh địa nội tình. Có thể thấy được cái kia video về sau, bọn hắn cả đám đều không có yên lòng rồi, bởi vì ảo thuật tông sư tên tuổi quá mức cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, bỏ qua đẳng cấp trên lệch. Cho dù bọn họ lên đài quyết đấu, cũng không có nhiều nắm chắc chiến thắng hạ bình. Bởi như vậy, bọn hắn ở đâu còn dám nghênh chiến, bày ra chính mình thân là thái sơ thánh địa sư huynh tên tuổi đã xong, các vị sư huynh, việc lớn không tốt rồi. Đúng vào lúc này, lại có nội môn đệ tử vọt lên tiếng đến, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, có nội môn đệ tử chịu không được châm chọc, giận tím mặt, nhất thời xúc động đáp ứng cùng tiểu tử kia quyết đấu, kết quả rõ ràng thua, còn bị tiểu tử kia đánh cho đầu đầy bao, thậm chí còn tại hắn trên óc trước mắt rồi trung ương ma bệnh bốn chữ to, chuyện này đã truyền khắp nội môn cao thấp. Cái gì? Tin tức này vừa xuất hiện, phần đông nội môn đệ tử đều là khiếp sợ không hiểu, hoàn toàn không nghĩ tới mới một thời gian ngắn mà thôi, tình thế tự chuyển biến xấu đến rồi loại trình độ này. Không phải lại để cho đám kia hỗn đảng đừng đáp ứng cùng hắn quyết đấu đấy sao? Vì cái gì còn khống chế không nổi chính mình, bọn họ là không phải ngu xuẩn. Có nội môn đệ tử nổi giận mắng. Sư huynh, không phải chúng ta khống chế không nổi chính mình, mà là tiểu tử kia miệng quá độc, đắc thế không buông tha người. Người nọ cắn răng nói, tiểu tử kia tại chỗ tự nói nếu như chúng ta không dám cùng hắn chiến đấu, Sợ hãi hắn sức chiến đấu cường đại lời mà nói, hắn có thể không sử dụng hai tay, vẫn chưa được lời nói hai chân cũng có thể không cần, nếu còn sợ hãi, thậm chí liền con mắt cũng có thể nhắm lại đến. Gây tẩm nhất chính là, hắn còn phát ngôn bừa bãi khiêu khích, nói có nội môn đệ tử có thể làm cho hắn di động ba bước tự tính toán hắn thua. Có thể nghĩ, những này lời vừa nói ra, chúng ta ở đâu còn ngồi được, chúng ta coi như là là tự nhiên tôn tâm người, nếu như địch nhân đều tự trói hai chân, hai mắt nhắm lại đều không thể chiến thắng lời mà nói chúng ta đây tự thật sự trở thành trò cười truyền đi chúng ta còn muốn làm người sao một ít tánh khí táo bạo sư huynh đệ chịu không được tự xông đi lên rồi hắn vẽ mặt bất đắc dĩ cái này nghe nói như thế phần đông nội môn đệ tử đều là bất đắc dĩ tiểu tử kia quá độc ác nói ra lời nói này quả thực tự là đưa bọn chúng dồn đến tuyệt cảnh nếu như như vậy cũng không dám đáp ứng quyết đấu lời mà nói như vậy bọn hắn cùng củi mục không có gì khác nhau rồi coi như là đầu heo cũng không thể dễ dàng tha thứ chuyện này. Những cái, khi nội môn đệ tử thực lực như thế nào, có hay không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì? Có người lập tức hỏi. Ít nhất đều là lôi kiếp cảnh sơ kỳ, một ít hay là lôi kiếp cảnh trung kỳ đấy, nhưng là cũng không phải cái kia hạ bình đối thủ, chỉ là liếc, không có tới gần 10 m, ở giữa rồi ảo thuật, hôn mê bất tỉnh. Người nọ hồi đáp. Phần đông nội môn đệ tử đều là hít sâu một hơi, trước kia bọn hắn tự có chỗ suy đoán, cho rằng đối phương khả năng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là kết quả thật sự ra hiện tại bọn hắn trước mặt, y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây chính là lôi kiếp cảnh đại năng, sừng sững tại phàm nhân đỉnh phong tồn tại, thánh nhân phía dưới tối cường giả, hiện tại rõ ràng chỉ là liếc, đã bị đối phương đem thả đổ. Coi như là huyễn thuật sư rất cường đại, cái này cũng quá đáng rồi a, à, còn có để cho người sống hay không, còn giảng hay không đạo lý. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý tiểu tử kia tại nội môn diễu võ dương oai sao? nói không sai, nếu như mặc cho tiểu tử này khắp nơi quấy rối, trong chúng ta vũ trụ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đánh người không vẽ mặt, mắng chữ người không nói rõ chỗ yếu, nhưng là tiểu tử kia toàn bộ ngồi đầy đủ hết rồi, là chuyên môn đi lên đánh mặt của chúng ta, chuyện này còn có thể chịu, chúng ta tự thật là rùa đen rút đầu. Nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, vô luận như thế nào đều muốn cho hắn đẹp mắt, cơn tức này ta nuốt không trôi. Phần đông nội môn đệ tử đều bị triệt để chọc giận, đối với Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi trước kia bọn hắn còn muốn phòng thủ mà không chiến, bỏ qua đối phương khiêu chiến, nhưng là hiện tại tiểu tử kia đều tự mình đánh đến tận cửa, đánh một đám nội môn đệ tử, thậm chí còn tại bọn hắn trên trán lưu lại nhục nhã vài cái chữ to, mâu thuẫn như vậy căn bản không thể hóa giải. Làm như vậy căn bản chính là xâm môn đạp hộ. Thế nhưng mà tiểu tử kia là huyễn thuật đại sư, nếu như ngăn không được hắn ảo thuật, chúng ta lên bao nhiêu người đều không có dùng, như thế nào đánh thắng được, đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Có người trầm giọng nói, điểm ra mấu chốt không có sao, ta sớm đã có biện pháp đối phó hắn, thái sơ thánh địa đối với huyển thuật sư nghiên cứu cũng có rất nhiều, rất nhiều đạt trình độ cao nhất đại năng cũng biết huyễn thuật sư uy hiếp, cho nên nhau nhau nghiên cứu huyễn thuật sư nhược điểm. Một vị nội môn đại sư huynh tự tin nói, quanh năm suốt tháng xuống, rốt cục có một vị tiền bối nghiên cứu ra một câu đối hai bên cánh cửa giao huyễn thuật đại sư thần thông bí thuật, tên của nó gọi là đại não phong bế thuật. Chỉ cần đem cái môn này thần thông bí thuật tu luyện thành công, lập tức có thể phong bế chính mình ý thức hải ngăn cách bất luận cái gì thần thức lực lượng, sẽ không trúng rồi huyễn thuật sư ảo thuật. Dĩ nhiên muốn đem cái môn này thần thông bí thuật tu luyện thành công, cần tuyệt hảo thiên phú, rất nhiều người cả đời đều không vào được môn, các ngươi hiện tại dù cho muốn hối đoái cái môn này bí thuật học hội, tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng không có khả năng thành công. Nhưng là tại nội môn trong đó, cũng có không ít cao thủ như vậy, chúng ta lập tức đi mời bọn hắn rời núi, lại để cho bọn hắn hung hăng giáo huấn tiểu tử này một chầu, là trong chúng ta môn ra một ngụm ác khí. Nghe nói như thế, phần đông nội môn đệ tử đều là mừng rỡ, nếu như nhằm vào này tiểu tử nhược điểm, ngăn cách rồi đối phương trên người ảo thuật, như vậy tiểu tử này nếu không có móng vuốt sắc bén cùng hàm răng lão hổ, không hề uy hiếp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lập tức xúc động, tìm kiếm những cái kia học xong đại não phong bế thuật cao thủ. Nhưng là mấy ngày về sau, tình huống lại hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Bà mẹ nó, tiểu tử này không phải huyễn thuật đại sư, mà là huyễn thuật tông sư a phong bế đại não thần thức không có cái gì tác dụng, hắn còn có thể giấu kín ngũ giác, thậm chí là lục giác. Như vậy ảo thuật đã đạt đến dùng giả đánh tráo, hư trung sinh thực cảnh giới, những cái kia ảo giác đã giả dối, cũng là thật sự, chúng ta đi lên tựu là đưa đồ ăn a. À. Một đám nội môn đệ tử đi lên, quả thực giống như kẻ đần đồng dạng bị đùa nghịch, còn chảy nước miếng. Chảy nước miếng coi như xong, con chó kia ngày hạ bình vô sĩ tới cực điểm, rõ ràng để cho chúng ta lâm vào hồn mộng đồng dạng ảo cảnh trong đó, để cho chúng ta tin là thật, thanh tĩnh về sau chúng ta rõ ràng tại đúc vách tường, đều sưng lên, trở thành vô số người trò cười. Đúc vách tường coi như tốt, ta thiếu chút nữa ngay cả ta bên người huynh đệ đều thông rồi, trước kia ta còn tưởng rằng hắn biến thành nữ rồi. Khạch khạch, lão tác ác thật, trò này cũng nghĩ ra CVT. Mặt mũi mất hết, mặt mũi mất hết a. À. Đồ chó hoang hạ bình, con mẹ nó chứ cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đời này cùng ngươi đổi lên, ngươi chờ đó cho ta. Phần đông nội môn đệ tử vô cùng biệt khuất, vẫn hận không thôi, đối với Hạ Bình hận ý ngập trời, bọn hắn cả đời này đều không có như vậy khuất nhục qua, quả thực tựu là nhân sinh hắc ám nhất một ngày. Lại qua một ngày, Hạ Bình hay là tại nội môn chính giữa khắp nơi tìm người khiêu chiến, nhưng là trải qua mấy ngày hôm trước sự, đã không ai dám cùng Hạ Bình chiến đấu, dù cho bị châm chọc, thoá mạ, bọn hắn cũng là tập thể đem làm rùa đen rút đầu, đóng cửa không ra, thậm chí đem Hạ Bình cho rằng là là không khí. Dù sao chỉ cần bọn hắn không muốn, Hạ Bình cũng không cách nào bắt buộc bọn hắn lên quyết đấu đài nhưng là toàn bộ nội môn bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, gà bay chó chạy. Mà trải qua lúc này đây quyết đấu, hắn lại phải đến rồi 50 vạn điểm tích lũy, tăng thêm trước kia trọn vẹn đã nhận được 100 vạn điểm tích lũy. Ai, vô địch thật sự là quá tịch mịch rồi, rõ ràng đều không ai dám tìm ta chiến đấu, các ngươi nói nói cuộc sống như thế còn có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ tìm không đến một cái có thế đánh chính là? Hạ Bình vẽ mặt thổn thức. Phần đông nội môn đệ tử khóe miệng co giật, nội tâm sinh ra cực lớn chấn động, muốn nện chết hắn hỗn đảng này. a, à, cái kia muốn hay không cùng ta đánh một hồi. Đúng vào lúc này, một người mặt lấy màu xanh đạo bào lão giả xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, giống như cười mà không phải cười. Tất cả mọi người là đại hỷ, rốt cuộc có thể tìm được thu thập tiện nhân kia người rồi, bởi vì đây là một thánh nhân, thái sơ thánh địa trưởng lão. Trưởng lão, ta vẫn còn con nít, có người như vậy khi dễ tiểu hài tử đấy sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn không nghĩ tới bởi vì chuyện này dẫn xuất rồi thánh nhân. Áo bào xanh lão giả khóe miệng co quắp rồi rút, hắn cũng phải thừa nhận, chỉ cần là luận mấy tuổi mà nói, Hạ Bình vẫn chưa tới 100 tuổi, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là là thứ hài tử. chung quanh nội môn đệ tử đều là tại nội tâm chửi ầm lên, cái gì chó má hài tử, còn muốn mặc sao? Có người nhỏ như vậy hài sao? Đều thiếu chút nữa đưa bọn chúng nội môn cho cãi nhau mà trở mặt ngày. Trước kia đánh bọn hắn thời điểm, đừng nói chính mình là tiểu hài tử rồi, gặp được trưởng lão ngay ở chỗ này mại manh, không biết xấu hổ. Trưởng lão, người quản quản tiểu tử này a, à, hỗn đảng này khắp nơi quấy rối, thậm chí còn ngăn cửa, bốn phía chửi bậy, cùng cái tên côn đồ tựa như, khiến cho chúng ta không được an bình. Có nội môn đệ tử bi phẫn nói, mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng mà bị hạ bình khiến cho lông gà vịt huyết, đời này đều không có như vậy biệt khuất qua, thật giống như thiếu vay nặng lãi tựa như, rõ ràng còn bị người trước mặt mọi người ngăn cửa. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể hợp nhau tấn công, nhưng nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, không cho phép một mình đánh nhau, nếu không sẽ bị lập tức trục xuất Thái Sơ Thánh Địa, ai cũng không có tình cảm có thế giảng. Cái gì khắp nơi quấy rối, ta đây là tại hướng các vị sư huynh thỉnh giáo võ học vấn đề, đây là chăm chỉ hiếu học, thế nào ngay tại các vị sư huynh trước mặt tựu là quấy rối nữa nha, chẳng lẽ hỏi vấn đề còn có sai rồi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lộ ra một bộ khó hiểu bộ dạng. Cháu má thỉnh giáo vấn đề. Còn ở nơi này ra người vô tội. Tất cả mọi người là muốn một quyền hướng phía tiểu tử này khuôn mặt đánh tới, hỗn đảng này thực lực đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ rồi, kính xin giáo cái rắm vấn đề, tự chưa thấy qua giáo sư còn hướng học sinh tiểu học thỉnh giáo vấn đề đấy. Hỗn đảng này rõ ràng tự là đến soát điểm tích lũy đấy, đem làm bọn họ là hình người di động điểm tích lũy ngân hàng, mỗi ngày tới lấy tiền, hơn nữa còn là không cần thủ tục phí cái chủng loại kia. Khục khục. Áo bào xanh lão giả ho khang một tiếng, nói, thỉnh giáo vấn đề là đúng đích, nhưng là cũng không thể quá mức rồi, lần này tự dừng ở đây a à, không thể tiếp tục ẩu tả đi xuống biết không cái gì đây chẳng phải là không thể xoát quái không hẳn là không thể tiếp tục thỉnh giáo các vị sư huynh võ học vấn đề hạ bình nháy thoáng một phát con mắt đánh quái nghe nói như thế tất cả mọi người là tức giận đến phổi đều nổ hỗn đảng này rốt cuộc nói ra chính mình thiệt tình lời nói rồi hoàn toàn coi bọn họ là làm là trong trò chơi quái vật có thế đánh quái rơi bảo vật lợi nhuận điểm tích lũy cái chủng loại kia quá ghê tởm thằng này đến tục cùng muốn xem thường bọn họ đến mức nào a à. bọn hắn bây giờ là một bụng khí quả thực hận không thể đem hạ bình tháo thành tám khối đời này tự không có bị người nhỏ như vậy xem qua tốt rồi trở về đi đừng tiếp tục ẩu tả rồi nghe nói như thế áo bào xanh lão giả phất phất tay tức giận nói đúng vậy trưởng lão hạ bình gật gật đầu vẻ mặt tiếc hận xem ra chính mình đánh quái lợi nhuận điểm tích lũy lữ trình muốn đã xong dù sao chuyện này liền thái sơ thánh địa trưởng lão đều kinh động đến tự đại biểu hành động của mình không thể tiếp tục nữa đương nhiên dù cho tiếp tục nữa không có trưởng lão xuất hiện hắn đoán chừng cũng hố không có bao nhiêu điểm tích lũy bọn này nội môn đệ tử đều bị chính mình sợ mặc kệ hắn như thế nào khiêu khích tự hồ cũng thờ ơ trên thực tế hắn đã sớm đã làm xong thu tay lại chuẩn bị hiện tại đã liên trưởng lão đều xuất hiện hắn tự thừa dịp cái này dưới bậc thang đi phần đông nội môn đệ tử nhưng lại không phục lắm nghiến răng nghiến lợi hỗn đảng này con rùa tại nội môn chính giữa làm ra phiền toái nhiều như vậy khiến cho bọn hắn lông gà vịt huyết hiện tại chỉ là một câu chớ hồ nháo coi như là triệt để chấm dứt thật đúng là hợp lý tiểu tử này là gấu hài tử nháo sự thật sự là quá không công bình có thế bọn hắn cũng không dám tại trưởng lão trước mặt nói thêm cái gì đành phải nén giận âm thầm thề nhất định phải tìm về cái này tràng tử vì vậy một hồi tuần cứ như vậy kết thúc rồi hạ bình cũng trở về thanh ngọc thành chính mình trụ sở nơi ở giờ phút này thái sơ thánh địa một chỗ đại điện áo bào xanh lão giả trở lại đại điện trong đó năm sáu cái trưởng lão cũng ở nơi đây a à, đã giải quyết sao một vị trưởng lão mở miệng hỏi giải quyết tiểu tử kia cũng biết đúng mực ngoan ngoãn đi trở về áo bào xanh lão giả mỉm cười một vị áo bào màu vàng trưởng lão vuốt vuốt hoa râm râu ria nói tại sao phải ngăn cản thái sơ thánh địa trước kia tựu là một bàn nước đồng quá mức bình tĩnh phần đông đệ tử tuy nhiên chợt có cạnh tranh nhưng là cũng là điểm đến là dừng không có nhiều sức sống nhưng này tiểu tử vừa xuất hiện lập tức tự sống động rồi toàn bộ thái sơ thánh địa lại để cho vô số đệ tử tình cảm quần chúng mãnh liệt học tập võ đạo thần thông nhiệt tình tăng vọt đây là chuyện tốt hoàn toàn chính xác trước kia cũng có mấy cái thiên phú cực cao nhưng là một mực bại hoại tiểu gia hỏa lão phu một mực bức bách bọn hắn tu luyện đều chẳng muốn thần kỳ ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên internet hiện tại bị tiểu tử này kích thích đánh cho đầu đầy bao bọn hắn đều tại ngao ngao kêu to cố gắng tu hành phát sinh trả thù trở về. Lão Phu đều chưa thấy qua bọn hắn chăm chỉ như vậy bộ dạng. Một vị áo bào trắng trưởng lão ha ha một tiếng, tâm tình sảng khoái. Vốn mấy cái thằng ranh con tự phụ thiên phú cực cao, cả ngày không hảo hảo tu hành, nhưng là hiện tại bị nhục, bị người đánh thành bộ dạng này đức hạnh, cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Hắn đối với những sự tình này phát sinh là vui cười gặp hắn thành. Cái này là cái gọi là cá nheo hiệu ứng, có như vậy một cái gậy quấy phân heo tại, đối với thái sơ thánh địa cũng là chuyện tốt, nói không chừng có thế xuất hiện mấy tôn nhân tộc thánh nhân. Áo bào màu vàng trưởng lão cười cười, thân là thái sơ thánh địa trưởng lão, đối với môn hạ đệ tử cảm giác, đương nhiên là càng cường đại lại càng tốt. Bởi vì hắn đứng tại đầy đủ cao độ cao, đứng tại toàn bộ chủng tộc tiền đồ cân nhắc, muốn cho nhân tộc trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, cũng không đủ số lượng thánh nhân căn bản làm không được. Một khi thánh nhân cấp bậc cường giả không nhiều đủ, toàn bộ chủng tộc chỉ sợ đều vô cùng nguy hiểm nhưng là cường giả quá nhiều có thể chiếm cứ ngày càng nhiều tài nguyên chủng tộc cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh phát sinh cá nheo hiệu ứng đích thật là chuyện tốt áo bào xanh lão giả gật gật đầu nhưng là chỉ sợ đây không phải là một đầu cá nheo mà là một đầu cá mập đem toàn bộ cá con ăn tươi cái kia vấn đề tự lớn rồi mọi sự đều cần cái độ hiện tại cái này độ tự vừa mới tốt có khẩn trương có ác bách nhưng lại sẽ không tuyệt vọng hắn trí châu nắm tính toán tốt rồi hết thảy phần đông trưởng lão gật gật đầu cũng thừa nhận áo bào xanh lão giả thuyết pháp. Bất quá hạ bình tiểu tử này lần này thế nhưng mà kiếm lợi lớn, trọn vẹn buôn bán lời 100 vạn điểm tích lũy, cũng không biết hắn đến cùng muốn như thế nào sử dụng. Nhớ rõ lúc trước lão phu mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh địa, vì lợi nhuận 100 điểm tích lũy cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Áo bào xanh lão giả cảm khái nói. Các trưởng lão khác cũng là có chút điểm hâm mộ ghen ghét, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, lúc trước bọn hắn cũng là Thái Sơ Thánh địa đệ tử vì đạt được một ít điểm tích lũy liều chết liều sống, nhưng là tiểu tử này mới nhập môn không có bao lâu thời gian tự buôn bán lời trăm vạn điểm tích lũy, người so với người thật sự là giận điên người. Nhưng này cũng là Hạ Bình thủ đoạn đàng hoàng đoạt được, không ai dám nói cái gì. Nửa giờ sau, Hạ Bình về tới chính mình trụ sở. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới Thái Sơ Thánh địa phần đông đệ tử phẫn hận, lần này tổng cộng đạt được 20 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thế không ngừng cố gắng. Hạ Bình tâm tình sản khoái, quả nhiên lần này mình đã lấy được không ít cừu hận, không uổng công chính mình khắp nơi quấy rối kéo cừu hận. Nếu như tăng thêm trước kia cừu hận tinh, hắn hiện tại cừu hận tinh đã đạt đến 580 cừu hận tinh, khoảng cách chính mình đạt được 1000 cừu hận tinh cũng không phải rất xa. Đương nhiên lần này lấy được cừu hận tinh chỉ là số lượng nhỏ, quan trọng nhất là hắn tổng cộng đã nhận được 100 vạn điểm tích lũy, cái này tại Thái Sơ Thánh Địa chính giữa quả thực tự là thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch, cũng không biết có thể mua sắm bao nhiêu bảo vật xem trước một chút thái sơ thánh địa có bảo vật gì. Hạ Bình sờ lên cái cầm, hắn nhẹ nhàng một điểm, lập tức mở ra máy truyền tin, điểm ra rồi thái sơ thánh địa bảo vật danh sách trao đổi, ở trên bảo vật quả thực là rực rỡ muôn màu, các loại vũ trụ cấp bậc bảo vật đều xuất hiện trong đó. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần nói thánh dược, tự có vô số thánh dược ở phía trên bày ra, tuy nhiên giá trị bởi vì năm, còn có quý hiếm trình độ quan hệ, giá trị không đồng nhất, nhưng là bình quân xuống đại khái là ba vạn điểm tích lũy một cây dựa theo hắn hiện tại điểm tích lũy, hắn có thể hối đoái 33 gốc thánh dược trở về. Nhưng là cũng không phải nói thánh dược càng nhiều càng tốt, hay là thích hợp chính mình mới có thể. Bảo vật thật sự là nhiều. Hạ Bình nhìn trước mắt màn hình, lập tức xuất hiện võ đạo thần thông loại, công pháp loại, bí pháp loại, pháp bảo loại, khoa học kỹ thuật loại, khoáng thạch tài nguyên loại, đan dược loại, linh dược loại, kỳ bảo loại, vân, vân, đợi một tí loại hình. Mà từng cái đại loại hình phía dưới cũng có rất nhiều tiểu thuộc loại, đạt đến ngàn vạn chủng loại, rậm rạp chằng chịt, quả thực lại để cho người thấy một không tiếp rảnh. Mau nhìn xem bên trong có cái gì linh dược. Thanh Ngưu không thể chờ đợi được mà hỏi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức ấn mở linh dược thuộc loại, lập tức xuất hiện vô số hình ảnh cùng chữ viết giới thiệu. Tử huyết thông thiên quả, 3 vạn 5 nghìn điểm tích lũy một quả. Thất thải đà loa hoa, 2 vạn 3 nghìn điểm tích lũy một đóa. Xích thủy nguyên âm thảo, 4 vạn 4 nghìn điểm tích lũy một cây. Bà mẹ nó, những này thánh dược không phải nói đều tuyệt tích rồi, bên ngoài căn bản mua không được sao? Có tại đấu giá hội ở trên bị hạn chế đấu giá, thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện tại phòng đấu giá, hiện tại tại đây rõ ràng toàn bộ đều có, hơn nữa mới mấy vạn điểm tích lũy có thể mua đạt được, còn rộng mở cung ứng, quá đáng rồi, lúc nào nhân tộc có tiền đến loại tình trạng này. Thanh Ngưu quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, dù cho nó từng theo theo tại Sơn Hà thánh nhân bên người, nhưng là cũng cho tới bây giờ không thấy được qua chủng loại nhiều như vậy như thế đầy đủ hết linh dược thực vật. Thậm chí rất nhiều sơn hà thánh nhân lúc trước đều nghĩ đến đến, nhưng lại không cách nào lấy được thánh dược, hiện tại rõ ràng có thế rộng mở cung ứng, dùng cái gì kia chó má điểm tích lũy có thể mua đạt được, điều này thật sự là quá khoa trương. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Sơn Hà Thánh Nhân thời đại kia là tại thời đại Thái Cổ, khi đó nhân tộc tuy nhiên đã cuộc khởi, nhưng là còn chưa tính là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, so về mặt khác cường đại chủng tộc còn hơi có không bằng, Thế nhưng mà trải qua ước thời gian vạn năm, nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, khai cương kết thổ, nam chinh bắc chiến, dần dần đã trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, chiếm cứ địa bàn càng là lớn đến thời đại thái cổ nhân tộc không cách nào tưởng tượng trình độ. Cho nên, hiện tại nhân tộc chiếm cứ tài nguyên thật sự là rất nhiều, nhiều đến thanh ngưu đều cảm thấy khiếp sợ trình độ, tựa như nông dân vào thành giống như, lần thứ nhất chứng kiến đô thị phồn hoa trình độ. Trên thực tế hiện tại nhân tộc lực lượng so thời đại thái cổ nhân tộc cường đại quá nhiều thật sự là không kiến thức, Hạ Bình, mau nhìn xem bí pháp loại. Miêu tiên nhân nhưng lại có chút bình tĩnh, bởi vì nó xuất hiện thời điểm nhân tộc đã là đỉnh phong chủng tộc, tự nhiên biết rõ nhân tộc cường đại, có thể thu tụ tập đến tài nguyên càng là nhiều đến không cách nào tưởng tượng trình độ, điểm ấy không coi vào đâu. Hạ Bình gật gật đầu, lần nữa ấn mở. Lập tức ở trên xuất hiện một loạt bí pháp tin tức, cái gì bất diệt kim thân, thiên không pháp điển, hư không tháp, phượng hoàng chi dực, hỗn độn tinh quang đồ vân, vân, Đợi một tí bí thuật lập tức xuất hiện tại trước mặt. Quá mức, thật sự quá mức. Lúc này thời điểm, Miêu tiên nhân chứng kiến những này bí thuật xuất hiện, khóe miệng đều tại run rẩy, những công pháp này, những này bí thuật tại vũ trụ chính giữa đều thuộc về cấm kỵ pháp môn, căn bản không cho phép lưu thông, muốn mua sắm đều không có biện pháp gì. Lúc trước lão chủ nhân muốn đánh giá cái môn này hỗn độn tinh quan đồ bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, không sai biệt lắm một nửa thân gia, nhưng là hiện tại rõ ràng chỉ cần 30 điểm tích lũy có thể quan sát quá vô sĩ rồi thật đem làm những này bí thuật không cần tiền sao nó cũng nhận được đã kích thích đi phẫn muốn chết bởi vì lúc trước nó đi theo chúng tinh thánh nhân tự nhiên biết rõ tán tu cỡ nào gian nan muốn bí pháp căn bản không có chỉ có thể đi các đại đấu giá hội đi mua hơn nữa tốn hao cực lớn một cái giá lớn còn chưa hẳn mua đạt được muốn tài nguyên chỉ có thể chính mình chém giết, đi tranh đoạt từng bước gian khổ đắc tội với người rồi lại không có chỗ dựa chỗ dựa chỉ có thể là chạy trốn hiện tại nó vừa ý mặt danh sách, quả thực bi theo tâm ra, lúc trước chúng tinh thánh nhân tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới lấy được một môn bí thuật, rõ ràng tại thái sơ thánh địa gần kề cần 30 điểm tích lũy, người với người trên lệch vì sao khổng lồ như vậy. Nó cũng muốn đổi lên lúc trước chúng tinh thánh nhân hối đoái đến cái môn này bí thuật mừng rỡ như điên, cùng với cái kia bán cho bọn hắn bí thuật cái kia mặt người lên lộ ra đắc ý thần sắc. Hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng nguyện ý tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn đổi lấy như vậy một tự rác rưỡi đoán chừng cũng rất khó tìm được bọn hắn như vậy coi tiền như rác. Đối với Hạ Bình mà nói tự nhiên không có lớn như vậy cảm xúc, bởi vì trên người hắn có hệ thống, tùy thời có thể hối đoái càng thêm trân quý bí thuật, thái sơ thánh địa bí thuật hối đoái cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tự nhiên không rõ những này bí thuật trân quý chỗ. Nhưng là miêu tiên nhân bất đồng, nó rất rõ ràng những này bí thuật sau lưng đại biểu ý nghĩa. Một bản bí thuật, đủ để cho một cái vũ trụ cường quốc vong quốc. Một cây thánh dược, đủ để cho vô số đại năng điên cuồng, máu chảy thành sông. Một kiện thánh khí, đủ để trấn áp nhất phái số mệnh. Đương nhiên, muốn vào nhập thái sơ thánh địa cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cho dù ở trung ương vũ trụ 900 triệu cái thế giới, nhưng là từng thế giới nhân loại có thế gia nhập thái sơ thánh địa chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là mặt khác vũ trụ khu vực, tinh cầu vô số, có thể đi vào thái sơ thánh địa cùng hắc ám điện đường đều là ít đến thương cảm, có thể hưởng thụ đến loại này chỗ tốt căn bản không có nhiều lúc trước chúng tinh thánh nhân kỳ thật cũng có thể gia nhập thái sơ thánh địa người như vậy tộc thánh địa. Vấn đề là hắn theo không quan trọng trung cuộc khởi, tâm cao khí ngạo, vừa mới gia nhập chỉ là có thể đạt được thái sơ thánh địa thành viên vòng ngoài thân phận, dù sao hắn thực sự không phải là theo thái sơ thánh địa đi ra, chỉ là tán tu xuất thân, không có khả năng một gia nhập tự đạt được cực cao thân phận. Mà thái sơ thánh địa rất lớn, thánh nhân rất nhiều, kỳ thật cũng có phe phái chi phân. Cho nên, hắn một lòng muốn tăng cường thực lực, càng tiến một bước, đến lúc đó gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, lập tức có thể có được Thái Sơ Thánh Địa hạch tâm thành viên thân phận. Không nghĩ tới bởi vì tranh đoạt bảo vật, đã bị cái khác thánh nhân diệt đi. Mua chút gì đó tốt đâu này. Hạ Bình chứng kiến những này bảo vật có chút đáp ứng không xuể trình độ, tuy nhiên trên người hắn có 100 vạn điểm tích lũy, hoặc nhìn rất nhiều, nhưng là nếu quả thật muốn xài hết lời mà nói, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đối với chính thức bảo vật, trăm vạn điểm tích lũy, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hạ Bình, mua cái kia bất hữu cấp thực vật tánh mạng, lập tức mua nó. lúc này thời điểm miêu tiên nhân lập tức kêu la nói, đã có cái này bất hữu cấp thực vật tánh mạng, dung nhập chúng tinh hào trong đó, lập tức có thế thật lớn tăng cường chúng tinh hào lực lượng, có thế vượt qua trung ương vũ trụ bình thường khu, thậm chí có thế xâm nhập kỳ dị khu. nó nhìn xem một cái trong đó danh sách, nhịn không được kêu to lên, bất hữu cấp thực vật tánh mạng, đây là cái gì? hạ bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem miêu tiên nhân, có chút khó hiểu. Cái gọi là bất hủ cấp chính là thánh nhân đệ nhất trọng cảnh giới, cũng là lúc trước chúng tinh thánh nhân vị trí cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, tự tương đương với đã có bất hủ năng lực, thực hiện trường sinh. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Đệ nhất trọng cảnh giới. Chẳng lẽ còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng? Hạ Bình Hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có, nhưng là ta cũng không biết kế tiếp cảnh giới rốt cuộc là cái gì, lúc trước lão chủ nhân cũng không có nói cho ta biết. Miêu tiên nhân biểu thị mình cũng không phải rất rõ ràng kế tiếp cảnh giới tự hồ thánh nhân một ít tin tức bị nghiêm khắc giữ bí mật, không đạt tới trình độ nhất định, cũng không có tư cách biết được. Trên thực tế dù cho biết được rồi cũng không có cái gì tác dụng, chỉ có thể là làm cho người ta tâm phiền ý loạn mà thôi. Bất quá điểm ấy không phải rất trọng yếu, quan trọng là, cần hối đoái này là bất hữu cấp thực vật tánh mạng thiên tinh đằng, đem nó cùng chúng tinh hào dung hợp cùng một chỗ. Ngữ khí của nó rất là kích động, nói thật, thiên tinh đằng rất thích hợp chúng tinh hào, lúc trước lão chủ nhân ý đồ tìm kiếm thiên tinh đằng, nhưng là tìm thời gian rất lâu đều không tìm được tung tích của nó, không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng có thế đơn giản hối đoái, thật sự là quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, miêu tiên nhân thì càng thêm bùi ngùi mãi thôi rồi, lúc trước chính mình lão chủ nhân liều chết liều sống đều không tìm được đồ vật, rõ ràng tại thái sơ thánh địa dùng điểm tích lũy có thể hối đoái. Cái gì? Rõ ràng cần 70 vạn điểm tích lũy, nhưng lại chỉ là một cổ thi thể. Hạ Bình nhìn thoáng qua, lập tức bị cái giá tiền này chấn kinh rồi, Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cổ thực vật hệ tánh mạng thi hài tựu cần 70 vạn điểm tích lũy, quý đến không biên giới. Hắn nhìn xuống những thứ khác đặc thù tánh mạng, ví dụ như một cổ bất hữu cấp nham thạch tánh mạng cần 50 vạn điểm tích lũy, một cổ bất hữu cảnh kim loại tánh mạng cần 60 vạn điểm tích lũy, này là bất hữu cấp thiên tinh đằng thi hài cần 70 vạn điểm tích lũy, coi như là so sánh đắt đỏ đấy. Có chút bất hữu cấp thi hài càng thêm đắt đỏ, trên trăm vạn điểm tích lũy, thậm chí mấy trăm vạn điểm tích lũy đều có. Thi thể là đủ rồi nếu như nó còn sống lời mà nói, ngược lại còn dung hợp không được, dù sao đây chính là bất hủ cấp tánh mạng, tương đương với thánh nhân tồn tại, thật sự cho ngươi, cũng không cách nào đem hắn dung hợp. Miêu tiên nhân hưng phấn nói, hối đoái cũng không phải là không thể được, nhưng là vì cái gì cái này thiên tinh đằng rất thích hợp. Hạ Bình hỏi, thiên tinh đằng, nó là vũ trụ chính giữa một loại cực kỳ đặc thù thực vật tánh mạng, sinh hoạt ở trên hư không trong đó, dùng tinh cầu là thức ăn, tại thời đại thái cổ là cực kỳ khủng bố vũ trụ hung thú, Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tại nhân tộc không có cường đại như vậy thời điểm, thiên tinh đằng bốn phía đồ sát tinh cầu, nó có được một ngàn căn dây leo, mỗi một căn dây leo đều có được thôn vệ tinh cầu năng lực. Công kích của nó cực kỳ đáng sợ, một căn dây leo công kích đi ra ngoài, như là tinh quang bắn ra giống như, địch nhân thường thường cũng không biết phát sinh chuyện gì, đã bị xuyên thủng thân thể. Nếu như là bất hủ cấp thiên tinh đằng vậy càng tăng kinh khủng rồi, tầm thường bất hủ cấp thánh nhân căn bản không phải đối thủ, có thể sẽ bị đối phương vây khốn, triệt để thôn vệ. Kỳ thật lúc trước lão chủ nhân cũng từng có mấy lần phát hiện qua thiên tinh đằng tung tích, nhưng đều bị đánh cho chật vật mà trốn, căn bản không cách nào đem nó dung hợp tiến vào phi thuyền chính giữa. Nói đến đây, nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu như chúng tinh hào dung nhập rồi bất hủ cấp thiên tinh đằng thi hài, lập tức có thể có được thiên tinh đằng năng lực, không chỉ có thế chống cự cường đại vũ trụ phong bạo, lực phòng ngự triệt để tăng cường, đồng thời cũng có thể có được thiên tinh đằng cường đại lực công kích, công thủ gồm nhiều mặt. Đi, vậy hối đoái hạ bình cẩn thận nghĩ nghĩ liền đáp ứng hắn tại thái sơ thánh địa sinh sống vài ngày coi như là đối với trung ương vũ trụ hoặc nhiều hoặc ít đã có một chút giải biết rõ toàn bộ trung ương vũ trụ sinh ra đời tiểu thiên thế giới vô số có chút thế giới rất gần nhưng là có chút thế giới lại rất xa xôi hay bởi vì không gian phong bạo quan hệ không gian truyền tống trận căn bản không cách nào ở chính giữa vũ trụ bố trí thành công cho nên muốn tiến về trước thế giới khác tự cần thánh cấp phi thuyền cũng chỉ có thánh cấp phi thuyền mới có thế nhẹ nhõm chống cự không gian phong bạo, đến nguyên một đám thế giới. Đương nhiên, đại bộ phận người đều không có thánh cấp phi thuyền, cho nên bọn hắn đều chỉ có thể lên tàu nhân tộc chuyên chút phương tiện giao thông. Nếu có chính mình tư nhân phi thuyền lời mà nói, cái kia tự nhiên không cần lên tàu những này công cộng phương tiện giao thông, thuận tiện được rất, cái này như là có được chính mình xe cá nhân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình kích ấn vào rồi ở trên danh sách trao đổi, hối đoái rồi một cổ bất hủ cấp thiên tinh đằng thi hài hối đoái thành công, 3 phút về sau, không gian trùng động biết lái tích tại ngài phụ cận biệt thự, mời mở ra biệt thự hệ thống phòng ngự, đừng ngăn cản không gian trùng động hàng lâm. Một đạo cơ giới thanh âm truyền ra. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức điều khiển máy truyền tin của mình, kết nối biệt thự hệ thống, tạm thời đóng cửa tại đây hệ thống phòng ngự. Quanh. Không bao lâu, biệt thự trên không lập tức xuất hiện một cái màu đen trùng động, lập tức một cổ cực lớn vật thể theo giữa không trung chính giữa rớt xuống, hung hăng đập vào biệt thự trên mặt đất thật sự là lợi hại, không gian truyền tống kỹ thuật đã cao minh đến loại tình trạng này rồi sao? Hạ Bình sợ hải tháng phục không thôi, loại này có thế tùy thời tùy chỗ truyền tống đồ đạc tại trong nhà mình phụ cận, cũng không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu thời gian. Đúng vậy, cái này là thiên tinh đằng, bất hữu cấp tánh mạng thiên tinh đằng. Miêu tiên nhân lập tức nhảy ra ngoài, biểu lộ vô cùng kích động, nó đối với thái sơ thánh địa thật sự là càng ngày càng kính sợ rồi, không hổ là nhân tộc thánh địa, như vậy bất hữu cấp thi hài, nói hối đoái tự hối đoái, như là chợ bán thức ăn mua thức ăn. Dù cho hối đoái cũng không có người đi ra hỏi thăm vì cái gì, cũng không có người hỏi đến, phản phất là hối đoái vật phẩm bình thường. Cái này là thiên tinh đằng. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện trên mặt đất nằm một cổ cực lớn thực vật tánh mạng, nó trên người khoảng chừng hơn một ngàn đầu màu xanh dây leo, mỗi một đầu chí ít có một km chiều dài. Nó trên người tự hồ quanh quẩn lấy điểm điểm tinh quang, hiển hiện vô số tinh thần phù văn, thần bí thâm ảo, tản mát ra khủng bố bất hữu khí tức phản phất chỉ là một đám khí tức phóng xuất ra, có thể áp sập một khỏa tinh cầu. Bất luận kẻ nào chứng kiến này là thi hài đều kinh hãi không thôi, cũng không biết khi còn sống là kinh khủng bực nào tánh mạng. Nó dây leo như thế nào mới ngắn như vậy? Hạ Bình Hiếu Kỳ hỏi, bởi vì đây chính là hoành hành vũ trụ tuyệt thế hung thú, dùng tinh cầu là thức ăn, mới một km chiều dài, thật sự không giống như là vũ trụ cấp hung thú hình thể. Áp súc đi lên. Miêu Tiên Nhân nói, nó dây leo có thế duỗi có thế co lại, nếu như toàn bộ kéo dài đi ra, có thể dài đạt mấy chục vạn km, dễ dàng bao trùm một khỏa tinh cầu, lập tức bóc nát. Này là thi hài ở trên rõ ràng liền một điểm miệng vết thương đều không có, hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh ngư chứng kiến này là thi hài, trong mắt đều trừng đi ra, thật sự là khủng bố, cái này thiên tinh đằng cái chết thời điểm thì ra là trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn đều mất đi rồi, đến tột cùng là người nào động thủ diệt sát rồi cái này thiên tinh đằng nó từ nơi này cụ thi hài chính giữa thấy được giết chết thiên tinh đằng tồn tại là kinh khủng bực nào. Đúng vậy, hơn nữa cái này thiên tinh đằng chết rồi cũng không có bao lâu thời gian, hẳn là bị một viễn siêu bất hủ cấp thánh nhân tiêu diệt đấy, có thể là trùng hợp đi ngang qua, một chưởng chụp chết đấy. Miêu tiên nhân cũng là khiếp sợ, phần này thực lực thế nhưng mà so với lúc trước giết chết chúng tinh thánh nhân chính là cái kia cường địch cũng không biết cường đại bao nhiêu, mà như vậy tồn tại rõ ràng tại thái sơ thánh địa là tùy ý có thể thấy được đấy sao, vậy làm sao đem thiên tinh đằng thi hài dung nhập phi thuyền chính giữa? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cũng không muốn chính mình hao tốn 70 vạn điểm tích lũy, cuối cùng chỉ có thể làm vô dụng công. Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Miêu tiên nhân tràn đầy tự tin. Nó lập tức động thủ, đi vào thiên tinh đằng thi hài trước mặt, chỉ thấy nó tại đây cụ thi hài ở trên điêu khắc từng tòa cấm chế trận pháp, điêu khắc lên vô số thâm ảo chữ khắc. Đón lấy nó vung tay lên, chúng tinh hào lập tức xuất hiện tại trên đất trống lập tức điêu khắc tại thiên tinh đằng cấm chế trên người trận pháp cùng chúng tinh hào nội bộ trận pháp tự hồ sinh ra cộng minh đồng thời phát ra xanh thảm sắc hào quang lấp lánh vô số ánh sao tự hồ bốn phía có vô số ngôi sao đang lóe lên rầm rầm không bao lâu ngay ngắn thiên tinh đằng tự hồ cũng sống lại giống như sinh ra bản năng phản ứng nó tự như bạch tuột tự như thoáng cái liền đem cả chiếc chúng nhân tinh hào bao vây lại giờ phút này chúng tinh hào đã ở rung động lắc lư một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tại vận chuyển nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ có vô số ngôi sao đang chấn động, tản mát ra một đạo lại một đạo xanh thảm sắc tinh quang. Trong phi thuyền bộ cũng hiện lên từng khỏa cực lớn ngôi sao, chậm rãi xoay tròn, vặn vẹo không gian, chính giữa ẩn chứa thâm bất khả trắc tinh thần năng lượng, phản phất phù hợp rồi vũ trụ vận chuyển quy luật. Ầm ầm. Toàn bộ thiên tinh đằng thi hài tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó rõ ràng đã hòa tan, hóa thành màu xanh lá chất lỏng, chậm chạp dung nhập chúng tinh hào chiếc phi thuyền này chính giữa trong đó một sợi dây leo phù hợp tại trong phi thuyền bộ mỗi một khỏa ngôi sao trong đó, màu xanh lá chất lỏng chậm rãi biến thành màu xanh lá tinh cầu, cả hai đang tại chậm chạp hòa hợp nhất thể. Lúc này thời điểm, chúng tinh hào cùng thiên tinh đằng dung hợp vật thể phản phất là một loại đặc thù tánh mạng giống như, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, thậm chí cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu vô số ngôi sao năng lượng. Trên bầu trời, vô số ngôi sao rung động lắc lư, khổng lồ ngôi sao chi lực theo vực bên ngoài tiếp dẫn mà đến, nhao nhau quán thâu tại chúng tinh hào ở trên, quần tinh điểm một chút, cực tận sáng chói. Phản phất lúc này thời điểm toàn bộ biệt thự đều biến thành ngôi sao quốc gia, phản phất thần thoại thế giới. Rõ ràng thật có thể có dung hợp. Hạ Bình trừng to mắt, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên có thế dung hợp, lão chủ nhân kiến tạo chiếc phi thuyền này thời điểm, sưu tập đại lượng đặc thù vũ trụ kim loại, những này kim loại có thể cùng các loại thực vật tánh mạng, thậm chí kim loại tánh mạng dung hợp, phù hợp tính phi thường tốt. Miêu Tiên Nhân tự hào nói các loại thiên tinh đằng chính thức dung nhập rồi chiếc phi thuyền này, như vậy chiếc phi thuyền này cũng sẽ biến thành thực vật tánh mạng bình thường phi thuyền vũ trụ, đủ để hoành hành trung ương vũ trụ, nhẹ nhõm kéo dài qua vũ trụ phong bạo khu. Đáng tiếc căn này thiên tinh đằng đã bị chết, linh hồn đều diệt, chỉ có thể tạm thời tăng lên phi thuyền một cấp bậc lực lượng, nếu như thiên tinh đằng còn sống lời mà nói, chỉ sợ vậy sẽ trở thành là chính thức bất hủ phi thuyền, công phòng nhất thể. Ân. Ừ. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ chấn trung lên một cái, tự hồ cảm giác đến rồi căn này thiên tinh đằng phát ra bất hủ khí tức, điều này khiến cho thế giới chi thụ chú ý. Sưu sưu sưu. Trong thời gian ngắn, thế giới chi thụ theo ý thức của hắn biển bay ra, một căn lại một căn màu xanh lá nhánh cây chập chờn, tản mát ra thế giới khí tức, cùng với nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đông thoáng một phát, những này màu xanh lá nhánh cây cùng rễ cây thoáng cái tự cắm tại chúng tinh hào ở trên, khổng lồ thế giới chi thụ bổn nguyên năng lượng cứ như vậy quán thâu tại thiên tinh đằng trên người. Lập tức, thiên tinh đằng tự hồ bị tỉnh lại rồi trong cơ thể ở trong chỗ sâu bổn nguyên, vốn là xám trắng, tĩnh mịch khí tức, nhưng là nhưng bây giờ trở nên tươi sáng rõ nét mà bắt đầu, phản phất từ tử vong khu vực phục sinh tới. Không, đây thực sự không phải là phục sinh, mà là tân sinh, một cây mới thiên tinh đằng tánh mạng lần nữa sinh ra đời. Cái này, Hạ Bình biết rõ thế giới chi thụ thần dị vô cùng, có được làm phép hết thảy thực vật tánh mạng năng lực, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng liền tử vong thực vật thi hài đều có thể so thế giới chi thụ làm phép, có thế lần nữa sống lại, có được tánh mạng. Xảy ra chuyện gì? Miêu tiên nhân cũng là sợ ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nó phát hiện thiên tinh đằng cùng phi thuyền dung hợp tốc độ nhanh hơn. Không, không chỉ có là nhanh hơn đơn giản như vậy. Những cái kia màu xanh lá chất lỏng giờ phút này tựa hồ là có sinh mạng ý thức rồi giống như, không ngừng nhúc nhích, dung nhập cả chiếc phi thuyền từng cái nơi hẻo lánh có lẽ cũng không có lẽ xưng là dung nhập, hẳn là thôn vệ hấp thu, phản phất thiên tinh đằng triệt để sống lại, đem chiếc phi thuyền này sở hữu tất cả vật chất đều thôn vệ được sạch sẽ, làm của riêng. Đây là càng làm sâu sắc cấp độ dung hợp, là chân chân chính chính nhân khí hợp nhất. Không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên Miêu Tiên Nhân không biết Hạ Bình ta đã làm gì, nhưng là nó biết rõ phát sinh biến hóa như thế là kinh người, là không thể tưởng tượng nổi đấy, là không thể tưởng tượng đấy. Cả chiếc phi thuyền đã nhận được bất hữu cấp tánh mạng dung hợp, tính năng tăng lên trăm ngàn lần không ngớt, hiện tại thậm chí cũng còn có đủ hơi có chút điểm yếu ớt tánh mạng ý thức. Thoạt nhìn chỉ là từng chút một, nhưng là cùng vừa rồi so sánh với, quả thực tựu là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là tiến hóa cơ hội. Có tánh mạng ý thức thánh cấp phi thuyền cùng không có, quả thực là ngày đêm khác biệt. Một khi có được, tự đại biểu cho vô hạn tiến hóa khả năng. Không đúng sự thật, đời này cũng chỉ là tử vật, rất khó tiếp tục tiến hóa, cả đời thành tựu cũng sẽ chấm dứt. Thiên tinh đằng rõ ràng sống lại, chẳng lẽ nó không có chết ư? Thanh Ngư cũng là sợ hãi thán phục không thôi, nó cũng cảm giác đến rồi thiên tinh đằng trên người phát sinh dị biến, vốn đã triệt để đều chết hết thiên tinh đằng, hiện tại rõ ràng tản mát ra bàn bạc sinh mệnh lực. Không, cũng không phải là không có chết, nó có lẽ đều chết hết rồi, nhưng là Hạ Bình tự hồ đối với nó ta đã làm gì giống như một lần nữa sinh ra đời rồi linh trí giống như, lần nữa sống lại rồi. Miêu Tiên Nhân nói, sinh ra đời linh trí, đây chẳng phải là sống lại loại này thay đổi sinh tử năng lực thật có thể làm được ư. Thanh Ngưu không thể tin được. Cũng không phải phục sinh, hẳn là từ trên người thiên tinh đằng một lần nữa sinh ra đời linh trí, có lẽ xem như đời thứ hai thiên tinh đằng, thượng một đời hậu đại. Nhưng là có thể ở tử vong thi hài chính giữa lần nữa sinh ra đời linh trí, phần này năng lực cũng quá mức dọa người rồi. Miêu tiên nhân rung động không hiểu, nó cảm giác mình bái kiến bất khả tư nghị nhất tồn tại có lẽ tự là hạ bình rồi, dù cho một mực dừng lại ở đối phương bên người, nhưng là cũng chưa bao giờ biết rõ lá bài tẩy của hắn đến cùng có bao nhiêu, thâm bất khả trắc lợi hại hiện tại thiên tinh đằng có được linh trí rồi tuy nhiên hiện tại linh hồn của nó còn yếu nhỏ nhưng là sớm muộn cũng sẽ trở nên cường đại lên đến lúc đó chúng ta chẳng phải là có thế có được một cái chính thức bất hữu cấp thực vật tánh mạng thanh ngưu hưng phấn không thôi nó biết rõ bọn hắn lần này thật sự phát thú vị hạ bình lợi dụng thế giới chi thụ năng lực lại để cho thiên tinh đằng lần nữa có được tánh mạng ý thức lúc này từ trên người thiên tinh đằng tựa hồ cũng phụng dưỡng rồi khổng lồ sinh mệnh năng lượng quán thâu đi vào thế giới chi thụ nội bộ phụ trợ thế giới chi thụ tiến hóa. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trăng rắc rắc. Mà hắn cũng đã nhận được thiên tinh đằng một ít năng lượng phụ trợ, lập tức Hạ Bình cảm thấy pháp lực của mình tại liên tiếp kéo lên, tự hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cùng gia tăng, tối thiểu gia tăng lên ngàn năm pháp lực. Mấy ngày sau. Hô. Hạ Bình dừng lại ở trụ sở bên trong, thật sâu gọi ra một hơi, hai mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi kim quang, phản phất xuyên thủng hư không hàng mang, liền cấm chế trận pháp cũng không ngăn cản được. Đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu tự hồ hiện lên từng tòa thâm ảo thần bí cấm chế trận pháp, phản phất câu thông rồi địa ngục minh hà, hiển hiện vòng xoáy, tự hồ có thế thôn vệ vô số sinh linh linh hồn. Không hề nghi ngờ, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm rồi, tiếp tục đã thức tỉnh mấy trăm vạn khỏa tế bào. Đồng thời, cũng bởi vì trải qua vài ngày bế quan tu hành, thôn vệ thái sơ thánh địa thái sơ chi khí, hơn nữa đã nhận được bất hữu cấp thiên tinh đằng năng lượng phụng dưỡng, lại để cho Hạ Bình trên người pháp lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ, hắn thình lình tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ là trên lệch một bước là hắn có thể có đột phá đến lôi kiếp cảnh, đứng tại phần đông phàm nhân đỉnh phong cảnh giới. Hắn cảm thấy mình trên người chính đại tử phủ không gian pháp lực tràn đầy, tự hồ đạt đến viên mãn chi cảnh, nguyên thần cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tổng số ngày trước kia chính mình so sánh với, hắn trọn vẹn cường đại rồi hai thành loại này lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ đang không ngừng tiến hóa trên người lực lượng không ngừng được cường hóa nếu như bị những người khác chứng kiến lời mà nói nhất định sẽ dọa được cái cầm đều đến rơi xuống bản thân hạ bình tựu đầy đủ cường đại rồi hiện tại rõ ràng còn cường đại rồi hai thành đó căn bản không để cho người sống đường xem ra bước tiếp theo tựu là lôi kiếp cảnh rồi không biết lôi kiếp cảnh là cái dạng gì nữa trời cảnh giới hạ bình nghĩ nghĩ liền kêu lên thanh ngưu đến hỏi thăm đối phương là đi theo tại thánh nhân khí linh kiến thức rộng rãi mong rằng đối với tại kế tiếp tu luyện rõ như lòng bàn tay. Về phần miêu tiên nhân nó đang tại dung luyện cùng rèn chúng tinh hào, cẩn thận quan sát chúng tinh hào cùng thiên tinh đằng dung hợp tình huống, tạm thời không có thời gian, cho nên hắn cũng sẽ không quấy rầy rồi. Bất quá căn cứ miêu tiên nhân phỏng đoán, đại khái còn một tháng nữa thời gian, có lẽ thiên tinh đằng có thể cùng chúng tinh hào triệt để dung hợp hoàn thành, đến lúc đó có thể tùy ý ở chính giữa vũ trụ bình thường khu phi hành. Hắn rất là chờ mong chúng tinh hào cùng thiên tinh đằng hoàn thành dung hợp bộ dạng chủ nhân, lôi kiếp cảnh, danh như ý nghĩa tự là đang tại tao ngộ lôi kiếp một cái vô thượng cảnh giới. Nghe được Hạ Bình câu hỏi, Thanh Ngưu lập tức trả lời, tấn thăng đến cảnh giới này, đã đạt đến phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn cảnh giới, lúc này thời điểm có thể thấy được vận mệnh trường hà, hiểu ra bản thân. Nó đem tự mình biết sự tình một năm một mười nói ra, bởi vì nó hiện tại vận mệnh cùng Hạ Bình vui buồn cùng, Hạ Bình càng là cường đại, như vậy nó tương lai cũng càng quang minh. Vận mệnh trường hà hạ bình nháy thoáng một phát con mắt nhìn xem thanh ngư không biết đây là vật gì cái gọi là vận mệnh trường hà chính là ý thức hải chỗ sâu nhất một đầu đặc thù dòng sông thanh ngư cẩn thận nghĩ nghĩ liền trầm giọng nói thấy được cái này nhánh sông có thể xem tới được vận mệnh của mình tuổi thọ của mình khống chế chính mình hết thảy đối với thân thể của mình rõ như lòng bàn tay thấy rõ tại đạo gia mà nói đây là vận mệnh trường hà mà ở phật gia mà nói tự là khổ hải đối với thiên sứ mà nói cái kia chính là minh hà tóm lại bất đồng tu luyện hệ thống tựu không có cùng thuyết pháp, nhưng là đều trăm sông đổ về một biển. Nói đến đây, nó dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, cũng chỉ có vượt qua rồi cái này nhánh sông, vượt qua khổ hải, chỉ có như vậy mới có thể nhảy ra khổ hải, nhảy ra tam giới, đạt được đại tạo hóa, đại tự tại, thành tựu thánh nhân quả vị. Vượt qua khổ hải. Đã như vậy, tại sao lại dẫn động lôi kiếp? Hạ Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng là hay là tiếp tục hỏi. Rất đơn giản. Thanh Ngưu nói, mỗi lần vượt qua khổ hải, đều dẫn động vũ trụ bổn nguyên trắng trả, tiến lên một khoảng cách, tấn chức một cái cảnh giới, như vậy vượt qua cái này đoàn khoảng cách thời điểm, vũ trụ bổn nguyên sẽ chậm chạp công tác chuẩn bị lôi kiếp, đem làm công tác chuẩn bị đến nhất định được trình độ, lôi kiếp sẽ hàng lâm xuống, cho nên lôi kiếp cảnh sẽ kinh nghiệm ba lượt lôi kiếp, một lần sau một lần khủng bố. Đương nhiên cũng có không ít lôi kiếp cảnh đại năng từ đầu đến cuối cùng đều không thể vượt qua đến kế tiếp khoảng cách, cho dù bọn họ muốn dẫn phát tiếp theo lôi kiếp xuất hiện, cũng là ngàn khó muôn vàng khó khăn. Nó thập phần cảm khái, sống rồi thời gian rất lâu, tự nhiên cũng đã biết rõ vượt qua khổ hải, đến bờ bên kia cỡ nào không dễ dàng. Nếu quả thật dễ dàng lời mà nói, như vậy khắp thiên hạ đều là thánh nhân. Vì cái gì rất khó vượt qua? Hạ Bình hé mắt. Bởi vì vượt qua khổ hải lực lượng tự là nguyên thần, nếu như nguyên thần không đủ cường đại lời mà nói, tại khổ hải chính giữa quả thực tự là nửa bước khó đi, bình thường lôi kiếp cảnh đại năng muốn vượt qua một khoảng cách đều vô cùng gian nan, mỗi lần tiến lên đều cần tiêu hao lớn lượng thời gian cùng lực lượng, có đôi khi tuổi thọ đạt tới cuối cùng, cũng không thể vượt qua một phần ba khoảng cách. Thanh Ngưu nhìn xem Hạ Bình. Nghe nói như thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn coi như là minh bạch những lôi kiếp cảnh đó đại năng mỗi người đều hy vọng tăng cường tuổi thọ của mình, bởi vì tuổi thọ càng nhiều, như vậy vượt qua khổ hải, đến bờ bên kia xác suất lại càng lớn. Có đôi khi một ít lôi kiếp đỉnh phong đại năng chỉ là kém một ít thời gian là có thể thành công. Thanh Ngưu tiếp tục nói, Bất quá nói đi thì nói lại, vượt qua khổ hải cũng không phải nguyên thần càng cường đại lại càng tốt, có đôi khi quá mức cường đại rồi, khổ hải lực lượng cũng sẽ tăng cường, đến lúc đó cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở khổ hải trong đó, thủy chung đều không thể giải dụa. Nó có chút lo lắng nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình tương lai thánh nhân chi lộ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bởi vì Hạ Bình nguyên thần vô cùng cường đại rồi, muốn vượt qua khổ hải, tự so những người khác khó khăn vạn lần không ngớt. Trên thực tế rất nhiều yêu nghiệt cấp cường giả tựu là vây ở rồi lôi kiếp cảnh, thẳng đến chết già, tuổi thọ gần, đều không thể đột phá mảy may, có đôi khi vô cùng cường đại, cũng là một loại gông cùng xiên xích. Hạ Bình ngược lại là không lo lắng điểm này, tuy nhiên là gông cùng xiên xích, nhưng là sau khi đột phá, nhất định so tầm thường thánh nhân cường đại rất nhiều lần, những cái kia đi rồi đường tắt thánh nhân đoán chừng cũng là bèo bọc nhất thánh nhân, vô số năm trôi qua đều không thể tiến bộ. Từ góc độ này mà nói, đoán chừng những cái kia thánh nhân cũng sẽ hối hận không thôi, đi rồi đường tắt, mới phát hiện cái kia căn bản không phải cái gì đường tắt, mà là tuyệt lộ vực sâu hắn tiếp tục hỏi nhảy ra khổ hải về sau đâu rồi cái kia vậy là cái gì cảnh giới một khi nhảy ra khổ hải đến bờ bên kia vậy thật là trời cao mặt chim bay biến rộng mặt cá bơi đã nhảy ra vận mệnh trường hà chính thức có thế khống chế vận mệnh của mình thoát đi vận mệnh trói buộc khi đó tự là thánh nhân bất hủ cấp thánh nhân thanh ngư hưng phấn nói nhảy ra khổ hải về sau nguyên thần lột xác thành một điểm chân linh cả người đều hóa thành bất hủ tồn tại đạt được trường sinh dù cho đem thân thể oanh thành một điểm cặn chỉ cần lưu lại một cái tế bào là có thể lần nữa phục sinh cái này là thánh nhân khủng bố có được lấy bất tử bất diệt thân thể đó là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cảnh giới dù cho bị diệt tinh pháo oanh vô số lần đều không chết được lông tóc không tổn hao gì đạt đến cảnh giới này kỳ thật đã thoát ly chủng tộc tánh mạng gông cùng xiềng xích bọn hắn đã đã trở thành mặt khác một loại chủng tộc có thể xưng là trường sinh tộc hạ bình gật gật đầu cái gọi là nhảy ra vận mệnh trường hà đoán chừng cùng kiếp trước địa cầu những cái kia nhảy ra tam giới bên ngoài tiên nhân không có gì khác nhau rồi, trở thành chính thức có thể trọn đời trường tồn sinh vật, cùng thiên địa đồng thọ. Ân, tiểu ngốc tỉnh. Hạ Bình vốn đang đang cùng Thanh Ngưu nghiên cứu thảo luận tu luyện vấn đề, bỗng nhiên tầm đó hắn cảm giác đến theo sơn hà châu không gian truyền đến một cổ quen thuộc cường đại khí tức, cơ hồ tràn ngập rồi toàn bộ không gian. Mà cổ hơi thở này thì lình tựu là tiểu ngốc phát ra đấy. Có thế trước kia ngủ say thời điểm, nàng một mực rất yên tĩnh, Hiện tại rõ ràng tản mát ra cổ hơi thở này, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, hoặc là rốt cục đã luyện hóa được khổng lồ linh hồn năng lượng, theo ngũ say chính giữa tỉnh lại. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập sơn hà châu không gian, đi tới tiểu ngốc ngũ say nơi ở. Ca ca. Hắn mới vừa vặn đến, chỉ thấy tỉnh táo lại tiểu ngốc theo trứng xác chính giữa phá xác mà ra, trên người quanh quẩn lấy độc nhất vô nhị khí tức, phản phất nàng bản thân chính là một cái thế giới thân thể của nàng mặt ngoài tự hồ hiện lên rất nhiều pháp tắc đường vân, có chút cùng loại với trước kia hắn đi vào trung ương vũ trụ, theo cái kia vết nứt không gian chứng kiến pháp tắc đường vân giống như, thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến rồi thánh cảnh? Hạ Bình Kinh hỉ hỏi, nếu như tiểu ngốc thật sự tấn thăng đến rồi thánh cảnh, như vậy hắn là hơn ra một cái bất hủ cấp giúp đỡ, như vậy trợ lực quả thực lớn đến không biên giới. Còn không có có. Nghe nói như thế, tiểu ngốc lắc đầu, biểu thị chính mình còn không có có tấn thăng đến thánh cảnh, bất quá đã đạt đến lôi kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ là thiếu chút nữa có thể đột phá đến thánh cảnh. Thiếu chút nữa. Đến tột cùng là trên lệch cái gì? Hạ Bình Hiếu Kỳ hỏi, nếu như có thể giải quyết vấn đề này lời mà nói, nói không chừng tiểu ngốc lập tức có thế tấn thăng đến bất hữu cấp. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tự là thiếu chút nữa. Tiểu ngốc rất nghiêm túc nói ra. Hạ Bình cũng không kỳ quái tiểu ngốc vì sao không biết, dù sao tiểu ngốc chỉ là cái vừa mới sinh ra đời không bao lâu cái á, đối với rất nhiều tu luyện tri thức không phải phi thường tin tường. Trên thực tế tiểu ngốc tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đã là bao trùm phần đông cái á phía trên rồi, bình thường cái á cần phải sống mười mấy tỷ năm mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Dù sao bình thường cái á chẳng muốn muốn chết, đều là dừng lại ở tại chỗ không nhúc nhích, thuần túy là dựa vào bản năng tại tu hành, tự nhiên không có tiểu ngốc chăm chỉ như vậy, nhưng lại có hạ bình phụ trợ. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, miêu tiên nhân xuất hiện ở hạ bình trước mặt. Mưu tiên nhân, sao ngươi lại tới đây? Không phải đang tại quan sát phi thuyền dung hợp trình độ sao?" Hạ Bình hỏi. Mưu tiên nhân khoát khoát tay, tình huống đã ổn định, hơn nữa rất thuận lợi, không cần thời thời khắc khắc đều tại quan sát, sở dĩ tới nơi này, tự là cảm giác đến cái á thức tỉnh. Nói thật ta đối với tình huống của nàng, cũng là hoặc nhiều hoặc ít, có chút hiểu rõ đấy, lúc trước lão chủ nhân vì có thể đem nàng bồi dưỡng thành thánh cấp cái á, thế nhưng mà hao tốn không ít tâm tư tư. A à, Chẳng lẽ là linh hồn năng lượng chưa đủ? Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên nhân. Không, trên người nàng linh hồn năng lượng hoàn toàn vậy là đủ rồi, sở dĩ hiện tại cái á còn không có có tấn thăng đến bất hủ cấp, là vì nàng thiếu khuyết đi một tí thế giới bổn nguyên năng lượng. Miêu Tiên nhân trầm giọng nói, nếu như là sống rồi mười mấy tỷ năm cái á, bởi vì bản thân phát triển quan hệ, chỉ cần nguyên thần của nàng đạt tới trình độ nhất định, có thể tự nhiên mà vậy tấn chức, bởi vì trải qua thời gian dài như vậy phát triển trong cơ thể nàng thế giới bổn nguyên kỳ thật đã hoàn toàn vậy là đủ rồi nhưng là tiểu ngốc tốc độ phát triển thật sự là quá là nhanh thời gian rất ngắn cái này cũng làm cho trong cơ thể nàng thế giới bổn nguyên chưa đủ cho nên cái này cũng trở ngại nàng tấn thăng làm thánh cấp cái á thủy chung không cách nào đột phá cái kia vấn đề này ứng giải quyết như thế nào hạ bình muốn biết giải quyết phương pháp rất đơn giản tự là tìm được đại lượng thế giới bổn nguyên lại để cho cái á thông vệ như vậy vấn đề này dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng Miêu Tiên Nhân nói, về phần làm sao tìm được đến thế giới bổn nguyên, kỳ thật giải quyết phương pháp tự là ở chính giữa vũ trụ, tại cái vũ trụ này khu vực, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới mới tại sinh ra đời, tại thai ngén, tại tiêu vong. Nếu như chúng ta có thể tìm được những cái kia tân sinh tiểu thế giới, cướp đoạt những này thế giới bổn nguyên năng lượng, lại để cho cái á thông vệ, như vậy cái á dĩ nhiên là sẽ đột phá cổ chai, rất nhanh tấn chức. Trên thực tế, ta sở dĩ lo lắng như vậy muốn tăng lên chúng tinh hào năng lực, khiến nó có thể ở trung ương vũ trụ khắp nơi đi thuyền, cũng chưa hẳn không có cái này một phần cân nhắc. Nó lộ ra đắc ý thần sắc, biểu thị chính mình trí châu nắm, bày mưu nghĩ kế. Thanh ngưu cắn răng, chứng kiến cái này mèo đắc chí bộ dạng, nó tựa như một quyền đánh lên đi, ở chỗ này giả trang cái gì? Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá ta có một việc rất kỳ quái, tiểu ngốc coi như là ở vào lôi kiếp cảnh cảnh giới, vì cái gì nàng đột phá thời điểm không có tao ngộ lôi kiếp. Chẳng lẽ nàng không cần độ kiếp sao? hắn cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Đương nhiên không cần, cái á nhất tộc là trời sinh thánh cảnh sinh vật, hoặc là nói các nàng bản thân tựu là vũ trụ bổn nguyên phát tắc thai nén đi ra chí cường tồn tại, đã sớm đạt được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, các nàng đột phá là chuyện đương nhiên, như là người phát triển đồng dạng, cho nên sẽ không khiến cho vũ trụ bổn nguyên cắn trả. Miêu Tiên Nhân giải thích nói. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, sinh vật cùng sinh vật tầm đó trên lệch thế nào cứ như vậy đại, bọn hắn liều chết liều sống muốn trở thành thánh nhân, trong đó còn có thể kinh nghiệm ba tai cửu kiếp, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng là cái á nhất tộc trời sinh tựu là như thế, vừa ra đời tựu đã nhận được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, tấn thăng làm thánh nhân, liền lôi kiếp đều không cần độ, thật sự là quá vô lại rồi. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, là vệ lương sinh đánh tới. Vệ huynh, có chuyện gì? Hạ Bình chuyển được rồi máy truyền tin của mình, nói thẳng hỏi thăm. Hạ huynh, không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp một cái nhiệm vụ nhâm vụ ban thưởng tương đương phong phú, tự là có chút nguy hiểm. Vệ lương sinh nói ra lần này mình liên hệ mục đích. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Hạ Bình tự nhiên cũng biết Thái Sơ Thánh Địa sẽ ban phát rất nhiều nhiệm vụ, có tu luyện nhiệm vụ, bảo hộ nhiệm vụ, giết chóc nhiệm vụ, thu thập nhiệm vụ vân, vân, đợi một tí, từng nhiệm vụ hoàn thành đều đạt được đại lượng điểm tích lũy. Từng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều điên cùng nhận nhiệm vụ đến thu hoạch điểm tích lũy, như vậy mới có thể thu hoạch đại lượng tu luyện tài nguyên. Tranh đoạt tiểu thế giới nhiệm vụ. Vệ Lương Sinh lập tức nói, gần đây có một tiểu thế giới sinh ra đời rồi, nghe nói cái thế giới này là tân sinh đấy, bên trong ẩn chứa đại lượng tài nguyên, bị chúng ta nhân tộc một ít cao thủ phát hiện. Nhưng là chủng tộc khác cao thủ cũng phát hiện cái thế giới này, song phương tựu đã xảy ra kịch liệt xung đột cùng chiến tranh, cho nên bọn họ liền hướng chúng ta Thái Sơ Thánh Địa Cầu Viện, hy vọng điều động một ít cao thủ tới viện trợ. Nhiệm vụ lần này ban thưởng thập phần phong phú dựa theo cống hiến lớn nhỏ đến phân phối điểm tích lũy, dù cho chỉ là tham dự, đều có 100 điểm tích lũy, nếu như cống hiến đại lời mà nói, chí ít có 1.000 điểm tích lũy đến một vạn điểm tích lũy không đợi. Bất quá nhiệm vụ cũng thập phần nguy hiểm, bởi vì là cùng chủng tộc khác đại năng chiến đấu, hay là tranh đoạt thế giới quyền khống chế, nếu như không cẩn thận, bị chém giết cũng không phải cái gì kỳ quá sự. Tranh đoạt thế giới Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, cái này ở chính giữa vũ trụ mà nói đã là hàng ngày, dù sao tài nguyên tựu là hết thảy, từng cái tân sinh thế giới, tự đại biểu cho khổng lồ tài nguyên. Từng chủng tộc muốn cường đại, nhất định phải chiếm cứ tận lực hơn tài nguyên, tận lực hơn thế giới, cho nên mỗi lần tân thế giới sinh ra đời, đều bộc phát cực kỳ kịch liệt xung đột, tử thương vô số. Đây cũng là vì sao trung ương vũ trụ cũng được gọi là vạn tộc tranh phách khu, vì tranh đoạt nhiều thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại xung đột đổ máu, phát sinh chủng tộc chiến tranh. Có thể hay không có thánh nhân xuất thủ? Hạ Bình lo lắng điểm này, nếu có thánh nhân xuất thủ lời mà nói, Vậy bọn họ đi qua tự là đưa đồ ăn Không có thánh nhân xuất thủ đấy Căn cứ vạn tộc công ước điều lệ Bình thường khu thế giới tranh đoạt Chỉ có thể là thánh nhân phía dưới phàm nhân tiến hành tranh đoạt Thánh nhân không cho phép xuất thủ Nếu có vi phạm, vạn tộc chung trục hắn Vệ lương sinh biểu thị Thánh nhân tuyệt đối sẽ không tại bình thường khu xuất thủ Bởi vì thánh nhân uy hiếp Thật sự là quá lớn Một khi xuất thủ, tự là tan vỡ thế giới uy lực Phàm nhân làm sao có thể chống đỡ được Trên thực tế Tại thời đại thái cổ thánh nhân còn có thể lúc có xuất thủ, không biết xấu hổ kết cục tranh đoạt, nhưng là về sau vạn tộc phát hiện như vậy chơi tiếp tục, chỉ sợ người bình thường đều chết sạch. Hơn nữa thánh nhân ở giữa chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ, sẽ làm cho nguyên một đám thế giới tan vỡ, điều này cũng làm cho bọn hắn chỗ tốt gì đều không được đến, ngược lại chết rồi không ít người. Trải qua quanh năm suốt tháng thỏa hiệp, bọn hắn cũng đã đạt thành hiệp nghị, bình thường khu thánh nhân không thể ra tay, chỉ có thể mặc cho do phàm nhân xuất thủ tranh đoạt, mặc kệ thắng bại như thế nào đều phải thừa nhận. Thánh nhân có thế xuất thủ tranh đoạt địa phương, cũng chỉ có kỳ dị khu, bởi vì kỳ dị khu sinh ra đời thế giới, coi như là thánh nhân cũng hủy diệt không hết, hơi không cẩn thận còn có thể có thế sẽ chết. Tranh đoạt thế giới lời mà nói, vậy làm sao mới xem như tranh đoạt thành công? Hạ Bình Hiếu Kỳ hỏi. Rất đơn giản, tìm được cái thế giới này bổn nguyên, sau đó dung nhập chúng ta nhân tộc lệnh phù, như vậy có thể dung nhập chúng ta nhân tộc chiến tranh hệ thống trong đó, trở thành chúng ta nhân tộc thế giới. Vệ lương sinh trầm giọng nói, trên thực tế, ai cái thứ nhất có thể dung hợp thế giới bổn nguyên, như vậy cái nào chủng tộc có thể đạt được cái thế giới này, những người khác không cho phép tại tranh đoạt, đây cũng là vạn tộc điều lệ quy định. Bất quá không có dung hợp thế giới bổn nguyên trước kia nhâm loại nào tộc đều có tư cách đến tranh đoạt cái thế giới này, dù cho chết bao nhiêu người đều sẽ không tiếc, chỉ cần đáng giá trả giá cái này một cái giá lớn. Thế giới bổn nguyên Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn vừa rồi tự muốn như thế nào tìm được thế giới bổn nguyên, lại để cho tiểu ngốc thông vệ, tấn thăng đến thánh cảnh. Mà nhiệm vụ này cũng rất không tệ, có cơ hội lại để cho hắn thăm dò thế giới bổn nguyên đến tục cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không cùng một chỗ tham gia? Vệ lương sinh nói. Vì cái gì mời ta tham gia? Hạ Bình hỏi. Vệ lương sinh nói thẳng, bởi vì muốn tham gia nhiệm vụ này người thật sự là nhiều lắm, thậm chí nội môn đệ tử đều có, nếu như thực lực chưa đủ lời mà nói, là không có tư cách nhận nhiệm vụ này, sẽ bị tại chỗ đào thải. Nếu như Hạ Huynh có thể cùng chúng ta cùng một chỗ nhận nhiệm vụ này lời mà nói, tin tưởng có thế tổ hợp thành thực lực tương đối mạnh đại đoàn đội, Thái Sơ Thánh Địa cũng sẽ tán thành thực lực của chúng ta. Hắn nói được rất trắng ra, muốn mượn trợ Hạ Bình thực lực cùng danh khí đi nhận nhiệm vụ này. Đi, hoàn toàn không có vấn đề, nhiệm vụ này ta tiếp. Hạ Bình khoát khoát tay, hoàn toàn không sao cả, hắn cũng đang rất muốn kiến thức kiến thức cái gọi là thế giới bổn nguyên là vật gì, đây chính là đang mang cái á kế tiếp tu luyện, đang mang trọng đại. Hơn nữa hắn cũng hiểu được thế giới bổn nguyên năng lượng tự hồ đối với mình cũng có lớn lao chỗ tốt, không thể bỏ qua cái kiến thức này cơ hội. Thật tốt quá. Nghe được Hạ Bình đáp ứng về sau, vệ lương sinh hưng phấn nói, Hạ Huynh, bởi vì nhiệm vụ rất gấp gáp, một giờ sau muốn xuất phát, mời đến Thanh Ngọc thành quảng trường tập hợp A, rất nhanh sẽ xuất phát. Bởi vì đây là nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên phải rất nhanh xuất phát. Dù sao đây chính là tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, nếu như muộn một chút xuất phát lời mà nói, chỉ sợ tranh đoạt đã sớm đã xong. Đi. Hạ Bình gật gật đầu. Một giờ sau. Hạ Bình đi tới Thanh Ngọc Thành trên quảng trường, giờ phút này vệ lương sinh các loại đến từ đông vũ trụ thiên tài toàn bộ đến, bọn hắn thình lình đều tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh. Trải qua những này thiên tu luyện, hơn nữa thái sơ thánh địa tài nguyên phụ trợ, những này bản thân tựu ở vào pháp tướng cảnh đỉnh phong đông vũ trụ thiên tài, cũng là cái đã lấy được đột phá. Hạ Huynh. Vệ lương sinh lập tức chứng kiến Hạ Bình đến, vội vàng lên tiếng chào hỏi vệ huynh không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tự tấn chức rồi thật sự là một cách không ngờ hạ bình nhìn xem vệ lương sinh bọn người khách khí hạ huynh đây chỉ là hậu tích bạc phát nước chảy thành sông mà thôi ở đâu so ra mà vượt hạ huynh đại sát tứ phương uy phong hơn nữa muốn tham dự nhiệm vụ lần này tối thiểu đều được là lôi kiếp cảnh phát tướng cảnh không có tư cách tham gia vệ lương sinh khiêm tốn nói hắn tuy nhiên nội tâm cũng rất là đắc ý nhưng là cùng Hạ Bình sáng tạo ra đến chiến tích so sánh với, hoàn toàn không coi vào đâu. Cho dù hắn hiện tại tấn thăng đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng là muốn khiêu chiến thái sơ trong thánh địa môn đệ tử, đều là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình, chớ đừng nói chi là nhảy lên, tự là một đoàn. Nói như vậy, ta cũng không có tư cách tham gia. Hạ Bình hỏi. Vệ lương sinh khoát khoát tay, không không không, Hạ Huynh Vi Danh đã sớm trải rộng rồi thái sơ thánh địa, tuy nhiên không phải lôi kiếp cảnh, nhưng lại hơn hẳn lôi kiếp cảnh các trưởng lão biết rõ người tham gia, cũng không có người ngăn cản. sưu 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 Lúc này thời điểm, trên bầu trời lập tức bay tới từng đạo thân ảnh, đều là thái sơ thánh địa đệ tử, khoảng chừng 13 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có mười mấy người, bọn hắn nhao nhao hàng lâm tại trên quảng trường. Bọn hắn lập tức chú ý tới vệ lương sinh bọn người. Lập tức tự có một mặt màu đỏ sau lưng tráng hán nhíu mày, kêu la nói, chuyện gì xảy ra? Không phải nói lần này chọn lựa đội ngũ thật là nghiêm khắc đấy sao? đây chính là tranh đoạt thế giới giết chóc nhiệm vụ hiện tại một ít mới vừa tiến vào thái sơ thánh địa tân sinh rõ ràng cũng tham gia nói đùa gì vậy lại để cho bọn hắn đi cho chúng ta cản trở sao để cho chúng ta đem làm bảo mẫu cho bọn hắn hộ giá hộ tống hắn rất là bất mãn cảm thấy vệ lương sinh bọn người tự là tại cản trở dù sao nơi này chính là trung ương vũ trụ cường giả như mây lôi kiếp cảnh đều không coi vào đâu chỉ có thể coi là là hơi chút lớn một chút con kiến căn bản là uy phong không đứng dậy hơn nữa ở thế giới tranh đoạt, chủng tộc chiến tranh trong đó thực lực không đủ lời mà nói, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chém giết. nói như vậy, tân sinh là không cho phép tham gia nhiệm vụ như vậy đấy, bởi vì cái kia chính là đi chịu chết. thế nào được rồi, ta tham gia nhiệm vụ này ngươi rất có ý kiến, đối với ta rất bất mãn, muốn cùng ta luyện luyện. hạ bình liếc xéo liếc, nhìn xem cái kia lưng áo màu đỏ trắng hán. bà mẹ nó, rõ ràng còn có một phát tướng cảnh tân sinh, tê liệt, thật sự khi chúng ta là bảo mẫu rồi trưởng lão đến tục cùng là như thế nào thẩm tra tư cách đấy, lại để cho cái này cản trở tới tham gia, là có lẽ cọ điểm tích lũy, đến tục cùng là đi rồi cái gì cửa sau vào. Lưng áo màu đỏ tráng háng lúc này thời điểm mới chú ý tới Hạ Bình, cảm giác đến Hạ Bình tu vi, lập tức tạc nổi cáo rồi, càng thêm tức giận. Ba ngày sau, Nham Thạch Hào phi thuyền một mực đi thuyền, đã vượt qua vô số tầng không gian phong bạo, rốt cục đã đến gần chỗ mục đích. Hạ Bình coi như là triệt để biết rõ vì sao Trung ương vũ trụ nguy hiểm như thế rồi, cần thánh cấp phi thuyền mới có thế xuyên việt, thật sự là cái vũ trụ này khu vực khắp nơi đều là không gian phong bạo. Bằng không sẽ xuất hiện thứ nguyên không gian, rút xuống đại lượng thứ nguyên năng lượng, hình thành năng lượng triều tịch, cái này so vũ trụ chân không không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nhưng mặt khác vũ trụ khu vực cũng chỉ là chân không khu vực, bình thường phi thuyền có thể đi thuyền, nhưng là trung ương vũ trụ khắp nơi đều là như vậy phong bạo loạn lưu, người bình thường trên cơ bản không có ở vũ trụ chân không lao động chân tay. Duy nhất địa phương an toàn, tựu là sinh hoạt ở chính giữa khu vực nguyên một đám tiểu thiên thế giới, những này thế giới tự như là tại sa mạc chính giữa ốc đảo giống như, bảo hộ lấy chư thiên sinh linh. Ta là nội môn đệ tử tả Dương Đông, so ở đây các vị ngốc già này mấy tuổi, coi như là có thể có tư cách nói điểm lời nói. Lúc này thời điểm, một người mặc lấy áo bào xanh trung niên nam tử đứng dậy, tại đạt tới mục đích trước kia, ta tả Dương Đông cùng chư vị nói vài lời lời nói, xem như đánh đánh dự phòng châm, miễn cho khiến cho nhiệm vụ thất bại, cái thế giới này bị chủng tộc khác cướp đi. Căn cứ tình báo, lần này chúng ta tiến về trước địa phương, chúng ta đem hắn mệnh danh là Lưu Liên Thế Giới, đó là một sinh ra đời rồi không bao lâu tân sinh thế giới, bên trong không có nhiều bản thổ sinh linh, nội bộ tài nguyên thập phần phong phú, linh khí nồng đậm, thích hợp nhân tộc sinh tồn. Đáng tiếc tại chúng ta nhân tộc nhà mạo hiểm phát hiện cái này tân thế giới thời điểm, cũng bị chủng tộc khác cường giả phát hiện, song phương phát sinh chiến đấu, kết quả hiện tại y nguyên rằng co không dưới, cho nên liền hướng chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cầu viện. Dựa theo trước mắt tin tức đoán đối phương viện quân cũng tạm thời không có đến bởi vậy coi như là ở vào cân đối trạng thái không có tiếp tục phát sinh đại chiến người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng là bởi vì đều đi qua cũng không biết những cái kia chủng tộc có hay không điều động cao thủ đến âm thầm mai phục chúng ta phải coi chừng điểm này nếu không có toàn quân bị diệt khả năng hắn ánh mắt quét ngang mọi người nhìn xem ở đây mười mấy chi đội ngũ tả sư huynh ngươi có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi không cần quanh coi lòng vòng chúng ta đều nghe được rõ ràng có người kêu la nói tốt các ngươi đã người sản khoái nói chuyện sản khoái ta đây liền trực tiếp nói tả dương đông trầm giọng nói nhiệm vụ lần này thập phần nguy hiểm ai cũng không biết đối phương đến tột cùng điều động bao nhiêu cao thủ tới cho nên chúng ta phải đoàn kết nhất trí không thể trở thành chia rẽ nếu không nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận cho nên ta muốn chọn lựa một người trở thành mọi người tạm thời lãnh tụ lại để cho đoàn người nghe theo mệnh lệnh của hắn đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một cổ như vậy mới thuận tiện chúng ta hoàn thành nhiệm vụ a à, không biết tả sư huynh có kế hoạch gì vệ lương sinh cũng hiểu được xà không đầu không được phải có người đi ra đem làm lão đại mới có thế thống hợp toàn bộ người lực lượng kế hoạch của ta rất đơn giản tự là chia ra hai đường tả dương đông nói một đội nhân mã là rõ tiến về trước trợ giúp tiêu diệt những cái kia vướng bận địch nhân một đội khác nhân mã là ám âm thầm ẩn nút các loại thời khắc mấu chốt dết ra cướp đoạt thế giới bổn nguyên một trận chiến định càng khôn đúng vậy một sáng một tối một hư một thực, phù hợp binh gia hư thật chi đạo, không hổ là tả sư huynh, quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Vệ lương sinh con mắt sáng ngời, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Những người khác cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng không phải cái loại này cứng nhắc lấy muốn xuất đầu lỗ mãn chi đồ, cũng từng làm qua mấy lần cùng loại tranh đoạt thế giới giết chóc nhiệm vụ, tự nhiên biết rõ đoàn kết mới là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai làm lão đại đều không sao cả. Tả Dương Đông nghe được toàn thân sảng khoái, vẻ mặt thỏa mãn, cái này tân sinh rất không tồi, rất biết làm người a cũng đầy đủ thông minh, rõ ràng nhìn ra được chính mình kế hoạch ưu tú chỗ là có thế tạo chi tài. tả sư huynh, ta cảm thấy được kế hoạch này không ổn. hạ bình lúc này thời điểm nhảy ra ngoài. a à, có cái gì không ổn? chẳng lẽ ngươi có cái gì cao kiến? tả dương đông mí mắt chớp chớp, nội tâm có loại cảm giác không ổn, cái này gậy quấy phân heo bỗng nhiên nhảy ra, tuyệt đối không có chuyện tốt, chẳng lẽ tiểu tử này không hài lòng hắn suốt đầu? muốn chính mình đem làm lão đại hay sao hắn cảm thấy hạ bình khả năng muốn chính mình đem làm lão đại muốn đoạt quyền cái gì một sáng một tối hư thật giao nhau căn bản không cần phải dựa theo ta nói trực tiếp hoành đẩy đi qua là được thần cản sát thần phật ngăn cản giết phật hạ bình đại còi còi nói biểu thị trực tiếp hoành đẩy đi qua đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mọi người nghe nói như thế khóe miệng co giật không biết nên nói cái gì hạ sư đệ ngươi vừa tới trung ương vũ trụ Tạm thời đối với cái chỗ này không phải rất quen thuộc. Tả Dương đông khóe miệng co quắp rồi rút, nói, muốn biết toàn bộ trung ương vũ trụ chủng tộc vô số, từng chủng tộc đều thập phần cường đại, có chút chủng tộc càng là có đặc thù năng lực, hơi chút không cẩn thận, đều lật thuyền trong mương. Nói thí dụ như có loại tộc am hiểu dụng độc, có chút am hiểu sử dụng nguyên rủa, có am hiểu trận pháp, có am hiểu ám sát vân vân, đợi một tí, dù cho ngươi sức chiến đấu cường đại, nhưng là trúng rồi những này bẫy rập, đều là cửu tử nhất sinh, không thể không thận trọng a. À. Đúng vậy, ở chính giữa vũ trụ chính là muốn hèn mọn bị ổi, muốn tham sống sợ chết, âm thầm rất nhanh phát dục, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Không ít thái sơ thánh địa đệ tử đều là sâu chấp nhận. Cao thủ chân chính, chính là muốn cẩu, có thế cẩu tự cẩu, có thể không đánh nhau tự không đánh nhau, ẩn nút mà bắt đầu, hèn mọn bị ổi phát dục, đem làm vạn tuổi già con rùa đen, sống đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Trung ương vũ trụ cao thủ đều là như vậy hay sao? Như vậy biệt khuất. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Cái gì đều là như vậy, tiểu tử này thế nào cứ như vậy vô sĩ. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi, ai không muốn hoành đẩy vạn giới, thần cản sát thần Phật ngăn cản giết Phật, nhưng là có thể hiểu rõ mới có quỷ, chư thiên vạn tộc cao thủ đều ở chính giữa vũ trụ, thiên tài tụ tập, cao thủ như mưa, yêu nghiệt xuất hiện lấp lấp. Hơi có chút thế nào gào to hô đều bị diệt đi, một cái đánh không lại, sẽ tới 10 cái, dám tìm đường chết đều bị diệt đi đây chính là bọn hắn ở chính giữa vũ trụ sống rồi thời gian rất lâu mới lấy được kinh nghiệm quý báu tuy nhiên là biệt khuất một chút nhưng là ít nhất không chết tương lai còn có hy vọng hạ sư đệ ta cảm thấy được tả sư huynh nói không sai người ta kinh nghiệm phong phú có lẽ nghe hắn đấy vệ lương sinh mở miệng nói được rồi hạ bình biểu hiện ra một lời đáp ứng nhưng là hay là muốn hoành đẩy đi qua nhanh chóng giải quyết chuyện này đạt được thế giới bổn nguyên đương nhiên điểm ấy tiểu tâm tư không cần phải biểu hiện ra ngoài Tả dương đông vẻ mặt sung sướng nhìn xem vệ lương sinh, hay là người sư đệ này tốt, nhìn xem thuận mắt, lại thông minh, lại có thể vuốt môn ngựa, sư đệ cùng sư đệ ở giữa trên lệch thế nào tự lớn như vậy chứ? Có người tự là gậy quấy phân heo, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Quanh! Đúng vào lúc này, nham thạch hào phi thuyền đã đến gần một cái thế giới, thế giới kia bề ngoài như là sầu riêng giống như, tách ra màu đỏ hào quang, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Đến rồi! Tất cả mọi người nhìn sang biết rõ chính mình đã tới chỗ mục đích vèo không nói hai lời nham thạch hào phi thuyền lập tức chui vào rồi cái thế giới này chính giữa tốc độ cực nhanh lý huynh đừng xúc động bên cạnh cũng có người thấy được hạ bình lập tức sắc mặt đại biến hiển nhiên là nhận ra hạ bình hắn không nói hai lời lập tức tự kéo lại vị này người mặc màu đỏ sau lưng tráng hán hắn cảm thấy sự tình lớn rồi không thể để cho tráng hán này tiếp tục tìm đường chết xuống dưới miễn cho hại người hại mình phan huynh ngươi lôi kéo ta làm gì phải hay là không tiểu tử này có cái gì địa vị đem ngươi dọa sợ. Một cái đi cửa sau nhị thế tổ tính là cái đếch ấy, cũng dám tại thái sơ thánh địa diễu võ dương oai, ở chỗ này ai không có bối cảnh A, à, cũng đến phiên tiểu tử này hung hăng càng quấy. Chứng kiến chính mình đồng bạn vẽ mặt như thế, lưng áo màu đỏ tráng hán càng thêm tức giận rồi, cho là mình đồng bạn e ngại tiểu tử này bối cảnh, bị cái này nhị thế tổ hù đến rồi. Hắn bình sinh ghét nhất chính là loại ý thế hiếp người gia hỏa, giống như cho là mình có một tốt cha, có thể hoành hành ngang ngược, không có người có thể làm gì được rồi hắn. Lúc trước hắn tựu là bị một cái nhị thế tổ cướp đi bạn gái, đeo nón xanh, hiện tại y nguyên ghi hận trong lòng, rất là kỳ thị những cái, kia có một ưu việc bối cảnh khốn nạn. Không, Lý Huynh, tiểu tử này là Hạ Bình. Cái kia đồng bạn thấp giọng nói ra. Cái gì? Hạ Bình, cái kia tại nội môn đại nháo thiên cung, khiến cho phần đông nội môn đệ tử sức đầu mẻ tráng đông vũ trụ người. Nghe nói như thế, lưng áo màu đỏ tráng hán lập tức lại càng hoảng sợ nói thật hắn cũng là vừa mới bế quan mới đi ra không phải rất hiểu rõ thái sơ thánh địa chuyện đó xảy ra nhưng là cho dù hắn lại cô lậu quả văn hắn cũng nghe đến thái sơ thánh địa xuất hiện tân sinh mới mới vừa tiến vào thái sơ thánh địa tự làm ra một đại sự đánh cho phần đông thái sơ thánh địa đệ tử cũng không dám ra ngoài môn kêu ca sôi trào cuối cùng trưởng lão tự mình ra mặt mới khiến cho cái thằng này yên tĩnh xuống bằng không cũng không biết huyên náo cái tình trạng gì không ít thái sơ thánh địa đệ tử đều đối với tiểu tử này hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, dù sao bọn hắn tài nghệ không bằng người, hơn nữa nơi này là thái sơ thánh địa, muốn dùng bối cảnh áp người đều không có biện pháp. Có thế hắn ngược lại là không nghĩ tới mới tiếp cái nhiệm vụ, tự gặp được như vậy truyền kỳ tân sinh, hơn nữa vừa lên đến tự treo chọc phải rồi. Đúng vậy, chính là tiểu tử, ta cảm thấy cho ngươi hay là đừng hung hăng càng quấy thì tốt hơn, nếu như bị hắn bắt được lời mà nói, ngươi tự triệt để xui xẻo cái kia đồng bạn vội vàng cảnh cáo nói. Nói thật hắn như thế e ngại Hạ Bình, cũng là bởi vì hắn tự là bị Hạ Bình đã từng đã đảo một thành viên, mới một cái đối mặt đã bị quật ngã rồi, cái này lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, e ngại không thôi, để lại tâm lý oán hận. Một cái tân sinh mà thôi, phải hay là không như vậy rất giỏi, hẳn là thổi ra a. À. Hồng bối tâm hắn tự có điểm tâm hư nói, hắn y nguyên chết việc nước sôi mạnh miệng. Không đợi hắn nói dứt lời, Hạ Bình tự đứng cả đi lên, Họ tay bắt lấy hồng bối tâm hán tử bả vai, đại còi còi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ đối với ta tham gia nhiệm vụ lần này rất không hài lòng, còn nói ta cản trở, ta rốt cuộc là như thế nào kéo ngươi chân sau rồi, có thể hay không một năm một mười nói ra. Quanh! Lập tức, hồng bối tâm hán tử từ trên người Hạ Bình cảm nhận được một cổ khủng bố khí tức, tự hồ không gian đều cứng lại mà bắt đầu, sau lưng phản phất có một minh thần tại mặt không biểu tình nhìn mình chăm chăm. Hắn toàn thân cao thấp tế bào đều đã xảy ra mãnh liệt cảnh cáo, tự hồ bị minh thần theo dõi giống như liền xương cốt đều tại run rẩy cho dù hắn là lôi kiếp cảnh trung kỳ nhân tộc đại năng so trước mắt tiểu tử này cao nhất cái đại cảnh giới nhưng là cũng y nguyên không có cảm giác an toàn tự hồ chỉ sẽ đối vừa mới trưởng hắn liền biến thành cho bụi rồi cảm giác như vậy vô cùng mãnh liệt phản phất là bị thái cổ hung vật nhìn chằm chằm vào từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi theo hắn trên trán nhỏ xuống giờ phút này hắn liền lời nói cũng nói không nên lời người chung quanh cũng cảm nhận được cổ này áp lực tới cực điểm khí tức căn bản không dám nói lung tung đều là không tự chủ được rút lui rồi một bước sợ tai họa hồ cá chứng kiến loại tình huống này lưng áo màu đỏ nam tử quả thực chọc tức tê liệt đều là chút ít không có nghĩa khí hỗn đản thời khắc mấu chốt một cái đều dựa vào không nổi dựa vào người không bằng dựa vào chính mình a à. khục khục lúc này thời điểm một vị người mặc màu trắng áo tràn trưởng lão từ trên trời giáng xuống ho khan một tiếng tốt rồi hạ bình chuyện này dừng ở đây a à? đừng khi dễ sư huynh của ngươi. Trưởng lão, ta chỉ là muốn hỏi hắn mấy vấn đề mà thôi, ở đâu là tại khi dễ hắn. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Hồng bối tâm hắn tử tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi đi qua, ở nơi này là đang hỏi vấn đề, căn bản chính là tại uy hiếp, không thấy được người chung quanh đều dọa được không dám cùng chính mình đứng chung một chỗ rồi sao. Nếu quả thật chính là hỏi vấn đề, nơi nào sẽ là loại này biểu hiện, nói rõ là trợn mắt nói lời bịa đặt. Đồng thời hắn cũng cảm thấy thập phần biệt khuất, chính mình thế nhưng mà thái sơ trong thánh địa môn đệ tử, hay là so tiểu tử này lớn tuổi không biết bao nhiêu tuổi sư huynh, rõ ràng còn bị khi phụ sĩ nhục, còn có thiên lý sao. Cốt rồi, đừng quấy rối, danh tiếng của ngươi thế nhưng mà rất lớn, đều truyền khắp thái sơ thánh địa cao thấp, đừng cho là ta không biết ngươi. Áo bào trắng trưởng lão tức giận nhìn xem Hạ Bình. Nguyên lai danh tiếng của ta đều lớn như vậy rồi. Hạ Bình vẽ mặt đắc ý. Áo bào trắng trưởng lão khóe miệng co giật, danh khí đại chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt là tiếng xấu rõ ràng cái chủng loại kia, hắn khoát khoát tay, nói, tốt rồi, lần này các ngươi đều là tham dự tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, cũng không có tất nhiên phải ở chỗ này lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi lên, nham thạch hào, phi thuyền, nhanh chóng tiến về trước cứu viện, lần này cần phải đem cái thế giới này cướp đoạt xuống. Vâng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nghiêm nghị, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Tuy nhiên cái kia tân sinh thế giới còn ở vào nhân tộc cùng chủng tộc khác tranh đấu cân đối trong đó, miễn cưỡng có thế ủng hộ vài ngày thời gian. Nhưng là ai biết có thế ủng hộ bao lâu, nếu như đối phương viện quân đầu tiên đến lời mà nói, như vậy thế giới kia tựu là thuộc về đối phương được rồi, bọn hắn cũng tự một chuyến tay không, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hạ Bình cũng buông tay, dù sao cùng thế giới bổn nguyên tương tương đối, cùng cái này lưng áo màu đỏ đại hán tranh cãi chỉ là việc nhỏ. Cảm giác đến Hạ Bình tay đã đi ra, lưng áo màu đỏ đại hán cũng lập tức thở dài một hơi, Nội tâm của hắn rõ ràng có loại theo mảnh hổ khẩu hạ chạy trốn may mắn, chính mình phúc lớn mạng lớn. Oanh. Vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức đáp xuống một chiếc màu trắng bạc phi thuyền, toàn thân như là nham thạch đúc thành mà thành, không thể phá vỡ, ở trên tựa hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt nham thạch phù văn, phản phất bất luận cái gì lực lượng đều không thể phá hủy chiếc phi thuyền này, cứng như bàn thạch. Hạ Bình có thể cảm nhận được coi như mình một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể ở chiếc phi thuyền này ở trên lưu lại một tia dấu vết bởi vì chiếc phi thuyền này tản mát ra bất hủ khí tức, tự hồ dung nhập rồi bất hủ cấp nham thạch tánh mạng. Lên đi. Áo bào trắng trưởng lão phất phất tay. Sưu sưu sưu. Một giây sau, Hạ Bình bọn người thân thể lập tức bị một cổ không cách nào ngăn cản năng lượng bao trùm, lập tức hãy tiến vào rồi, nham thạch hào trong phi thuyền bộ chính giữa. Nham thạch hào sắp xuất phát, dự tính ba ngày sau đạt tới mục đích. Trong phi thuyền bộ lập tức vang lên một hồi thanh âm giống như máy móc. Quanh. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một đầu thâm thúy không gian thông đạo không biết kéo dài đến địa phương nào nham thạch hào phi thuyền chấn động lập tức chui vào rồi cái này đầu không gian đường hầm trong đó đã đi ra thái sơ thánh địa quanh nham thạch hào phi thuyền rất nhanh tựu đã tới cái này lưu liên thế giới giải đất trung tâm cái chỗ kia có một chỗ cực lớn nơi trú quân bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tản mát ra cường đại khí tức tự hồ là nhân tộc tạm thời nơi trú quân sưu 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 lúc này hạ bình bọn người lập tức theo phi thuyền đi ra đã tới trong doanh địa. Tự hồ nơi trú quân nhân loại đã sớm nhận được liên lạc tin tức, bọn hắn cũng cùng một chỗ đi ra nên đón. Rốt cuộc đợi đến lúc các vị đại nhân đến, thật sự là quá tốt. Nói chuyện chính là một người mặc lấy màu đen chiến giáp trung niên nam tử, hắn chứng kiến hạ bình các loại thái sơ thánh địa đệ tử rốt cuộc đến, cũng không khỏi thở dài một hơi, mừng rỡ không thôi. Hắn là đám người này loại nhà mạo hiểm thủ lĩnh, tên là Mã Viễn, có lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, còn lại nhà mạo hiểm cũng có pháp tướng cảnh tu vi, đặt ở mặt khác vũ trụ khu vực mỗi người đều là nhân tộc đại năng. Cái gọi là nhân loại nhà mạo hiểm, có chút cùng loại với cổ đại nhân loại kẻ khai thác, đại lục mới phát hiện người. Bởi vì trung ương vũ trụ diện tích rộng lớn vô biên, thời thời khắc khắc đều có thế giới mới sinh ra đời, hoặc là còn có không biết thế giới không có bị người phát hiện, nhưng là những này thế giới lại ẩn chứa khổng lồ tài nguyên. Cho nên, vô số nhân loại vì đạt được cực lớn tài phú, đi ra chỗ đi mạo hiểm, tìm kiếm thế giới mới, một khi phát hiện một cái tân thế giới cái kia chính là một đêm vất nhanh. Nếu như đem cái này tân thế giới vị trí cáo tri thái sơ thánh địa hoặc là hắc ám miệng đường lời mà nói, những này nhà mạo hiểm lập tức có thể đạt được toàn bộ thế giới một phần tiền lời, cái này tiền lời kỳ có thể dài đến 10 vạn năm. Bởi vậy quá nhiều nhân loại nhà mạo hiểm xuất phát thăm dò thế giới mới, cái này lưu liên thế giới cũng là nhà mạo hiểm phát hiện thế giới một trong. Bất quá nhà mạo hiểm cũng không phải cái gì đều có thể đem làm đấy, cần phải có đầy đủ tiền tài mua sắm phi thuyền, cần thực lực cường đại chống cự các loại nguy hiểm, đây cũng là cái cực kỳ phong hiểm chức nghiệp, cử tử nhất sinh. Có thế ngay cả như vậy, muốn trở thành nhà mạo hiểm người cũng là rất hiếm có không thể tính toán. Tình huống thế nào, cái thế giới này bổn nguyên không có bị yêu tộc cướp đi à? Tả Dương Đông lập tức hỏi thăm cụ thể tình báo. Lần này cùng nhân tộc tranh đoạt lưu liên thế giới chính là yêu tộc, chúng số lượng phần đông, thực lực cường hoành, không thua gì nhân tộc. Mặt khác thái sơ thánh địa đệ tử cũng là nhìn xem bọn này nhà mạo hiểm, bọn hắn cũng không hy vọng chính mình lần một chuyến tay không đại nhân, yên tâm đi, tạm thời còn không có bị đoạt đi, chúng ta song phương đều ở thế giới bổn nguyên phụ cận bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tạm thời ai cũng không có biện pháp tới gần. Nếu có ngoài ý muốn, chúng ta lập tức sẽ phát hiện. Mã Viễn trầm giọng nói, bất quá trước kia chúng ta đạt được tình báo, yêu tộc cũng có viện quân đã đến, khả năng rất nhanh sẽ hướng phía thế giới bổn nguyên khởi xướng tiến công, may mắn đại nhân các ngươi tới được sớm, nếu không chúng ta tự không có bất cứ cơ hội nào rồi. Hắn ngữ khí ẩn chứa một tia may mắn, thế giới tranh đoạt mấu chốt ngay tại ở đến giúp tốc độ, nếu như tốc độ không đủ nhanh lời mà nói, cũng sẽ bị chủng tộc khác cướp đi. Như vậy bọn hắn vất vất vả vả phát hiện một cái thế giới tự vô dụng, chỗ tốt gì cũng phải không đến. Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, lập tức đem thế giới này bổn nguyên cướp đoạt xuống. Tả Dương Đông con mắt lộ ra một tia tinh quang, đã thế giới bổn nguyên không có bị người cướp đi, bọn hắn còn có rất lớn cơ hội, cũng không cần phải chờ đợi, lập tức đi qua đoạt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đại nhân, không biết chúng ta có gấp cái gì có thể giúp? Mã Viễn dò hỏi. Không cần, các ngươi ở hậu phương lượt trận là được rồi, còn có chú ý đám kia yêu tộc hướng đi, để ngừa đối phương đánh lén. Tả Dương Đông khoát khoát tay, không cần bọn này nhà mạo hiểm hỗ trợ. Phần đông thái sơ thánh địa đệ tử cũng là tự ngạo, mỗi người vô cùng tự tin, nếu như bọn hắn cần bọn này nhà mạo hiểm hỗ trợ, còn cũng coi là thái sơ thánh địa đi ra đấy sao? Mã viễn các loại nhà mạo hiểm cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm, bởi vì không cần bọn hắn xuất thủ, cũng tránh khỏi đã chết nguy hiểm. Dù sao bọn hắn trước kia cũng làm được đủ nhiều rồi, có thể làm cho yêu tộc không có cướp đoạt thành công, lại để cho viện quân kịp thời đến, coi như là công lao lớn, dù ai cũng không cách nào gạt bỏ. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, tả dương đông bọn người lập tức xuất phát, bất quá bọn hắn chia ra hai đường, một bộ phận quan minh chính đại thẳng hướng thế giới bổn nguyên chỗ địa phương, một bộ phận âm thầm ẩn nút, phòng ngừa có địch nhân đánh lén, đội ứng ngoại hợp. Mà Hạ Bình dĩ nhiên là bị đặt ở bên ngoài đội ngũ, bởi vì bất kể thế nào xem, tiểu tử này đều không giống như là ưa thích người nằm vùng, vì tránh cho thằng này tại thời khắc mấu chốt làm ra phiền toái gì, hay là tại ngoài sáng thượng mang theo so sánh tốt. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục đã tới lưu liên thế giới trung tâm, đó là một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên, giờ phút này trung ương vị trí bị phong ấn một khỏa cực lớn quả cầu ánh sáng, đường kính dài đến 3.000 km, cực lớn vô cùng. Mà cái này khỏa quả cầu ánh sáng tự hồ ẩn chứa vô số pháp tắc đường vân, một đạo lại một đạo pháp tắc dây xích bao trùm cái này khỏa quả cầu ánh sáng, cả khỏa quả cầu ánh sáng tản mát ra nồng đậm khí tức, phản phất có được thế giới hết thảy pháp tắc chân lý, thâm bất khả trắc. Nó chậm rãi xoay tròn, như là thái dương bình thường tản mát ra cực nóng ánh sáng chói lọi. Cái kia chính là thế giới bổn nguyên. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến chính mình huyết mạch trong cơ thể tại trục rịch, cổ này bổn nguyên năng lượng tự hồ tại hấp dẫn chính mình, nếu như đem cái này đoàn thế giới bổn nguyên thôn vệ tiến trong cơ thể, chắc hẳn lập tức có thể lại để cho hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Đúng vậy, cái này là thế giới bổn nguyên, đối với tu luyện giả có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng là không thể tùy ý phá hư, một khi bị phá hư rồi, toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Tả Dương Đông trầm giọng nói, đây là cái thế giới này nguồn năng lượng hạch tâm, duy trì hết thảy thế giới pháp tắc trụ cột, thật giống như quan não hạch tâm giống như, chỉ cần đem hắn khống chế, có thể khống chế cái thế giới này. Trên thực tế, thế giới này bổn nguyên tựu là cái thế giới này Thái Dương, có thể cung cấp cho vạn vật vô cùng nhiệt lượng, cung cấp vô cùng năng lượng, lại để cho hết thảy tánh mạng khỏe mạnh phát triển. Thái Dương Hạ Bình thoáng cái hiểu rõ ra, vì sao trung ương vũ trụ rất nhiều thế giới không có hành tinh tồn tại, nhưng lại y nguyên có thể sáng lên nóng lên, phát nhiệt, nguyên lai cái thế giới này ngưng tụ ra bổn nguyên, chuyển hóa thành Thái Dương, không ngừng bay lên đáp xuống, lại để cho vạn vật là tự nhiên mình quy luật tại vận chuyển. Một khi Thái Dương vẫn lạc, thế giới bổn nguyên biến mất, như vậy cái thế giới này cũng tự hỏng mất hắn đè nén chính mình muốn nuốt mất thế giới này bổn nguyên bản năng, cái này lưu liên thế giới đã bị người tộc đăng ký, thuộc về nhân tộc đồ vật rồi, nếu như đem hắn thôn vệ lời mà nói, cái thế giới này đều sụp đổ. Tại bình thường khu như vậy tân sinh thế giới có lẽ cũng không có thiếu, không cần phải dẫn xuất phiền toái như vậy. Sư huynh, yêu tộc đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có thái sơ thánh địa đệ tử lập tức kêu một tiếng. Không ít người đều là vô ý thức nhìn sang. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, xa xa có một đoàn màu đen gió yêu ma bay tới, như là màu đen phong bạo giống như, mang theo khủng bố cùng cát, khí thế làm cho người ta sợ hãi, phô thiên cái địa, mang tất cả thế giới. Trên bầu trời thình lình xuất hiện đại lượng yêu tộc cường giả, yêu khí xông lên trời, chúng lập tức hàng rơi trên mặt đất, cùng hạ bình bọn người xa xa tương đối, giúp nhau dằn co lên. Có chút phiền toái, rõ ràng đến rồi nhiều như vậy yêu tộc cường giả. Tả dương đông đồng tử co rút lại, chầm chầm vào trước mắt bọn này đến yêu quái, đối phương số lượng thình lình đạt đến 300, hơn nữa ít nhất đều là lôi kiếp cảnh cấp bậc đại năng, yêu khí khủng bố đến không có bên cạnh. Nói như vậy, chỉ là tranh đoạt lưu liên thế giới nhỏ như vậy thế giới, cũng không điều động nhiều như vậy cao thủ đến, dù sao trung ương vũ trụ bình thường khu rất lớn, sẽ sinh ra đời rất nhiều thế giới. Bởi như vậy, sẽ phân tán binh lực, đến từng thế giới nhân số sẽ rất ít. Như bọn hắn điều động rồi trên trăm cái cao thủ đến, đã xem như hùng hậu binh lực rồi, nhưng là yêu tộc rõ ràng điều động trọn vẹn 300 cái cao thủ đến đây, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ cái này lưu liên thế giới có cái gì bó tay rồi bảo vật, lại để cho yêu tộc tình thế bắt buộc. Tả Dương Đông hé mắt, lập tức phát giác được có lẽ lưu liên thế giới có cái gì yêu tộc nhất định phải đến tài nguyên, nhưng là hiện tại tình báo thật sự là quá ít, còn không thể nhận ra cảm giác xuất cái gì đến. Nhân loại, cái thế giới này ta yêu tộc chiếm cứ, nếu không muốn chết lập tức lăn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lập tức một ưng tộc yêu vương đứng dậy, hét lớn một tiếng. Nó đầu chim ưng thân người, lưng đeo hai cánh, mọc ra một bộ hung thần ác sát gương mặt, đồng tử ở trong chỗ sâu để lộ ra đáng sợ hung quang, tự hồ công tác chuẩn bị lấy núi thay biển máu, cũng không biết đã từng giết chết bao nhiêu người. Đúng vậy, lập tức xéo đi, nếu không hôm nay nhất định giết được đầu người cuồn cuộn. Không muốn chết, hiện tại tự ly khai, nhắm trúng chúng ta sinh khí các ngươi một cái đều sống không được. Tại đây đã là chúng ta yêu tộc địa bàn, còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Phần đông yêu vương gầm lên một tiếng, chúng con mắt lộ hung quang, trên người tản mát ra cuồn cuộn yêu khí, màu đen khói đặc nổi lên bốn phía, phô thiên cái địa, tự hồ đem phiến khu vực này đều ăn mòn thành yêu quốc gia độ. Nghe nói như thế, một đám thái sơ thánh địa đệ tử đều là nghiêm nghị, bọn hắn có thế cảm giác đến những này yêu vương mỗi người đều thân kinh bách chiến, cường giả như mây, chém giết, tất nhiên sẽ chết tổn thương thảm trọng. Chớ đừng nói chi là đối phương người đông thế mạnh, bản thân tự chiếm hết ưu thế. Tả sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là cùng chết đến cùng, hay là buông tha cho đối kháng? Có người âm thầm thần thức truyền âm, hỏi thăm tả dương đông kế hoạch tiếp theo. Đừng lo lắng, trước cùng những này yêu vương nói chuyện, chúng lao sư động chúng như thế, chỉ sợ chuyện này rất không tầm thường, trước thăm dò kỹ nói sau, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải ổn trọng. Tả dương đông trầm giọng nói, hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn này yêu vương đến tục cùng có cái gì ác chủ bài nơi tay, cư nhiên như thế hung hăng càng quấy, bày ra một bộ đoán chừng bộ dáng của bọn hắn. Tất cả mọi người là gật gật đầu, nghe không rõ đối phương ác chủ bài, tùy tiện xuất thủ cái kia ngu xuẩn nhất hành vi, hơi không cẩn thận còn có thể có thế rơi vào những này yêu tộc cường giả bẫy rập chính giữa. Bọn hắn vẫn tương đối tán thành yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng, một đám dẹp cộng lông súc sinh, cũng muốn học người ta chiếm lĩnh thế giới, quả thực tựu là nói như vẹt, vượng đội mũ người, làm cho người ta bật cười. Có lẽ đoạt chúng ta tộc địa bàn, các ngươi cũng không đủ cách. Đúng vào lúc này, một giọng nói hét to đi ra, như là âm sóng, quét ngang bốn phương tám hướng, không khí chung quanh lập tức nổ vang, xuất hiện một tấc thống kịch liệt bạo tạc nổ tung, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Vèo. Một đạo thân ảnh lập tức theo giữa đám người bay ra, hướng phía đám kia yêu vương tập sát đi qua, dũng mãnh vô cùng. Người nào xuất thủ? Đầu có hố, không biết hiện tại tại là tình huống như thế nào, đây không phải tại đánh rắn động cỏ, đúc tổ ong vò vẽ sao? tả dương đông vừa sợ vừa giận hắn vốn còn muốn quan sát một chút bọn này yêu vương thực lực không nghĩ tới có người xuất thủ làm rối loạn kế hoạch của mình trực tiếp đối với yêu vương xuất thủ tại chỗ khai chiến căn bản không để lối thoát có thể nghĩ đối mặt như vậy tập kích đám kia yêu vương ở đâu còn có thể lưu thủ tự nhiên sẽ cùng chết đến cùng là hạ bình hạ bình xuất thủ vui cười có người kêu la nói phát hiện người xuất thủ là hạ bình quả nhiên là tên hỗn đảng này e sợ cho thiên hạ bất loạn a Hắn là ghét bỏ chúng ta bị chết không đủ nhanh phải hay là không? Tả dương đông tức dẫn đến khuôn mặt đều lục rồi, tên hỗn đảng này tự là kiệt ngạo bất tuần thế hệ, chưa bao giờ nghe người ta nói lời nói, làm theo ý mình. Tiểu tử này căn bản chính là đau đầu A. À. Còn có nhân loại dám ra tay. Đầu kia ưng yêu vương cũng có chút mộng rồi, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới chiếm cứ hạ phong nhân loại, rõ ràng dám ở thời điểm này ra tay với tự mình, không phải nói cần phán vài câu đấy sao? Hiện tại rõ ràng đều không có phiếm vài câu, mà bắt đầu đại khai sát giới, căn bản không có có lưu chỗ trống A. Có thế nó cũng dù sao cũng là một yêu vương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ không bị loại này đột nhiên xuất hiện sự tình dọa mộng, lập tức tự kịp phản ứng, một trảo tự đuổi giết đi qua, ý đồ phản kích. Nhưng là không đợi ưng yêu vương biết chút ít cái gì, cái kia nắm đấm đuổi giết mà đến, khủng bố quyền kình rung chuyển hư không, phản phất là tê liệt đại địa, tan vỡ ngôi sao một quyền. Đông. Ưng yêu vương lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, tiếng kêu thê lương. Thân thể của nó cứ thế mà đã trúng một quyền này, lập tức cảm nhận được một cổ khủng bố tới cực điểm quyền kình lan tràn mà đến, như là sóng âm giống như, từng khúc truyền lại. Quanh. Một giây sau, cái này đầu ưng yêu vương thân thể lập tức nát bấy, triệt để tạc vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương, khổng lồ huyết dịch tựa như trời mưa giống như, tích rơi trên mặt đất, hình thành một đầu huyết sắc sông nhỏ. Ô hát mi thượng đế, cái này là thái sơ thánh địa đệ tử thực lực sao? xa xa mã viễn các loại nhà mạo hiểm cũng là thấy được một màn này, mỗi người đều là hít sâu một hơi, bọn hắn đã từng cùng cái này ưng yêu vương chiến đấu qua, tự nhiên sẽ hiểu đối phương là cỡ nào hung hãn. Đầu kia ưng yêu vương trên người là mình đồng gia sắc, không thể phá vỡ, có thể so với pháp bảo, tầm thường lực lượng đều không làm gì được rồi nó mảy may. ỷ vào kim cương chi thân thể mạnh mẽ đâm tới, không biết giết bọn chúng đi bao nhiêu đồng bạn. Nhưng là hiện tại chỉ là một quyền, đầu kia ưng yêu vương rõ ràng đã bị đánh phát nổ, Phần này lực lượng vô cùng khủng bố. Đáng chết nhân loại. Muốn chết, nhân loại ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết A. Rõ ràng dám giết rồi ta đại ca, ta muốn mạng của ngươi. Lên, giết hắn đi, lập tức đem cái này nhân loại bầm thay vạn đoạn A. Phần đông ưng tộc cao thủ thấy như vậy một màn, cũng là rung động vạn phần, trố mắt muốn nứt, nộ khí bạo rạp, chúng hoàn toàn không nghĩ tới đồng bạn của mình rõ ràng bị cái này nhân loại nho nhỏ một quyền đánh chết, chia năm xẻ bảy, thật sự là quá trở tay không kịp đặc biệt là chứng kiến đồng bạn của mình thân hình hóa thành một cục thịt cân thời điểm, chúng quả thực là nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức sẽ đem cái đầu sỏ gây nên cho xé thành vô số mảnh vỡ. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, theo phần đông yêu tộc cao thủ chính giữa lập tức bay ra hai mươi mấy người ưng tộc yêu vương, chúng tụ tập cùng một chỗ, vận chuyển trên người cực lớn đến cực hạn yêu lực. Lập tức gió yêu ma từng cơn, hắc phong cuồn cuồn, trên người tràn ngập xuất khủng bố hung lệ chi khí, khổng lồ khói đen thình lình hóa thành một đầu quá cổ thần cầm, hai cái cực lớn móng vuốt sắc bén, nhô lên cao kích xuống, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua. Lúc này, móng vuốt sắc bén ngang trời, bộc phát ra đáng sợ mũi nhọn chi lực, tự hồ tê liệt hư không, giữa không trung chính giữa xuất hiện hơn 10 đạo rậm rạp chằng chịt màu đen hàng mang, phản phất xé nát hết thảy, khủng bố vô biên. Ân tộc thần thông hư không tê liệt thuật. Chứng kiến cái kia cực lớn màu đen móng vuốt sắc bén, lập tức hư không vô số hàng mang đuổi giết mà đến, trái viễn đông bọn người là hoảng sợ, bọn hắn trong đầu lập tức đã tuôn ra về cái môn này đại danh đỉnh đỉnh ưng tộc thần thông các loại tình báo. Cái môn này thần thông có thể nói là ưng tộc chính giữa vô thượng sát phạt chi thuật, nó kết hợp được ưng tộc yêu vương trên người huyết mạch thần thông, dung hợp không gian năng lượng cùng kim loại năng lượng vân vân, đợi một tí, đem trên người móng vuốt sắc bén rèn luyện đến cứng rắn vô đối trình độ. Một khi bạo phát đi ra, trên người móng vuốt sắc bén phản phất là thần binh lưỡi dao sắc bén giống như, bình thường pháp bảo cũng không là đối thủ, một trảo đi qua, hư không đều bị vỡ ra ra pháp bảo nứt vỡ. Bình thường tinh cầu chỉ sợ đều một trảo này cho tê liệt số tròn 10 khối, dù cho mặt trên người phòng ngự pháp bảo cũng không có dùng, cái này hàng mang liền không gian đều có thể tê liệt, sắc bén vô cùng. Bằng vào cái môn này sát phạt chi thuật, ưng tộc cao thủ ở chính giữa vũ trụ đại sát tứ phương, hoành hành không sợ, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhất tộc, phàm là chúng xuất hiện địa phương, nhất định là máu chảy thành sông, tử thương vô số hiện tại hai mươi mấy người ưng tộc yêu vương đồng thời thi triển cái môn này vô thượng sát phạt chi thuật, bạo phát đi ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa, quỷ thần khó dò, vạn phu mạc địch. Nguy rồi, hạ sư đệ nguy hiểm, lập tức ra tay cứu viện. Tả dương đông biến sắc, hét lớn một tiếng, lập tức mời đến mặt khác thái sơ thánh địa đệ tử xuất thủ, muốn hạ bình cứu đến. Tuy nhiên tiểu tử này là làm giận một chút, nhưng là dầu gì cũng là thái sơ thánh địa đệ tử, là bọn hắn nhân tộc tinh anh, tuyệt đối không thể để cho hắn chết ở yêu tộc trong tay còn không đợi những này thái sơ thánh địa đệ tử xuất thủ hạ bình bỗng nhiên động thủ bàn tay lớn một trảo hư không rung động lắc lư vô cùng vô tận pháp lực theo trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu tuôn ra lập tức pháp lực chấn động nhanh chóng ngưng tụ thành một căn màu vàng lợt trường mâu ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn phản phất một quyển sách vô thượng địa ngục kinh văn hiển hiện trong đó tản mát ra hỗn độn cao quý thâm bất khả trắc khí tức huyết mạch thần thông minh thần chi mâu hạ bình nắm chặt căn này trường mâu tựa như minh thần hàng lâm hướng phía bọn này ưng tộc yêu vương ném đi qua tê liệt hư không tối tâm chính giữa tựa hồ có minh thần ý chí hàng lâm xuống Quanh! căn này minh thần chi mâu còn không có tới gần đều là khủng bố màu vàng lật năng lượng như là triều tịch bình thường mạnh vọt qua giữa không trung chính giữa vô số hàng mang đều nứt vỡ rồi cái con kia móng vuốt sắc bén lập tức bị chấn được chia năm xẻ bảy ngàn thương trăm lỗ làm sao có thể phần đông ưng tộc yêu vương quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình đây chính là chúng ưng tộc cho rằng tự hào vô thượng sát phạt chi thuật, nhưng là hiện tại chỉ là một kích, liền đem chúng sát phạt chi thuật cho nhẹ nhõm đánh tan rồi. Cái kia cứng rắn vô đối hàng mang tại cổ năng lượng này trước mặt, yếu ớt được như là hài nhi giống như, phản phất là không là cùng một đẳng cấp năng lượng, bày biện ra dễ như trở bàn tay trạng thái. Siêu, xíu, xíu, u u. Đồng thời căn này minh thần chi mâu kích xạ ra một đạo lại một đạo ám kim sắc quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi dết đi qua, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng với minh thần ý chí, phản phất cướp đoạt hết thảy tánh mạng linh hồn. Không tốt, chạy mau. Tia sáng này không thể địch lại được, lui lại, mau bỏ đi lui. Phần đông ưng tộc yêu vương sắc mặt đại biến, chúng rõ ràng cảm giác đến cái này ám kim sắc quan mang khủng bố, trong đó ẩn chứa mũi nhọn chi lực so chúng hư không tê liệt thuật cường hoành mấy lần. Rõ ràng còn không có tới gần, nhưng là chúng tự có loại linh hồn bị xuyên thủng cảm giác. Sưu sưu sưu. Chúng chấn động sau lưng hai cánh, thân hình lập lòe, tự muốn hướng phía xa xa bay đi, thân là ưng tộc tốc độ, chúng có tuyệt đối tự tin, chỉ cần là tốc độ lời mà nói, cũng là đứng đầu trong danh sách chủng tộc. Có thế chúng quá coi thường minh thần chi mô lực lượng, những này ám kim sắc quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, nhanh đến chúng không cách nào tưởng tượng trình độ, tựa như tốc độ ánh sáng. A. À, một đầu ưng tộc yêu vương ý đồ từ trên cao bay đi, nhưng là mới phi không đến một phần ba khoảng cách, một đạo ám kim sắc quang mang đuổi giết mà đến, lập tức tự thân thể của nó xuyên thủng, Phản phất cứ như vậy bị đinh tại giữa không trung trong đó, máu tươi giống như trời mưa tựa như nghiêng đổ một mảnh đại địa, đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, tại chỗ đã chết. Không không không. Có ưng tộc yêu vương thấy như vậy một màn, trố mắt muốn nứt, nó ý đồ theo trên mặt đất bay đi, xẹt qua trời cao, thế nhưng mà cũng không làm nên chuyện gì, một đạo ám kim sắc quang mang từ trên cao rơi xuống. Trong nháy mắt, nó toàn bộ thân hình đã bị xuyên thủng, cắt giao đính tại đại địa phía trên, toàn bộ thân hình đều chia năm xẻ bảy tính cả đại địa đều xuất hiện một cái cực lớn hố sâu liều mạng cùng hắn liều mạng cũng có vài đầu ưng tộc yêu vương cảm giác đến chính mình tai vạ đến nơi căn bản né tránh không được tự ý đồ ngạnh kháng chúng cùng một chỗ liên thủ thi triển vô thượng thần thông thế nhưng không có cái gì tác dụng phòng ngự của bọn nó thần thông yếu ớt được như là đậu hũ giống như bị minh thần chi mâu hàng quan dễ dàng xuyên thủng cả người đều bị tê liệt rồi rầm 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 mấy giây về sau Hai mươi mấy đầu ưng tộc yêu vương đã bị toàn bộ đánh chết, trên mặt đất lưu lại lấy một đống ưng tộc yêu vương thi thể mảnh vỡ, máu tươi đầm đìa, cảnh hoàn tàn khắp nơi. Cái này, vậy thì toàn bộ chết rồi hả? Thấy như vậy một màn, tả dương đông nhịn không được hít sâu một hơi, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem khí định thần nhàn sừng sững tại giữa không trung chính giữa Hạ Bình. Tuy nhiên hắn từng nghe qua Hạ Bình thanh danh, biết được đối phương là thái sơ thánh địa từ trước tới nay đau đầu, đánh cho phần đông nội môn đệ tử không dám ra môn, tiếng quán than dậy đất, thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng là không có nếu đã gặp, hắn vẫn là bán tính bán nghi, cảm thấy phải hay là không nói hoa rồi, dù sao lời đồng loại vật này tựu là càng truyền bá lại càng vớ vẩn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn tận mắt thấy rồi hạ bình quá trình chiến đấu, triệt để phá vỡ rồi tưởng tượng của mình, thực lực như vậy chỉ sợ so đồng đại chính giữa khủng bố không biết bao nhiêu lần. Biến thái, thật sự là biến thái A, cái này là thái sơ thánh địa đệ tử, như thế nào sẽ cường đại đến loại trình độ này, hay là người sao? Phần đông nhà mạo hiểm cũng là bị dọa, nhìn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn hắn cũng từng nghe qua theo thái sơ thánh địa đi ra người, mỗi người đều là yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài, vạn năm vừa ra cái chủng loại kia. Coi như là như vậy, cũng không tránh khỏi quá khoa trương, cái kia nhưng đều là lôi kiếp cảnh yêu vương A, mỗi một yêu vương đều là tàn sát bừa bãi thế giới tồn tại, làm hại tứ phương, một phương bá chủ. Nhưng bây giờ rõ ràng giống như các cỏ tựa như bị giết chết, hơn nữa tiểu tử này mới là pháp tướng cảnh tu vi đỉnh cao mà thôi kém một cái đại cảnh giới nhưng là nhưng bây giờ giống như phụ thân đánh nhi tử tựa như đến tục cùng ai mới là lôi kiếp cảnh đại năng hạ huynh lại biến thái rất nhiều vệ lương sinh các loại đến từ đông vũ trụ thiên tài cũng là vẻ mặt run rẩy cho dù bọn họ đã từng thấy qua hạ bình chiến đấu tràn cảnh tuy nhiên bị một màn này chấn được không được cái này bất kể là xem bao nhiêu lần đều cảm thấy không thể tưởng tượng vốn bọn hắn cho là mình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh tu vi tiến bộ một mảng lớn có lẽ ngắn lại rồi chính mình cùng hạ bình khoảng cách a hiện tại xem xét bọn hắn cảm giác mình suy nghĩ nhiều bọn hắn liền tiểu tử này gót chân cũng còn không thấy được chớ nói chi là tiếp cận không có khả năng chỉ là một kích hai mươi mấy người ưng tộc yêu vương rõ ràng đã bị diệt đi nói đùa gì vậy lúc nào ưng tộc yêu vương nhỏ yếu đến loại tình trạng này có yêu vương không thể tin được rung động không hiểu đúng vậy tiểu tử này mới là pháp tướng cảnh tu vi đỉnh cao a làm sao có thể như thế biến thái, nhân tộc khi nào xuất hiện một khủng bố như vậy cao thủ trẻ tuổi. Có yêu vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ nó nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiểu tử kia chỉ có bị ưng tộc yêu vương hành hạ đến chết được một phần, nhưng bây giờ là trái ngược, căn bản không hợp lý. Không có khả năng đấy, nhất định là dùng cái gì bí pháp đã ẩn tàng tu vi của mình, giả heo ăn thịt hổ, hắn tuyệt đối là lôi kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật, bằng không không có khả năng có như vậy sức chiến đấu. Thì ra là thế, vậy thì có thể lý giải rồi. Lý giải cái rắm, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật, có thể lập tức chém giết hai mươi mấy người cùng giai cao thủ, cũng là rất khủng bố một sự kiện, hắn là ta yêu tộc đại địch. Hiện tại tự khủng bố như vậy rồi, nếu tấn thăng đến thánh nhân, còn phải rồi, chúng ta yêu tộc còn có được lăn lộn sao? Giết hắn đi, phải làm thịt cái này nhân loại, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc nhiều ra một khủng bố thánh nhân. Không ít yêu vương đồng tử ở trong chỗ sâu tản mát ra đáng sợ sát ý, chúng chầm chầm vào hạ bình, vừa rồi chuyện này đã khiến cho chúng sôi trào sát khí, mặc kệ lần này có thể hay không đạt được cái thế giới này. Tóm lại cái này yêu nghiệt nhân loại phải chết, chết không có chỗ chôn. Giết hắn đi. Chỉ trong nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một giọng nói, truyền lại đến hư không từng nơi hẻo lánh, lại để cho phần đông yêu vương đều nghe được rành mạch, như vậy thanh âm quỷ dị thần bí, lại để cho người nghe không rõ sở từ nơi này truyền tới đấy. Khí khà giết giết khí giết giết giết. Trong thời gian ngắn, tự có yêu vương động từng đạo màu đen bóng dáng xuất hiện, chúng ở trên hư không ở trong chỗ sâu vạn vẹo, uốn lượng, thoáng cái tự xuất hiện tại hạ bình chung quanh. Lập tức, một tôn đầu rắn thân người yêu vương xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, số lượng đạt đến 50, chúng cầm trong tay một thanh màu đen trường kiếm, thân kiếm uống lượng, như là độc xà. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Một thanh chua lợi kiếm xé rách không gian mà đến, khí khà zét zét khí zét 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 rung động, phản phất là độc xà thổ tính tựa như. Chúng đều là xà tộc yêu vương, là chân chính ám sát cao thủ, ẩn nấp hư không, đồng thời cũng am hiểu sử dụng kiếm, bất động thì thôi, khẽ động thì là lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Tại phần đông yêu tộc trong đó, Xà tộc là tiếng tâm lừng lẫy ám sát cao thủ, chúng trường kiếm trong tay có thể cắt đứt hư không, thân thể của bọn nó chạy ở trên hư không ở trong chỗ sâu, xuất quỷ nhập thần. Thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Xà tộc cao thủ một kiếm đâm chết, âm tàn độc ác. Chớ đừng nói chi là, những điều này đều là Xà tộc yêu vương Cao thủ chính giữa cao thủ, trải qua vô số năm rèn luyện, sớm đã đem một thân ám sát kiếm thuật tôi luyện đến rồi quỷ thần khó lường trình độ, có vô lượng huyền cơ. Chúng hướng phía Hạ Bình đuổi giết mà đến, quả thực thật giống như tuyệt thế thích khách bỏ mạng một kích, máu tươi năm bước. Nguy rồi, rõ ràng xuất động ám sát cao thủ, bọn này yêu tộc yêu vương quá hèn hạ. Tả Dương đông bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn xuất thân trung ương vũ trụ, đương nhiên biết rõ xà tộc cao thủ khủng bố chỗ, xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình không biết bao nhiêu đạt trình độ cao nhất nhân tộc cao thủ đều đã bị chết ở tại xà tộc cao thủ ám sát phía dưới. Thế nhưng mà những này xà tộc cao thủ xuất thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn hắn dù cho muốn đi lên cứu viện cũng căn bản không kịp, cao thủ ở giữa chiến đấu, thường thường tại trong nháy mắt phân ra thắng bại. Quanh! Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung trong đó, mặt không biểu tình, hắn không nhúc nhích, lập tức vận chuyển trong cơ thể công pháp Bắc minh hộ thể công. Lập tức, thân thể của hắn lập tức bị một đoàn khí lưu bao trùng, hiện lên rậm rạp chằng chịt côn bằng phù văn, bày biển ra màu thủy lam, phản phất một đoàn nước biển bao khỏa toàn thân, kính không kẻ hở. Đông đông đông. Đúng lúc này, trường kiếm không lưu tình chút nào đâm trúng hạ bình thân thể, lập tức phát sinh đùng đùng không dứt tiếng vang, một thanh thanh trường kiếm lập tức đã bị bắt minh hộ thể công chấn được chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi thi triển xà tộc vô thượng sát phạt chi thuật, rõ ràng trung chuyển không được tiểu tử này hộ thể cương khí nói đùa gì vậy cuối cùng là cái gì hộ thể thần thông chúng ta ám sát chi thuật rõ ràng không có hiệu quả gì liền hắn hộ thân cương khí đều phá không được không thể tưởng tượng phòng đều phá không được cái này còn thế nào đánh quái vật cái này nhân loại là chân chính quái vật ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy loại như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế phần đông xà tộc yêu vương đều mộng rồi chúng đã từng ám sát qua vô số cao thủ nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua việc này rõ ràng đâm vào rồi cái này nhân loại trên người đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Trái lại chúng trường kiếm trong tay nhau nhau bị chấn nát, thậm chí truyền đến khủng bố lực đạo, hư không rung động lắc lư, chấn được chúng miệng hổ rung lên, phản phất chính mình dùng bao nhiêu lực đạo anh kích đi qua, tự có bao nhiêu lực đạo phản chấn trở về. Muốn biết chúng trường kiếm trong tay đều là lợi dụng vạn niên hàng thiết, tăng thêm kim xà đồng thao, còn có hoàng kim các vân, vân, đợi một tí tài liệu luyện chế mà thành, sắc bén vô song, không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ rõ ràng bị chấn thành mảnh vỡ, có thể nghĩ của lực lượng này khủng bố. Trong lúc nhất thời, mỗi người xà tộc yêu vương đều sợ ngây người, có trong nháy mắt ngốc trệ, đây là chúng chiến đấu kiếp sống chính giữa nhất không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng là như vậy ngốc trệ tại đại năng ở giữa chiến đấu là cực kỳ trí mạng đấy. Đốt cháy, thái dương dung lô. Hạ bình hai tay kết ấn, trong cơ thể huyết mạch sôi trào, hơn 3 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào tại rung động lắc lư, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu bừng lên trong thời gian ngắn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vô số hỏa diễm lập tức tạo thành một tòa cực lớn thái dương dung lô, ngàn vạn miếng kim ô phù văn điêu khắc tại lò luyện bề ngoài, tản mát ra thần dị, cường đại khí tức. Đồng thời khủng bố hỏa diễm theo lò luyện ở trong chỗ sâu sinh ra đời, hướng phía bốn phương tám hướng đốt cháy đi qua, có loại đốt cháy bát hoang, đốt tận vực nội hương vị, khủng bố đến không có giới hạn. Đáng chết, ngọn lửa này không thể đụng vào. Đây là thiên địa dị hỏa, lực phá hoại 10 phần, không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không bỏ qua. Lui lại, lập tức lui lại, đợi chút nữa một lần ám sát cơ hội, không nên cùng hắn ngạnh bính. Không tốt lui lại không được, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta tại sao phải bỗng nhiên tầm đó bốc cháy lên rồi? Đáng chết nhân loại, ngươi làm cái gì, đối với thân thể của ta làm cái gì? A a a. Lập tức, tất cả xà tộc yêu vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, tựa như mổ heo giống như, bởi vì chúng phát hiện một đoàn hỏa diễm theo trong cơ thể mình sinh ra đời, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Chúng kinh hãi gần chết, ý đồ cách dùng lực đi dập tắt cái này đoàn thể nội hỏa diễm, nhưng là không có bất kỳ tác dụng, ngược lại mượn chúng trong cơ thể pháp lực với tư cách nhiên liệu, hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, những này xà tộc yêu vương thân thể lập tức biến thành nguyên một đám cực lớn ngọn lửa, khủng bố hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, ánh lửa trùng thiên, đốt cháy hơn 10 dặm. Không có bao lâu thời gian, phần đông xà tộc yêu vương thân thể đã bị thiêu thành cho tàn. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, vừa rồi những cái, khi chết đi xà tộc yêu vương, còn có ưng tộc yêu vương còn sót lại linh hồn năng lượng, lập tức đã bị thôn vệ luyện hóa, nhanh chóng ngưng tụ thành từng khỏa linh hồn kết tinh. Hắn không nói hai lời, lập tức để vào thái dương lò luyện, điên cùng luyện hóa. Rầm rầm. Khổng lồ linh hồn năng lượng thoáng cái dũng mãnh vào nguyên thần của hắn ở trong chỗ sâu, đang tại không ngừng nhắc đến thăng trên người hắn nguyên thần chi lực, cùng với tử phủ ở trong chỗ sâu khổng lồ pháp lực. Hắn cảm thấy tu vi của mình tại từng dọc từng dọc tiến bộ, tự hồ càng ngày càng tới gần lôi kiếp cảnh rồi. Không sai linh hồn năng lượng, không hổ là trung ương vũ trụ xuất thân lôi kiếp cảnh yêu vương, chỉ cần là linh hồn năng lượng đều so khu vực khác yêu vương cường đại trọn vẹn gấp đôi đã ngoài, cái này đối với ta chỗ tốt thật lớn. Các ngươi đã muốn giết ta, vậy giữ lại không được các ngươi rồi, toàn bộ đều đi chết đi a. À. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang trên người tuôn ra khủng bố sát khí, phương viên mấy ngàn vạn km đều tại rung động lắc lư, phản phất biến thành một mảnh huyết sắc giết chóc thế giới. Cái này, cảm nhận được cổ này vô cùng sát khí, cùng với sát cơ, vệ lương sinh bọn người cũng là tóc gáy dựng lên, thân thể rung rẩy, rung rẩy không thôi, dù cho cổ này sát khí không phải nhằm vào bọn hắn, nhưng là cũng cảm thấy tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như những này sát khí tận lực nhằm vào lời của mình, bọn hắn chỉ sợ thân thể đều không thể động đậy. Võ đạo thần thông, đại âm dương xuất bi thủ. Trong chốc lát, Hạ Bình thi triển đại âm dương xuất bi thủ, hắn hướng phía hư không mạnh mà một trảo. Âm âm. Phương viên ngàn vạn km, một mảnh hư không lỡ, cái này bàn tay lớn lập tức liền nhéo phương viên ngàn vạn km thiên địa nguyên khí, phản phất là thần ma tại nát bấy thiên địa, sáng lập càng khôn. Cái này bàn tay lớn theo hư không nghiền áp xuống tới, không chỗ có thể trốn, phản phất bầu trời lật úp. Đối sông sụp đổ giống như sinh ra khủng bố lực phá hoại bốn phía không khí đều tại phát sinh điên cuồng bạo tạc nổ tung rầm 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 lúc này phần đông yêu vương vội vàng không kịp chuẩn bị chúng hoàn toàn không nghĩ đạt được cái này nhân loại to gan lớn mật đến loại trình độ này rõ ràng chỉ là một người rõ ràng dám đảm đương quay mắt về phía chúng đồng thời triển khai công giết chẳng lẽ tiểu tử này không biết làm như vậy con kiến lay cây lấy trứng chọi đá như thế nào sẽ như thế đến loại tình trạng này trong lúc nhất thời chúng không có kịp phản ứng, phía trước một ít yêu vương không kịp né tránh, thoáng cái đã bị một kích này oanh thành rồi mảnh vỡ, cả người nát bấy, hóa thành một cục thịt tương. Mặt đất lập tức bị oanh xuất một cái đường kính mấy ngàn km hố, răng rắc răng rắc rung động, vô số đạo vết rách như là mạng nhện bình thường rậm rạp chằng chịt phân bố tại đây mảnh thổ địa thượng. Đồ hỗn trướng, chỉ là một người mà thôi, rõ ràng còn dám ra tay với chúng ta. Đến tục cùng muốn chúng ta tiểu xem đến mức nào, thật sự khi chúng ta là bùng nặng đấy, không có tính tình giết chết hắn, cùng tiến lên, lập tức đem cái này người cùng vọng loại giết chết. Phần đông yêu vương nổi giận, giận tím mặt, chúng cho tới bây giờ không có gặp được qua chuyện này, rõ ràng bị một cái nhân loại nho nhỏ trước mặt mọi người hành hung, giống như giết gà tựa như bị nhẹ nhõm bóp chết. Nếu như chuyện này truyền đi, chỉ sợ chúng những này yêu vương cái gì mặt mũi cũng bị mất. Chúng nhất định phải đem cái này nhân loại đánh thành một cục thịt tương, là chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Sưu sưu sưu. Giữa không trung trong đó, một tôn yêu vương triển khai chém giết, thi triển vô thượng thần thông, một tòa lại một tòa thần thông đại trận hiện ra ra, rậm rạp chằng chịt bố trí ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Có sư tộc yêu vương thi triển sư tử hống, ẩn chứa sư tử hàng ma chân ngôn, tự hồ ẩn chứa vật môn thần thông chi lực, hùng vĩ, mênh mông, không đâu địch nổi, phản phất một tôn trận mắt kim cương đi ra, hàng yêu phục ma. Có phong tộc yêu vương xuất thủ, hóa thân ngàn vạn, viễn hóa thành từng con khủng bố ông độc, hình thành một tòa ông độc đại trận, đồng thời đuổi giết thành ngàn vạn đạo độc châm, mỗi một đạo độc châm đều ẩn chứa bài trừ cương khí tầng lực lượng, còn có kỳ độc. Coi như là lôi kiếp cảnh yêu vương trúng rồi cái này độc tố, đều miệng sùi bọc mép, ngã xuống đất không dậy nổi, một thời ba khắc cũng sẽ bị hạ độc chết, đây là phong tộc đáng sợ kỳ độc, tuyệt nọc ông Có tri chu tộc yêu vương cũng ngang nhiên xuất thủ, chúng nhổ ra một đạo lại một đạo màu đen tơ nhện, hóa thành một trương khủng bố lưới lớn, theo hư không nghiền áp xuống tới, tự hồ muốn hạ bình trói buộc lên như vậy tơ nhận không thể phá vỡ, tựa như vạn năm hàng băng giống như, coi như là tuyệt phẩm linh khí cũng rất khó đem hắn tổn thương mảy may, đây cũng là rất nhiều pháp bảo trân quý tài liệu. Một khi bị những con nhện này tơ cuốn lên, tựa như là lâm vào vùng lầy giống như, không cách nào đào thoát. Rầm rầm. Ngàn vạn tòa thần thông đại trận theo hư không nghiền áp xuống tới, như là vô số ngôi sao trụy lạc giống như, hủy thiên diệt địa, không đem hạ bình oanh thành cho tàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phần đông yêu vương liên thủ, quả thực tự là vạn vương đều xuất hiện thiên địa đều ám Chút tài mọn điểm ấy không quan trọng lực lượng cũng xứng ở trước mặt ta xuất thủ toàn bộ đi chết hạ bình bất phi sở động nội tâm của hắn như là bầu trời đồng dạng bình tĩnh cảm thụ không đến bất cứ uy hiếp gì sau đây càng thêm chuyện nguy hiểm hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần trong chốc lát hắn thi triển càng không phái vô thượng thần thông đại âm dương xuất bi thủ vận chuyển trong cơ thể chính đại tử phủ không gian pháp lực tuôn ra hắn hướng phía hư không liên tiếp tự oanh ra rồi thập bát chưởng. Mỗi một chưởng đều hướng phía bất đồng phạm vi oanh ra, bao trùm tính đã kích, tạo thành một tòa hàng long phục ma đại trận, chưởng ấn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành màu vàng lật bàn tay, ở trên đường vân rậm rạp chằng chịt, tự hồ ẩn chứa một bộ vô thượng đạo kinh giống như, âm dương nhị khí tại lòng bàn tay chính giữa giúp nhau quấn quanh, hóa thành càng khôn, phản phất hai cái hắc bạch cá con tại du đảng. Những này chưởng ấn oanh kích xuống, thật đúng như là thần linh đến thế gian, chưởng diệt nhân gian, trung chuyển hoàng vũ rầm rầm rầm. Chỉ là một kích, giữa không trung chính giữa vô số thần thông đại trận lập tức bị đập trở thành điên, lập tức bị đánh trở thành một đoàn lại một đoàn khổng lồ nguyên khí, triệt để nát bấy, phản phất là tinh cầu tự bạo. A a a. Lập tức, một tôn yêu vương phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, chúng không chịu nổi như vậy cùng bạo sức lực lớn, đây quả thực là dễ như trở bàn tay, kình đạo thẩm thấu đến thân thể của bọn nó. Mấy cái thời gian hô hấp, thân thể của bọn nó tự nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ ông trời ơi. Tả dương đông bọn người là trừng to mắt, tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng làm lộ, tung hoành vô địch, những cái kia yêu vương coi như là kinh nghiệm chiến tranh khủng bố cao thủ, mỗi người có được bó tay rồi huyết mạch thần thông. Nhưng là tại đây một trưởng phía dưới, lại không hiệu quả gì, đây là dùng lực phá xảo, mặc kệ có được hạng gì tinh diệu, quỷ dị thần thông, tại lực lượng tuyệt đối xuống, đều lập tức hóa thành một phấn. Thập bát trưởng xuống dưới, quả thực là trống rỗng một mảnh, không chỉ có là đánh tan rồi sở hữu tất cả yêu tộc thần thông, đồng thời cũng đuổi giết rồi gần bình thường yêu vương, giết được chúng thất linh bát lạc, máu chảy thành sông. Phần đông yêu vương hoảng sợ tới cực điểm, nội tâm sợ hãi, chúng chứng kiến hạ bình ánh mắt, tự như là chứng kiến một tuyệt thế ma vật giống như, tung hoành bể nghệ, không đâu địch nổi. Thậm chí chúng chứng kiến hạ bình cũng không có tính toán dừng tay, còn có thừa thắng xông lên ý tứ. Đáng chết, dạ ma đám bọn họ, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ chẳng lẽ chờ chúng ta bị giết được không còn một mảnh, các ngươi mới bỏ được được xuất thủ sao? Đúng vào lúc này, có yêu vương hướng phía hư không hét lớn một tiếng. Khạc khạc sờ, yêu tộc, các ngươi thật sự là quá nhỏ bé, rõ ràng bị một cái nho nhỏ nhân tộc liền giết được thất linh bát lạc, chật vật chạy thuộc mạng, cùng các ngươi yếu như vậy tiểu nhân yêu vương hợp tác, thật sự là ta giả ma tộc sĩ nhục. Bất quá cũng trách không được những, này yêu vương, kia nhân loại thật sự là quá mức cường đại, cường đại đến làm ta đều có điểm rung động lắc lư hương vị nhân tộc không hổ là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong lại có thể biết xuất hiện như vậy một tuyệt thế yêu nghiệt cho dù là thời đại thái cổ thần thú thú con cũng không gì hơn cái này đi à nha đáng tiếc người như vậy tộc yêu nghiệt sắp sẽ vẫn lạc chết ở chúng ta đêm trong ma thủ thật thật sự là hưng phấn a à, có thế nhẹ nhõm bóc chết như vậy một nhân tộc thiên kiêu ngẫm lại đều cảm thấy đây là một kiện cỡ nào vĩ đại sự để cho ta tới giết chết hắn a à, tự tay đem đầu lâu của hắn đánh nát đúng vào lúc này hư không ở trong chỗ sâu truyền ra từng đạo quỷ dị thanh âm, tại bốn phương tám hướng chấn tiếng nổ, ai cũng không biết những âm thanh này từ chỗ nào truyền tới đấy. Rầm rầm. Vừa dứt lời, một đoàn khói đen theo hư không ở trong chỗ sâu tuôn ra, mấy cái thời gian hô hấp, phương viên ức vạn km đều bị cái này đoàn khói đen bao vây lại, lại để cho phiến khu vực này biến thành hắc ám thế giới. Thậm chí tại nơi này khói đen thế giới trong đó, khói đen còn có đủ quấy nhiễu tinh thần lực hiệu quả, tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng thần thức thăm dò đều không cao hơn một km, còn có thế che đậy ngũ giác. Đáng chết, yêu tộc rõ ràng liên hiệp dạ ma tộc, chúng đến tộc cùng muốn làm gì, hai đại chủng tộc liên hợp, cùng một chỗ chia cắt cái thế giới này. Tả dương đông bọn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn lập tức nhận ra bỗng nhiên xuất hiện địch nhân, chính là trung ương vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh dạ ma tộc. Cái này chủng tộc cực kỳ khủng bố, chúng vừa xuất hiện chính là đêm tối, có được điều khiển khói đen thần thông, trong bóng đêm qua lại lời mà nói, lực lượng của bọn nó có thể so với lúc khác cường đại mấy lần. Hơn nữa dạ ma tộc tại trong bóng tối xuất quỷ nhập thần, là chân chân chính chính ám sát thuật đại sư, đồng thời cũng tinh thông không gian thần thông. Cho tới bây giờ cũng chỉ có dạ ma tộc ám sát người khác phần, chưa từng có người có thế ám toán đến dạ ma tộc. Lập tức, tả dương đông bọn người lập tức cảnh giác lên, bởi vì tại đây phiến khói đen thế giới, dạ ma tộc tùy thời đều tập sát tới, một khi chủ quan, tất nhiên sẽ bị chém giết. Hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng căn bản không biết đến rồi bao nhiêu dạ ma tộc cường giả, vậy thì càng thêm lại để cho bọn hắn bất an rồi, không có gì so không biết càng thêm khiến người sợ hãi. Ngu xuẩn nhân loại, chết ở dạ ma tộc thủ hạ A, giết ta phần đông yêu vương thù, hôm nay nhất định sẽ báo. Nhìn thấy dạ ma tộc rốt cục xuất thủ, còn sót lại xuống yêu vương lập tức dễ dàng không ít, tin tưởng có dạ ma tộc cao thủ xuất thủ lời mà nói, chúng tự đứng tại thế bất bại. Dù cho đánh không lại tiểu tử này, nhưng là tại khói đen thế giới trong đó, chúng cũng có thể tùy thời chạy thục mạng. Đừng nóng vội lấy giết chết tiểu tử này, tên kia không phải tốt như vậy giết. Một yêu vương trầm giọng nói, chúng ta có lẽ thừa dịp vây khốn đám nhân loại này thời điểm, liền đem cái thế giới này bổn nguyên đã luyện hóa được, trở thành chúng ta yêu tộc thế giới, đây mới là chúng ta nhiệm vụ lần này mục đích. Nó tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng là y nguyên gắn giữ tỉnh táo. Đúng là như thế, cướp đoạt cái này lưu liên thế giới mới là trọng yếu nhất. Đợi khống chế rồi cái thế giới này, đám người này tự không đáng để lo rồi, thậm chí chúng ta còn có thể mượn nhờ cái thế giới này bổn nguyên lực lượng đem bọn này đáng chết nhân loại một mẻ hốt gọn, triệt để đuổi giết. Động thủ, lập tức đi luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên. Phần đông yêu vương quyết định thật nhanh, chúng ý định rút củi dưới đáy nồi, dù cho kia nhân loại trên người có vô số ác chủ bài, nhưng là chỉ cần vây khốn đối phương một lát, chúng có thể luyện hóa cái thế giới này. Đến lúc đó dù cho cái này nhân loại càng lợi hại cũng không làm nên chuyện gì. Còn muốn nhân cơ hội luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên, ý đồ rút củi dưới đáy nồi, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi làm như vậy, tùy ý làm bậy." Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem phần Đông Yêu Vương. "Khạch khạch, ngu xuẩn nhân loại, đối thủ của ngươi bây giờ là chúng ta Dạ Ma tộc, rõ ràng còn ở nơi này hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại cũng không thời gian cho ngươi lo lắng những chuyện khác, hay là đầu tiên lo lắng tánh mạng của mình a." À? "Hắc hắc, ta tìm được tiểu tử này sơ hở, đi chết đi." đầu của hắn là thuộc về ta đấy, ta muốn đem hắn thi thể trảo trở về làm tiêu bản, cái này nhất định là vô cùng tốt sưu tầm phẩm. Trong bóng tối, từng đạo thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, ai cũng không biết những âm thanh này từ chỗ nào phát ra, những âm thanh này cũng ẩn chứa nhiễu loạn tâm thần hiệu quả. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, khói đen lăn mình, như là cự long xoay người giống như, thình lình huyễn hóa thành đao, thương, kiếm, kích, chủ y vân, vân, đợi một tí 18 loại vũ khí, hướng phía hạ bình đuổi giết đi qua, mỗi một kiện vũ khí đều ẩn chứa khủng bố không gian chi lực, mũi nhọn chi lực, hắc ám chi lực, phản phất là xuyên thấu hết thảy thí thần hàng mang, hắc ám chi thần sát ý. Còn ở nơi này giả thần giả quỷ, thật đã cho ta không làm gì được rồi các ngươi. Hạ Bình đã không kiên nhẫn được nữa, hắn chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh đại địa, lập tức từ trên người hắn tuôn ra một cổ cường hoành thần niệm, theo bốn phương tám hướng bao phủ đi qua, vô thanh vô tức. Huyễn thuật chân giải. Ông ông lập tức phương viên ức vạn dặm khu vực không gian tựa hồ cũng bị lực lượng tinh thần bóp méo sinh ra hư ảo không gian độc lập với sự thật không gian đem cái này khói đen thế giới triệt để tách ly ra chuyện gì xảy ra tiểu tử kia như thế nào biến mất trong bóng tối phần đông dạ ma tộc yêu vương đều là chấn động bởi vì chúng phát hiện hạ bình thân ảnh biến mất biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi phản phất không trên thế giới này tựa như đây quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện bởi vì tại nơi này đêm tối thế giới quả thực tự là chúng dạ ma tộc lĩnh vực, dạ chi quốc gia, bất cứ địch nhân nào đều khó có khả năng giấu giếm được ánh mắt của bọn nó. Nhưng bây giờ cái này nhân loại rõ ràng biến mất, khiến chúng nó nội tâm sinh ra từng đợt không ổn. Trước kia cái loại này đắc ý, càng rỡ cảm xúc lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi, bất an, cùng với sợ hãi, căn bản không biết cái này nhân loại ta đã làm gì. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm thấy một hồi ủ rũ đánh úp lại? Đúng vậy, hảo khốn, giống như vài năm không có nghỉ ngơi đồng dạng. Mọi người coi chừng, tiểu tử này tại nhằm vào chúng ta triển khai tinh thần công kích, không thể kinh thường, lập tức tỉnh táo lại. Có dạ ma tộc yêu vương kêu to lên, nhắc nhở mọi người chú ý, nhưng này không phải hiểu rõ tỉnh có thể tỉnh táo lại đấy, tại cường đại huyễn thuật chi lực phía dưới, chúng trong nháy mắt tự lâm vào trong hôn mê. Rầm rầm rầm. Theo những này đêm ma lâm vào hôn mê, do chúng trên người kích phát ra đến dạ chi lĩnh vực cũng đã biến mất, sở hữu tất cả khói đen lui tán, nhanh chóng co đầu rút cổ về tới thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Giờ phút này trên mặt đất, đang nằm tại mười mấy hai mươi dạ ma tộc yêu vương, chúng nằm ngáy o o, có vẫn còn chảy nước miếng, tự hồ đang làm cái gì mộng đẹp đồng dạng. Tê liệt, một đám dạ ma tộc phế vật, trước kia thổi trúng chính mình cùng cái gì ám sát chi như thần, thổi tới không biên giới rồi, còn nói chuyện này giao cho chúng, nhất định có thể ngăn cản cái này nhân loại, hiện tại còn không có thoáng cái đã bị người ta quật ngã rồi. Phần đông yêu vương thấy như vậy một màn, chửi ầm lên, tức đến méo mũi, chúng còn không có xuất thủ luyện hóa thế giới bổn nguyên đâu rồi, bọn này dạ ma tộc viện quân tự một tên cũng không để lại bị bắt lại, còn có thiên lý sao? Đây rốt cuộc là viện quân, hay là cho người ta đưa đồ ăn đấy? Vèo! Hạ Bình vung tay lên, địa ngục thần thông tỏa hồn liên. Lập tức, từng đạo màu đen xiền xích nhanh chóng ngưng tụ ra ra, theo hư không kéo dài đi ra ngoài, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh 20 dạ ma tộc yêu vương lập tức bị trói lại những này màu đen xiềng xích ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn có được tỏa hồn đoạt phách lực lượng một khi bị khóa hồn liệm dây xích khóa lại như vậy liền linh hồn đều bị khốn trụ trừ phi đối phương linh hồn năng lượng siêu việt hạ bình nếu không đời này đều khó có khả năng giải dụ thậm chí càng là giải dụ tỏa hồn liên lực lượng lại càng cường đại làm cho đối phương càng thống khổ những này dạ ma tộc yêu vương tuy nhiên lợi hại nhưng là linh hồn năng lượng muốn siêu việt hạ bình đó là không có khả năng sự nếu như những người khác muốn cường hành phá vỡ tỏa hồn liên lời mà nói, sẽ đem tỏa hồn liên, tính cả chúng linh hồn đều cùng một chỗ phá đi, song phương đã dung hợp lại với nhau. Cái này là địa ngục thần thông khủng bố chỗ, nhằm vào linh hồn, không cách nào đào thoát. Từ cổ chí kim, một khi bị địa ngục lính canh ngục tỏa hồn liên vây khốn, có thể kiếm thoát linh hồn tựu không có bao nhiêu, liền thần ma đều có thể khóa lại. Đáng chết, chạy mau. Phần đông yêu vương thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi tóc gáy dựng lên, từ trong đáy lòng tuôn ra một cổ đáng sợ hàng ý, chúng cảm thấy trước mắt cái này nhân loại thực lực thật sự là quá thâm bất khả trắc rồi, căn bản không thể địch lại được. Hiện tại liền chúng giúp đỡ, phần đông dạ ma tộc yêu vương đều rơi vào cái này nhân loại trong tay, chúng lần này tranh đoạt lưu liên thế giới xem như triệt để đã thất bại, căn bản không có khả năng luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên. Sưu sưu sưu. Không nói hai lời, chúng lập tức hướng phía xa xa bỏ chạy, rất nhanh chạy thục mạng có thế Hạ Bình đã sớm chú ý tới những này yêu vương động tác, nơi nào sẽ khiến cái này yêu vương bỏ chạy. Huyển thuật chân giải. Hắn ý niệm khẽ động, một cổ cường hoành thần niệm lập tức bao phủ cái này phiến đại địa, phản phất thần ma hàng lâm giống như, bao trùng ở phía xa bọn này yêu vương trên người, lập tức tự khiến chúng nó rơi vào rồi vô tận ảo giác chính giữa. Rầm rầm rầm. Một giây sau, những này yêu vương cũng theo sau dạ ma tộc yêu vương bước chân, mỗi một cái đều là té trên mặt đất, miệng sùi bọc mép, trực tiếp cứ như vậy ngất đi, bất tỉnh nhân sự rồi. Đóng lấy bọn này yêu vương cũng bị hạ bình nguyên một đám dùng tỏa hồn liên trói lại, không thể động đậy. Cái này, vậy thì giải quyết. Tả Dương đông bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau khiếp sợ. Bọn hắn tiếp nhiệm vụ này đã làm tốt rồi chết tổn thương một ít thái sơ thánh địa đệ tự ý định. Dù sao mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến đấu đều là cực kỳ tàn khốc đấy, không chết tức tổn thương. Nhưng là hiện tại bọn hắn không chỉ có thế không có chết tổn thương bất cứ người nào, thậm chí động liên tục tay cũng còn không có chỉ là đứng ở bên cạnh quan sát, sau đó chiến đấu tựu đã xong. Cái này lại để cho bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ một điểm cảm giác thành tựu, giống như tựu là dựa vào ông Hạ Bình đùi mới hoàn thành nhiệm vụ giống như, nội tâm lập tức tuôn ra một tia khó nói lên lời biệt khuất. Đại nhân, cái này là thái sơ thánh địa đệ tử sao? Thật sự là quá cường đại, chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một mình một người, rõ ràng tựu dễ dàng giải quyết bọn này yêu vương. Mã viễn các loại nhà mạo hiểm bội phục không thôi bọn hắn tính toán là chân chân chính chính kiến thức đến cái gì mới gọi là thái sơ thánh địa đệ tử quả thực so nghe đồn chính giữa yêu nghiệt khủng bố vô số lần vượt cấp khiêu chiến đã không tính sự rồi một cái solo một đám mới là thông thường hành vi cũng khó trách bọn hắn thủy chung không có biện pháp gia nhập thái sơ thánh địa trước kia bọn hắn còn không phục nhưng bây giờ triệt để phục rồi bởi vì cùng như vậy yêu nghiệt tương đối lời mà nói bọn hắn mỗi người đều là dông nhân căn bản không cách nào so sánh được kỳ quái không biết vì cái gì mặt khác đại nhân không có xuất thủ còn phải hỏi sao? Nhất định là hạ đại nhân một người xuất thủ có thể giải quyết, ở đâu cần mặt khác đại nhân xuất thủ. Đúng là như thế, liền hạ đại nhân đều có được như thế thực lực khủng bố, như vậy so hạ đại nhân cảnh giới rất cao tả đại nhân bọn người chỉ sợ thì càng thêm không phải chuyện đùa rồi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a, à, chỉ là pháp tướng cảnh có thể solo một đám lôi kiếp cảnh yêu vương, nếu như tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, đây chẳng phải là nói có thể cùng bất hủ cấp thánh nhân đối bính. Không thể nào đâu, không khỏi quá khoa trương điểm là có chút khoa trương, nhưng là nghe nói Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường khả năng có như vậy yêu nghiệt tồn tại. Phần đông nhà mạo hiểm nghị luận nhau nhau, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tả Dương Đông bọn người. Nhưng là nghe đến mấy cái này lời nói, Tả Dương Đông bọn người mỗi người đều là mặt đỏ tới mang tai, thập phần xấu hổ, nói thật bọn hắn so về hạ bình thực lực hay là xa xa không bằng đấy, không phải cùng một cái cấp độ nhân vật. Thực lực của bọn hắn đại khái là là cùng những này yêu vương không sai biệt lắm, dù cho cường đại một điểm, cũng là có hạn độ đấy sinh tử chém giết phía dưới, còn không biết ai thắng ai thua đây này. Nhưng bây giờ dính hạ bình ánh sáng, rõ ràng bị bọn này nhà mạo hiểm cho rằng là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể so với bất hủ cấp thánh nhân yêu nghiệt cường giả, bọn hắn chột dạ phải mệnh. Nhưng là lại để cho bọn hắn nói ra phản bác lời mà nói, bọn hắn cũng là không vui đấy, bởi vì cái này chẳng phải là thừa nhận chính mình xa xa không bằng hạ bình sao. Loại này chuyện mất mặt tình, bọn họ là kẻ đần mới có thể biết làm. Tả đại nhân, không biết thực lực của ngài so về hạ đại nhân như thế nào, chỉ sợ là xa xa cao hơn. Có người tốt kỳ hỏi. Câm miệng, ngươi đến tột cùng đang nói gì đấy, tả đại nhân thế nhưng mà lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, chỉ là trên lệch một bước có thể đột phá đến thánh nhân, thực lực như vậy không phải chuyện đùa, ở đâu khả năng so ra kém hạ đại nhân, nói ra loại lời này thật sự là không trôi qua đại não. Mã viễn hét lớn một tiếng, răng dậy cái này nhà mạo hiểm, nghĩa chính ngôn từ. Thực xin lỗi, đúng là như thế, là ta phóng túng rồi người nọ liên tục xin lỗi tả đại nhân ta cái này thủ hạ không hiểu chuyện hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân qua tha thứ hắn lúc này đây mã viễn thành khẩn xin lỗi nói không 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 đây chỉ là việc nhỏ việc nhỏ không coi vào đâu tả dương đông xấu hổ phải mệnh cũng không biết nên nói như thế nào hắn muốn nói khoác thực lực của chính mình cường đại nhưng là hạ bình tựu ở cái địa phương này nếu như bị hạ bình nghe được ở trước mặt đánh chính mình mặt lời mà nói chính mình chẳng phải là tại nhiều như vậy mặt người trước mất thể diện nói thật những người khác lời nói hắn không lo lắng nhưng là hạ bình cái này gậy quấy phân heo rất có thể làm được ra việc này hỗn đảng này tự hồ tựu là ưa thích khi dễ bọn hắn những này sư huynh căn bản chính là ác ma nghĩ tới nghĩ lui hay là vệ lương sinh những này sư đệ đáng yêu a à? tả sư huynh những này yêu vương xử trí như thế nào hạ bình đã đi tới sau lưng kéo lấy một đống yêu vương giống như hàng hóa tựa như kéo tới xoáy lên một đống bụi mù Thấy như vậy một màn, tả dương đông bọn người khóe miệng co giật, những này yêu vương đều là cùng bọn họ ngang cấp tồn tại, thánh nhân không ra tối cường giả, được cho một phương đại lão tồn tại. Nhưng là hiện tại bị Hạ Bình đánh choáng luôn rõ ràng rơi vào như vậy kết cục, giống như lốp xe tựa như bị bắt đến kéo đi, nếu chúng còn có thể còn sống trở về lời mà nói, chỉ sợ đời này đều lưu lại không thể xóa nhòa tâm lý oán hận. Giờ phút này, phần đông yêu vương, cùng với dạ ma tộc yêu vương, cũng dần dần tỉnh táo lại, chúng lập tức phát hiện trước mắt tình huống của mình.